siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 71 Nhìn thật là như thế, áo khải tây khôi phục tâm tình, nói ra, ta rất chờ đợi ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Mọi người thời gian đều rất quý giá, vậy liền không quan trọng lãng phí thời gian. La Quân nói ra, ta cùng ngươi khoảng cách là 3 mét, trên người của ta còn có hai quả cao bạo đạn, loại này cao bạo đạn ta nghiên cứu qua. Phạm vi nổ là tuyệt đối 10 mét, trong vòng 10 thước, không có một ngọn cỏ. 10 mét bên ngoài, mới có một đường sinh cơ, nhưng sinh cơ cũng rất nhỏ. Ngươi là hóa thần sơ kỳ, nhưng thân người pháp nhanh hơn ta không bao nhiêu. Phía sau ngươi là tường, mặc kệ ngươi hướng phía đó đột phá, ta nhìn ngươi đều phải cùng ta cùng chết. La quân đón đến, nói ra, các ngươi cái này ba cái tay súng, thương pháp rất cao, nhưng không bằng ta. Không bằng chúng ta thử diễn một chút, bọn họ hướng ta nổ súng, ta hướng ngươi dẫn bạo cao bạo đạn, xem bọn hắn đến cùng có thể hay không ngăn cản ta dẫn bạo. nếu như bọn họ đánh chúng tay ta, hoặc là ta mi tâm, ta tuyệt đối dẫn bạo không cao bạo đạn. áo khải tây sắc mặt lần nữa biến. hắn là hóa thần kỳ cao thủ, tuyệt đối mẫn cảm. hắn có thể phán đoán la quân có phải hay không đang nói láo, nhưng bây giờ hắn đã cảm ứng được loại kia tuyệt đối nguy hiểm. cái này là tử vong uy. nói cách khác là quân không có nói láo. Người quả nhiên lần nữa khiến ta kinh nha. áo khải tây bỗng nhiên nói ra. la quân từ tốn nói, không có một chút chuẩn bị, ta sao dám nhập ngươi miệng hổ? Người muốn muốn như thế nào? áo khải tây nói ra. la quân nói ra, bây giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà chính là ngươi muốn như thế nào. giết ta sao? đã muốn chết, ta không ngại mang lên ngươi đệm lưng. ta muốn đổi làm ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. cái này một cái chớp mắt. Trầm Mặc Nùng các loại tâm tình người ta là theo địa ngục lên tới thiên đường. Trầm Mặc Nùng cảm thấy theo La Quân, quả nhiên là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ thoải mái chập trùng, liên miên không ngừng a. À. Hắn tuổi còn nhỏ, liền giống như là liệu sự như thần gia cát, không có cái gì là hắn không nghĩ tới. Áo Khải Tây Trầm Mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, như vậy đi, các ngươi đem mỗi người truyền tin thiết bị toàn bộ vứt ra. Ta để cho chúng ta người đem thương ném. Sau đó thì sao? La Quân hỏi. Áo khải tây nói ra, sau đó, chúng ta mỗi người lui về phía sau, cho các người 5 phút đồng hồ thời gian đào mệnh. Sau 5 phút, chúng ta lần nữa triển khai truy sát, đến lúc đó sinh tử từ mệnh. Áo khải tây tiên sinh, người ngược lại là cân nhắc rất lợi hại chu toàn. Đã muốn bảo mệnh, lại còn là muốn giết ta nhóm. Bất quá, cuối cùng là cũng cho chúng ta một đường sinh cơ. Cái kia có thể, cứ làm như thế đi có điều hai chúng ta tên đặc công đã không có lực lượng chạy trốn, điều này hiển nhiên không công bằng. Áo Khải Tây nói ra, ta có thể cho bọn hắn giải dược. Vậy liền phiền phức, La Quân nói ra. Sau đó, Áo Khải Tây đem giải dược lấy ra, Âu Dương rơi lên trên trước cầm giải dược, sau đó cho Linh Chi một hạt. Hai người ăn giải dược về sau, cũng xác định lực lượng khôi phục. Như thế về sau, La Quân cười một tiếng, nói ra, Áo Khải Tây tiên sinh quả nhiên là người đáng tin vậy thì tốt lúc này xin mời tiến hành bước kế tiếp đi áo khải tây liền nói với thủ hạ mọi người đem thương để xuống đi cái kia ba tên thủ hạ đem thương ném trầm mặc nùng nói ra các ngươi hẳn là sẽ không chỉ đem một khẩu súng a cái kia ba tên thủ hạ sắc mặt nhất thời có chút khó coi toàn bộ đều ném áo khải tây nói ra cho nên bọn họ lại các ném một khẩu súng đi ra ta hiện tại có thể lui về phía sau a áo khải tây nói ra. Đương nhiên có thể, La Quân mỉm cười, sau đó, hắn lại hướng trầm mặc nùng đám người nói, các người hướng ta dựa sát vào. Trầm mặc nùng cùng Âu Dương rơi cùng Linh chỉ biết La Quân ý thức, tại La Quân trong vòng 10 thước mặc dù sẽ bị tạc được thịt nát xương tan, nhưng là đồng thời, địch nhân cũng không dám tới gần, bởi vì bọn hắn cũng không muốn theo thịt nát xương tan. Âu Cây Di xuất ra rất lớn thành ý. La Quân bọn người tụ lại cùng một chỗ, cây okay gì ba tên thủ hạ cũng mỗi người lui về phía sau, mọi người muốn cho la quân đoàn người này nhường ra một con đường sống tới. Cái này cục diện bế tắc cứ như vậy bị đánh phá. La quân không có khả năng cầm trong tay cao bạo đạn ném rơi, bởi vì đây là quan hệ đến hắn thân ra tánh mạng. Ok gì bọn người chỉ cần rời xa la quân, cũng là giữ được tính mạng. Trong lúc này, cái kia nhẹ, cái kia nặng là vừa nhìn thấy ngay. Cũng là tại lúc này, La Quân đột nhiên đem hai cái cao bạo đạn lấy ra. Hắn đột nhiên thì hướng về sau phương cường lực ném đi qua. Hai cái cao bạo đạn phương hướng là hướng về cái kia ba tên cao thủ phụ cận ném đi. Trong nháy mắt, ba tên cao thủ liền cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ, bọn họ không lo được hắn, cấp tốc hướng bên ngoài biệt thự bỏ chạy. Cái này hai cái cao bạo đạn uy lực, đủ để đem biệt thự nửa bên phá hủy, cũng sẽ phá hư biệt thự chủ chốt kiến trúc. Chẳng ai ngờ rằng, là quân thế mà sẽ làm như vậy. Hắn hoàn toàn không có theo thói quen ra bài. ầm ầm trong nháy mắt, hai đoàn mây hình nấm mang theo điện quang chấn động càn khôn. Toàn bộ biệt thự mãnh liệt chấn động, tiếp lấy bức tường đổ sụp, khói đen cuồn cuộn. Mạch điện thiết bị bị phá hư, tiếp lấy ánh lửa hừng hực mà lên. Cái kia ba tên cao thủ đã ra biệt thự, biệt thự nửa bên đều đã sụp đổ. OKG ba tên thủ hạ lúc này căn bản không có cách nào đến nhờ gần OKG la quân là đoạn okg đường lui cũng là tại lúc này la quân lệ quát một tiếng nói bắt hắn trầm mặc nùng cùng âu dương rơi còn có linh chi lĩnh mệnh cấp tốc hành động hướng về okg truy sát mà đi okg cũng không sợ trầm mặc nùng ba người này chỉ là la quân còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn lập tức xoay người bỏ chạy okg thân hình như điện cấp tốc từ cửa sau cướp đường mà đi la quân cũng lập tức đuổi theo cái kia chi Browning súng lục đã nơi tay, ngay tại OKG từ cửa sau ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, lúc này, La Quân nổ súng. Liên tục ba viên đạn phanh 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 sen lẫn bắn ra, ba viên đạn toàn bộ đánh vào OKG trên đùi. Cho dù OKG thân thể cường hãn vô cùng, nhưng thốt nhiên ở giữa, thân hình hắn cũng vẫn là đình trệ một cái chớp mắt. La Quân tiếp lấy lại nhất thương đánh vào OKG trên cổ, một thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là sát cổ đi qua, nhưng lại làm bị thương Âu Cây Di động mạch. Âu Cây Di cấp tốc khống chế động mạch, hút lại máu tươi. Thương thế kia đối với người bình thường tới nói là chí mạng, nhưng đối Âu Cây Di tới nói cũng không đi chí mạng. Nhưng muốn mạng là, nếu như Âu Cây Di tiếp tục vận động dữ dội, như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân cùng trầm mặc nùng bọn người cấp tốc đuổi theo ra tới. Âu Cây Di mặt như cho tàn, dạng này kết cục hiển nhiên là hắn không nghĩ tới về phần cái kia khang lão lớn, lúc này mới lảo đảo chạy ra đến. La quân đi vào Cây gì trước mặt, hắn nói ra, ngươi chỉ cần hợp tác, ta không sẽ giết ngươi. Cây gì đắng chát mặt mũi tràn đầy, La quân tiến lên nhất trưởng đem Cây gì cắt choáng. Sau đó, bọn họ gấp rút rời đi hiện trường. Về phần cái kia còn lại ba tên cao thủ, trung thực tới nói, La quân đã cũng không e ngại bọn họ. Nhưng là hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên liền trực tiếp đi sau đó liền ngay tại như vậy ác liệt tình thế hạ la quân không chỉ có biến nguy thành an hơn nữa còn đem đối phương thủ lĩnh cho bắt sống sau đó trầm mặc nùng suy nghĩ kỹ một chút nàng đều cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng đổi lại là nàng có thể còn sống ra ngoài đã là may mắn nhưng dạng này kỳ thích quả thực là bị la quân làm được âu cây gì tù vi rất cao muốn dùng súng bắn bên trong Âu cây di là rất lợi hại không dễ dàng nhưng là OKG nóng lòng đào tẩu, tại đi ra ngoài một cái chớp mắt, ngưỡng cửa giá trị OKG biến hóa. Là quân kỳ diệu tới đỉnh cao bắt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Cơ hội này là chớp mắt là qua, cô rê quân nắm chặt. Cho nên, OKG cắm. Tại vùng ngoại ô một chỗ địa phương bí mật, OKG máu đã ngừng. La quân dùng tuyệt đỉnh thủ pháp đem OKG huyệt đạo phong bế, cái này huyệt đạo bị phong, thân thể y nguyên có thể động. Nhưng là một khi vận động dữ dội, mạch máu liền sẽ bạo liệt. Dưới ánh trăng, OKG sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cũng cần phải nói, lúc này OKG nản trí tới cực điểm. Hắn cảm nhận được nhân sinh lần thứ nhất thảm bại, tốt đẹp như vậy cơ hội, rất tốt tình thế, sau cùng lại thua thất bại thảm hại. Vì cái gì, ta sẽ thua bởi ngươi. OKG nhìn không được hướng La Quân hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, thực rất đơn giản, bởi vì ngươi nắm vững thắng lợi bởi vì ta được ăn cả ngã về không, người nắm vững thắng lợi phía dưới, không chịu liều mạng, không chịu lấy mạng đổi mạng. Cái này giống như là hai cái đọ sức người, một cái có chủ tâm muốn đối phương chết, một cái sợ thương tổn chính mình vũ mau. Cho nên, dù cho chúng ta lực lượng tranh lệch cách xa, nhưng ta bắt lại ngươi, cũng không phải là cái gì rất lợi hại khó có thể lý giải được sự tình. Nếu như ngươi hôm nay chỉ có một người tới, nếu như ngươi cấp trên nói với ngươi, kết thúc không thành nhiệm vụ, trở về ngươi liền phải chết, như vậy hôm nay, ta đoạn không có khả năng đạt được. Ok gì trầm mặc đi xuống. Trầm mặc nùng ba người đứng sau lưng La Quân, hoàn toàn lấy La Quân như thiên lôi sai đầu đánh đó. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ok gì, người cái này một thân tu vi kiếm không dễ. Cho nên, người yêu quý người vũ mau, đây là nhân chi thường tình. Người nha, nắm giữ càng nhiều, càng là sợ hãi tử vong. Tự sát phần lớn là không có gì cả người mà chúng ta đối tính mệnh của ngươi, thật sự là không có hứng thú quá lớn. Các ngươi trong tổ chức cao thủ như mây, giết ngươi cùng không giết ngươi, khác nhau cũng không lớn. Ta ý nghĩ, ngươi minh bạch đi. Âu okay gì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía La Quân, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi lời nói, ta một chữ cũng sẽ không lại tin tưởng. Ngươi không phải liền là muốn ta thả hứa đồng sao. Rất lợi hại đáng tiếc, cái này đã không có khả năng. La Quân nói ra, cứu hứa đồng là ta nhiệm vụ, nàng chết, thương tâm là Trần Lăng. Với ta mà nói, không có quá lớn cái gọi là. Nhưng là ta đưa người cái này cao tầng bắt về, lại là một cái công lớn. Người trở lại chúng ta hoa hạ về sau, chờ đợi người chính là băng lãnh phòng thí nghiệm. Có lẽ người sẽ bị ngâm mình ở sơ lốc lâm thủy bên trong làm gốc đến ngọn. Hắn sau đó cười một tiếng, nói, tin ta cũng tốt, không tin ta cũng tốt. Đường là chính người tuyển, nếu như ngươi thật tại không nguyện ý giao ra hứa đồng. Vậy dĩ nhiên là có thể, chúng ta đều bắt ngươi không có cách nào. Cái kia cũng chỉ phải đưa ngươi mang về Hoa Hạ. Okay gì lần nữa trầm mặc đi xuống. Có điều còn có cái rất thú vị sự tình nha." La Quân cười cười, Trần Lăng là Quân thần, tại Hoa Hạ cao tầng bên trong, địa vị cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng. Nếu như nữ nhi của hắn chết thảm, đến lúc đó hắn hội làm sao tra tấn ngươi, vậy ta nhưng khó mà nói chắc được gì hít sâu một hơi nói ra ngươi có thể làm được chủ sao la quân nói ra chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận ta nhiệm vụ lần này là cứu hứa đồng chỉ cần có thể cứu ra hứa đồng hắn ta xử trí như thế nào chúng ta phía trên cũng sẽ không có lời nói cho nên ngươi cảm thấy ta có thể hay không làm cái này chủ đâu gì nói ra ta có thể toàn lực hợp tác với ngươi nhưng là ta không thể giúp ngươi cứu ra hứa đồng. Bởi vì hứa đồng không có nắm giữ trong tay ta, nhưng ta có thể cho ngươi càng nhiều tin tức. Nếu như vậy ngươi không hài lòng, ta cũng không có cách nào. Là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Là quân chăm chú nhìn OKG. Okay hắn có thể cảm giác ra OKG okay không có nói sai. Cái này OKG, okay chính là thật sự ký sinh thú. Điểm này, là quân một đã sớm biết. Bởi vì theo sau khi đi vào, hắn bút thì biến thành ánh sáng màu lam. Ok gì, là quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, người nói, các người loại này ký sinh thú, có khả năng hay không hướng nhân loại quy hàng. Mà ta lại có thể hay không tín nhiệm người loại này quy hàng. Ok gì nhìn la quân liếc một chút, nói ra, vấn đề này, rất lợi hại không cần thiết. Bởi vì thì coi như chúng ta có thể tín nhiệm, các người cũng vĩnh viễn sẽ không thật tin mặc chúng ta. Ta chỉ muốn muốn một đầu sinh lộ, người nguyện ý cho, chúng ta không giữ quy tắc làm ngươi không nguyện ý cho ta chỉ có thể nhận mệnh bởi vì ta thật đã không còn cách nào khác coi như ta thả ngươi các ngươi tổ chức người sẽ bỏ qua ngươi sao la quân hỏi cây okay gì trầm mặc đi xuống hắn nói ra từ đó đào vong cũng tốt hơn bị các ngươi nhốt vào băng lãnh phòng thí nghiệp hoặc là ngâm vào sơ lốc lâm trong nước ta cũng nên hướng về một đường sinh cơ kia mà đi nỗ lực không phải sao la quân nói ra thực coi như không có tín nhiệm chuyện này cũng không có gì, chúng ta chỉ cần nắm chặt mạng ngươi là được, bởi vì ngươi tiếc mệnh, cho nên ngươi có thể đầu nhập vào ta, ta mang ngươi về Hoa Hạ, chúng ta hội nghiên cứu ra có thể trưởng khống ngươi virus. Sau đó, ngươi cho chúng ta hiệu mệnh, đồng thời chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngươi ở trên đời này sống một lần không dễ dàng, mà ngươi ủng có nhân loại thân thể, còn có như vậy cao thâm tu vi, đây càng là một loại chứa đại tạo hóa, cho nên Ngươi cần phải so với chúng ta càng tiếc mệnh. Ok cây gì trầm ngâm một lát, hắn nói ra, tốt, ta đáp ứng đầu nhập vào ngươi. Ta phải biết, đã rơi vào trong tay ngươi, ta liền không có lại xoay người cơ hội. La Quân nói ra, cũng không cần muốn bi quan như vậy, cái thế giới này rất tốt đẹp. Cho các ngươi tổ chức bán mạng là một loại hoạt pháp, nhưng cái thế giới này mỹ hảo tồn tại, người hưởng thụ sinh hoạt, cũng là một loại hoạt pháp, chung quy đều là còn sống okg okay nói ra có lẽ ngươi nói đúng trầm mặc nùng nhịn không được nhắc nhở la quân nói ra ký sinh thú tính cách giảo hoạt chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn lời nói la quân cười một tiếng nói ra ký sinh thú tính cách giảo hoạt mà vô xỉ nhưng ta tin tưởng trong tay ta okg okay chơi không bày cho tới cái này trầm mặc nùng liền không biết nên nói cái gì cho phải la quân tiếp lấy cười một tiếng nói ra bởi vì ta có thể so ký sinh thú càng thêm giảo hoạt càng thêm vô sỉ. Okay gì nói ra, người xác thực luôn như vậy người. La quân nói ra, tốt như vậy đi, người nói cho ta biết, hứa đồng hiện tại ở nơi nào. Okay gì nói ra, nói thật đi, các người thực đã không có bất luận cái gì có thể có thể cứu ra hứa đồng. La quân bọn người lập tức bị kinh ngạc. La quân rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn tự tốn nói, okay gì người muốn đầu nhập vào ta, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối nhưng nếu như ta không gặp được ngươi thành ý ta không ngại dùng tàn nhẫn nhất biện pháp đến trừng phạt ngươi qua loa okg nói ra chính là bởi vì ta chân tâm đầu nhập vào cho nên mới sẽ không nói dối lời nói lừa gạt ngươi la quân nói ra hứa đồng hiện tại đi nơi nào okg nói ra hứa đồng đã được đưa đến tổng bộ về phần tổng bộ ở nơi nào ta không biết mà lại hứa đồng tại chúng ta bắt đến nàng thời điểm liền đã để ký sinh thú chui vào đến nàng trong não vực Ok gì tiếp tục nói, ký sinh thú tiến vào não vực về sau, ba ngày thời gian liền có thể cùng người não vực hòa làm một thể, từ đó trưởng khống não vực. Hiện tại thời gian đã qua hai ngày, chỉ còn lại có một ngày thời gian. Nếu như trong vòng một ngày này, không đem ký sinh thú lấy ra, thì coi như các người cứu ra hứa đồng, đó cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhân là chân chính hứa đồng liền liền đã chết. Trầm mặc nùng bọn người nghe vậy trái tim vô hạn chìm xuống, nhiệm vụ này, quá gian khổ, một ngày thời gian đủ sao phải cứu ra hứa đồng còn muốn đem ký sinh thú lấy ra đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ có điều mặc kệ như thế nào trầm mặc nùng cũng còn vừa vặn chút hy vọng bởi vì trước mắt la quân là cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người la quân lúc này cũng không nói lời nào ok gì sau khi nói xong cũng nhìn về phía la quân la quân trầm ngâm sau một lúc lâu hắn nói ra ta nghĩ đi tổng bộ cứu người hẳn là không có khả năng này đúng không okji nói ra không sai hắn đón đến nói thứ nhất tổng bộ ở nơi đó đó là cái thiên đại bí mật ta không biết thậm chí ta cũng không biết có ai biết thứ hai trong tổng bộ năng lượng là chúng ta vô pháp tưởng tượng liền xem như trần lăng đi bảo đảm cũng là đã đi là không thể trở về bằng vào hai điểm này cho nên trên cơ bản đi tổng bộ cứu người là không thể nào cho nên ta cũng nói, các người phải cứu hứa đồng, trên cơ bản là không thể nào. La Quân nói ra, lời nói đừng bảo là như vậy tuyệt đối, hứa đồng bất quá là cái tiểu nhân vật. Không nhất định chúng ta nhất định phải đi đắng tâm thích lự tìm cái gì tổng bộ, đi cái gì tổng bộ cứu người. Chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, liền có thể để cho các người tổng bộ ngoan ngoãn đem hứa đồng giao ra, hơn nữa còn được đem ký sinh thú lấy ra. Thẻ đánh bạc, cái gì thẻ đánh bạc? Trầm mặc nùng hỏi. OKG okay cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, "OKG, okay ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu ký sinh thú bí mật?" OKG okay lập tức nói, "Biết không coi là nhiều, rất nhiều mệnh lệnh đều là đến từ bên trên. Chúng ta thậm chí không biết tại sao muốn làm như thế." Trầm Mặc Nùng lập tức nói ra, "Ngươi nói láo, ngươi chính là hóa thần tu vi, cao thủ như thế, sao có thể có thể hoàn toàn không biết gì cả?" OKG okay nói ra, "Ta không có nói láo." Bởi vì tổng bộ không muốn bất luận kẻ nào biết bí mật, cho nên chúng ta phương thức liên lạc đều là một đường. La quân ngăn cản trầm mặc nùng nói tiếp, hắn nói ra, người không có khả năng cái gì cũng không biết, đưa người duy nhất biết rõ, nói hết ra đi. Cây okay gì nói ra, ta chỉ biết là, có một cái thần bí tổng bộ. Trong tổng bộ còn có 12 tên hoàng đế, đương nhiên, bọn họ cũng không phải thật sự là hoàng đế, mà chính là lấy thế giới các đại đế đến mệnh danh. Còn là cái kia 12 hoàng đế, ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là ta cấp trên ngoại hiệu chính là Hán Vũ đế. La Quân gật gật đầu, nói ra, vậy ta hỏi ngươi, Hán Vũ đế hiện tại ở nơi nào? OKG okay nói ra, tại Luân Đôn. La Quân nói ra, tại Luân Đôn làm cái gì? OKG okay nói ra, từng bước xâm lấn Luân Đôn hoàng tộc, nhưng cụ thể xâm lấn đến mức nào, ta cũng không biết. Ta vốn là Luân Đôn bên này người cho nên lần này bắt cóc hứa đồng sự kiện là từ chúng ta luân đôn phương diện phái người đi ra. La Quân nói ra, hiện tại người ba thủ hạ đã biết người bị ta bắt, bọn họ có thể cùng mặt trên liên hệ sao? Âu Cây Di lắc đầu, nói ra, không thể, ta là bọn họ duy nhất cấp trên. Chỉ có ta mới có thể liên hệ đến bọn họ. La Quân nói ra, vậy rất tốt, dạng này liền có thể cam đoan hán vũ đế bên kia cũng không biết người bị ta bắt sự tình. Người muốn đối hán vũ đế động thủ. Âu okay gì bị kinh ngạc, nói ra. La quân nói ra, không sai. Người biết bí mật thiếu, nhưng ta muốn hán vũ đế biết bí mật cần phải càng nhiều. Dùng hắn đến đổi một cái hứa đồng, không có gì độ khó khăn a. À. Âu okay gì nói ra, nhưng là... Trầm mặc nùng ba người nghe vậy nhãn tình sáng lên, bởi vì la quân lời nói làm cho các nàng có loại đẩy ra vân vụ mỗi ngày rõ ràng cảm giác. Nhưng là cái này rất khó, đúng hay không? La quân nói ra, ta biết, đương nhiên rất khó. Tới nơi này nghĩ cách cứu viện hứa đồng vốn là một kiện rất lợi hại chuyện khó. Hắn theo rồi nói ra, tốt, hiện tại không nói nhiều. Chúng ta trước chạy tới Luân Đôn, thời gian thì là sinh mệnh. Là quân bọn người lập tức liền lấy Land Rover tiến về Luân Đôn phương hướng, từ Âu Dương rơi lái xe. Đêm tối đi đường. Trên xe, là quân nói ra, ok gì, người không cùng ta dở trò gian A. Ok gì không khỏi cười khổ, nói ra, ta sao dám. La quân nói ra, ta biết, không có người không dám sự tình. Người cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ như cái bộ dáng này đi ra, bất quá, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi không có lửa gạt ta. Bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi không muốn chết tâm. Người biết, ta giết lên người đến, quả thực không giống cơ quan nhà nước nhân viên, ngược lại càng giống một cái ma đầu. Điểm này, OKG không thể không thừa nhận. Bởi vì La Quân tiến vào biệt thự kia về sau, mắt cũng không chấp, liền trong nháy mắt giết 20 người. Loại này tác phong, thật đúng là không hề giống là nhân viên công chức. Âu cây okay gì ủ rũ, nói ra, không sai, người xác thực giống một cái ma đầu. Hoặc nói, người vốn là, ta thật tại hiếu kỳ, quốc gia các ngươi là như thế nào bồi dưỡng được loại người như ngươi mới đến. La Quân nói ra, cái này cũng đừng thảo luận, hiện tại chúng ta vẫn là thảo luận một chút hán vũ đế đi hán vũ đế tu vi như thế nào? Âu cây okay gì nói ra, thâm bất khả chắc. La quân nói ra, làm sao theo thâm bất khả chắc pháp? Âu cây okay gì nói ra, ta gặp qua hán vũ đế hết thảy năm lần, nhiều khi là thông qua điện thoại đến câu thông. Nhưng cho dù là ta tu vi, cũng có thể cảm nhận được đến từ hán vũ đế mãnh liệt cảm giác áp bách. La quân nói ra, vậy xem ra lần này thật rất khó, có thể thành công hay không, liền dựa vào ngươi. Dựa vào ta, Ao Cây okay gì bị kinh ngạc. La Quân sông trầm mặc nùng nói ra, "Lâm Sương, ta biết trên người ngươi có một ít cỡ nhỏ bom, đúng hay không?" Trầm Mặc Nùng nao nao, "Trên người nàng nơi đó có cái gì cỡ nhỏ bom a?" À? Nhưng là nàng cũng là thông minh người, lập tức liền nói ra, "Không sai." "Cho ta một hạt." La Quân nói ra. Cái này hạt chữ rất tốt nhắc nhở Trầm Mặc Nùng, không thể không nói, La Quân là cái tâm tư tỉ mỉ người. "Vâng." Trầm Mặc Nùng nói ra trầm mặc nùng xuất ra một hạt kẹo cao su, liền đem kẹo cao su đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận kẹo cao su, sau đó sông Âu Cây Di nói ra, tại đi gặp Hán Vũ Đế trước đó, ta sẽ để cho ngươi nuốt viên này cỡ nhỏ bom. Điều khiển tại ta trên tay, ta cùng đi với ngươi gặp Hán Vũ Đế. Ta muốn ngươi đánh lén Hán Vũ Đế, ngươi khác không cần nghĩ, chỉ cần hắn thụ thương. Chỉ cần hắn thụ thương, hắn liền giao cho ta tới làm. Nếu như ngươi làm không được, hoặc là bán ta cái kia cũng không cần gấp, ta dẫn bạo cỡ nhỏ bom, ta cùng đi với người gặp Diêm Vương ra. Người nhìn dạng này coi như công bình a. À. Ok gì sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy mình quả nhiên là như thế nào cũng trốn không thoát la quân khống chế. La quân nói ra, viên này cỡ nhỏ bom uy lực rất nhỏ, bình thường đều là chúng ta tới đem kiếm chống đạn nổ tung một cái lỗ nhỏ các loại. Người bụng tuy nhiên kiên cường như sắt, nhưng đoán chừng cũng không chịu nổi cái này tiểu bom như thế sắp vỡ a. À. Đương nhiên, ta có phải hay không hù ngươi, chính ngươi cũng cảm giác được. Trên thực tế, đây là thật kẹo cao su, tránh thức kẹo cao su đương nhiên không thể để cho OKG cảm giác được nguy hiểm. Nhưng di là muốn đi đối phó Hán Vũ Đế dạng này cao thủ, trong lòng của hắn khó tránh khỏi khẩn trương. Đủ loại tình thế, đều sẽ để OKG mất đi chính xác phán đoán. Cho nên, La Quân không có lập tức để OKG đến ăn kẹo cao su bởi vì hắn sợ OKG hội phát giác đây mới thực là kẹo cao su. Mà OKG cũng không nghi ngờ gì, bởi vì hắn hội coi là, là quân là sợ hắn lợi dụng cường đại dạ dày công năng, trực tiếp đem cỡ nhỏ bom theo thể nội bài xuất đi. Song phương lúc này đều là từng người mang ý xấu riêng. Ta OKG muốn nói lại thôi. Là quân nói ra, ta biết, cái này rất khó. Nhưng vì người tính mạng của ta, cho nên chúng ta thì miễn vì khó một cái đi mỗi người đều cố gắng một chút, tranh thủ ra một đường sinh cơ đến mà. Âu Cây Di nói ra, ta đối hắn vũ đế bên người tình huống, cũng không có rất lợi hại giải. Cũng không biết bên cạnh hắn còn có bao nhiêu cao thủ, lần này ta không có đạt được hắn cho phép, tự tiện đi vào Luân Đôn. Chỉ sợ hắn đã sinh nghi, hắn như sinh nghi, còn muốn ám toán hắn, vậy thì càng thêm khó. Khó, đương nhiên khó. La Quân nói ra, nói láo ta thì không thay người nghĩ, làm sao thao tác, cái kia đều nhìn ngươi. Ok cây gì đắng khuôn mặt. La quân còn nói thêm, còn có, ta cho ngươi bán cái bí mật. Cái kia chính là Trần Lăng đã đi hướng nước, mà tại Yến Kinh bên kia là Trần Lăng thế thân. Bí mật này, ngươi có thể mang cho Hán Vũ Đế. Ta có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này. Trầm mặc nùng bọn người bị kinh ngạc. Trầm mặc nùng không nghĩ tới La quân đem trọng yếu như vậy bí mật thế mà đều nói cho ok gì. Nhưng lúc này, trầm mặc nùng cũng không dễ nói thêm cái gì bởi vì dù sao hết thảy đều là la quân tại chủ đạo mà lại la quân cũng là đang bốc lên sinh tử kỳ hiểm okji okay nói ra ta được suy nghĩ thật kỹ la quân nói ra người từ từ suy nghĩ đi hắn nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần trầm mặc nùng ở một bên thấy thế không khỏi có chút im lặng bởi vì trong nội tâm nàng là vô cùng lo lắng lo lắng vạn phần vô luận là hứa đồng tình cảnh vẫn là lần này đi bắt hán vũ đế hung hiểm, đây đều là tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố. Còn có, nước bên kia, ký sinh thú tổ chức âm mưu cũng quá kinh khủng. Đó là liên quan đến toàn nhân loại, nhiều chuyện như vậy đan vào một chỗ, đã đầy đủ để trầm mặc nùng sứt đầu mẻ chán, ăn ngủ không yên. Nhưng hết lần này tới lần khác, là quần cái này 15 tuổi thiếu niên, lại có thể vào lúc này như thế thảnh thơi thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần. Trầm mặc nùng có thể cảm nhận được la quân nội tâm là thật rất bình tĩnh, đó cũng không phải một loại da vẻ thông minh, cùng da vẻ chấn định. Âu cây okay gì cũng có thể cảm nhận được la quân bình tĩnh, hắn tu vi cao thâm, tự nhiên biết la quân không phải đựng. Hắn cảm thấy la quân tuy nhiên tu vi không bằng hắn, nhưng lại phá lệ chấn định cùng bầy mưu tính kế. Âu cây okay gì tại hán vũ đế trên thân cảm nhận được qua cao thâm mà chắc bốn chữ này, mà lúc này, hắn cùng la quân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hắn tiếp xúc càng sâu, ngược lại càng phát giác khó có thể mò thấy La Quân, càng thêm cảm thấy La Quân cũng là cao thâm mà chắc. Dạng này người, thật đáng sợ, Âu Cây Di âm thầm nói ra. Trầm mặc nùng lại đang âm thầm nghĩ, lấy La Quân trí tuệ cùng bố cục, chỉ sợ là có thể làm đời sau quốc an tổng cục dài đến bồi dưỡng. Cho dù là phụ thân, chỉ sợ tại một số phương diện cay độc cũng không bằng La Quân. Trầm mặc nùng phụ thân liền chính là quốc an tổng cục lớn lên trầm kinh lược đến Luân Đôn thời điểm, chính là dạng sáng 4 giờ. Luân Đôn tòa này phồn hoa trong đại thành thị vẫn là nhà nhà đốt đèn, đèn đường uốn lượn nếu như hàng dài. Xe thì đứng ở sông thêm một bên trên một con đường. Đã là tháng 7 hạ tuần, mặc dù là lúc dạng sáng, nhưng lúc này không khí phá lệ tươi mát, khiến người ta rất cảm thấy hài lòng. Trên đường không có gì xe cộ. Chúng ta ít nhất phải chờ đến hừng đông. Ok gì rất lợi hại gian khó nói. La Quân nói ra, vì cái gì? Âu Cây Di nói ra, muộn như vậy quấy rầy hán vũ đế, này lại làm tức giận hắn. La Quân nói ra, ta dựa vào, đều muốn chơi hắn người, còn sợ làm tức giận hắn. Chính là muốn nửa đêm quấy rầy hắn, lúc này mới có thể thể hiện ngươi là 800 dặm khẩn cấp tới tìm hắn. Âu Cây Di nói ra, ta lúc này gọi điện thoại cho hắn, muốn nói gì đâu. La Quân nói ra, người suy nghĩ lâu như vậy, liền không có suy nghĩ ra gật đầu tự tới sao. Âu Cây Di nói ra, ta có thể nói cho hắn biết, nói ta bắt đến hoa hạ phương diện phái tới nghĩ cách cứu viện hứa đồng cao thủ. Ngươi nói tiếp, La Quân nói ra. Âu Cây Di nói ra, sau đó sau đó ta đưa ngươi nói cho ta biết liên quan tới Trần Lăng bí mật kia nói cho hắn biết. La Quân nói ra, bí mật này, ngươi không thể ở trong điện thoại nói. Ở trong điện thoại nói, hắn vạn nhất không tới gặp ngươi, trực tiếp báo cáo tổng bộ đâu. Âu Cây Di nói ra, vậy cũng được, ta liền nói ta bắt đến một cao thủ, sau đó dẫn người đi gặp hắn. La Quân nói ra, cái này chúng gió hiểm rất lớn, bởi vì không biết bên cạnh hắn có cao thủ gì. Không biết hắn hội lấy phương thức gì gặp người cũng không thể đem chỗ có cơ hội đều ngăn ở một cái vận khí phía trên. Vậy ngươi cho là nên như thế nào? Âu cây okay gì nói ra? Trầm mặc nùng bọn người kiên nhẫn nghe. La Quân trầm ngâm nói, muốn vây giết một cao thủ như vậy, lấy thực lực chúng ta, vô luận như thế nào cũng sẽ không có sách lược vẹn toàn. Nhưng là, sự kiện này chúng ta lại không thể không làm. Ok gì nói ra, không sai, xác thực là phi thường khó giải quyết. Thực ta cho rằng, chúng ta là căn bản không có cơ hội này. Chỉ muốn đi vào tìm hán vũ đế, cái kia chính là đang tìm cái chết. La quân lắc đầu, nói ra, ta không tin. Hắn trầm ngâm, trầm mặc nùng mấy người cũng theo trầm tư. Sự kiện này độ khó khăn ngay tại ở, mọi người đối hán vũ đế giải quá ít, mà OKG cây di tình báo cũng là ít càng thêm ít. Một giờ cứ như thế trôi qua. Đây là khó qua trầm mặc. Lúc này, là quần bỗng nhiên nói ra, "OKG, cây di, người gọi điện thoại cho hán vũ đế. Thì hiện tại, OKG cây di bị kinh ngạc, hắn nói ra, ta nên nói cái gì? Là quần nói ra, người cái gì đều không cần nói, lưu cho ta đến nói với hắn. Ok gì không dám phản kháng, liền nói ra, tốt ra à? Ok cây gì rất nhanh liền bấm hán vũ đế điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Là quân đem âu cây gì điện thoại di động cầm qua, hắn nghe được điện thoại bên kia truyền đến một tiếng một ngạt uy. Là cái trung niên âm thanh nam nhân, nhưng cũng nghe được, nửa đêm bị quấy dày vị nhân huynh này là phi thường khó chịu. Mà lại, hán vũ đế nói là tiếng hoa. Đây là vô ý thức lời nói, hắn là cái người hoa. Là quân cười nhạt một tiếng, nói ra, người tốt hán vũ đế bên kia giọng nói nhất thời biến, nói ra, ngươi là ai? La quân nói ra, ốc cây okay gì trong tay ta? Hán vũ đế nói ra, ngươi là hoa hạ quốc an phái tới nghĩ cách cứu viện hứa đồng người. Không sai, La quân nói ra. Hán vũ đế nói ra, không tệ không tệ, tại Trần Lăng không có tới tình huống dưới, các ngươi lại có thể đem ốc cây okay gì bắt lấy. Hoa hạ quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. La quân nói ra, ta hy vọng, các ngươi có thể sử dụng hứa đồng đến đổi di tánh mạng. Không đổi, Hán Vũ Đế rất thẳng thắn nói ra. Một tiếng này không đổi nói ra về sau, di sắc mặt nhất thời biến. La Quân là mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, cho nên tất cả mọi người nghe được. di nhất thời đối với mình phản bội lại không ái náy cảm giác, trong tổ chức đối với hắn dạng này xuất sinh nhập tử lão thần chỗ biểu hiện lương bạc, quả thực là khiến người ta thất vọng đau khổ. La Quân nói ra hứa đồng mệnh, xác thực so Okji phải hữu dụng nhiều. Nàng có thể kiềm chế lại Trần Lăng, người không đổi, ta cũng giải. Bất quá, người bây giờ nói chuyện, Okji thế nhưng là đã nghe được. Ta không biết, hắn có thể hay không thổ lộ ra một chút chúng ta cảm thấy hứng thú bí mật tới. Cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, La Quân thì cúp điện thoại. Trầm Mặc nùng nói ra, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? La Quân nói ra, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nước bên kia bí mật, okay gì ngươi là không rõ lắm. Nhưng ngươi cũng có thể đoán được một chút, điểm này Hán Vũ Đế cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, hắn không có khả năng mặc kệ OKG, okay đây là chúng ta đàm phán điều kiện. Đợi chút nữa nếu như Hán Vũ Đế muốn tới, khẳng định là muốn giết ngươi OKG, okay bởi vì hắn căn bản không nộp ra hứa đồng. OKG, okay chúng ta sẽ cho ngươi trang điểm, để ngươi biểu hiện được bản thân bị trọng thương. Ngươi muốn đem khí tức biểu hiện yếu ớt thành cùng bại, ngay tại ngươi đánh lén. Kết quả là, là Quân toàn bộ kế hoạch liền đã bày biện ra tới. Đây là La Quân lâm thời muốn kế hoạch, hắn vốn chính là có gấp người tài. Càng là nguy hiểm cùng thời điểm then chốt, hắn càng có thể bắn ra siêu phàm trí tuệ tới. Quả nhiên giống như La Quân sở liệu, hắn vũ đế rất nhanh liền gọi điện thoại tới. Ta muốn cùng OKG trò chuyện, hắn vũ đế lạnh lùng nói ra. Là Quân nói ra, Ta máy biến điện năng thành âm thanh là mở ra, người nói đi, hắn có thể nghe được. Hán Vũ Đế nói ra, không được, chỉ có thể ta cùng hắn nghe được. Không phải vậy không có nói. Vậy cũng chưa nói a, à, ngu b. La Quân đột nhiên thì cúp điện thoại. Cái này trầm mặc nùng bọn người có chút trợn mắt hốc mồm. La Quân thở dài một tiếng, ra hiệu mọi người đừng nói chuyện. Mọi người liền đều im lặng. Hán Vũ Đế điện thoại rất nhanh lại đánh tới người trẻ tuổi, người là đang tìm cái chết. Hán vũ đế thanh âm rét lạnh vô cùng. La quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nghe được người cái này danh hiệu lúc, đã cảm thấy thật buồn cười. Như người loại này giấu đầu giấu đuôi rùa đen, cũng không cảm thấy ngại đặt tên gọi hán vũ đế. Người xứng sao? Còn có, La quân tiếp tục nói, lấy các người kỹ thuật, không đến 30 giây, là tuyệt đối cha không ra ta ở chỗ đó chỉ. Người muốn lôi kéo ta nói chuyện, cha ra ta ở đâu cũng đừng hao tâm tổn trí ngươi không phải cao cao tại thượng sao nhưng ta liền mắng ngươi tạp trùng thì tính sao ngươi có thể làm khó dễ được ta hán vũ đế từng chữ nói ra ta cam đoan với ngươi ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống trở lại hoa hạ la quân nói ra thật sao vậy ta cũng có thể cam đoan với ngươi ta tuyệt đối có thể sống trở lại hoa hạ không tin chúng ta đánh cược la quân sau khi nói xong tắt điện thoại tiếp theo Hắn mới lại đánh tới. Hắn vũ đế bên kia chịu đựng nộ khí, hắn nói ra, ta muốn cùng Âu Cây Di trò chuyện. Người một mực nói với hắn đi, hắn có thể nghe được. La Quân đột nhiên ba một chút, một bàn tay quất vào Âu Cây Di trên cánh tay. Nghe tựa như là tại tắt bạt tai người mẹ nó điếc A, à, không nghe thấy cái này tạp chủng muốn nói với người sao. Sẽ không CKIT, -t, T, T cái âm thanh A. À. Người Âu Cây Di cũng là thông minh, lập tức phối hợp với giận dữ nhưng là hắn rất nhanh lại đem tâm tình che giấu đối bên kia hán vũ đế nói ra đại đế thuộc hạ vô năng cho ngài mất mặt hán vũ đế giọng nói rất lạnh nói ra người thổ lộ thứ gì okji nói ra thuộc hạ tuyệt đối không dám thổ lộ bất luận cái gì bí mật cầu đại đế cứu ta hán vũ đế nói ra người nếu là không có thổ lộ bí mật hắn làm sao có thể đầy đủ liên hệ đến ta okji không khỏi nghẹn lời hắn nói tiếp thế nhưng là đại đế ta ta không muốn chết a, à, cầu ngài cứu ta. Ngài nhanh tới cứu ta, chúng ta ngay tại luân. Con mẹ nó người muốn chết, la quân một chân ước lượng đi qua, sau đó cắt đứt điện thoại. Ok gì bị la quân một chân ước lượng rất nặng, trầm mặc nùng mấy người cũng nhìn hầm hầm ok gì. Ok gì có chút sợ hãi nhìn về phía la quân. La quân lại là rất lợi hại thưởng thức, hắn cười một tiếng, nói ra, ta không trách ngươi, ngươi biểu hiện rất tốt, nhưng ta cũng nhất định phải phối hợp ngươi cây okay gì buông lỏng một hơi, nói ra, ta muốn chúng ta chính là muốn dẫn hắn đi ra, cho nên nói cho hắn biết tại Luân Đôn cũng không sao. Ừm, La Quân nói ra. Trầm mặc nùng hơi hơi thở phào, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nàng còn tưởng rằng Âu cây okay gì lần nữa làm phản đây. Hán Vũ Đế điện thoại lần nữa đánh tới. Hán Vũ Đế nói với La Quân, hứa đồng có thể cho ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói làm sao trao đổi a. À? La Quân cảnh giác nói ra, Hứa Đồng tại trên tay ngươi sao? Không tại ta trên tay, ngươi tìm ta làm gì?" Hán Vũ Đế nói ra. La Quân nói ra, "Ta muốn nghe một chút Hứa Đồng thanh âm." Hán Vũ Đế nói ra, "Ngươi chờ một chút." Sau một hồi khá lâu, bên kia quả thật thì truyền đến Hứa Đồng thanh âm, "Cứu ta, cứu ta." Sau đó, thanh âm liền biến mất. Trầm Mặc Nùng nói theo Hứa Đồng quen biết, nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời nhìn về phía ốc cây cây okay gì cũng có chút mộng, bởi vì hắn cũng không biết, vì cái gì hứa đồng thanh âm có thể truyền đến. Là quân ra hiệu bọn họ đừng phát âm thanh, sau đó hắn nói với hán vũ đế, ta biết người tu vi rất cao, chúng ta những người này đều không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên muốn trao đổi, được tại người lâu dài trao đổi. Buổi sáng 8 giờ là đi làm giờ cao điểm, chúng ta ở trên tàu điện ngầm mỗi người trao đổi. Nhưng ta thế nào biết, người hội sẽ không tiếp tục khảo tra okay gì nhiều bí mật hơn hán vũ đế trầm giọng nói ra. La quân nói ra, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm tới đến ngươi tín nhiệm? Hán vũ đế trầm mặc đi xuống, hắn theo rồi nói ra, ok gì, mạng ngươi ta có thể cứu. Nhưng là nếu như ngươi thổ lộ cái gì không nên thổ lộ, như vậy hậu quả chính ngươi cần phải biết được. Sau đó, hán vũ đế cúp điện thoại. Tàu điện ngầm phía trên thay người, trầm mặc nùng nói ra. La quân nhìn một chút trầm mặc nùng, nói ra ta biết người muốn nói cái gì cái kia hứa đồng thanh âm là thông qua một bộ khác điện thoại truyền tới chỉ đơn giản như vậy tàu điện ngầm thay người tự nhiên là đổi không đến người nhưng là ta sẽ để cho hán vũ đế thành công đem âu cây di cứu ra về sau hán vũ đế sẽ không bỏ qua ta vừa đến hắn sợ hãi ta được đến bí mật thứ hai bởi vì hắn dạng này cao cao tại thượng người bị ta nhục mạ cho nên hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này hắn nhất định muốn giết ta cho thống khoái, lúc này, thì xem chúng ta phối hợp. Cũng phải nhìn Âu Cây Di có thể thành công hay không đánh lén đến Hán Vũ Đế, chỉ cần Âu Cây Di người có thế để cho Hán Vũ Đế thụ thương, như vậy chuyện còn lại thì giao cho ta đến xử lý. Sau đó cứ như vậy, là quân chọn vẹn bắt Hán Vũ Đế kế hoạch liền hình thành. Audio điện tử võ tấn bền Tại mọi người còn không có đầu mối thời điểm, La Quân cũng đã chế định ra một bộ có thể thực hiện kế hoạch. Đây chính là La Quân cùng mọi người chỗ khác biệt, Trầm Mặc nùng đối với La Quân loại này sớm thông minh đã là có chút không cảm thấy kinh ngạc. La Quân tuy nhiên số tuổi thật sự vẫn chưa tới 30, nhưng là hắn chỗ kinh lịch mọi chuyện lại không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cái này cũng tạo nên hắn lúc này có thể đem OKG cùng Hán Vũ Đế trưởng khống tại chống trong bàn tay nguyên nhân. Đương nhiên, lúc này còn tuyệt đối chưa nói tới thắng lợi gian khổ nhất chiến đấu sắp xảy ra. La quân sau đó còn chế định phân tán đào tẩu kế hoạch, đồng thời chuẩn bị kỹ càng để Luân Đôn phương diện quốc an nhân viên tiếp ứng. Luân Đôn hữu hoa hạ đại sứ quán, bên này khẩn cấp sắp xếp người về nước vấn đề cũng không lớn. La quân chính là muốn đem hán vũ đế sau khi nắm được, liền lập tức về nước. Thiên dần dần sáng, tia nắng ban mai vùng chiếu vào Luân Đôn trên không, thành thị bắt đầu khôi phục, mọi người lại bắt đầu nghênh đón một ngày mới có người đối buổi sáng đến tràn ngập ước mơ, có người đối sắp đến làm việc cảm thấy phiền chán. Có người thu thập xong hành trang chuẩn bị xuất phát du lịch, có người vừa xuống phi cơ đi vào Luân Đôn, chuẩn bị bắt đầu lãng mạn Luân Đôn hành trình. Cái này là một bộ chúng sinh phù thế vẽ, mỗi người đều tại diễn ra chính mình buồn vui nhân sinh. Mỗi người đều là chính mình vận mệnh bên trong duy nhất nhân vật chính. Sớm ban chạm xe lửa bên trong đầu người phun trào, toàn thế giới đại thành thị dân đi làm nhóm, tuy nhiên hình dạng không đồng nhất nhưng tâm tình thần thái động tác lại đều có chỗ tương tự trong tay dẫn theo bữa sáng uống vào sữa đậu nành thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng chạm xe lửa tiến đến tại thiến tàu điện ngầm trước đó đem thực vật hưởng dùng hoàn tất qua loa như vậy đuổi bữa sáng sau đó bắt đầu một ngày mới công tác dân đi làm có dân đi làm buồn cùng buồn bã lão bản có lão bản lo cùng sầu liền xem như như la quân như vậy mặc kệ hắn là kiếp trước kiếp này hắn đồng dạng có thuộc về trốn không thoát hắn ma chú. Liền xem như hắn không có phụ thân tới, tiểu la quân y nguyên còn muốn mặt đối gia đình quẫn bách, còn có hắn mở mịt tương lai. Luân đôn vùng mới giải phóng chạm xe lửa bên trong đã kín người hết chỗ, lúc này, là quân mang theo ốc cây di đến tàu điện ngầm đứng bên trong. Trầm mặc nùng bọn người phân tán tại tứ phương, tùy thời chuẩn bị hợp tác. Tại biển người phun trào bên trong, là quân mang theo OKG phía trên tàu điện ngầm hắn đã giải mở OKG tất cả huyệt đạo, nhưng cũng làm cho OKG ăn kẹo cao su. Trên thực tế, OKG đã rất khó quay đầu, bởi vì nước bên kia, thuộc về trùng hoàng hành động nhất định là muốn thất bại. Trùng hoàng sẽ đem bút chướng này tính tới OKG trên đầu. OKG coi như trở về, cũng là đường chết một đầu. Hắn duy nhất đường sống cũng là thụ hoa hạ che chở. Ok tâm lý tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Là quân đương nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn vì lý do an toàn, vẫn là để ốc okay di ăn kẹo cao su. Cái này thiết tàu điện ngầm toa hành khách là la quân cùng hán vũ đế ước định cẩn thận toa hành khách. Đầu người phun trào ở giữa, la quân rốt cục trông thấy hán vũ đế. Hắn là phát hiện ra trước hán vũ đế, hán vũ đế mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen, khoảng 40 tuổi, ngắn đầu đinh, uy nghiêm mà lạnh lùng. Hắn khí tức, thâm bất khả chắc, la quân đã từng chính là thân thể tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên hắn rất nhanh liền cảm nhận được Hán Vũ Đế khí tức. Cũng là tại lúc này, Hán Vũ Đế cũng nhìn thấy La Quân. Hai người ánh mắt giao hội, La Quân trong mắt lập tức tránh qua một chút tức giận cùng bối rối. Phẫn nộ là phẫn nộ Hán Vũ Đế lại là một thân một mình, không có mang đến hứa đồng. Bối rối là sợ hãi giờ phút này tình cảnh. Loại này vi diệu hơi biểu lộ bị La Quân biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, Hán Vũ Đế tại cái này một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì sinh nghi hắn lập tức hướng La Quân tới gần. La Quân kéo Âu liền muốn quay người từ trong đám người chen đi, nhưng là Âu đột nhiên hô lớn, cứu mạng A, cứu mạng A. Lập tức, rối loạn liền lên, La Quân giả bộ như bối rối, lập tức không quan tâm Âu người khác giống như cá bơi, cấp tốc trong đám người con thoi động. Bát quái thân pháp bị La Quân bày ra, hắn trốn được nhanh chóng. Tiếp theo, tòa hành khách địa phương khác, cũng có người bắt đầu hành động bọn họ mục tiêu dĩ nhiên chính là la quân hết thảy có bốn người toàn bộ đều là kim đan cao thủ kim đan cao thủ trong nháy mắt liền đến khắp nơi trên đất đi nhiều như cho cấp độ bọn họ hướng la quân vây kín không biết sao la quân thân pháp thiên hạ vô song riêng là bát quái du thân bộ tại dạng này hoàn cảnh hạ quả thực là như cá gặp nước cái kia bốn tên kim đan cao thủ sửng sốt để la quân chạy thoát la quân nhanh nhanh rời đi hiện trường hán vũ đế trong mắt hàn mang nổ bắn ra hắn đối la quân hận thấu xương nơi đó có thể khoan nhượng la quân đào tẩu hắn tuyệt đỉnh thân pháp triển khai cũng lập tức đuổi theo trầm mặc nùng âm thầm theo sau âu dương rơi cùng linh chi thì canh giữ ở cửa bọn họ chuẩn bị lặng lẽ xuống xe hai người là muốn dùng thương đến phối hợp tác chiến la quân la quân mục đích chính là muốn hất ra còn lại cao thủ để hán vũ đế một người đuổi theo nhưng dạng này cũng có thể đem trầm mặc nùng các nàng toàn bộ hất ra. Có điều lẫn nhau cũng là đã ước định cẩn thận địa điểm. Hán vũ đế tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong, loại cảnh giới này là cần la quân đến nhìn lên. Chí ít hiện tại hắn là cần nhìn lên. Hóa thần về sau, chính là tạo hóa. Bây giờ tạo hóa, đã biết cũng chỉ có trần lăng, còn có độn thiên thủ lĩnh cùng độn thiên thủ lĩnh đệ tử trầm mặc nhiên. Về phần hắn, tỷ như trùng hoàng còn có một số ẩn tàng cao thủ, vậy liền không được biết. Hán vũ đế đến hóa thần đỉnh phong, bản thân liền là có thể ngạo thị thiên hạ tồn tại. Đây cũng là hắn căn bản không sợ la quân có âm mưu quỷ kế nguyên nhân. Hán vũ đế nhất quyền lực lượng đạt tới 6, 7 ngàn cân, mà la quân lực lượng bây giờ mới chừng 1 ngàn cân. Hai người lực lượng tranh lệch chính là cực cách xa. La quân nhưng nói là không có phần thắng chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác, la quân hôm nay thế mà còn nghĩ đến muốn tới bắt sống hán vũ đế loại này kế hoạch nói ra bản thân thì xem như một chuyện cười chỗ lấy ok gì bọn họ không có hoàn toàn phản đối một là bởi vì lúc này không có hắn đường có thể chọn hai là mọi người đối hán vũ đế tu vi còn chưa đủ giải la quân tốc độ cuối cùng vẫn là không bằng hán vũ đế hán vũ đế khoảng cách la quân càng ngày càng gần cũng là lúc này tàu điện ngầm rốt cục đến trạm la quân nhanh như chấp phía dưới trạm xe lửa hán vũ đế theo sát đều xuất hiện còn có không ít hành khách cũng xuống xe theo, là Quân mắt thấy Hán Vũ Đế muốn đuổi tới, hắn lập tức hướng lên trời nã một phát súng. Nhất thời, hiện trường vỡ tổ. Các hành khách đâm quàng đâm xiên. La Quân theo ẩn tàng, sau đó lặn chạy đi. Hán Vũ Đế đã khóa chặt La Quân, theo sát sau. La Quân vô luận như thế nào cũng là không vùng được Hán Vũ Đế. Âu cây okay gì cũng theo thật sát ở phía sau. Trầm mặc nùng cố hết sức theo mà Âu Dương rơi cùng Linh Chi đã mất dấu. Ừm, ngay vào lúc này, Hán Vũ Đế ánh mắt nhảy cảm bắt được Trầm Mặc Nùng. Hắn quyết định trước đem Trầm Mặc Nùng cho bắt. Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen, nàng đã bị Hán Vũ Đế nhất trưởng đánh trúng cái cổ, tại chỗ đã hôn mê. Đây là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng phản kháng. Cái kia còn lại bốn tên kim đan cao thủ cũng áp sát tới, Hán Vũ Đế đem Trầm Mặc Nùng giao cho bên trong một người trông giữ, cũng nói ra, trước đem nàng mang đi. Vâng, đại đế. Tên kia cao thủ lập tức mang trầm mặc nùng rời đi hiện trường. Lúc này, Âu Cây Di cũng đuổi tới. Đại đế, Âu Cây Di nói ra. Hán vũ đế lạnh lùng nhìn một chút Âu Cây Di. Đại đế, ta vẫn chưa có tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Âu Cây Di nói gấp, ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Hán vũ đế nói ra, nhìn, người công lực không có bị hao tổn mà. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước đi. Ok gì bận bịu nói theo, vốn là chưa bị hao tổn, bởi vì tên kia thế mà để cho ta hiệp trợ hắn, hắn muốn ta đến đánh lén ngài. Bởi vì hắn vốn liền biết, hắn cũng không phải ngài đối thủ. Hắn vũ đế nói ra, hả, thật sao? Hắn thế mà tín nhiệm ngươi. OKG cây gì nói ra, hắn đương nhiên không tín nhiệm ta, hắn tại trong bụng ta lắp một viên cỡ nhỏ bom. Đại đế, nếu như ta không nghe lời, hắn liền muốn ta chết. Vậy xem ra, ngươi là muốn giết ta. Hán Vũ Đế nói ra. Âu Cây Di nói ra, Thuộc Hạ sao dám. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã nhanh nhanh ra chạm xe lửa. Âu Cây Di nói ra, Thuộc Hạ chỉ là muốn cầu Đại Đế có thể cho Thuộc Hạ một con đường sống. Thuộc Hạ biết, Đại Đế ngài muốn đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn bức gấp, nhất định sẽ giết Thuộc Hạ. Còn cầu Đại Đế có thể theo Thuộc Hạ phối hợp, làm bộ ngài bị Thuộc Hạ đả thương, chờ hắn đến thuộc hạ cùng ngài cùng một chỗ hợp tác, lôi đỉnh bắt hắn lại. Như thế, chỉ cần đoạt hắn điều khiển từ xa, thuộc hạ cũng coi như nhặt về một cái mạng. Đại đế, thuộc hạ cái này một thân tu vi kiếm không dễ, ngày sau ổn thỏa vì ngài cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng a. À. gì một thanh nước mũi, một thanh nước mắt nói ra. Hán vũ đế trầm ngâm nửa ngày, hắn tự nhiên biết, lúc này trực tiếp đem OKG cho đánh chết, đó là lớn nhất nhàn hạ okg mặc dù là hóa thần tu vi nhưng hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần đỉnh phong đó là không thể so sánh nổi nhưng là chính như okg nói hắn cái này một thân tu vi cũng kiếm không dễ okg tuyệt đối được cho nhân tài chính mình như vậy qua loa giết hắn trung quy là không tốt Hán vũ đế tâm niệm thay đổi thật nhanh lại xem ở okg thái độ thành khẩn phân thược hắn rốt cục gật đầu nói ra vậy được rồi cơ hội chỉ có một lần chính ngươi nên nắm chắc tốt okji đại hỉ, nói ra đa tạ đại đế về sau okji giả ý nhất trưởng đánh lén hán vũ đế hán vũ đế cũng chứa thân thể đột nhiên trầm xuống sau đó cả giận nói okji người thế mà okji lập tức như thiểm điện chạy về phía la quân bên kia lúc này là ở tàu điện ngầm đứng bên ngoài chạm xe lửa bên kia la quân tránh ở một tòa dưới cầu mặt okji hướng la quân bên này bỏ chạy hán vũ đế lập tức đuổi theo hắn trả giả bộ như khí tức bất ổn bộ dáng, tốc độ cũng chậm lại xuống tới. Rất nhanh, là quần cùng Âu Cây Di đứng sóng vai, liền đợi đến hán vũ đế đuổi theo. Hán vũ đế cũng lập tức liền đuổi theo. Dưới cầu mặt rất là yên lặng. Là quần ánh mắt lạnh lẽo, hắn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, nói ra, người đã bản thân bị trọng thương, há lại ta cùng Âu Cây Di đối thủ. Không nghĩ tới người thế mà còn đuổi theo, quả thực thì là muốn chết a hán vũ đế trong mắt lóe lên một sợi tinh quang hàn ý thân hình hắn nhất động đột nhiên thì xuất thủ như thái sơn áp đỉnh thiểm điện ở giữa hán vũ đế thì đã đi tới la quân trước mặt la quân liền móc súng thời gian đều không có hán vũ đế tốc độ quá nhanh quá nhanh trong nguy cấp la quân vẻn vẹn dựa vào cảm giác sớm dự phán thân hình thoát một cái liền trốn đến cầu cây cột đằng sau ầm ừ, hán vũ đế nhất quyền đánh vào cầu trên cây cột nhất thời toàn bộ cầu cây cột bầy biển ra dạn nứt trạng thái, cảm giác phía trên cầu thân thể đều là chấn động. Mời! Hán vũ đế cũng đánh giá quá cao năng lực chính mình, hắn lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng cầu kia cây cột so với bình thường xà nhà đều muốn rắn chắc. Cho dù hắn có mấy ngàn cân lực lượng, cũng vô pháp nhất quyền phá hủy cầu kia cây cột. Là quần cái này lúc sau đã móc súng. Hắn nhắm mắt lại, nín hơi, hết thảy toàn bằng cảm giác. Phanh phanh. Hán Vũ Đế vừa muốn tiếp tục đuổi giết, hai viên đạn đã bắn giết qua tới. Cái này hai viên đạn tốc độ cùng nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao cấp độ. Hán Vũ Đế luôn luôn đều xem thường súng pháo, người bình thường hoặc võ giả cầm những thứ này vũ khí nóng ở trước mặt hắn, hắn cảm thấy vậy cũng là phế vật. Võ giả lợi hại nhất cũng là một đôi linh xảo tay, đôi tay này có thể đoạt thiên công chi tạo hóa. Mà võ giả dùng binh khí cũng liền thôi, thế mà còn dùng vũ khí nóng vậy đơn giản cũng là tại tứ chi thoái hóa. Hán vũ đế cũng không phải không có theo một chút thương pháp người tốt giao thủ qua, nhưng hắn đều có thể tùy tiện đem đánh giết. Nhưng là quân cái này hai phát lại làm cho hán vũ đế lần đầu có cảm giác nguy cơ. Cái này thực cũng là không kỳ quái. La quân là ai? La quân toàn thịnh thời kỳ vũ lực giá trị sớm đã là thế giới đỉnh phong, hắn đối võ đạo lý giải, tuyệt đối có thể vung hán vũ đế một con đường. Không dám nói tám đầu đường phố, một con đường cái này như bức vẫn là dám thổi hán vũ đế thân hình lóe lên rốt cục tránh đi la quân cái này hai viên đạn liền cũng tại lúc này ok di rốt cục xuất thủ hắn lặng yên mà đến hướng về hán vũ đế phía sau nhất trưởng ấn tới muốn chết hán vũ đế bị kinh ngạc hắn thân thể uốn éo lại là xảo diệu đem ok di cái này chí mạng nhất trưởng tránh đi lúc này hán vũ đế mới giật mình chính mình phía trên ok di làm hắn vừa kinh vừa sợ ra tay càng là không lưu tình. Trong cơn giận dữ, hán vũ đế thế trưởng xoay lại, một chiêu cầm nã thủ chụp vào Cây di cổ tay. Cây di nhất trưởng thất bại, hắn cũng là kinh hãi thất sắc, lập tức liền như bị kinh hãi con thỏ, trong nháy mắt về ổ. Ok di thi triển là rắn cái thảo thân pháp, hắn lui rất nhanh. Nhưng hắn nhanh, hán vũ đế càng nhanh. Hán vũ đế muốn cũng là ok di lui, ok di vừa lui, hắn lập tức một chiêu hạt tử chân vẽ ra. Âu cây gì chân lập tức bị vạch bên trong, hắn không kịp có càng nhiều biến hóa, hán vũ đế nhất trưởng thì đập vào hắn trên ót. Nhất thời, Âu cây gì óc bắn ra, tại chỗ chết thảm. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, một viên đạn bắn ra, trực tiếp bắn tại hán vũ đế chỗ cổ. Là quân muốn chính là cái này cơ hội. Tại Âu cây gì chọc giận hán vũ đế thời điểm, hán vũ đế kinh lực hoàn toàn bừng bừng phấn chấn, không có giữ lại thời điểm, là quân mới bắn ra cái này một viên đạn. Hán Vũ Đế đánh giết Âu Cây Di một trường này trường lực hùng hồn, hắn chính là ở vào lực cũ sử dụng hết, lực mới chưa sinh thời điểm, đây là ngàn năm một thuở, cũng là một lần cơ hội duy nhất. Nhưng là cơ hội này là rất bí mật, không phải tạo hóa tu vi, căn bản nắm chắc không được. Hán Vũ Đế có nằm mơ cũng chẳng ngờ, là quần thế mà có thể nhìn mặc như thế một sơ hở, hơn nữa còn quả quyết xuất thủ. Cái kia một viên đạn vẫn chưa giết chết Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế thân thể lực lượng đè ép phanh một chút, viên đạn bị đè ép đi ra. Máu tươi vừa mới chảy ra, hán vũ đế tại trên cổ bôi một chút, sau đó ra thịt liền lại chăm chú dính dính chung một chỗ. Nhìn thì theo không có có thụ thương một dạng. Hán vũ đế lạnh lùng nhìn lấy la quân. La quân thoải mái xuất hiện, đối với Âu cây chết, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếc hận. Phải nói, hắn đã sớm biết, ông cây nhất định là vừa chết. Người cho rằng, ta thụ thương, người thì có thể đánh bại ta bằng ngươi, hán vũ đế lạnh giọng nói ra. La quân cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy nhiên ngươi dùng lực lượng ngươi đem vết thương hấp thụ ở, nhưng ngươi dù sao cũng là thụ thương. Nếu như lực lượng ngươi vượt qua một nghìn cân, như vậy ngươi mạch máu liền sẽ băng liệt. Ngươi thương thế là tại chỗ cổ, cái này đạo vết thương không thể so với nơi khác. Nơi khác mạch máu băng liệt, ngươi còn có sức mạnh lớn lao, nhưng là ngươi cái này đạo vết thương nếu là băng liệt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hắn đón đến, nói ra, đùa với ngươi lâu như vậy trò chơi, ta vì cũng là một thương này. Người thủ hạ liền tại phụ cận, nhưng là bọn họ muốn đi qua, chỉ ít còn cần 30 giây. 30 giây bên trong, ta hội bắt được ngươi. Ha ha, người bất quá là kim đan sơ kỳ, bằng ngươi tiểu tử này, cũng dám ở trước mặt ta khen phía dưới bực này cửa biển. Hán vũ đế lệ cười rộ lên. La quân cười lạnh. Hắn đột nhiên liền thì xuất thủ, thân hình như điện, hướng về hán vũ đế chạy giết mà đến. Cái này một cái chớp mắt, là quân đem thương vứt bỏ. Là quân toàn lực ứng phó, hắn đại thánh đạo tràng khí thế bạo phát đi ra. Đó là một loại muốn đem thiên địa xé rách khí thế. Giận long xuất hải. Oanh! Nhất quyền mang theo thiên quân chi lực, hướng về hán vũ đế ngực bụng sao mà đến. Là quân không giữ lại chút nào. Kinh phong cút cút. Hán vũ đế chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực, Hình như có đại sơn đấu đá mà đến. Hắn cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ, bất quá, hắn Vũ Đế có phong phú đọ sức kinh nghiệm, hắn là hóa thần đỉnh phong, dù cho thân thể lực lượng bị hạn chế ở, nhưng hắn cũng sẽ không sợ hãi La Quân một cái kim đan sơ kỳ. Hán Vũ Đế thân thể lướt ngang một thước, lập tức tránh đi La Quân một quyền này. Tiếp theo, ngón tay hắn nhẹ nhàng mà ra, thần không biết quỷ không hay điểm hướng La Quân bên tai. Đây là chí mạng nhất chỉ la quân nhất quyền thất bại thân hình dừng lại hán vũ đế chỉ điểm một chút đến cái này một sợi kình phong đâm tới hàn ý thấu cốt hắn chỉ là quay đầu đi lập tức tránh đi hán vũ đế chỉ lực đồng thời la quân miệng giống như cá sấu cấp tốc cắn hướng hán vũ đế ngón tay lần này lực cắn tuyệt đối là khủng bố hán vũ đế trong đầu hiện ra hung mãnh cự thú huyết bồn đại khẩu la quân một cái cắn này liền đem hán vũ đế tất cả hậu chiêu cho phong kín hán vũ đế không thể không rút tay về. Hắn còn rụt lại tay, là quân nhảy tới một bộ, lại là đến hán vũ đế sau lưng, hắn đem hán vũ đế đường lui phong kín. Đồng thời thân thể đột nhiên cất cao, tiếp lấy một chiêu đại thành ấn ép áp xuống tới. Tựa như thương khung áp đỉnh, mây đen áp thành. Là quân đi cũng là cương mãnh đường đi, một cỗ mãnh liệt ép dồn sức đánh khí thế liên tục đắp giết. Mà hán vũ đế lại muốn cố kỵ thương thế, hắn bảo thủ đối mặt loại này khí thế cường hãn, lại là cực cố hết sức. Hán vũ đế không thể không lui. Hắn vừa lui, là quân lập tức khí thế như hồng, hắn song khủyu tay liên tục đắp xiết, tựa như là tuyệt thế mãnh tướng cầm trong tay song trùy, hung mãnh tuyệt luân đánh giết tới. Hán vũ đế tiếp tục lui. Là quân đột nhiên một tiếng quát trói tai, đột nhiên một chiêu cá sấu cắt bỏ đuôi thi triển đi ra. Cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn đột nhiên hình xoắn ốc trầm xuống, lấy hạt tử chân đi vạch hán vũ đế hán vũ đế hai chân một sai tránh đi đồng thời la quân một tay nắm lấy hán vũ đế cổ tay tiếp lấy hắn hai chân lăng không mà lên một chút kẹp lấy hán vũ đế cổ tay tiếp lấy một cái khác chân vừa đạp thảm liệt cá sấu cắt bỏ đuôi rốt cục thi triển đi ra hán vũ đế kinh hãi thất sắc trong lúc nguy cấp hắn thân thể nhất chuyển tay kia bắt lấy la quân cổ chân tuyệt không cho la quân vận kình cơ hội la quân cá sấu cắt bỏ đuôi chết từ trong trứng nước không thể không nói, Hán Vũ Đế là cái nhân vật hung ác. Tại dưới tình huống như vậy, thế mà xảo diệu phá giải la quân tất sát chiêu cá sấu cắt bỏ đuôi. Hừ! Phi mã đạp yến, la quân tuyệt chiêu xuất liên tục, chỉnh thân thể hướng lên trên, một chân đạp đi qua. Hán Vũ Đế rên lên một tiếng, lui lại một bộ. La quân người trên không chung, lại là liên tục một chân đá ra. Phi mã đạp yến, liên hoàn tam thích, một chân so một chân nặng, một chân so một chân mãnh liệt đây là thái cực quyền chúng chiêu đếm nếu không phải tất sát hoặc trước khi chết phản kích dạng này lăng không công sát là tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển la quân lại là binh hành hiểm chiêu 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 liên tục la quân thứ hai chân đá mở hán vũ đế phòng ngự thứ ba chân trùng điệp ước lượng tại hán vũ đế trên ngực hán vũ đế mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi té ngã trên đất la quân vừa vặn rơi xuống đất tiếp theo Hắn đi lên thì sách hán vũ đế, rời đi tại chỗ. Lúc này, hán vũ đế mấy cái tên thủ hạ cũng mới đuổi tới. Có thể bọn họ chạy tới lúc chỉ là phốc cái khoảng không? La quân mang theo hán vũ đế rất nhanh liền cùng Âu Dương rơi còn có Linh Chi tụ hợp. Bắt lấy, Âu Dương rơi cùng Linh Chi nhìn thấy hán vũ đế bị La quân bắt, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì nói cho La quân một cái bất hạnh tin tức cái kia chính là trầm mặc nùng bị bắt đi. La quân nghe vậy không khỏi cảm thấy trầm xuống, hắn cũng không nhiều lời, nói, hán vũ đế ở chỗ này tai mắt đông đảo, chúng ta về trước nước. Hồi nước, khó nói chúng ta mặc kệ lâm đội, Âu Dương rơi cùng Linh Chi giật mình. Mặc kệ, đi trước, La quân khăng khăng nói ra. Âu Dương rơi nói ra, như vậy sao được? La quân nói ra, các người yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tại La quân kiên trì hạ, ba người mang theo hán vũ đế rất nhanh liền về nước. Lấy tư nhân máy bay riêng, bay thẳng trong nước Yến Kinh. Tại máy bay riêng phía trên, hán vũ đế khô tàn trên ghế ngồi. Hán vũ đế suy yếu nhìn một chút la quân, hắn hận ý tràn đầy, nói ra, người mãi mãi cũng cứu không ra hứa đồng, còn có, người đồng bạn cùng hứa đồng đều sẽ nhận hết tra tấn, các nàng sẽ bị vạn nhân lăng nhục. La quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thực ta như lưu tại London, bằng vào ta bản sự còn có người trên tay ta phải cứu ra ta đồng bạn đó là dễ như trở bàn tay nhưng ta cũng không có làm như thế người biết tại sao không hán vũ đế nói ra vì cái gì âu dương rơi cùng linh chi cũng rất muốn biết vì cái gì la quân cười cười nói ra bởi vì ngươi a bởi vì ngươi tại ta trên tay người nói các nàng sẽ rất thảm đúng có khả năng sẽ rất thảm nhưng là thảm là thảm tại trên người các nàng ta cũng sẽ không thảm, ta sợ cái gì. Thế nhưng là, người cần phải sợ A, à, bởi vì người hội so với các nàng thảm hại hơn A. À. Nữ nhân bị vạn nhân lăng nhục, cái kia thật là rất lợi hại thảm. Nhưng ta không biết, nếu như đường đường hán vũ đế, dạng này cao thủ bị vạn cái nam nhân lăng nhục, vậy có phải hay không sẽ thảm hại hơn A? À? Ngươi, hán vũ đế giận tím mặt. Ba, la quân đột nhiên một bàn tay rút đi qua. Hắn ánh mắt biến lạnh xuống, nói ra, một tát này, là để cho ngươi biết muốn ngươi nhận rõ hiện thực đừng tưởng rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng đại đế ngươi bây giờ bất quá là ta dưới thềm chi tù nếu như ngươi học không được làm người như thế nào vậy ta có thể cho ngươi không bằng heo chó ngươi cho rằng ta sẽ sợ sau lưng ngươi tổ chức sao ta nếu là sợ lời nói sao dám đi bắt ngươi thì sao hán vũ đế mặt lập tức sưng đỏ nửa bên cái này một cái trước mắt hắn ánh mắt phức tạp tới cực điểm hắn nhìn về phía La Quân, môi hắn ông động, muốn nói cái gì. Nhưng La Quân lại trước khi nói ra, nếu như ta là ngươi, lúc này liền sẽ không đến kể một ít chán ghét lời nói làm cho người tức giận. Hán vũ đế trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, người muốn thế nào? La quân nói ra, nói thật với người đi, các người nước kế hoạch, tuyệt đối là kết thúc không thành. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, quân thần Trần Lăng liền không khả năng vì nữ nhi của mình, liền đem bực này đại sự bỏ xuống cái người sinh tử cùng quốc gia tồn vong, cái gì nhẹ cái gì nặng, điểm này, quân thần vẫn là phân rõ ràng. Lúc này, không phải ta muốn thế nào, mà chính là người muốn thế nào. Hán vũ đế sắc mặt nhất thời biến. Là quân cũng liền không lại chủ động mở miệng, mà chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Máy bay riêng tại tầng mây bên trong xuyên toa, vạn lý xương chiều mây tầng, đó là khác mỹ lệ mà bao la hùng vĩ. Âu Dương rơi cùng Linh Chi ngồi ở một bên, bọn họ chăm chú nhìn Hán Vũ Đế La Quân sau đó cười một tiếng còn nói thêm đúng ngươi tên thật là gì Hán Vũ Đế trầm mặc nửa ngày sau đó nói Trịnh Quân a à, La Quân nói ra ngươi là lúc nào bắt đầu phụ thân đến ngươi tôn này thân thể phía trên hắn chú lấy hỏi vấn đề này thì là muốn biết Trùng Hoàng đến cùng tại Bình Hành Thế giới tồn tại bao lâu vấn đề này ta không thể trả lời ngươi Trịnh Quân nói ra La Quân nói ra, vì cái gì? Trịnh Quân nói ra, ta hiện tại đại khái cũng minh bạch chính mình tình cảnh, cho nên ta không thể thổ lộ quá nhiều bí mật. Một khi thổ lộ, này lại chọc giận chúng ta thủ lĩnh. La Quân nói ra, Ồ. Trịnh Quân nói ra, nếu như ta đem bí mật đều nôn lộ ra, chúng ta thủ lĩnh sẽ cảm thấy ta không có giá trị. Ta giá trị ngay tại ở ta biết rất nhiều bí mật, nhưng những bí mật này không thể để lộ ra tới. La Quân nói ra, các người thủ lĩnh lại như thế nào có thể khẳng định, người sẽ không thổ lộ bí mật chứ? Trịnh quân nói ra, đây là ta cùng chúng ta thủ lĩnh ở giữa sự tình. Hắn đón đến, nói ra, được làm vua thua làm giặc, hiện tại ta nhận thua. Các loại sau khi rơi xuống đất, ta hội cùng chúng ta thủ lĩnh trò chuyện, phóng thích hứa đồng, còn có người đồng bạn, những thứ này đều có thể. Nhưng là các ngươi nhất định phải lễ ngộ ta, không phải lại có vũ nhục lời nói. Nếu không lời nói, ta không hội hợp làm tuy nhiên ta rơi vào trong tay ngươi nhưng là ta muốn tự sát ngươi là ngăn không được ta la quân biết trịnh quân lời nói là không sai hắn dạng này cao thủ có thể tự động nội tức mà chết tựa như là cao tăng tọa hóa một dạng la quân nói ra vậy được rồi có thể đạt tới mục đích la quân cũng liền không lại yêu cầu xa vời hắn vì cái gì ngươi thì khẳng định ta sẽ thỏa hiệp trịnh quân đột nhiên hỏi la quân la quân nói ra người có không thỏa hiệp lý do sao trịnh quân nói ra thân phận chúng ta lai lịch người không phải đều rõ ràng sao người phải biết chúng ta ký sinh tộc đều là có mãnh liệt tín ngưỡng la quân cười ha ha một tiếng hắn nói ra mãnh liệt tín ngưỡng cái gọi là tín ngưỡng bất quá là các ngươi cao tầng đối hạ tầng một loại lừa bịp các ngươi đối hạ tầng tẩy não để bọn hắn tín ngưỡng các ngươi cho nên những người phía dưới đó thật là có khả năng thấy chết không sờn nhưng là, các ngươi không biết, bởi vì ngươi là cao tầng, cao tầng là tẩy não người, không phải là bị tẩy não người. Minh Triều những năm cuối, Kinh Thành bị Lý Tự Thành công phá. Triều Trung Đại Thần, chưa có thể sống chết không hàng, phần lớn đều là lập tức phản bội, tham sống sợ chết. Nhưng ngược lại là Giang Nam Sĩ Tử, cận kề cái chết không hàng, còn có đối mặt Kinh Thành phương hướng, quỳ xuống đất tự sát Sĩ Tử. Bách tính luôn luôn một bầu nhiệt huyết, yêu quý quốc gia, nguyện ném đầu lâu, vùng nhiệt huyết. Nhưng tham quan, phú hào cũng rất ít sẽ như thế. Đạo lý phần lớn đã là như thế. Trở lại Yến Kinh là sau 10 tiếng, vừa ra phi trường, liền có chuyên môn xe cậu Minh đón. Là quân bọn người sau khi lên xe, liền để trịnh quân liên hệ tổng bộ. Hứa nồng thể nội ký sinh thú nhất định phải tiêu diệt hết, nếu không lời nói, không bàn gì nữa. Là quân nói ra, ta hy vọng tất cả mọi người không muốn chơi loại này tự cho là thông minh, không có dinh dưỡng sự tình. Trịnh quân gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Trịnh quân điện thoại ngắn gọn tiến hành 28 giây, về sau, hắn liền cúp điện thoại. Sau đó, trịnh quân hướng là quân đám người nói, người sẽ mau chóng cho các người đưa về Yến Kinh. Cũng hy vọng các người có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, cá chết rách lưới đối với người nào đều không chỗ tốt, không phải sao. La Quân cười một tiếng, nói ra. Sau 10 tiếng, Trầm Mặc Nùng an toàn trở về. Đi qua kiểm tra, trên người nàng cũng không dị dạng. Mà tại hai ngày sau, Hứa Đồng cũng an toàn trở về, nàng là một thân một người ngồi đi máy bay trở về. Trở về ngày ấy, Hứa Tình cùng Trần Diệu Giai ở phi trường tới đón tiếp Hứa Đồng, phi trường gặp mặt, đều là lệ rơi đầy mặt. Trịnh Quân cũng bị quốc an phóng thích, hắn rất lợi hại mau rời đi Yến Kinh. Vốn là, địch nhân tổ chức đem hứa đồng cùng trầm mặc nùng an toàn phóng thích trở về. Quốc an bên này hoàn toàn có thể tiếp tục chế trụ trịnh quân, nhưng là quân không đề nghị làm như thế. Thứ nhất, tối thiểu tín nghĩa vẫn là muốn có. Quản chi đối phương là thập ác bất xá, nhưng địch nhân tổ chức đã biểu hiện ra phong độ. Thứ hai, lúc này, nếu như tiếp tục chế trụ trịnh quân, lúc đó triệt để chọc giận địch nhân tổ chức. Cá chết rách lưới, cái kia đối với ai cũng không có chỗ tốt địch nhân tổ chức không muốn đi đến một bước này, chúng ta bên này, càng không cần thiết đi đến một bước này. Tại giải quyết xong sau chuyện này, là quân lặng yên trở về Đông Giang. Yến Kinh phong vân biến hóa, tựa như là cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Mây trôi nước chảy. Nghỉ hè đã đã qua một tháng, chính là đầu tháng 8, là quân cùng đồng giai văn trở lại Đông Giang đã có ba ngày. Trong ba ngày này, là quân lại khôi phục thành cái kia dương quang thiếu niên. La Quân không có cùng phụ mẫu nói qua bất luận cái gì liên quan tới tại Yến Kinh những phong phong đó mưa mưa. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng tới nói. Về phần dược vật dinh dưỡng, đại bá bên kia đều tại vô hạn cung cấp. Mà lại, La Quân cũng có một tấm thẻ vàng, ở trong đó có 10 triệu NDT. Đại bá còn nói, nếu như 10 triệu sử dụng hết, còn có thể tiêu hao 10 triệu. Cho nên trên cơ bản, La Quân là không thiếu tiền nhưng cho dù là người mang khoản tiền lớn, nhưng hắn cũng không dám cùng phụ mẫu tới nói. Muốn là phụ thân biết mình lên mặt bá nhiều tiền như vậy, phụ thân khẳng định là muốn tức chết. Tại Yến Kinh, La Quân lưu lại quá nhiều mưa gió truyền kỳ. Nhưng là Trần Lăng nghiêm lệnh hứa đồng, Trần Diệu Giai cũng không thể liên hệ La Quân. Liền xem như gọi điện thoại đều không được, cái này khiến hứa đồng cùng Trần Diệu Giai đều có chút ủy khuất muốn khóc. Trần Lăng cũng muốn cầu trầm mặc nùng bọn người không nên quấy rầy La Quân, đồng thời muốn đem rất nhiều liên quan tới La Quân dấu vết biến mất. Danh hiệu Hán Vũ Đế Trịnh Quân trở lại Luân Đôn, tại Luân Đôn phương diện, hắn giao tiếp một chút thế lực về sau, liền rời đi Luân Đôn, trở lại tổng bộ. Cái kia thần bí tổng bộ ở nơi nào, không có người biết được. Trịnh Quân theo tổng bộ trò chuyện cái số kia bị tra ra về sau, ngành quốc an làm rất nhiều nghiên cứu, nhưng là manh mối tại Siberia bên kia thì đoạn. Nước bên kia ký sinh thú sự kiện bị Trần Lăng giải quyết tốt đẹp, Trần Lăng cũng cùng Độn Thiên thủ lĩnh nói chuyện một lần, sau cùng thuyết phục Độn Thiên thủ lĩnh sẽ không tiếp tục cùng ký sinh tộc hợp tác. Nước Phương Diện bỏ xuống chỗ có thành kiến, tại liên quan tới ký sinh tộc phía trên sự tình, cùng Hoa Hạ Phương Diện chân thành hợp tác. Chi sau sự tình liền càng thêm thuận lợi, đó là một trận liên quan đến toàn thế giới cao tầng bắt đầu đối ký sinh tộc một trận đại thanh tẩy bút bị nước phương diện nghiên cứu ra càng công năng cao cấp. Về phần vaccine phòng bệnh, nước phương diện hợp tác với hoa hạ phương diện, cũng nghiên cứu ra ngăn chặn ký sinh thú vaccine phòng bệnh. Loại này vaccine phòng bệnh đại lượng sinh sản, toàn thế giới bắt đầu miễn phí phổ biến. Đây là cứu vãn quốc gia, cứu vãn thế giới một trận vận động. Mặc kệ là mới sinh trẻ sơ sinh, vẫn là lão nhân, mỗi người đều nhất định muốn đánh vaccine phòng bệnh. Ký sinh tộc cũng bắt đầu co vào thế lực, Đương nhiên, dạng này biến cố lớn, thực cũng không có tại bình thường dân chúng trong mắt nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Bọn họ cũng không biết, bọn họ may mắn tránh thoát một trận vốn nên phát sinh thế giới đại bạo tạc. Không sai mà hết thảy này hết thảy, tựa hồ cũng cùng đông giang cái kia sơ trung học sinh la quân không quan hệ. Ngày này, khí trời rất tốt, sáng sớm, tia nắng ban mai vung chiếu vào đông giang chợ trên không. La quân đi vào từ đồ linh nhi tiểu khu trước, hắn đã có đã lâu không gặp qua tư đổ linh nhi. Loại kia tưởng niệm tựa như là con kiến tại la quân đáy lòng nhúc nhích lấy. Đối với la quân tới nói, hắn không có cái gì không có ý tứ cùng khó có thể mở miệng. Nhưng là, la quân trung quy là không có tiến tiểu khu. Hắn chỉ muốn xa xa nhìn một chút tư đổ linh nhi, dạng này liền đầy đủ. La quân rất muốn tại một thế này bên trong, thật tốt yêu thương tư đổ linh nhi, cho nàng lớn nhất thật hạnh phúc nhưng là hắn suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thật có thể làm được sao? Không nói sau 12 năm tách rời, chính là lúc này, mình đã cùng trùng hoàng giao phong phía trên. Sớm muộn sẽ có càng chiến đấu khốc liệt. Như vậy, mình nếu là cùng Linh Nhi đi lại thân mật lời nói, khó tránh khỏi liền sẽ liên lụy Linh Nhi. Tựa hồ tại một thế này bên trong, chính mình đối nàng tốt nhất bảo hộ, cái kia chính là rời đi xa xa nàng, đừng đi quấy rời nàng. La quân không phải vĩ đại thánh nhân, nhưng là đối mặt tư đồ linh nhi hắn nguyện ý làm như thế la quân đúng lúc này tư đồ linh nhi mẫu thân dương khiết từ bên ngoài lái xe tiến đến nàng kéo xuống cửa sổ xe thò đầu ra kỳ quái nói ra ngươi là tìm đến linh nhi a à. la quân cái này xấu hổ a à. hắn sờ đầu một cái kiên trì gật đầu nói ra đúng la quân tuyệt đối không làm được loại kia phủ nhận không sai sau đó xoay người rời khỏi sự tình vậy quá rơi phần cũng sẽ để Dương Khiết xem nhẹ. Dương Khiết cười một tiếng, nói ra, vậy liền lên xe đi, đứng ở bên ngoài làm gì? La Là Quân nói ra, tốt. Sau khi lên xe, Dương Khiết nói ra, còn không có ăn điểm tâm đi, vừa vặn ta nhiều mua một điểm bữa sáng. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ách, Dương A Di, người không sợ ta cùng Linh Nhi yêu sớm A. Sẽ không, Dương Khiết rất lợi hại chắc chắn nói ra. La Quân phiền muộn vô cùng, nói ra ta có kém cỏi như vậy, dương khiết nói ra người tiểu tử ngốc này hiện tại cũng mới bao nhiêu lớn điểm, suốt ngày đều loạn nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật. các ngươi hiện tại thứ nhất khẩn yếu cũng là thật tốt sách, biết không? a à, cái này ta biết, la quân thụ giáo nói ra, dương khiết lại cười một tiếng nói ra ta nghe linh nhi nói qua ngươi nàng khó được tán thưởng ngươi một chút. a à, gì cũng có thể nhìn ra ngươi là cái hảo hài tử cho nên cũng rất hoan nghênh người cùng Linh Nhi làm bằng hữu. Linh Nhi bằng hữu quá ít, làm đến nàng tính tình rất lợi hại quái gở, A Di hoan nghênh người đến tìm thêm Linh Nhi chơi. La Quân lập tức nói, cảm ơn A Di. Dương Khiết nói ra, nhưng người cũng nhất định không cần làm ra để A Di thất vọng sự tình, biết không? A Di là rất lợi hại coi trọng ngươi. Yên tâm đi, A Di. La Quân lập tức vỗ ngực cam đoan. Hắn cũng không khỏi bội phục Dương Khiết thật sự là cổ tay lợi hại người, chính mình làm người hai đời, đều có chút bị nàng nói nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy không cô phụ nàng hy vọng. Nếu là đổi lại trước kia tiểu la quân, đoán chừng đều muốn vì Dương Khiết lời nói này ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Từ đồ linh nhi cũng không có ngủ sớm giường thói quen, nàng đã rời giường. La quân cùng Dương Khiết vào nhà thời điểm, từ đồ linh nhi mặc lấy màu lam nhạt cổ tròn lo lắng, quần bò. Nàng ngay tại trong phòng bếp nấu lấy mì sợi, đại khái từ đồ linh nhi cũng không nghĩ tới lão mụ dương khiết sẽ đi mua cho nàng bữa sáng đi nàng thói quen dương khiết mỗi ngày sớm rời đi linh nhi la quân đến nhìn người dương khiết nói chuyện cũng phân phó la quân đem mua đến bữa sáng phóng tới trên bàn cơm sau đó dương khiết liền đi nhà bếp chỉ chốc lát về sau từ đồ linh nhi từ trong phòng bếp đi ra nàng mái tóc như thanh thang quải diện đồng dạng hất lên tiên nắng ban mai vùng chiếu ở trên người nàng nàng là làm như vậy sạch, mỹ lệ, thoát tục, tựa như là tiểu long nữ từ trong sách đối diện đi tới. Cái kia một cái chớp mắt, là quân nhìn ngẩn ngơ. Quản chi hắn đầu thai làm người, nhưng nhìn đến từ đồ linh nhi lúc, vẫn là không nhìn được làm ngẩn ngơ. Từ đồ linh nhi nhìn thấy là quân, thật không có quá cảm thấy cảm giác cùng biểu lộ, chỉ nói là nói, làm sao ngươi tới. Là quân vội ho một tiếng, hắn nói ra, ừm, ta hôm nay đi ra tùy tiện đi loanh quanh, vừa vặn đến ngươi nơi này, nghĩ đến rất lâu chưa thấy qua ngươi, cho nên tiến đến chào hỏi. A, à, Từ Đồ Linh Nhi nói ra, sau đó liền không có đoạn dưới. La Quân cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hắn lập tức tìm đề tài nói ra, ách, lớp trưởng, người mùa hè này không có đi ra ngoài chơi sao? Từ Đồ Linh Nhi nói ra, không có. nàng đi vào trước bàn bày đặt bữa sáng, La Quân đi đến trước gót chân nàng, còn nói thêm làm sao không đi ra ngoài chơi hội đâu. Chúng ta ở độ tuổi này, không nên đều đem tinh lực thả tại học tập phía trên. Vừa vặn lúc này, Dương Khiết đi tới, nàng bưng một bát nóng hôi hổi mì sợi, đồng thời hỏi, há, cái kia la quân ngươi nói, các ngươi ở độ tuổi này không đem tinh lực thả tại học tập phía trên, cái kia hẳn là đặt ở chỗ đó. Dương Khiết ngữ khí nghe không ra hỉ nộ đến, rất là bình tĩnh. Cô Rê quân lại biết, nếu như chính mình một cái trả lời vô ý, khẳng định là phải bị Dương Khiết đánh vào sổ đen. La Quân mỉm cười, nói ra, "A Di, ta nói đúng không cần phải đem tinh lực toàn bộ thả tại học tập phía trên nha. Bởi vì chuyện cũ kể tốt, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường mà. Quang sách, chết sách, đây là một loại không khỏe mạnh phương pháp học tập. Tựa như tại có chút kiến thức phía trên, trên núi đi ra cao tài sinh, có thời gian kiến thức còn không bằng yến kinh thành một cái tiểu học sinh. Người chỉ có đi ra ngoài mới có thể mỗi ngày gặp chúng sinh, thấy mình. Mỗi ngày, gặp chúng sinh, thấy mình. Dương Khiết tỉ mỉ suy nghĩ La Quân câu nói này. Từ đồ linh nhi cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn nhiều La Quân. Những lời này, người cũng là từ nơi đó học được. Dương Khiết nhiều hứng thú hỏi. La Quân cười cười, nói ra, ta bình thường cũng sẽ nhìn một chút Phật Kinh, giống thích ra mưu ni thành Phật trước đó, cũng là ăn chỉ cực kỳ đắng, đi hơn vạn dặm đường, sau cùng mới tại dưới cây bồ để đốn ngộ thành Phật, dương khiết mỉm cười nói ra người tiểu hài này nói chuyện ngược lại là có chút ý tứ người đi qua những địa phương kia a à, nàng vừa nói cũng bắt chuyện la quân cùng tư đồ linh nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm la quân kém chút liền muốn chậm rãi mà nói hắn đi qua địa phương vậy tuyệt đối hay xảy ra thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền chỗ ấy là hắn không có đi qua nha sao hỏa đều đi qua có điều lời đến khóe miệng lập tức liền nuốt xuống kém chút liền nói lỡ miệng sau đó La Quân lập tức thành thành thật thật nói ra, ta thực đi qua địa phương không nhiều, chỉ là lần này đi một chuyến yến kinh, rất có cảm xúc. Và lại bình thường cũng thích xem chút khóa ngoại thư tịch đâu, tạp chí thời trang, toàn thế giới địa lý ta đều thích xem. Ta còn thích xem một chút điện ảnh, tỉ như tại nước một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong thì từng nói qua, cái thế giới này có không gian 3D, không gian 4 chiều, còn có 5 hạng không gian. Dương Khiết lắc đầu, nói ra, các ngươi những hài tử này, trong đầu suốt ngày đều muốn chút loạn thất bát tao đồ, vật. Tư đồ Linh Nhi nhiều hứng thú, nàng chọn một miệng mì sợi ăn. Sau đó hỏi La Quân, nói ra, nhất suy là tuyến, hai chiều là mặt, 3D là lập thể không gian, không gian 4 chiều là không gian 3D tăng thêm thời gian, cái kia năm hạng không gian sẽ là gì chứ? La Quân nói ra, ta cũng nói không rõ ràng lắm, đại khái tựa như là nói, lập thể không gian tăng thêm thời gian về sau, đem thời gian hôm nay, ngày mai, sau này, mỗi ngày đều coi như một cái thế giới. Tựa như là tại trong tiệm sách, mỗi một ngày đều là một quyển sách, để thời gian cũng biến thành lập thể lên. Minh bạch năm hạng không gian đạo lý, thì có thể qua lại quá khứ tương lai, tại quá khứ tương lai ở giữa, truyền lại tin tức. Đây là cái gì điện ảnh, ta cũng muốn nhìn một chút. Từ đồ linh nhi nói ra, là quần nơi đó có thể nói, bộ phim này đều còn chưa có đi ra đây. Hắn cười ha hả, nói ra, ta là có lúc trời tối tại điện ảnh trong kênh nói chuyện nhìn thấy. Cụ thể tên gọi là gì ta cũng quên đây. Tư đồ linh nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Dương khiết đối cái này đề tài không có hứng thú gì, nàng theo rồi nói ra, cơm nước xong xuôi về sau, là quần người mang linh nhi ra ngoài dạo chơi đi. Nàng đón đến, nói, linh nhi ngươi cả ngày đều ở nhà không đi ra, ta nhìn ngươi đều nhanh muốn móc meo. Ừm, tư đồ linh nhi ứng một tiếng. Dựa theo đạo lý tới nói, giống tư đồ linh nhi ở độ tuổi này. Làm mẫu thân là kiên quyết ngăn chặn cùng nam sinh cùng một chỗ ở chung, nhưng tư đồ linh nhi lại có khác nhau. Dương Khiết là hy vọng tư đồ linh nhi có thể cùng các bạn học tiếp xúc nhiều một chút, tính cách sáng sủa một chút. Chính nàng cũng đối tư đồ linh nhi rất có bứt sức cảm giác, cảm thấy là mình đối nàng quan tâm không đủ, mới đưa đến nàng tính cách quái gở. Về phần la quân, Dương Khiết là cái nhân tinh, nàng nhìn người là có một bộ, Nàng cảm thấy La Quân là cái ánh sáng mặt trời hảo hài tử, cho nên nàng cũng tin tưởng mình phán đoán. La Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cứ việc lý trí nói cho hắn biết, cần phải cự tuyệt. Nhưng là có thể cùng Tư Đồ Linh Nhi nhiều ở chung một chút, hắn thực tại không có có năng lực như thế cự tuyệt loại này dụ hoặc. Không ai có thể hiểu La Quân tâm lý, hắn đối Linh Nhi có quá nhiều yêu cùng ái náy. Mỗi khi nghĩ đến tại cái kia băng lãnh bên trong quan tài băng, nàng thì như thế yên tĩnh nằm. Mỗi lần nhớ tới, La Quân Tâm liền sẽ đau nhức được không thể thở nổi. Có lẽ, trước mắt Linh Nhi theo một đời kia Linh Nhi cũng không có quan hệ. Nhưng nhìn lấy nàng, La Quân thì cảm thấy mình phảng phất là cùng với Linh Nhi. Ăn sáng xong về sau, Tư Đồ Linh Nhi vốn là muốn thu thập bát đũa. Dương Khiết nói ra, "Mụ mụ tới thu thập, các ngươi ra ngoài đi. Hôm nay khí trời rất không tệ đây." Tư Đồ Linh Nhi cũng không có kiên trì. Sau đó, la quân cùng tư đồ linh nhi ra tiểu khu tư đồ linh nhi vác một cái ba lô nhỏ nàng trang phục không sao cả cải biến vẫn là thanh thăng quải diện kiểu tóc lớp trường mỗi ngày đợi trong nhà sẽ không cảm thấy nhàm chán sao la quân hỏi tư đồ linh nhi xứng sờ xứng sờ sau đó nói thói quen la quân nói ra thực phong cảnh bên ngoài rất tốt nhân sinh cũng là rất thú vị ta cảm thấy người dạng này buồn bực có chút không tốt lắm thậm chí có chút lãng phí sinh mệnh đây. Tư đồ linh nhi nói ra, thật sao? La quân cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a, à, làm người buổi sáng tại Thái Sơn đỉnh đầu, nhìn thấy bàn Long Vân Hải thời điểm, người sẽ phát hiện thiên nhiên vẻ đẹp. Làm người ở trên biển nhìn thấy hải thượng thăng minh nguyệt thời điểm, người sẽ cảm thấy thiên địa kỳ diệu. Làm người thân ở yến kinh phồn hoa phố xá sầm uất thời điểm, sẽ cảm thấy chúng sinh tướng thực cũng là rất không tệ đây. Từ đồ linh nhi nói ra, có lẽ đi thế nhưng là ta cũng không có thời gian đi xem những thứ này la quân nói ra làm sao lại không có thời gian đâu ngươi nhìn chuyện này kỳ không phải còn một tháng nữa sao chúng ta có thể hẹn lấy cùng đi a à, còn có thể kêu lên đồng giai văn lão sư nàng cũng là ưa thích chơi người cũng có thể kêu lên anh tuấn con hàng này a à. từ đồ linh nhi trầm ngâm một cái chớp mắt nàng nói ra ta phải đi hỏi một chút mẹ ta nhìn nàng đồng ý không cho phép la quân nói ra được rồi tư đồ linh nhi nói ra vậy còn ngươi trong nhà người sẽ đồng ý sao ngươi vừa đi một chuyến yến kinh phí tổn cũng không ít đi la quân nói ra yên tâm đi ta bên này không có vấn đề tư đồ linh nhi nhịn không được nói ra trong nhà người kiếm tiền không dễ dàng người nói muốn nhiều kiến thức là không sai nhưng là không thể để trong nhà gánh vác quá nặng la quân nói ra ta biết tư đồ linh nhi liền thì không nói thêm gì nữa. Sau đó, là quân bồi tiếp từ đồ linh nhi đi một chuyến thư viện mượn một chút sách. Về sau, hai người thì mỗi người đi một ngả. Là quân cũng bắt đầu khó khăn lên, hắn biết hứa đồng giai văn là không có vấn đề. Triệu Anh Tuấn có vấn đề hay không, đây là ẩn số. Nhưng là giống như vấn đề lớn nhất ngược lại là chính mình. Trước đó chính mình đi Yến Kinh, cha mẹ cũng đồng ý. Chỉ chớp mắt chính mình lại muốn đi Thái Sơn chơi, lần này chỉ sợ lão ba cũng không quá hội giúp đỡ chính mình la quân trong thẻ ngược lại là có không ít tiền nhưng hắn cũng không dám lấy ra nói ta có tiền chính ta đi chơi không dùng các người trả thù lao loại lời này a à. mặc kệ như thế nào la quân cảm thấy mình thật vất vả thuyết phục linh nhi đi ra ngoài chơi như vậy hắn thì nhất định phải đi hắn không muốn linh nhi như vậy tự bế một đời kia bên trong là mình giúp đỡ linh nhi đi ra tự bế một thế này chính mình cũng phải giúp nàng đi ra tự bế muốn để nàng vui vẻ không cầu có thể cùng nàng phát sinh cái gì nhưng nhất định phải làm cho linh nhi tận khả năng khoái lạc la quân muốn hồi lâu hắn quyết định muốn hướng trong nhà triển lãm một chút năng lực chính mình không phải vậy lời nói hành động quá bị hạn chế hắn trước cho đồng giai văn gọi điện thoại là dùng điện thoại công cộng đánh la quân trong tay có một bộ bí mật điện thoại di động nhưng bộ điện thoại di động này dãy số chỉ có đại bá biết. Xưa nay, La Quân là không biết dùng bộ điện thoại di động này theo bất luận kẻ nào liên hệ. Đồng lão sư, La Quân gọi điện thoại về sau, cười hô. Đồng giai văn tiếp vào La Quân điện thoại rất là khai tâm, nói ra, người gần nhất đều ở nhà bận rộn cái gì a? À? La Quân nói ra, làm bài tập a, à? Người cho rằng nghỉ hè làm việc không cần làm a? À? Tốt a. À? Đồng giai văn cảm thấy nghe La Quân nói làm bài tập có chút quái dị, nàng nói theo, gọi điện thoại cho ta, chính xác là không có chuyện gì tốt. Nói đi, chuyện gì? La Quân nói ra, luôn như vậy, đồng lão sư, ta muốn đi Thái Sơn chơi một lát. Chúng ta cùng đi chứ? Thì ta và ngươi, Đồng giai văn nói ra. La Quân nói ra, ta còn ước lớp trưởng đây. Linh nhi, Đồng giai văn nói ra, ta nhìn tiểu tử ngươi là ý không ở trong lời đi. Người như vậy nho nhỏ tuổi tác, cũng đừng muốn ý đồ xấu. Nói càng về sau, đồng giai văn giọng nói cũng có chút nghiêm khắc. Đồng lão sư, ta không có như vậy không chịu nổi. Là quần bỗng nhiên nói ra. Đồng giai văn hơi hơi ngẩn ngơ, nàng cũng bỗng nhiên thì tỉnh ngộ lại. Trước mắt là quần cũng không phải là một cái đơn thuần 15 tuổi thiếu niên A. À. Là quần tiếp tục nói, lớp trưởng tính cách rất lợi hại tự bế, ta hy vọng nàng có thể rộng rãi một chút, khoái lạc một chút chỉ thế thôi. Đồng Giai Văn nói ra, tốt ha, à, ta tin tưởng ngươi. Đi Thái Sơn không có vấn đề, người phí dụng ta cho ngươi bao. La Quân nói ra, hiện tại không dùng, trong tay của ta có tiền. Chỉ bất quá ta cần một chút lý do để cha mẹ ta tiếp nhận ta loại sửa đổi này. Trong mắt bọn hắn, ta chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Đồng Giai Văn nói ra, vậy ngươi dự định làm sao đi thuyết phục cha mẹ ngươi? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Không dùng, La Quân mỉm cười, nói ra, ta có thể làm được. Sau đó, La Quân kết thúc cùng đồng giai văn trò chuyện. Vào lúc ban đêm, phụ thân Trần Thiên Nhai cùng mẫu thân Lâm Thiến đều ở nhà. Lâm Thiến tan ca hơi chậm một chút, cũng rất mệt mỏi. Phụ thân đang bận bịu vẽ phát họa, mỗi lúc trời tối, trong nhà đều là cái trạng thái này. Yên tĩnh, hài hòa, thậm chí có chút không liên quan tới nhau vị đạo. Nếu như không phải là bởi vì cái nhà này còn có la quân tồn tại, như vậy phụ thân cùng mẫu thân sinh hoạt hội càng thêm không có không gợn sóng, tựa như là một đầm nước đọng. Đây là người đã trung niên về sau, gia đình một cái phổ biến tình huống. Lại nói sát thực điểm, là nhà nghèo phổ biến tình huống. La quân vội ho một tiếng về sau, hắn đi vào giá phòng trước đối đèn bàn phía dưới phụ thân nói ra, cha, ngài có thể không thể đi ra một chút, ta có mấy lời muốn cùng ngài còn có mẹ nói một chút. Trần Thiên Nhai nao nao, hắn quay đầu nhìn một chút là quân, đại khái là có chút không quá con trai của thói quen đột nhiên như thế chính thức nói chuyện. Có điều Trần Thiên Nhai trung quy là không nói gì, hắn gật gật đầu, đứng dậy, sau đó trở về trong phòng khách. Lâm Thiến còn trong phòng vệ sinh giặt quần áo, là quân hô, mẹ, ngài cũng tới đây một chút đi. Lâm Thiến hơi không kiên nhẫn, nàng bận rộn một ngày, liền xem như mặt đối với nhi tử, cũng là có chút không có kiên nhẫn đứa nhỏ này, người có lời gì liền trực tiếp nói nha. Làm như thế đường đường chính chính, không biết người lại phải làm cái quỷ gì đây. Có điều lâm thiến phàn nàn thì phàn nàn, nàng vẫn là đứng dậy đưa tay lau sạch sẽ, sau đó trở về trong phòng khách. Lâm thiến cũng không có ngồi, thì nói thẳng, nói đi, lại chuyện gì. Trần Thiên Nhai ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn về phía La Quân. Trần Thiên Nhai ánh mắt lúc nhu hòa, hắn cùng Lâm Thiến khác biệt, hắn mặt đối với nhi tử lúc là lớn nhất kiên nhẫn phải nói trần thiên nhai đối mặt lúc nào đều là so sánh có kiên nhẫn đây là bởi vì hắn hòa lâm xinh đẹp người tu dưỡng khác biệt cũng là bởi vì lâm thiến sách hiếu mà trần thiên nhai nhưng vẫn là cái phần tử trí thức có thời gian trí thức văn hóa không nhất định có thể khiến người ta làm ra nhiều chuyện lớn lại có thể cải biến nhân khí chất nếu không tại sao nói bụng có thi thư khí tử hoa đây Là quân hít sâu một hơi hắn nói ra cha mẹ ta khả năng có một ít chuyện giấu giếm các ngươi các ngươi trong mắt ta cùng trên thực tế ta là có chút khác biệt người đứa nhỏ này đang nói cái gì mê sảng lâm thiến nói ra trần thiên nhai sắc mặt hơi đổi một chút nói chuyện gì phát sinh la quân nói ra đại bá rất sớm thời điểm liền dậy qua ta công phu mà lại ta cũng đã đến ngành quốc an hắn đón đến nói ra cha mẹ các ngươi trước đừng kích động đại bá nói qua, ta là tuyệt đối luyện võ kỳ tài. Tương lai ta thành liền có thể còn biết tại đại bá phía trên đây. Sau đó, La Quân cầm lấy trên bàn chén trà. Cái kia trong chén trà có trà lạnh nước, ngón tay hắn để vào đến trong chén trà, tiếp lấy co lại. Sau đó, ngón tay hắn thì ướt súng. La Quân kinh lực rung động, trên ngón tay ướt súng vệt nước bỗng nhiên thì hướng lòng bàn tay lưu động, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một khỏa trong suốt giọt nước. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tay run một cái bắn ra, tiếp theo, viên kia giọt nước tựa như bay ra khỏi nòng súng viên đạn bắn ra. Ầm, um, giọt nước bắn ở trên vách tường, cái kia trắng noãn trên vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chiều này nhất thời liền để Trần Thiên Nhai chấn kinh. Hắn hòa lâm xinh đẹp đi vào vách tường trước, hai người nhìn lấy cái kia trên vách tường lỗ, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không nên lời một câu. La Quân theo rồi nói ra, phi hoa trích diệp, nắm thiết thành bùn viên bi giết người những thứ này đều cũng không phải là không được trần thiên nhai nhìn la quân liếc một chút hắn không có nói nhiều quay người thì ra khỏi phòng tử la quân biết lão ba là cho đại bá gọi điện thoại đi còn tốt còn tốt la quân cảm thấy hạnh tốt mình còn có đại bá cái này tấm mộc tồn tại không phải vậy lời nói chính mình thật sự là không có cách nào nói a à. lâm thiến cũng là ánh mắt phức tạp cái này một cái trước mắt nàng cảm thấy mình nhi tử có chút lạ lẫm la quân đi vào lâm thiến trước mặt hắn nói ra mẹ ngài trách ta sao lâm thiến trầm mặc nửa ngày nói ra người chừng nào thì bắt đầu học la quân nói ra thật lâu lâm thiến nói ra người học chuyện này để làm gì la Là quân nói ra ta không muốn cả một đời bình thường đi xuống ta muốn giống như đại bá làm cảnh tượng người lâm thiến trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ nói ra, người mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Làm sao lại như thế không vững vàng, người bây giờ cần phải đi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ, vật sao. Vẫn là nói, trong nhà uổng cho ngươi, để ngươi mất mặt. Mẹ, là quân hoảng, hắn nói ra, ta chỉ là muốn làm ta thích làm sự tình. Sau đó, hắn ôm chặt lấy Lâm Thiến. Một sát na này, Lâm Thiến có lại nhiều oán niệm cũng liền theo tan thành mây khói. Trần Thiên Nhai tại hắc ám trong hành lang bấm Trần Lăng điện thoại. Ca, là ta, Trần Thiên Nhai trầm giọng nói ra. Trần Lăng bên kia có chút ngoài ý muốn, cười một tiếng, nói ra, làm sao đêm hôm khuya khoát đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Nhai thanh âm cũng không có bao hàm quá nhiều cảm tình, hắn nhạt lạnh nói ra, chừng nào thì bắt đầu. Điện thoại bên kia Trần Lăng trong lòng lập tức một cái lục bộp. Có điều Trần Lăng là trải qua chiến trận người, hắn không hoảng không loạn nói ra trần thiên nhai nói ra vừa rồi tiểu dương đều cùng ta thẳng thắn trần lăng nói ra thẳng thắn cái gì trần thiên nhai nói ra người dạy võ công của hắn để hắn nhập quốc an trần lăng văn nói nhất thời bừng tỉnh đại ngộ trong lòng cũng thì minh bạch tiểu tử này lại đem hoan uổng nổi đen ném cho mình gánh nhưng là hắn trả thật không tốt phủ nhận trần lăng trầm mặc một cái chớp mắt về sau nói ra ngươi là đang cùng đại ca hưng sư vấn tội ta chỉ như vậy một cái nhi tử quốc an là địa phương nào người giang hồ là dạng gì trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao những năm này ta và ngươi phân rõ giới hạn cũng là không muốn để cho nhi tử ta cuốn vào đến ngươi giang hồ thế nhưng là ngươi trần thiên nhai không có cách nào che giấu loại này oán khí trần lăng nói ra mỗi người đều có tự mình lựa chọn người lựa chọn nhàn hạ bình thường cái này có thể ta cũng miễn cưỡng không ngươi. Ta lựa chọn ta giang hồ, đây là ta lựa chọn, sống hay chết, ta không oán niệm bất luận kẻ nào. Nhưng là, Tiểu Dương mặc dù là con của ngươi, nhưng hắn cũng có quyền lựa chọn lực. Cha mẹ không có tước đoạt chúng ta quyền lựa chọn lực, người ta cũng không nên tước đoạt Tiểu Dương quyền lựa chọn lực. Trần Thiên Nhai nói ra, nhưng hắn còn nhỏ, hắn căn bản không hiểu loại này lựa chọn với hắn mà nói là ý vị như thế nào. Trần Lăng nói ra, Tiểu Dương là cái sớm thông minh hài tử, ngay tại trước đó không lâu, hắn hoàn thành chúng ta quốc an cục đều không có cách nào hoàn thành sự tình. Ngươi không thể luôn luôn đem hắn coi như tầm thường hài tử đến đối đãi, hắn học tập công phu tốc độ còn nhanh hơn ta. Hắn giang hồ càng rộng lớn hơn, bình thường nhàn hạ đối với ngươi mà nói là thuốc tốt, là thiên đường. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, hài tử càng hướng tới rộng lớn bầu trời. Ngươi nhàn hạ bình thường là hắn độc dược, này lại để hắn áp lực, thống khổ. Trần Thiên Nhai trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn kết thúc cùng Trần Lăng thông lời nói. Về sau, Trần Thiên Nhai cùng La Quân triển khai nói chuyện. Trong phòng khách, Lâm Thiến cũng tại. Tiểu Dương, Trần Thiên Nhai nói ra, người muốn qua sinh hoạt, đến cùng là cái gì sinh hoạt? Người biết quốc an đối với người mà nói ý vị như thế nào sao? Ta biết, La Quân nói ra, đao quang kiếm ảnh, ăn bữa hôm lò bữa mai tràn ngập nguy hiểm cùng bụi gai, đường rất khó đi. Nhưng đường lại khó đi, con đường này cũng cần có người đi đi. Lâm Thiến trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần Thiên Nhai nói ra, ta hy vọng ngươi có thể bình an, thành thành thật thật đến trường, hết cao trung, lại lớn học, sau đó tham gia công tác, lấy vợ sinh con. Ba ba cũng không hy vọng ngươi có thể có cái gì công tích vĩ đại, ta và mẹ ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, hy vọng ngươi có thể vô cùng đơn giản. La Quân nói ra, thật xin lỗi, cha, mẹ. Ta rất nhớ có thể dựa theo các ngươi đi nói làm, nhưng ta cũng cần nghe theo chính ta nội tâm triệu hoán. Trần Thiên Nhai nhìn chăm chú La Quân, sau một hồi khá lâu, hắn hơi hơi thở dài một hơi, sau đó về đến phòng bên trong. Đó là một loại làm vì phụ thân bất lực, hắn phát hiện, hắn không hề có thể giống một gốc vĩ ngạn đại thụ, một mực bảo vệ con trai mình. Hắn phát hiện, nhị tử giống như hồ đã lớn lên, trong đêm khuya, La Quân vẫn luôn ngủ không được, hắn nhịn không được đi vào phụ mẫu trước gian phòng. Sau đó, hắn gõ cửa. Tiến đến, phụ thân thanh âm truyền đến. La Quân đẩy cửa vào. Trong phòng đèn sáng rỡ tại, phụ thân cùng mẫu thân lại là cũng không có ngủ, hai người cao mày tương đối. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy tình, bọn họ làm sao có thể đầy đủ yên ổn chìm vào giấc ngủ. La Quân quỳ đi xuống, hắn nói ra, thật xin lỗi, cha, mẹ, con trai của là bất hiếu, để cho các ngươi vì ta quan tâm. Người đứa nhỏ này, Lâm Thiến đi lên trước đêm la quân kéo lên, êm đẹp, quỷ cái gì quỷ. Vốn là, ta không muốn cùng cha mẹ các ngươi nói những thứ này. La quân nói ra, nhưng là ta sợ ta tiếp xuống hội để cho các ngươi thất vọng, trừ học tập bên ngoài, ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Ta không muốn để cho cha mẹ các ngươi cảm thấy ta là không làm việc đàng hoàng nhi tử. Sách, người chẳng lẽ không dự định phía trên, Trần Thiên Nhai nói ra. La Quân nói ra, sách ta sẽ tiếp tục đọc, cha mẹ, các người yên tâm, ta thành thích học tập nhất định sẽ không rơi xuống. Cuối cùng, Trần Thiên Nhai cùng Lâm Thiến vẫn là tiếp nhận nhi tử chuyển biến. Cứ việc cái này chuyển biến để bọn hắn cảm thấy rất không thích ứng. La Quân lấy 20.000 khối cho Lâm Thiến, hắn nói cái này là mình tiền lương. Hắn không dám lấy quá nhiều, lấy càng nhiều, liền sẽ để phụ mẫu cảm thấy mình công tác càng phát ra nguy hiểm. Lâm Thiến cầm nhi tử tiền lương, cái kia một cái chớp mắt cảm giác phức tạp tới cực điểm. Sau đó, tại trải qua sau chuyện này, hắn hành động đạt được rất lớn tự do. Lâm Thiến cùng Trần Thiên Nhai thử cho La Quân nhất định quyền tự chủ, đem hắn coi như một cái người lớn đến đối đãi. La Quân liền nói muốn đi Thái Sơn du lịch, hắn tự nói là muốn cảm ngộ tâm cảnh, thưởng thức Thái Sơn sự hùng tráng, dùng cái này đến tăng cao tu vi không phải vậy lời nói, liền chỉ nói là bồi nữ đồng học giải sầu. Cái kia đoán chừng Trần Thiên Nhai nghe lại phải thổ huyết, bởi vì Trần Thiên Nhai vừa cảm thấy La Quân hiểu chuyện, là cái tiểu đại nhân. Nhưng một cái chớp mắt ấy thì lại là làm chút tiểu hài tử ra sự tình. La Quân ở độ tuổi này, tự nhiên không nên tới cân nhắc tình A yêu. Trần Thiên Nhai đối tu vi những vật này không hiểu, nhưng La Quân nói như vậy, hắn cũng liền tin tưởng. Còn tiền phương diện, trần thiên nhai còn muốn cho la quân một điểm la quân lại nói mình rất đủ đầy đủ không cần lo lắng trần thiên nhai nghe nói như thế về sau trong mắt lóe lên một vòng thất lạc cho tới nay hắn đều con trai của là đại sơn nhưng hôm nay nhi tử cũng đã không cần hắn cái này ít nhiều khiến hắn cái này làm phụ thân cảm thấy thất lạc la quân lại đi liên hệ một chuyến triệu anh tuấn nhưng triệu anh tuấn lại là đi không không có khác Triệu Anh Tuấn phụ mẫu không cho hắn ra ngoài. Tại Linh mấy năm thời điểm, bình thường trong gia đình, nơi đó sẽ để cho hài tử ra ngoài du lịch. La Quân vốn định thay Triệu Anh Tuấn bỏ ra số tiền này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng. Bởi vì hắn gia đình cũng, quá mức lộ ra giàu, này lại bại lộ thân phận của mình. Sau đó, liền cũng liền đành phải coi như thôi. Ngược lại để La Quân thoảng qua ngoài ý muốn là, Tống Linh San đồng học cũng muốn cùng theo một lúc đi ra ngoài chơi. Là tư đồ Linh Nhi ước Tống Linh San. Đại khái cũng là tư đồ Linh Nhi có chút không quá yên tâm La Quân, cho nên thì nhiều cái tâm nhãn. Cứ như vậy, cũng càng để Dương Khiết yên tâm. Dương Khiết nghe nói có lão sư, còn có Tống Linh San bồi tiếp cùng đi, nàng cũng cũng không có cái gì lo lắng. Đối với nữ nhi chủ động muốn theo đồng học ra ngoài du lịch, Dương Khiết là 100 cái tán thành. Bất quá dương khiết vẫn là đơn độc theo la quân nói một phen là ngươi đề nghị để linh nhi đi du lịch dương khiết hỏi la quân thẳng thắn nói ra đúng dương khiết nói ra vì cái gì muốn để linh nhi đi du lịch la quân nói ra linh nhi tính tình rất lợi hại quái gở ta cảm thấy nàng mỗi ngày buồn bực trong nhà này lại để cho nàng rất ngột ngạt nếu như ra ngoài đi một chút nhìn một chút rộng lớn thiên địa có lẽ sẽ để cho nàng sáng sủa một chút Dương Khiết nói ra, thực a Di rất lợi hại cảm tạ ngươi vì Linh Nhi làm ra, có điều a Di hay là hy vọng ngươi cùng Linh Nhi hữu nghị có thể đơn thuần một chút, bởi vì hiện tại, các ngươi chả không đến cái kia tuổi tác. Người mình bạch a Di nói chuyện sao? La Quân nói ra, a Di, ngài yên tâm, ngài tín nhiệm ta, phần này tín nhiệm đáng quý, ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Dương Khiết vui mừng cười một tiếng, nói ra, tốt, tốt hài tử. A-di cũng tuyệt đối tín nhiệm ngươi la quân nói ra cảm ơn a di sáng ngày thứ hai một đoàn người thì xuất phát mọi người ngồi xe lửa chạm thứ nhất là tới trước tề nam trên xe lửa la quân cùng đồng giai văn ngồi cùng một chỗ tư đồ linh nhi cùng tống linh san ngồi tại đối diện hai nữ hài đều có các đẹp tống linh san tài trí mà hào phóng tư đồ linh nhi mỹ lệ mà thanh lãnh ánh mặt trời chiếu tiến đến ấn chiếu vào các nàng mỹ lệ gương mặt bên trên quả nhiên là người còn yêu kiểu hơn hoa chúng ta lần này đi tề nam, nhất định muốn xem trước một chút bác bất chợt tới tuyền. Ta còn nhớ rõ chúng ta lên tiểu học năm thứ ba thời điểm, thì qua lão xá bác bất chợt tới tuyền đây. Tống Linh San có chút hưng phấn nói ra. La Quân nói ra, cái kia còn có thiên hồ núi, đại minh hồ đây. Những thứ này chúng ta đều có thể đi xem một chút, tề nam bên kia, còn có thật nhiều cùng loại tô châu lâm viên kiến trúc. Thứ ăn ngon cũng rất nhiều, lần này chúng ta thời gian sung túc, không chơi chán tuyệt không trở về nhà. muốn là chúng ta không đủ tiền cũng còn có đồng lão sư đây. đồng lão sư, người nói có đúng hay không? đồng giai văn trợn mắt chừng một cái, nói ra, người cái tên này lúc nào đều không quên gõ lão sư trúc giang. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ai bảo chúng ta mấy người này chỉ một mình ngươi là trưởng bối đây? đồng giai văn cũng liền nói, ừm ân, mọi người lần này yên tâm lớn mật chơi, có lão sư ở đây. Từ đồ linh nhi nói ra, mẹ ta cho ta rất nhiều tiền, không cần làm phiền đến lão sư ngài. Tống linh san cũng biểu thị tiền rất nhiều. Là quân nhất thời cũng có chút xấu hổ, nhìn như vậy lên, giống như thì hắn lớn nhất không đại khí. Đương nhiên, đây bất quá là khúc nhạc dạo ngắn. Hỏi tới, từ đồ linh nhi lại nói là lớn nhất muốn đi xem nhật nguyệt đàm. Nhật nguyệt đàm lại là tại bờ biển đối diện, muốn đi nơi đó cũng không dễ dàng, nhưng chính là bởi vì không dễ dàng cho nên mới làm cho người hướng tới tổng cảm giác người bên kia cùng sự tình vật cùng cảnh đều cùng đại lục có chút khác biệt trên đường đi trò chuyện rất là vui vẻ tư đồ linh nhi cũng sáng sủa không ít theo đông giang đến tề nam ngồi xe lửa cần một ngày một đêm thời gian lâu dài loại kia mới mẻ cảm giác bị cảm giác mệt mỏi thay thế người trên xe cũng càng ngày càng nhiều bọn họ đặt trước đều là ghế ngồi cứng bởi vì phiếu giường nằm đều đã mua không được. Ghế ngồi cứng bình thường đều là ba người ngồi, về sau lại tới hai tên nam tử. Cái này hai tên nam tử xem xét cũng là xã hội nam tử, hơn 20 tuổi, còn có chút dáng vẻ lưu manh. Cái này hai tên nam tử, phân biệt ngồi tại La Quân bên này còn có từ đồ linh nhi bọn họ bên kia. Tống Linh San là ngồi ở giữa, nam tử kia liền dựa vào lấy Tống Linh San ngồi. La Quân chủ động cùng đồng giai văn đổi chỗ ngồi, để một tên khác nam tử dựa vào la quân mà ngồi huynh đệ mình hai thay cái tòa ngồi tại la quân bên người nam tử nói ra nam tử này mặc lấy màu sắc đại quần đùi mặc trên người cái mặt trời áo còn mang kính dâm hắn hai cánh tay bên trên có kỳ lân hình xăm nhìn thì là có chút khủng bố tống linh san cùng tư đồ linh nhi nhìn lấy cũng có chút sợ hãi riêng là tống linh san bên người nàng ngồi tên nam tử này cùng la quân bên người nam tử là không sai biệt lắm tính tình A. Ngồi tại la quân bên người nam tử gọi là Van Der Biu. Ngồi tại Tống Linh San bên người nam tử gọi là Đại Côn. Van Der Biu cùng Đại Côn là Lâm Tây Thị Lưu Manh, hai người gây một số việc, hiện tại là chạy trốn trạng thái. Hai người này không nghĩ tới lên xe lửa, thế mà gặp được thanh thuần như vậy học sinh muội. Cái này Tống Linh San cùng tư đồ Linh Nhi, đó thật là một cái so một cái xinh đẹp a à. mà La Quân bên người đồng giai văn càng là tài trí mà thành quen xinh đẹp như nở rộ hoa nhi một bên là nụ hoa chớm nở hoa nhi một bên là nở rộ hoa tươi Van De cùng đại côn đều cảm thấy vận khí thật sự là tốt loại tình huống này lấy bọn họ tính cách vậy thì thật là có tiện nghi không chiếm vương bát đàn a Van De sau đó liền trực tiếp muốn theo La Quân đổi tòa không đổi La Quân cũng rất thẳng thắn cự tuyệt Van Der Biu. Đồng Giai Văn cũng không lo lắng, nàng rất rõ ràng La Quân thực lực. Nhưng Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi khuôn mặt đều hoảng sợ bạch. Van Der Biu một chút ôm ở La Quân bả vai, cười tủm tỉm nói ra, Đại huynh đệ, ta nói ngươi làm người thật đúng là không đủ hiểu rõ tình hình thức thời A. Đổi chỗ ngồi, được hay không? Được ngươi tê dại cái bỉ A. La Quân lập tức liền bạo nói tục, nói ra, không đổi, như thế nào, người muốn giáo dục ta à? Cái này một cái chớp mắt, từ đồ linh nhi cùng tống linh san đều ngốc ngẩn ngơ. Các nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, giống như la quân cũng là đánh nhau hung nhân A. À? Hắn tinh khí cũng là đầy đủ táo bạo A. À? Nhưng bây giờ, hai người này đều là thanh niên lêu lỏng. La quân ứng phó được đến sao? Tống linh san trước sốt ruột đứng lên, nói ra, các ngươi chớ làm loạn A. À? Nơi này chính là trên xe lửa, muốn là làm loạn, chúng ta thì hô nhân viên xe lửa. Van đè Biu cùng đại côn nghe Tống Linh San như thế một ồn ào, hai người lập tức có chút tâm hỏng. Dù sao đây là trước mặt mọi người a, à. Trên xe rất nhiều người đều đem ánh mắt phóng tới bên này. Van đè Biu sắc mặt âm lãnh, hắn đứng lên, nói với La Quân, tiểu tử, người rất lợi hại có khí phách. Ta đương nhiên có loại, chẳng lẽ ngươi không có loại? La Quân nói ra, có loại đi theo ta. Van đè Biu nói ra. La Quân nói ra, tốt, hắn trực tiếp thì đứng lên. La Quân dứt khoát để Van Der Biu đều sửng sốt. Sau đó, Van Der Biu thì hướng nhà vệ sinh đi đến. La Quân theo ở phía sau. Đại Côn thấy thế, cũng lập tức theo tới. Đồng Lão Sư, bọn họ, Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đều gấp. Đồng Giai Văn ngược lại là thong dong tự tại, nàng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, La Quân lại không phải người ngu, hắn không có nắm chắc là sẽ không đi. Từ đồ linh nhi nói ra, chúng ta theo còi báo động. Hai nữ sinh thủy trung bình tĩnh không xuống. Từ đồ linh nhi cấp tốc ấn lên mặt còi báo động. Đồng giai văn muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhân viên xe lửa còn chưa tới lúc, là quân cùng van đe biu còn có đại côn liền trở lại. Là quân thong dong tự tại ngồi tại đồng giai văn bên người. Van Đè biu cùng đại côn hai bên gương mặt sưng đỏ, vẻ mặt cầu xin. Còn muốn ngồi, cút sang một bên, la quân gặp cái này hai hàng còn chuẩn bị ngồi xuống hắn lập tức quát lớn đúng đúng hai nhân mã phía trên thì cút sang một bên Là quân ngươi tống linh san cùng tư đồ linh nhi kinh ngạc cùng cực Là quân buông buông tay nói ra ta cũng không có đánh bọn hắn a à. là bọn họ lẫn nhau phiến chính mình cái tát ngươi đánh giám tống linh san nói ra nàng cái này một kích động liền như thế thô tục lời nói nói hết ra sau khi nói xong khuôn mặt tăng đỏ bừng, bọn họ lại không có sơ hở, làm sao lại tự mình tát mình cái tát. La Quân nói ra, ta cùng bọn hắn giảng đạo lý A. Ta học nhiều năm như vậy đức trí thể Mỹ cực khổ cái kia có thể là giả sao. Ta cùng bọn hắn thông dụng phía dưới đạo lý làm người, bọn họ rất nhanh liền cảm thấy mình sai nha. Khoác lác, Tống Linh San bị La Quân nói cười khúc khích. Tư Đồ Linh Nhi cũng là cười một tiếng. Có điều lập tức, hai tên nhân viên xe lửa liền đến, Nơi này chuyện gì phát sinh? Người nào báo động? Một tên cảnh sát mập hỏi. Từ đồ linh nhi đứng lên, nàng nói ra, ta báo động. Hai tên cảnh sát gặp Tư đồ linh nhi, sắc mặt lập tức nhu hòa đi xuống. Quả nhiên, mỹ nữ thật sự là đi đến chỗ ấy đều nổi tiếng A. Cảnh sát mập nhẹ giọng hỏi, đồng học, chuyện gì phát sinh? Từ đồ linh nhi lập tức nói, không có ý tứ, sự tình đã giải quyết. Không có việc gì. Có việc, cái kia van đe biu cùng đại côn lập tức chạy tới. Hai người nhất chỉ la quân, nói ra, cảnh sát đồng chí, cũng là hắn, hắn ác ý ẩu đánh chúng ta. Còn bạo lực uy, cảnh sát đồng chí, các người nhất định muốn thay chúng ta làm chủ. Hai người này mặt đều xưng thành đầu heo. Cảnh sát mập gọi là Vương Dũng, một cái khác cảnh sát gọi là Hà Lâm. Vương Dũng cùng Hà Lâm nhìn nhau, hai người đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hà Lâm nghi ngờ nói, đồng học, các ngươi là cùng một chỗ hắn tự nhiên là đang hỏi tư đồ linh nhi tư đồ linh nhi gật đầu nói ra đúng vậy ngươi báo động là muốn nói người đồng học đánh hai người bọn họ hà lâm cảm thấy có chút ý không rõ ràng tình huống tư đồ linh nhi liền vội vàng lắc đầu nói ra không là là nàng đều có chút nói không được vấn đề này đảo ngược bản thân cũng có chút kịch vui hóa tống linh san lập tức nói cảnh sát đồng chí là bọn họ hai người kia muốn khi dễ chúng ta. Vương Dũng liền nói ra, há, chỗ lấy các ngươi thì đánh hai người bọn họ. Van đè Biu cùng Đại Côn lập tức nói, cảnh sát đồng chí, trời đất chứng giám, chúng ta làm sao có thể ở trước công chúng lấn phụ các nàng A. Là cái này tiểu tạp trùng, quá hoành, ngài nhìn hắn đem chúng ta cho đánh. Đồng Giai Văn đứng lên, nói ra, cảnh sát đồng chí, cái này quá buồn cười ba người chúng ta nữ sinh thêm một cái vị thành niên nam sinh chúng ta có thể khi dễ bọn họ như thế hai cái đại lưu manh vương dũng cùng hà lâm cảm thấy việc này có chút mơ hồ vương dũng hỏi la quân là ngươi đánh bọn hắn sao la quân nói ra ta không có vương dũng mặt hướng chung quanh nói ra các ngươi có người biết là chuyện gì xảy ra sao người chung quanh đều lập tức giữ yên lặng lại là hai bên cũng không dám đắc tội chỉ có một đứa bé đột nhiên nói ra hai cái bại hoại mang tiểu ca ca đi nhà vệ sinh sau khi đi ra liền thành dạng này vương dũng sắc mặt hơi đổi một chút đúng vậy a à, van der biu cùng đại côn lập tức kêu lên đụng thiên khuất tới cảnh sát đồng chí cũng là tại trong toilet hắn đối huynh đệ chúng ta hai tiến hành cực kỳ tàn ác đánh nhau a à. cảnh sát đồng chí ngài nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a à. ngài cũng là thanh thiên đại lão gia a à. chuyện gì xảy ra vương dũng rất lợi hại nghiêm túc hỏi la quân La Quân không có coi ra gì, hắn nói ra không có chuyện gì xảy ra a, à, ta không có đánh bọn hắn. Lại nói hai người bọn họ ta cũng đánh không lại a. À. Hai người này không biết chuyện gì xảy ra, tiến nhà vệ sinh thì lẫn nhau đánh bàn tay, ta vốn là vẫn không rõ đây, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai like bọn họ là muốn vu hãm ta à? Cảnh sát đồng chí, không tin các ngươi nhìn hai người bọn họ trên mặt giấu bàn tay, đó là tay ta trưởng sao? Van Debu cùng Đại Côn trên mặt thủ trưởng ấn xác thực so La Quân bàn tay muốn lớn hơn một chút. Vương Dũng cùng Hà Lâm sau đó thì lập tức đem Van Debu cùng Đại Côn mang đi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nói đúng là Vương Dũng cùng Hà Lâm tin tưởng La Quân. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không phải người ngu, liếc một chút liền có thể nhìn ra Van Debu cùng Đại Côn không phải vật gì tốt. Cái này nhạc đệm cũng thì vui vẻ như vậy đi qua. Mọi người liền lại ngồi xuống tống linh san hì hì cười một tiếng nói ra la quân nhìn không ra người thân thủ tốt như vậy a à. la quân cười ha ha nói ra giống nhau giống nhau thế giới thứ ba người chừng nào thì như thế yêu khoác lác tống linh san cười la quân thở dài nói ra ai ta nói là lời nói thật a à. đồng giai văn nói ra lời nói thật ngươi cái đại đầu quỷ a à. nhanh đi cho chúng ta mì tôm ăn đói đúng 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 Tống Linh san theo ồn ào, nói ra ta muốn ăn nấm hương vị. Từ Đồ Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nói theo ta cũng muốn nấm hương vị. Đồng Giai Văn nói ra vậy ta liền muốn mì thịt bò loại kia. La Quân nói ra các ngươi làm là tại hạ tiệm ăn a à, còn đốt lên đồ ăn tới. Bất quá hắn nói tới nói lui nhưng vẫn là lập tức đi cho ba vị đại tiểu thư mì tôm đi. Tại sáng ngày thứ hai, xe lửa rốt cục tại Tề Nam nhà ga đỗ. Cả người đều có loại mốc meo cảm giác. Sau khi xuống xe, long lành tia nắng ban mai vẩy chiếu vào nhà ga mỗi khắp ngõ ngách, cũng vẩy chiếu vào La Quân bọn người trên thân. Tống Linh san duỗi cái đại lưng mỏi, nói ra, mệt chết cô nãi nãi ta, trở về thời điểm, chúng ta nhất định muốn đi máy bay. Từ Đồ Linh nhi ngượng ngùng một chút, nhưng cũng nhẹ nhàng vặn vẹo hạ thân. Ra nhà ga về sau, bốn người đi trước đặt trước nhà khách hôm nay trước hết tại khu vực thành thị bên trong du ngoạn bốn người cũng gấp cắt cần đi tắm nhà khách đặt trước là phổ thông cùng loại hậu thế mắt xích mau lẹ khách sạn có điều lúc này mau lẹ khách sạn còn không có lưu hành lên đặt trước hai gian phòng là quân hưởng dụng một gian phòng mà tống linh san ba người các nàng thì ở một gian có điều tiền phòng mọi người vẫn là trải phẳng đây là tống linh san cùng tư đồ linh nhi các nàng đối la quân một loại quan tâm không phải vậy là Quân một người gánh chịu tiền phòng, nhiều ít có chút tàn nhẫn. Sau khi tắm xong, bốn người liền thì tinh thần chấn hưng. Thu thập sẵn sàng về sau, đi trước ăn điểm tâm. Bốn người đón xe đi trước phù dung đường phố. Phù dung đường phố kiến trúc bảo trì cổ nhai, phố cũ phong phạm. Bên trong lại có phù dung tuyền, phù dung tuyền ẩn thân tại dân trong nhà, tự nhiên thiên thành. Lão tàn du ký thảo luận mọi nhà suối nước, hộ hộ rủ xuống dương, một mực bị coi là tề nam khắc họa. Bởi vậy, có thể nói phù dung đường phố thể hiện tề nam suối nước văn hóa đặc sắc. Bốn người đều đã đói không được, cái kia quả vặt giữa đường quả vặt rực rỡ muôn màu, khiến người ta nhìn không kịp nhìn. Cái này trong kỳ nghỉ hè, cũng chính là người lâu dài. Đương nhiên, người này nhiều còn lâu mới có được hậu thế như thế người người nhốn nháo, bước không ra chân. Ăn áp huyết phen, nếm dầu xoáy, tiểu hoàn tử, còn có crystal sủi cảo càng có đậu hũ thối. Bốn người ăn quên cả trời đất, cũng thuận tiện thưởng thức trải nghiệm cái này phố cũ phong mạo, cũng có thể từ đó hồi tưởng trăm năm trước văn hóa lịch sử. Sau khi ăn xong, lại đi dạo tề nam phủ kiến thức miếu, chung quanh còn có gần lịch đại hai đại phủ nha cùng trường thi cùng cổ thành chủ tuyến đường chính. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, từ đồ linh nhìn nụ cười rõ ràng nhiều lên. Nàng và Tống Linh San ở giữa quan hệ cũng thân cận rất nhiều. La Quân nhìn lấy từ đồ Linh nhìn nụ cười trên mặt, trong lòng liền mềm mại lên. Chỉ cần nàng có thể hài lòng một chút, như vậy chính mình làm ra đây hết thảy liền đều là đáng giá. Mạt, tự nhiên là đi xem màn kịch quan trọng bác bất chợt tới Tuyền. Bác bất chợt tới Tuyền là tại bác bất chợt tới Tuyền trong công viên, tiến công viên, một cái khoáng đạt hồ suối, không sai biệt lắm là vuông, chiếm hơn phân nửa công viên. Tuyền trong ao ngã về tây, có ba cái đại tuyền nhãn nước từ trong con suối đi lên tuôn, toát ra mặt nước nửa mét đến cao, giống đun sôi giống như, không ngừng mà lăn lột. Bên cạnh ao còn có đếm không hết tiểu tuyển nhãn, có không ngừng mà nổi lên, đều đều tiểu khí phao hợp thành một chuỗi, giống một chuỗi chân châu theo dòng nước chập trơn. Bác bất chợt tới tuyển trong công viên xanh sạch hóa rất là không tệ, đặt mình vào bên trong, tựa như tại tự nhiên phong cảnh bên trong một dạng. Đồng giai văn mang nàng máy ảnh điện tử, La Quân thì phụ trách chụp ảnh, ngẫu nhiên đồng giai văn muốn la quân đến chụp ảnh chung thời điểm, la quân lập tức cự tuyệt, né tránh. Hắn không muốn chụp ảnh chung, không muốn lưu lại dấu vết gì. Hắn sợ hắn địch nhân hội theo một chút chụp ảnh chung bên trong tìm đến ra tư đồ linh nhi, từ đó thương tổn tư đồ linh nhi. Nhưng hắn không thể nói cái này nỗi khổ tâm, hắn không chụp ảnh ngược lại chọc giận Tống Linh San, Tống Linh San cưỡng ép lôi kéo la quân cùng một chỗ chụp ảnh chung. Tư đồ linh nhi cũng liền ở một bên nhẹ cười yếu ớt, một ngày này hành trình qua rất nhanh, mọi người cũng đều rất lợi hại hưng phấn. Đến trạng vạng tối, đều là mệt mỏi không được, liền tuyển một nhà hàng tiến đi ăn cơm. Đây là tới gần kiến thức phủ miếu một nhà hàng, tràn ngập cổ kính. Gọi là quá trắng nhà ăn. Bên trong còn có cái tứ hợp viện. Sinh ý rất tốt, là quân bốn người tìm so sánh dựa vào nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Hoàn cảnh có chút ồn ào, sinh ý quá tốt gọi món ăn về sau, đồng giai văn nói ra, chúng ta có muốn uống chút hay không bia, chúc mừng một chút. Tống Linh San lập tức giơ tay đồng ý, nàng vừa cười vừa nói, trong nhà cha ta không cho ta uống, hì hì, hắn hiện tại không xen vào ta. tư đồ Linh Nhi cũng biểu thị có thể uống, nàng tuy nhiên tính cách quái gở, nhưng cũng không quá hội cự tuyệt bằng hữu mời. Mà lại, nàng cũng tại tận khả năng muốn hợp quần một chút. La Quân lập tức nói, cái này không được đâu, vạn nhất các ngươi tử lượng rất kém cỏi, khởi sướng tử điên đến, ta làm sao bây giờ? Cút, tam nữ đồng thời mắng. Vẫn thật là một người uống một chai bia, đồ ăn cũng rất nhanh hơn tới. Cay cay mau huyết phượng ăn tam nữ thẳng nôn chiếc lưỡi thơm tho. Lại thêm băng nhuận bia, gọi là một cái khoái hoạt. Trong ba người, lấy tống linh san tử lượng kém cỏi nhất, hai cốc bia vào trong bụng, lập tức liền khuôn mặt đỏ rực. Rượu sai tai nóng thời điểm, là quân không nghĩ tới là, hắn đụng phải hai người. Hai cái tại một đời kia bên trong người quen. Cái kia chính là Đinh Hàm cùng Tử Trí. Lúc này Đinh Hàm mới 20 tuổi, năm thứ nhất đại học mới vừa lên xong. Cũng là nàng đang cùng Tử Trí tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Hai người này thoạt nhìn là đi ra du lịch, Đinh Hàm mặc lấy màu lam nhạt váy đầm, xinh đẹp mà sạch sẽ. Nàng còn không có la quân tại một đời kia bên trong nhìn thấy thành thục rung động lòng người. La quân chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới, thế mà lại tại một thế này bên trong gặp được Đinh Hàm. Tỉ mỉ nghĩ lại, là Quân cảm thấy mình thật rất lợi hại không nên. Vì cái gì chính mình không có suy nghĩ qua, muốn chủ động đi tìm Đinh Hàm, cải biến Đinh Hàm nhân sinh đâu. Đã cái thế giới này quý tích đều có thể cải biến, Đinh Hàm nhân sinh cũng là có thể cải biến. Một thế này bên trong, chính mình nhất định không thể đi theo nàng. Như vậy chính mình cũng nên đi cứu vãn nàng, để cho nàng rời xa từ trí tên cặn bã này có điều lập tức là quân thầm nghĩ từ trí tính cách có thể hay không cũng có cải biến đâu ta cũng không thể hoàn toàn lấy lão ánh mắt đến xem người a tựa như linh nhi tại một thế này bên trong cũng không có như vậy quái gở mặc kệ như thế nào ta muốn thử một lần thế nhưng là làm sao thử là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh lên thế nào là quân đột nhiên giống như không quan tâm giống như đồng giai văn lấy củi trỏ đâm vào la quân đồng thời cũng hướng la quân đoán phương hướng nhìn lại há làm nửa ngày là đang nhìn mỹ nữ a à? người ra hỏa này có chút quá mức a à? trước mặt ngươi ba cái đại mỹ nữ ngươi không nhìn còn đi xem hắn bản mỹ nữ đồng giai văn nhạo báng nói ra tư đồ linh nhi cùng tống linh san cũng nhìn sang tống linh san không quá chịu phục nói ra cũng không có bao nhiêu xinh đẹp a à? la quân cười ha ha một tiếng nói ra ta cũng cảm thấy không có linh san ngươi xinh đẹp đây vậy ngươi còn nhìn, Tống Linh San nói ra. La Quân nói ra, nhìn một chút nha, lại không dùng trả thù lao. Lớp trưởng ngươi nói có đúng hay không? Là cái đầu của ngươi, Từ Đồ Linh Nhi cũng cho La Quân một cái liếc mắt. Đây là việc nhỏ xen giữa, La Quân đem chính mình khí tức khóa chặt từ trí. Hắn nghĩ đến đến chắc thí tử trí kế sách. Kế sách cũng không phải như vậy không duyên cớ tốt nghĩ ra được. Cũng là vào lúc này, từ giữa phòng trong bao xương đi ra một đoàn người. Cầm đầu là tên công tử ca, mặc lấy chính là bất phàm, rất là tinh tế Italy thủ công áo sơ mi, trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, trên ánh mắt mang theo kính dâm. Hắn ôm một cái mỹ nữ, mỹ nữ kia xem xét cũng là siêu mẫu. Siêu mẫu mặc lấy gợi cảm áo dài, dáng người hoạt bát tất hiện. Sau lưng công tử ca còn theo hai tên hộ vệ áo đen tên kia mô hình thân thể giống như xà mỹ nữ một dạng dán tại công tử ca trên thân. Vậy công tử ca ước chừng 24-25 tuổi, hắn tướng mạo ngược lại là có chút tuấn khí, có điều la quân nhìn hắn bước đi liền dẫn một tia phù phiếm, tuyệt đối là túng dục quá độ chủ A. Công tử ca gọi là lôi thiên lân, lôi thiên lân ở chỗ này là có tên công tử bột. Bọn họ lôi ra tại tề nam là một trong tứ đại gia tộc. Tề nam tứ đại gia tộc, lôi ra kinh doanh tơ lụa, lá trà, tơ lụa, lá trà đều là đỉnh cấp. Tơ lụa trang chỉ cấp quan to quyền quý đặt trước làm, một bộ quần áo cũng là mấy trăm ngàn, hơn một triệu. Mà lá trà thì càng không được. Mà lại, lôi ra lôi lão gia tử cùng một chút quân khu cao tầng lão đại còn là chiến hữu quan hệ. Lôi lão gia tử con trai trưởng lôi binh cũng là quân nhân xuất thân, vẫn luôn tại trong quân đội không có trở về. Lôi ra không chỉ có là tài phú động lòng người, phía sau cái này một mối liên hệ liền càng thêm dọa người. Cho nên, lôi gia cũng là tứ đại gia tộc đứng đầu. Ngoài ra còn có hàng gia, đường gia, triệu gia. Bọn họ đều là tại mỗi người lĩnh vực kinh doanh tài phú, phía sau cũng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lôi thiên lân là lôi ra đời thứ ba con cháu, lôi lão gia tử là gia gia hắn. Lôi thiên lân phụ thân là lôi lão gia tử con thứ hai lôi quân Tây. Lôi quân Tây phụ trách tờ lụa trang, còn lái mấy cái phú hào câu lạc bộ, tóm lại, lôi quân Tây công tác là tương đối buông lỏng. Hắn cùng vợ hắn cơ hội là các hết các không liên quan tới nhau. Lôi Thiên Lân tại dạng này hoàn cảnh phía dưới trưởng thành, phẩm hạnh biến như thế, vậy thì thật là không có chút nào kỳ quái. Lôi Thiên Lân ánh mắt bỗng nhiên liền bị Tư Đồ Linh Nhi hấp dẫn lấy. Nói thực ra, Lôi Thiên Lân là gặp qua không ít mỹ nữ, cũng chơi qua không ít mỹ nữ. Giống Tư Đồ Linh Nhi lớn như vậy học sinh muội, hắn cũng chơi qua không ít nhưng Lôi Thiên Lân thật là lần đầu tiên nhìn thấy giống Tư Đồ Linh Nhi dạng này mỹ nữ. Tư Đồ Linh Nhi mỹ không chỉ là thể hiện tại hình dạng phía trên, nàng lớn nhất sức hấp dẫn là nàng loại kia thanh lãnh cao ngạo khí chất. Lôi Thiên Lân nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi, bước chân hắn lập tức liền bước bất động. Tống Linh San thực cũng rất xinh đẹp, nhưng Lôi Thiên Lân tiếp xúc trong nữ nhân, so Tống Linh San cùng đồng giai văn xinh đẹp không phải là không có. Có như vậy một loại nữ hài cũng là có loại bản lãnh này có thể để một cái bại hoại nhìn một chút thì có hoàn lương xúc động. Lôi thiếu, làm sao rồi? Siêu mẫu theo lôi thiên lân ánh mắt nhìn về phía từ đồ linh nhi, nàng lập tức liền có chút ăn dấm nói ra, lôi thiếu, chúng ta đi thôi. Lôi thiên lần rất nhanh liền bỏ qua một bên siêu mẫu, hắn tử tốn nói, người đi trước đi, ta có thời gian lại liên hệ ngươi. Lôi thiếu, siêu mẫu tức giận. Lôi thiên lân nhàn nhạt lạnh lùng, nói ra, ta lời nói, người nghe không rõ ràng sao. Siêu mẫu lập tức đánh cái dùng mình, nàng đương nhiên biết lôi thiên lân là dạng gì người. Lúc này gặp lôi thiên lân là quyết tâm, nàng nơi đó còn dám tiếp tục dây dưa tiếp. Ngay sau đó liền hừ một tiếng, quay người thì thở phì phì đi. Tình cảnh này, từ đồ linh nhi cùng tống linh san còn có đồng giai văn đều không nhìn thấy. La quân là nhìn ở trong mắt, hắn khẽ thở dài một tiếng, biết lại có phiền phức muốn lên môn. Từ xưa đến nay, thì có hồng nhan họa thủy thuyết pháp này. Muốn linh nhi mới tuổi còn nhỏ cũng đã thì có bực này hiệu quả. Vô luận là trên xe lửa, vẫn là hiện tại, linh nhi sắc đẹp đều sẽ vì mang đến rất nhiều không tất yếu phiền phức cùng làm phức tạp. La Quân không khỏi thầm nghĩ, có lẽ đây cũng là vì cái gì linh nhi không quá nguyện ý đi ra suốt đầu lộ diện nguyên nhân đi. Lôi Thiên lân mang theo hai tên bảo tiêu hướng La Quân bọn họ bàn này đi tới. Tống Linh San còn có từ Đồ Linh Nhi cùng Đồng Giai Văn lập tức liền chú ý tới. Lôi thiên lân điệu bộ này quả thực là có chút chấn nhiếp người. Không cần sợ, có ta ở đây đây, là quân tử tốn nói. Hắn chấn định tự nhiên rất nhanh liền cho tam nữ một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Lôi thiên lân đi tới, hắn mỉm cười, lộ ra rất có quân tử phong độ, mấy cái vị Mỹ nữ xem xét cũng là đến chúng ta bên này du lịch à. Đồng Giai Văn đám người cũng không nói lời nào. La Quân nhàn nhạt nhìn một chút Lôi Thiên Lân, nói ra, chúng ta giống như cùng ngươi không biết a. À. Lôi Thiên Lân khẽ nhíu mày, hắn vốn không có đem La Quân để vào mắt, thậm chí là trong mắt tự động loại bỏ La Quân tồn tại. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng La Quân nói chuyện thì có gai a. À. La Quân cũng không phải là có lòng muốn tìm phiền toái, nhưng hắn biết rõ biết, nếu như lại nói mềm một điểm, công tử này khẳng định liền sẽ theo kẹo ra châu một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lôi thiên lân nhìn một chút từ đồ linh nhi, hắn ngẫm lại, cuối cùng đem nộ khí áp lực đi xuống. Nếu không phải xem ở từ đồ linh nhi trên mặt mũi, chỉ bằng la quân loại này mau đầu tiểu tử dám cùng hắn lôi đại thiếu ra nói chuyện như thế không khách khí, là hắn có thể đem la quân cho đánh thành tàn phế. Ta là chính gốc người địa phương, lôi thiên lân mỉm cười, nói ra, tục ngữ nói tốt, có bằng hữu tự ở xa tới, quên cả trời đất. Nhưng chúng ta cũng không phải là bằng hữu. La Quân nói ra, chúng ta không quen, mời ngươi trở về đi. Lôi thiên lân cái này phiền muộn a. À. Phía sau hắn một tên bảo tiêu tống liền hổ trước giận, nghiêm nghị nói, ngươi là ở đó đến không có giáo dục hài tử, chúng ta lôi ít nói chuyện, người hiếu khách nhất khí điểm, không phải vậy để ngươi về không nhà. Tống liền hổ hình thể khôi ngô, dưới cơn nóng giận, trong mắt mang theo một cỗ sát khí. Hắn vừa lên tiếng, cái kia vẫn rất có chấn nhiếp lực. Chỉ ít, Tống Linh San còn có từ đồ Linh Nhi thì hoảng sợ có chút không nhẹ. Đồng Giai Văn cũng phát giác được cái này lôi thiên lân cũng không phải bình thường lưu manh, đắc tội loại người này, vậy chỉ sợ là liền không thể dựa vào la quân vũ lực có thể giải quyết. Đồng Giai Văn lập tức liền lôi kéo phía dưới la quân, ra hiệu hắn nói chuyện không muốn như thế xong. La quân hít sâu một hơi, hắn đứng lên, mặt hướng lôi thiên lân, lạnh lùng nói ra, có gì muốn làm. Lôi thiên lân gặp tống liền hổ tựa hồ chấn nhiếp đám này học sinh, lòng hắn nghĩ, quả nhiên đều mẹ nó là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chủ. Sau đó, hắn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, muốn kết giao bằng hữu, đương nhiên, không bao gồm ngươi. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi, làm phiền ngươi để đi một bên. Ta để ngươi mẹ a. À. La quân đột nhiên ba một bàn tay phản rút đi qua. Trực tiếp thì quất vào lôi thiên lân trên gương mặt, Lôi Thiên Lân nửa bên gò má nhất thời sưng đỏ một mảnh, sự tình phát sinh lộ ra đột ngột cực, ai cũng không ngờ tới, là quân như thế một thiếu niên, chạy đến nơi khác đến, thế mà một lời không hợp thì đánh người, đánh vẫn là lôi ra lôi đại thiếu gia. Lôi Thiên Lân che chính mình gương mặt, hắn trong thời gian ngắn đều không lấy lại tinh thần, sau một hồi khá lâu, hắn mới tỉnh ngộ lại, lập tức nổi giận vô cùng, lão tử đòi mạng ngươi, Lôi Thiên Lân giận dữ hét hắn hai mắt một mảnh huyết hồng. Đã lớn như vậy, hắn chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Trước mặt mọi người, thế mà bị người thiếu niên cho bà tai. Cái này truyền đi, hắn lôi thiên lân quả thực liền muốn thành tể nam thượng tầng phạm vi chê cười. Hộ vệ kia tống liền hổ cùng một gã hộ vệ khác giang hải lập tức liền xuất thủ. Hai người đồng thời đưa tay đi bắt La Quân. La Quân cũng không né tránh, mặc cho hai người bắt hắn lại bả vai hai người này đột nhiên phát hiện thiếu niên này thân thể rất lợi hại vững vàng giống như lão thụ bàn căn một dạng hai người vô luận như thế nào dùng sức cũng không động đậy la quân mảy may la quân ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên thân thể chấn động tống liền hổ cùng giang hải lập tức cảm giác được thân thể đối phương bên trong truyền đến một cỗ mạnh mẽ hình xoắn ốc điện lưu hai người rốt cuộc vồ bắt không được bạch 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 lui lại mấy bước hai người cũng liền lập tức ý thức được thiếu niên này là tuyệt đỉnh cao thủ bọn họ sắc mặt lập tức biến trắng bệch một mảnh. Tống liền hổ cấp tốc đến lôi thiên lân bên tai dì tai, lôi thiên lân sắc mặt biến dị thường khó coi. Hắn quát lớn một tiếng, phế vật. Giang Hải nghĩ đến cái gì, con người đảo một vòng, hắn đem lôi thiên lân kéo qua một bên dì tai nói, lôi thiếu, tiểu tử này rất là tà môn. Đại khái cũng là theo người luyện võ, huynh đệ chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá bọn hắn là người bên ngoài, chúng ta muốn chỉnh bọn hắn, muốn bọn họ nghe lời, có là biện pháp. Cái biện pháp gì, lôi thiên lân lạnh lùng nói ra. Giang Hải nói ra, báo động. Lôi thiên lân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó, hắn trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Bên này thì thầm, là quân cũng không có để ở trong lòng. Mà lại, lôi thiên lân mấy người cũng rất nhanh liền rời đi. Đồng Giai Văn có chút không yên lòng, nàng nói ra, là quân, chúng ta tính tiền đi nhanh một chút đi, là quân gật gật đầu nói ra tốt tính tiền bốn người thì lập tức nhà này nhà ăn tề nam ban đêm đèn nêu ông lấp lóe thành thị phồn hoa trình độ lại là đông giang không thể sánh bằng đồng giai văn bọn người bị dọa dẫm phát sợ tăng thêm cũng xác thực mệt mỏi sau đó liền nhanh chóng lấy sĩ trở về chỗ ở khách sạn xe taxi phía trên tống linh san cũng lo lắng nói ra là quân người mới vừa rồi là không phải quá manh động gia hỏa kia giống như cũng không là bình thường lưu manh. chúng ta đem hắn là đắc tội thảm, bọn họ sẽ tới hay không trả đũa chúng ta a? À? đồng giai văn cũng có lo lắng như vậy, nàng nhịn không được nói ra. là quân, ta biết người thân thủ rất tốt, nhưng là cũng không cần thiết mỗi lần đều bốc lửa như vậy xử lý. lui một bộ, trời cao biển rộng a. À? là quân khẽ nhíu mày, nói ra, không phải ta không chịu lui một bộ, mà chính là tên kia nói rõ là cái hoàn khố hoa hoa công tử playboy hắn là coi trọng linh san cùng linh nhi còn có đồng lão sư ngươi loại này hoa hoa công tử playboy đùa bỡn nữ hài tử căn bản chính là chuyện thường ngày ta dễ nói chuyện hắn liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước nơi này là hắn địa bàn hắn đợi chút nữa còn sẽ có càng nhiều thủ đoạn từ đồ linh nhi tam nữ nghe vậy cũng đã biết là quân nói là có đạo lý nếu không chúng ta trong đêm về đông giang đi đồng giai văn nói ra không có việc gì là quân nói ra các người cứ yên tâm chơi đi, ta cam đoan sẽ đem phiền phức cho các người xử lý sạch sẽ. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, tin tưởng ta, ta chơi được. Đồng Giai Văn hơi nghi hoặc một chút, mà tư đồ linh nhi cùng tống linh san Mỹ lệ gương mặt bên trên vẫn là khó nén lo lắng. Đồng Giai Văn biết là quân thủ đoạn rất lợi hại, cũng biết là quân đại bá quan hệ không ít. Nhưng Đồng Giai Văn cũng biết là quân nhất định phải đem giấu giếm thân phận lên cho nên, Đồng Giai Văn không biết La Quân đến cùng đánh là tính toán gì. La Quân tự nhiên không có khả năng đi vận dụng đại bá nhân mạch cùng lực lượng. Việc này, thực chỉ cần theo đại bá gọi điện thoại, bảo đảm có thể cho lôi thiên lân đám người này thành thành thật thật, ngoan ngoãn. Nhưng La Quân nếu như làm như thế, cũng là bại lộ thân phận. Bại lộ hắn cùng đại bá Trần Lang ở giữa quan hệ thân mật, cũng có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. La Quân chỉ có dựa vào chính mình hai tay đến giải quyết chuyện này. Đương nhiên, La Quân cũng không có quá để ở trong lòng, những thứ này đều chẳng qua là nhỏ phong tiểu lãng A. Về phần đinh hàm cùng từ chí sự tình, La Quân cũng cũng không có quên. Hắn đã một mực khóa chặt lại từ chí khí tức, chuyện này là nhất định muốn giải quyết cũng coi là chính mình vì đinh hàm có thể chỉ một điểm sức mọn. Audio điện tử võ tấn bền. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên còi cảnh sát huyết dài lên. Hai chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, tả hữu bao sao hướng la quân bọn họ chỗ xe taxi. Cái kia sĩ tài xế trong nháy mắt đều mộng so, đại khái là làm sao cũng không hiểu rõ, tại sao mình giống như đang bị đuổi bắt đâu. Sĩ tài xế đầu là bình thường, cho nên hắn rất nhanh liền ngoan ngoãn đỗ xe. Hai chiếc xe cảnh sát ngăn lại xe taxi về sau, đón lấy, sáu tên cảnh sát xuống xe, cấp tốc tướng sĩ xe vây quanh bên trong hai tên cảnh sát tới trước mở cửa xe, cầm đầu đội trưởng Triệu Xuân nghiêm nghị quát, toàn bộ xuống tới. Đồng giai văn đám người sắc mặt đều hoảng sợ bạch, đây là các nàng sinh kinh lịch lần đầu tiên a. À. Mọi người ngoan ngoãn xuống xe. Toàn bộ mang về trong sở. Triệu Xuân vung tay lên. Lúc này, là Quân là không tốt phản kháng, nếu như hắn phản kháng, cái kia chính là động thủ đánh lén cảnh sát. Tại loại này pháp chế xã hội hạ, nhiều khi rất nhiều chuyện không là đơn thuần liền có thể dựa vào vũ lực giải quyết. La Quân trong lòng cũng là nổi nóng, chỉ là muốn đơn thuần mang Linh Nhi đi ra giải sầu, hàng ngày muốn chọc cái này rất nhiều phiền phức tới. Rất nhanh, La Quân một đoàn người liền liền bị không nói lời gì mang về Lân Cận Tây khu trong sở công an. Tại trong sở công an, La Quân càng là trực tiếp được đưa tới trong phòng thẩm vấn. Thẩm vấn La Quân là hai tên hiệp cảnh, loại chuyện này, tự nhiên mà vậy là muốn từ hiệp cảnh đến làm hai tên hiệp cảnh phân biệt gọi là tạ kiến cùng giống như nguyên. Dựa vào tường đứng đấy, trước tiên đem y phục thoát. Tạ kiến lạnh lùng sông la quân nói ra. Cái này sắc mặt hai người lạnh lẽo, chính là muốn về mặt khí thế hủ đến la quân. La quân khẽ nhíu mày, hắn nói ra, tại sao phải cởi quần áo. Giống như nguyên lạnh lùng nói ra, nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì, hiện tại để ngươi đem y phục thoát, thì lập tức cởi cho ta ta thoát người tê dại cái so a à. là quần cãi lại mắng hắn một bụng tà hỏa đây rất tốt người dám chửi chúng ta có thể theo vũ nhục tội xử lý ngươi tạ kiến cười lạnh nói là quần nói ra chửi mắng các ngươi thì kêu vũ nhục tội cái kia còn có ác hơn đây hắn đột nhiên nhất quyền đánh về phía vách tường ầm ừ. trong vách tường ở giữa lập tức xuất hiện một cái lõm quyền ấn mặt tường bốn phía dạn nứt có dài một mét nhắm chúng lão tử hỏa đánh cùng giết đều làm được. La là quân không kiên nhẫn nói ra, khác mẹ hắn cáo mượn oai hổ tại lão tử trước mặt đùa nghịch huy phong. Các ngươi chơi là cái gì hoạt động, tâm lý đều rõ ràng. Cũng đừng tưởng rằng, các ngươi phía sau cái kia tạp trùng thì thật có thể một tay che trời, thiên ngoại luôn có ngày. La quân chiều này lập tức liền đem tạ kiến cùng giống như nguyên chấn nhiếp, sắc mặt hai người khó coi. Thật sự cho rằng, các người bộ này tư thế là có thể đem ta hù sợ. Đem ta bức gấp, khác không nói, chỉ hai người các ngươi vài phút sự tình. Tạ kiến cùng giống như nguyên hai người ngây người. Bọn họ cảm giác được chính mình thật đúng là không chỉ nổi thiếu niên trước mắt này. Hai người nhìn nhau về sau, liền liền quyết định vẫn là trước theo lãnh đạo thương lượng một chút lại nói. Tạ kiến cùng giống như nguyên quay người ra phòng thẩm vấn. Là quân tâm lý lo lắng từ đổ linh nhi các nàng, nếu là không có các nàng tại, hắn căn bản là không quan trọng. Nhưng lúc này, các nàng đều vẫn là một tờ giấy trắng, đột nhiên kinh lịch dạng này sự tình, tâm lý như thế nào không lưu lại ám ảnh. La Quân không nhịn được, hắn đang chuẩn bị đi theo ra. Đúng lúc này, đội trưởng kia Triệu Xuân tiến đến, hắn mang theo hai tên chính thức cảnh sát, Tạ Kiến cùng giống như Nguyên cũng cùng theo vào. Triệu Xuân trong tay cầm côn điện cảnh sát, trong mắt của hắn nở rộ hàn quang. "Phản ngươi, ngươi còn dám uy nhân viên cảnh vụ?" Triệu Xuân nghiêm nghị quát lớn cái kia hai tên cảnh sát trong tay cũng cầm côn điện cảnh sát gục xuống cho ta triệu xuân quát nằm sấp mẹ ngươi a la quân nói ra lão tử không ngừng uy người còn muốn đánh người hắn đột nhiên chui lên tới triệu xuân thấy hoa mắt tiếp lấy liền bị la quân nhấc lên la quân nắm lấy triệu xuân côn điện cảnh sát hướng về trên tường kích bắn đi oanh côn điện cảnh sát thế mà cắm một đoạn nhỏ đến trong vách tường đi La quân một tay lấy Triệu Xuân nhấn trên mặt đất, sau đó một chân dẫm tại Triệu Xuân trên mặt. Thế nào, người rất lợi hại uy phong đúng hay không? Cái kia hai tên cảnh sát còn có tạ kiến cùng giống như Nguyên quá sợ hãi, nhưng mặc kệ như thế nào, đội trưởng bị như thế vũ nhục, bọn họ không có khả năng không xuất thủ. Hai tên cảnh sát cầm trong tay côn điện cảnh sát hướng La quân cấp tốc đâm tới. La quân không nhúc nhích. Từ từ, điện lưu đến La quân trên thân la quân theo người không việc gì một dạng hắn lạnh lùng nhìn lấy hai người cảnh sát này đột nhiên lại khẽ vươn tay liền bắt lấy hai tên cảnh sát Từ tư cái này hai cảnh sát lập tức co quắp ngã xuống đất còn có cái kia triệu xuân cũng bị điện đã hôn mê sau cùng cũng chỉ còn lại có cái kia tả kiến cùng giống như nguyên hai người này hoảng sợ ngẩn ngơ tại chỗ tâm lý lại là cùng một cái ý nghĩ con hàng này có phải hay không người a à? la quân không đếm xỉa tới hội những người này Hắn muốn rất nhiều kế hoạch, sau cùng phát hiện ngọn nguồn tựa hồ là đang cái kia hoàn khố công tử trên thân. Chính mình chờ đợi ở đây cũng là lãng phí thời gian. Giải quyết cái kia hàng, tất cả phiền phức cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. La Quân ra phòng thẩm vấn, hắn đột nhiên phát bên ngoài bây giờ không thấy Đồng Giai Văn, còn có từ Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? La Quân trong lòng bối rối một cái chớp mắt. Các nàng đâu? Là quân tà hỏa trong lòng phía trên lui, sát ý tỏa ra, quay người liền hướng tà kiến cùng giống như Nguyên nói ra, tin hay không lão tử một mồi lửa đem các người cái này thiêu, để cho các người toàn mẹ nó chôn cùng. Tà kiến cùng giống như Nguyên ở trong nháy mắt này ở giữa dọa đến chân đều mềm. Trong lòng đều đang nghĩ, cái này mẹ nó nơi đó là một cái không dành thế sự học sinh cấp 3A. Rõ ràng cũng là giết người như ngóe ma đầu A. Tạ kiến lập tức nói, lôi thiếu đưa các nàng mang đi. Lôi thiếu là quân lập tức liền minh bạch, lôi thiếu cũng là cái kia bị chính mình đánh hoàn khố công tử. Đi chỗ đó, là quân hỏi. Không biết a, à, tạ kiến run giọng nói ra, chúng ta đều là tiểu lâu la, làm sao lại biết lôi ít đi chỗ đó bên trong a? À. Là quân liền cũng đã biết, tạ kiến không có nói lời nói dối. Cái này trong sở công an còn có hắn công tác nhân viên, nhưng là bọn họ đều không nghĩ tới đêm nay sẽ ra lớn như vậy nhiễu loạn muốn thật sự là biết có bực này loạn sự tình, cái kia không phải sớm xuất động hình cảnh cùng võ cảnh A. Trong sở công an, phần lớn vẫn là dân sự, liền thương đều chưa sở qua. Cho nên hiện tại bọn hắn phản ứng cũng so với người bình thường rất đi nơi nào. La quân ngẫm lại, hắn quay người đi vào đem hôn mê triệu xuân một thanh nhấc trong tay. Sau đó liền trực tiếp ra sở cảnh sát, hắn từ trên người triệu xuân tìm chìa khóa xe, ấn vào xác định là một lượng bổn điền xe cảnh sát về sau, cấp tốc mang theo Triệu Xuân lên xe. La Quân mang theo Triệu Xuân nhanh chóng nhanh rời đi sở cảnh sát. Đồng Giai Văn, từ đồ Linh Nhi còn có Tống Linh San ba người tại La Quân bị giam tiến phòng thẩm vấn sau. Lập tức liền có một tên khác cảnh sát dẫn các nàng phía trên khác một xe cảnh sát. Ba người các nàng hoàn toàn không có chủ ý cùng trình tự quy tắc. Riêng là Tống Linh San, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, là thật sự nhà ấm bên trong bông hoa. Dạng này kinh lịch đối với nàng mà nói, cũng quá ngoài ý muốn cùng bất ngờ không không sai. Rất nhanh, đồng giai văn ba người thì được đưa tới tòa nhà độc lập biệt thự phía trước. Biệt thự chung quanh có một đầu hồ, nơi này vô cùng vắng vẻ. Cảnh sau khi xe dừng lại, lôi thiên lân hai tên bảo tiêu, cũng chính là cái kia tống liên hổ cùng Giang Hải Tiến lên đây. Cảnh sát kia đem người đưa đến về sau, lập tức lái xe quay người đi mấy cái vị mỹ nữ đi thôi tống liên hổ rất là khách khí nói ra đồng giai văn lấy hết dũng khí nàng ngăn ở tống linh san cùng tư đồ linh nhi trước mặt hướng tống liên hổ cùng giang hải nghiêm nghị nói các ngươi muốn làm gì có còn vương pháp hay không tống liên hổ mỉm cười nói ra ba vị không nên hiểu lầm chúng ta lôi thiếu không có cái gì ác ý thì là đơn thuần muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu chúng ta lôi thiếu là tốt kết giao bằng hữu người chỉ muốn các ngươi cố gắng cùng chúng ta lôi thiếu ăn bữa cơm, như vậy các ngươi vị kia tiểu bằng hữu tự nhiên là không có việc gì. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng hắn dám ra tay đánh chúng ta lôi thiếu, cái tội danh này làm không tốt là muốn xử bắn. Ngươi nói vớ nói vẩn, Tống Linh San khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đỏ bừng, nói ra, cái kia có đánh người một bàn tay liền bị xử bắn. Giang Hải ở một bên sờ mũi một cái, hắn nói ra, tiểu Mỹ nữ ngươi nhất định vẫn là học sinh đang học đi. Mắc mớ gì tới ngươi?" Tống Linh San có chút sợ hãi nói ra. Giang Hải nói ra, các ngươi trả là quá đơn thuần, không hiểu cái này bên trong môn đạo. Lôi thiếu muốn để hắn bị xử bắn cũng quá đơn giản, tỉ như giáo dục lao động thời điểm, theo người đánh nhau, đem người gây nên tàn cái gì? Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch. Các nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu, lập tức liền biết Giang Hải trong lời nói ý tứ. Đồng Giai Văn cũng không lo lắng tầng này, nàng biết La Quân khẳng định là có biện pháp. Chỉ là lúc này, chính mình nên như thế nào tự xử, nên như thế nào bảo hộ Tống Linh San cùng tư đổ Linh Nhi đâu. Liều mạng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian. Đồng Giai Văn tâm lý lập tức liền có chú ý. Đồng Giai Văn trong lòng là bối rối, nhưng nàng tại Tống Linh San cùng tư đổ Linh Nhi trước mặt nhất định phải chấn định lên có phải hay không chỉ cần chúng ta cùng các ngươi lôi thiếu ăn bữa cơm này, các ngươi liền có thể thả chúng ta đồng bạn. Đồng Giai Văn nói ra. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải liền thì nhìn nhau cười một tiếng. Tống Liên Hổ nói ra, vậy phải xem các ngươi hợp tác trình độ. Đi thôi, Giang Hải khẽ vươn tay, rất lịch sự làm mời tư thế. Đợi chút nữa sau khi đi vào, không muốn uống rượu. Đồng Giai Văn ba người đi vào thời điểm, Đồng giai văn nhỏ giọng theo Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Đây là thuộc về xã hội hắc ám cùng phức tạp mặt. Rất không may là, tại Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi tốt đẹp như vậy tuổi trẻ bên trong, lại gặp được đen như vậy ám. Trong biệt thự xa hoa vô cùng, cái kia treo ngọn đèn thủy tinh chừng ba người đến cao, thịnh đại như băng tinh bông hoa, lại như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tại nhà ăn chỗ, nơi đó đã chuẩn bị ký càng hoa quả rượu vang đỏ, bữa ăn bao, rau xanh salad các loại. Tầm 10 tên hộ vệ áo đen thúc nhiên nhi lập, canh giữ ở hai bên. Còn có chuyên môn tìm đến nữ phục vụ viên đến vì phục vụ. Lúc này, lôi thiên lân phòng độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, ba vị khách quý quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Hắn nói chuyện, đồng thời kéo ra ghế ra để tư đồ linh nhi ngồi xuống. Tư đồ linh nhi nhào nhíu mày, nàng trung quy là không nói gì, sau đó lựa chọn ngồi xuống đồng giai văn cùng tống linh san cũng lần lượt ngồi xuống lôi thiên lân theo ngồi tại chủ vị hắn đối một bên sáu tên phục vụ viên nói ra mang thức ăn lên đi vâng lôi thiếu các phục vụ viên trả lời lấy rất nhanh linh lang đầy dẫy món ăn thì lục tục ngo ngoe lên cà di bò ngỗng nướng lá gan trứng cá muối chở một chút đều có lúc này lôi thiên lân nâng chén nói ra ta đại biểu chúng ta tề nam hoan nghênh ba vị Mỹ nữ tới trước tề nam làm khách. Đồng giai văn ba người từ chối không được, sau đó tượng trưng nâng chén, làm bộ uống rượu. Nhưng trên thực tế, các nàng đều không có dính vào tử dịch. Có điều cũng may lôi thiên lân cũng không có cưỡng cầu, hắn đặt chén rượu xuống, mỉm cười, nói ra, chúng ta bên này còn có thật nhiều chơi vui đồ, vật, cũng không cực hạn tại suối nước, thái sơn dạng này phong cảnh. Còn có một số trang trại, trong câu lạc bộ, đều có thật nhiều chơi vui đồ, vật. Ta nhìn không bằng dạng này, hôm nay ta cho ba vị Mỹ nữ an bài khách sạn, tuyệt đối là vốn là rượu ngon nhất cửa hàng. Mấy ngày nay thì để ta tới làm chủ, ta mang theo ba vị Mỹ nữ khắp nơi du ngoạn, phải tất yếu để ba vị Mỹ nữ tâm lý đối chúng ta tề nam lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Tốt núi, tốt thủy, cùng ba vị Mỹ nữ nhất định là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lôi thiên lân theo rồi nói ra hắn là nghĩ hết lực biểu hiện ra một chút phong độ cùng trí thức tới. Có điều trí thức trung quy là có hạn, cho nên nghe hắn vẻ nho nhã nói chuyện, luôn cảm thấy có như vậy một chút sợ dở ương ương. Đồng giai văn hít sâu một hơi, nói ra, kết giao bằng hữu quý ở chi tâm. Lôi thiếu ra nếu là thành tâm muốn kết giao bằng hữu không cần thiết dạng này lấy quyền thế đẻ người A. À. Lôi thiên lần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn giống như cười mà không phải cười nói ra, còn không biết mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào. Đồng Giai Văn nói ra, ta gọi Đồng Giai Văn, hai người bọn họ đều là học trò ta. Lôi thiếu ra, người muốn uống rượu, muốn làm bằng hiếu, có thể tìm ta. Không cần thiết khó xử các nàng, các nàng bất quá vẫn là hài tử. Lôi thiên lần nói ra, kết giao bằng hữu gọi thế nào khó xử các nàng. Đồng tiểu thư, lời này của người ta không thể đồng ý a. À. Đồng Giai Văn nói ra, lôi thiếu ra, ta biết ngươi quyền thế rất lớn, đã nói là làm, nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lôi thiên lân từ tốn nói, thật sao? Hắn sau khi nói xong, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Hắn đem chén rượu trong tay hướng về đồng giai văn mãnh liệt ném mà đến. Đồng giai văn vô ý thức né tránh, ba một tiếng, chén rượu ngã trên mặt đất, lập tức vỡ nát. Bầu không khí đột nhiên trở nên khủng bố dày đặc lên lôi thiên lân nói ra nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ lão sư cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt ta nói loại lời này nói cho ngươi tại tề nam bản thiếu gia cũng là thiên ta mời các ngươi ăn cơm uống rượu đó là để mắt các ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sự cho rằng ta lại ở trong rượu cho các ngươi phía dưới đồ vật sao bản thiếu gia muốn lên các ngươi cái kia đều được các ngươi xin bản thiếu gia đồng dai văn nước mắt hoảng sợ đi ra nàng thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt nói ra ngươi đừng quá mức quá phận càng quá phận ngươi còn không có gặp đây lôi thiên lân cười lạnh một tiếng tống linh san cùng tư đồ linh nhi hai người tay tại dưới mặt bàn nắm thật chặt cùng một chỗ lẫn nhau đều nắm tay chỉ trắng bệch móng tay cũng khảm tiến đối phương bàn tay trong thịt nhưng các nàng hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn thân thể hai người cũng là run rẩy dạng này tràng cảnh cùng các nàng dĩ vãng hoàn cảnh quá mức khác biệt. Đây là một loại như là đặt mình vào địa ngục khủng bố. Người còn muốn quá đáng như thế nào, liền cũng tại lúc này, là quần thanh âm truyền đến. Cái này một cái chớp mắt, tống linh san, từ đồ linh nhi còn có đồng giai văn, các nàng tựa như là thân ở hắc ám địa ngục. Đột nhiên, địa ngục đại môn mở ra, ánh nắng âm áp chiếu vào. Là quần mặc lấy nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thể thao, Hắn nhìn tựa như là cái học sinh cấp 3 cách ăn mặc. Trên thực tế, người cũng xác thực lập tức liền muốn thăng nhập cao trung. Nhưng La Quân ánh mắt lại có một loại lạnh thấu xương hàn ý. Hắn cất bước mà vào, lạnh lùng nhìn gần Lôi Thiên Lân. Lôi Thiên Lân cũng là biến sắc, không nghĩ tới La Quân thế mà lại tìm tới nơi này. Đồng giai Văn ba người cấp tốc đứng dậy, sau đó chạy đến La Quân sau lưng trốn tránh. Lôi Thiên Lân cũng không nhiều lời, lạnh giọng nói ra, giết chết hắn. Lôi Thiên Lân cái này 10 tên bảo tiêu lập tức vây quanh La Quân một đoàn người, Tống Liên Hổ cùng Giang Hải cũng tiến vào. Hai người này lại là giữ vững Lôi Thiên Lân. Các ngươi không cần sợ, La Quân đối đồng giai Văn Tam nữ nhẹ nói nói. 10 tên bảo tiêu cấp tốc xuất thủ, quyền đầu hung hãn, kình phong cuồn cuộn, hỗn loạn tưng bừng. Trước mặt có hai cước đá tới, bốn quyền bạo kích mà đến. Tất cả đều là theo phương vị khác nhau tiến công tới những người hộ vệ này đạt được lôi thiên lân mệnh lệnh, ra tay cũng là vô cùng ác độc. La quần ánh mắt băng hàn, hắn gần cốt nhất động, trên thân thể phía dưới hơi dựng ngược lên, tiếp lấy hướng phía trước bỗng nhiên va chạm. Chỗ của hắn quản những người này là công kích hắn cái gì vị trí, chỉ cần không có binh khí cùng ám khí, hắn, hắn tất cả đều không để vào mắt. Oanh! La quần cái này va chạm, chính là lão hùng tràng thụ. Lần này đụng tới, phía trước bốn người cấp tốc bị đụng bay ra ngoài, bọn họ trùng điệp ngã trên mặt đất rên thống khổ không thôi phía sau một bảo tiêu đem la quân vừa người ôm lấy la quân trở tay đem gáy cổ áo một chảo sau đó giống ném rác rưởi một dạng ném ra bên ngoài bên phải cùng bên trái hai tên bảo tiêu hợp lực xuất quyền phía trước một tên bảo tiêu một chân đá hướng la quân đúng quần la quân lại ra tay bắt lấy bên trái bảo tiêu quyền đầu tiếp lấy tay phải xiên ở nách theo mạnh mẽ hất lên cái này bảo tiêu ngay tại la quân trước mặt lấy một chiêu hoành tạo thiên quân đem hắn mấy tên bảo tiêu toàn bộ quét bay ra ngoài la quân đem cái này bảo tiêu tiện tay quang ra theo ném khối bẩn khăn lau một dạng mười tên bảo tiêu không đến năm giây toàn bộ bị la quân đánh té xuống đất bò cũng không đứng dậy được tống linh san cùng tư đồ linh nhi lập tức nhìn ngốc các nàng biết la quân có chút có thể đánh nhưng lại không biết la quân thế mà có thể đánh đến nước này a à. đồng giai văn ánh mắt bên trong càng nhiều một tia phức tạp Tựa hồ chính mình thủy chung vẫn là đánh giá thấp La Quân a. Lôi Thiên Lân sắc mặt lần nữa biến. La Quân tiến tới một bước, tống Liên Hổ cùng Giang Hải trong tay đột nhiên móc súng lục ra. Hai chi thương, tối om họng súng nhắm ngay La Quân. Cái này biến cố, lại là vượt quá người ngoài ý liệu. Đồng giai văn các nàng lần nữa biến sắc. Lôi Thiên Lân đột nhiên thì lớn lối, hắn cười gần nói, con mẹ nó ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đến a đến đánh lão tử A, thật sự cho rằng ngươi thật sự có tài, liền có thể tại lão tử trước mặt. Hắn lời còn chưa nói hết, bóng người trước mắt bỗng nhiên lóe lên. La quân đã đến trước mặt hắn, đón lấy, la quân một phát bắt được lôi thiên lân tóc, tiếp lấy hai bên bà tai. Ba ba ba, tiếp lấy 10 lần, 10 cái cái tát về sau, lôi thiên lân hàm răng toàn bộ bị đánh rơi, hai bên mặt cũng sưng thành đầu heo. La quân buông lỏng tay, lôi thiên lân thì uể oải trên mặt đất, trực tiếp là đau nhức ngất đi. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải ngây người, trong tay hai người tuy nhiên cầm thương, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Lần sau nhớ kỹ dùng thương trước đó, muốn trước đem thương lên đạn. La Quân Tử Tốn nói. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải nhất thời mặt đỏ tới mang tai. La Quân hít sâu một hơi, hắn biết việc này như thế giải quyết còn chưa xong. Không giải quyết tốt, vậy mình chỉ sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn đối Tống Liên Hổ cùng Giang Hải nói ra, đem thiếu gia các người mang theo, sau đó đưa đến lôi ra đi. Ta muốn gặp các ngươi một chút Lôi lão gia tử, như hắn thật sự là quản giáo không tốt cháu trai, ta lại thay hắn quản giáo quản giáo. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải bị kinh ngạc, không nghĩ tới La Quân thế mà không chạy trốn, lại ngược lại muốn đi gặp Lôi lão gia tử. Đối với Lôi ra một chút tình huống, La Quân là theo Triệu Xuân Miệng bên trong biết được. "Ngươi," Tống Liên Hổ nói. La Quân nói ra, thế nào, ta lời nói thuyết minh không đủ rõ ràng sao? Tống Liên Hổ cùng Giang Hải không dám chống lại La Quân, liền gật gật đầu. Trước tiên có thể cho thiếu ra nhà ta băng bó một chút sao? Giang Hải hỏi. Không thể, La Quân lạnh lùng cự tuyệt. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải đem lôi thiên lân trước cái đến nhà xe bên trong. La Quân sợ lại sinh vấn đề, thì đối đồng giai văn tam nữ nói ra, các người hay là theo ta đi thôi. Đồng Giai Văn nói ra, có thể bị nguy hiểm hay không? La Quân nói ra, yên tâm đi, ta có thể làm được. Lúc trước hắn luôn nói yên tâm đi, nhưng Đồng Giai Văn trong lòng các nàng thực là không yên lòng. Nhưng bây giờ, làm La là Quân nói ra câu này yên tâm đi thời điểm, trong lòng các nàng thật có trùng phóng tâm cảm giác. Đồng thời, La Quân có chút thật có lỗi, hắn thấp giọng nói ra, lớp trưởng, linh san, đồng lão sư, thật xin lỗi, là ta quá lỗ mãng đồng giai văn là người biết chuyện nàng nói ra việc này thì trách không được ngươi cái này cái gì lôi thiếu ta cũng coi như thấy rõ ràng coi như ngươi quỳ cầu hắn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta cho nên người có đánh hay không hắn kết quả cũng giống nhau chỉ có thể nói chúng ta không may mắn đụng phải loại người này cũng may mắn còn có ngươi tại không phải vậy có trời mới biết chúng ta hôm nay rốt cuộc muốn kinh lịch cái gì có thể lo sự tình tống linh san cũng từ đáy lòng nói ra đúng vậy a à, là quân may mắn có ngươi từ đồ linh nhi theo ân một tiếng nàng là không tốt ngôn từ người đi thôi là quân ngày sau đó thì không nói thêm gì nữa đó là một cỗ nhà xe tiểu hình nhà xe lao vụt loại lôi thiên lần ưa thích nhà xe dạng này thuận tiện hắn làm việc hỗn thế ma vương trong mắt phô pháp phô thiên rất nhiều chuyện hắn đều dựa vào tiền bãi bình tiền giải quyết không được thì dùng nắm đấm quyền đầu giải quyết không được thì dùng quyền lực cái này tam bản phủ nơi tay để hắn một mực thông suốt lôi thiên lân từ nhỏ đến lớn hắn một đường đều đi quá thuận cho nên trong lòng của hắn là không có kính sợ tâm hắn nhìn thấy từ đồ linh nhi thì lên tâm tư hắn muốn lấy được đồ vật không ai có thể ngăn cản thế nhưng là ác nhân trung quy vẫn là phải có ác nhân ma không phải sao hắn rốt cục gặp được la quân xe rất nhanh liền hướng lôi ra lôi lão ra tử chỗ ở địa phương lái đi. Đám kia tại trong biệt thự bị la quân đánh ngã bọn bảo tiêu cũng liền lập tức hướng lên phía trên bẩm báo. Lôi lão ra tử chỗ ở là một tòa nhà cũ, lão nhân ra nha, càng già càng là nhớ chuyện xưa. Hiện đại biệt thự lớn, hắn ngược lại không quá ưa thích. Lôi lão gia tử là cái có mũi ưng lão nhân, hắn bá khí cả một đời. Lúc này hắn tuy nhiên 70, nhưng là tinh thần hắn một mực rất tốt tóc bạc trắng, từng chiếc ngút trời mà đứng. Hắn ánh mắt sắc bén, khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác không rét mà run. Lôi lão gia tử tại nhà cũ bên trong tiếp vào con thứ hai lôi quân Tây điện thoại. Cha, ra chút chuyện, lôi quân Tây ngữ khí có chút gấp. Lôi lão gia tử không nghe được nhi tử loại này xúc động ngữ khí, hắn nói ra, trời sập xuống. Lôi quân Tây hơi hơi ngẩn ngơ, cái kia thật không có. Lôi lão gia tử nói ra, vậy ngươi vội cái gì? Ngươi cũng gần năm 10 người, làm sao gặp chuyện còn một điểm tĩnh khí đều không có. Lôi quân Tây nói ra, ta. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Lôi lão gia tử hỏi. Lôi quân Tây có chút không tiện mở miệng, nhưng hắn vẫn là nói, là thiên lân sông điểm họa. Cái này thằng nhãi con, lại sông cái gì họa? Cái này thằng nhãi con, cũng là bị các ngươi cho làm hư, sớm muộn muốn cho lão tử chọc ra cái sọt lớn đến. Lôi lão gia tử nghe xong là Lôi Thiên Lân sự tình, lập tức liền là nổi trận lôi đình. "Cha, Thiên Lân phạm sai lầm sự tình, chúng ta để nói sau đi." Mấu chốt là lúc này, nghe Thiên Lân bên người bảo tiêu nói. Đối phương đem Thiên Lân hung hăng đánh một trận, mà lại hiện tại còn đang nắm Thiên Lân hướng ngài nhà cũ bên này tới. Lôi Quân Tây nói ra. Lôi lão gia tử bị kinh ngạc, hắn lửa giận lần nữa chui lên tới, thật lớn mật, đây là tại công nhiên theo lão tử khiêu chiến a lôi quân tây nói ra ta chính là theo ngài báo cáo một tiếng người này ta không cần biết hắn là ai hắn đã dám như thế quá phận cùng phách lối chúng ta lôi ra nếu không làm chút phản ứng đi ra còn để ngoại nhân coi là chúng ta lôi ra không còn dùng được lôi lão gia tử nói ra vậy ngươi muốn làm gì lôi quân tây nói ra ta muốn trực tiếp theo liền thành tư lệnh liên lạc để hắn phái một đội võ cảnh tới chấn áp không ổn lôi lão gia tử nói ra Người cái này hồ đồ tiểu tử, ta nhìn ngươi là cũng muốn lão hồ đồ đi. Hiện tại là thời đại nào? Thời đại tin tức, ngươi thì không sợ bị người có quyết tâm ở chính giữa làm văn chương, nói ta nhóm đều có thể sử dụng quốc khí. Chúng ta vốn là đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng, vậy sẽ phải mọi chuyện cẩn thận cùng chú ý, không muốn để người mượn cớ. Cái kia cha ngài ý là, lôi quân Tây hỏi, lôi lão gia tử nói ra, đối phương đã dám tới tìm ta, chỉ sợ vẫn là có có chút tài năng. Ta bên này có Triệu Bá tại, vấn đề cũng cũng không lớn. Ta sẽ lập tức khiến người ta đi mời Vân Lai Cao Tăng tới, thuận tiện, người đem dưới tay bát đại kim cương cũng đều cho ta kêu đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến cùng là rồng hay là run. Liền xem như đầu rồng, đến ta lôi ra khu vực, hắn cũng đừng hòng xoay người. Lôi Quân Tây nói ra, được rồi, cha. Lôi ra nhà cũ bốn phía đều làm xanh sạch hóa nơi này tựa như là một tòa tiểu hình công viên bên trong cũng có hồ nhân tạo tồn tại la quân đến lôi ra tòa nhà trong tứ hợp viện lúc liền gặp trong tứ hợp viện ánh đèn sáng tỏ la quân sách lôi thiên lân hắn sách lôi thiên lân thì theo đề cập qua con gà con giống như không có chút nào tốn sức toàn bộ lôi ra tòa nhà cho người ta một loại cực sâm nghiêm cảm giác đồng giai văn tam nữ trong lòng có thể cảm nhận được tòa nhà này khí chàng cùng uy nghiêm các nàng không khỏi có chút sợ hãi nhưng cho dù là sợ hãi, đã đến tình cảnh như thế này, các nàng quả quyết cũng cũng không lui lại đạo lý. La quân phía trước đi tới, đồng giai văn tam nữ theo ở phía sau. Lúc này, La quân hình tượng tại trong lòng các nàng là vô cùng vĩ ngạn. Tống Linh San nhớ tới La quân đã từng thầm mến qua chính mình, nàng đột nhiên cảm thấy cái này nguyên lai like có thể là một kiện để cho nàng rất lợi hại kiêu ngạo sự tình. Tòa nhà trong thính đường, vị trí cao nhất, trên ghế bành cửa hàng ra hổ áo khoác. Lôi lão gia tử mặc lấy một thân màu đen đường trang, ngồi ngay ngắn phía trên. Trong tay hắn là long đầu quải trưởng. Tại lôi lão gia tử hai bên phân biệt đứng hai người, hai người này là lôi quân tây cùng triệu bá. Lôi quân tây hơn 40 tuổi, hắn lớn lên rất mập, đều nhanh thành một cái bóng. Lôi quân tây mặc lấy danh quý Âu phục đều có vẻ hơi dở dở ương ương. Mà triệu bá mặc lấy trường sa xa màu xanh, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, cũng không có cái gì quang mang tại đầu dưới ngồi là Vân Lai Cao Tăng, Vân Lai Cao Tăng một thân màu trắng tăng y, hắn nhìn khoảng 40 tuổi. Mà tại Vân Lai Cao Tăng bên người còn có một tên hòa thượng, hòa thượng mặt mũi hiền lành, thân thể mặc đồ trắng tăng y, chân mặc na dày, nhìn có điều chừng 30 tuổi. Ở phía dưới còn có 8 người, đó chính là bát đại kim cương. Thuần một sắc hóa kính cao thủ. Từng cái đều là mang theo biêu hãn sát khí. Là quân tiến đến một cái chớp mắt, hắn liếc nhìn liếc một chút, liền là hơi kinh hãi. Giữa sân bát đại kim cương xem như thực lực yếu nhất, mà cái kia triệu bá vũ lực cũng không đơn giản. Nhất làm cho La Quân cảm thấy không đơn giản chính là cái này hai tên hòa thượng. Vân Lai Cao Tăng Tu Vi đã là kim đan đỉnh phong. Mà cái kia nhìn chừng 30 tuổi hòa thượng, Tu Vi càng là thâm bất khả chắc. La Quân cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá, La Quân cũng không e ngại. Dạng này tư thế, dọa đến đồng giai văn tam nữ có chút chân nhũn ra. La quân sau khi đi vào, cầm trong tay lôi thiên lân hướng giữa sân ở giữa quang gia. Lôi thiên lân rên lên tiếng, hắn rốt cục tỉnh lại. Lôi thiên lân ngẩng đầu nhìn thấy chung quanh tình huống, hắn xác định chính mình ở vào có lợi địa vị về sau, lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy đến lôi lão ra tử cùng lôi quân tây trước mặt, ra ra, cha, các người muốn thay ta ra mặt A. Tiểu súc sinh này làm hại ta thật thê thảm, ta hàm răng, ta lôi quân tây trông thấy nhi tử thảm trạng hắn nhất thời giận tím mặt lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy lôi quân tây nổi giận quát bát đại kim cương cho ta đem tiểu xúc sinh này giết giết tất cả chớ động lôi lão gia tử mở miệng trong tay hắn long đầu quả trượng trùng điệp gõ đất hắn đã mở miệng người khác tự nhiên không dám không nghe vị tiểu huynh đệ này lôi lão gia tử trong mắt hàn quang lạnh thấu xương hắn nói ra người đây là ý gì là hướng ta lôi ra thị uy sao? Là ai sai xử ngươi làm như thế? La quân nhìn về phía lôi lão gia tử, hắn hơi hơi liền ôm quyền, nói ra, lôi lão gia tử, ở chỗ này, ngài là lớn tuổi người, ta là hậu sinh vãn bối. Gặp mặt không nên vô lễ, cho nên, ta cái này vái chào là đúng trưởng giả tôn kính. Đối mặt rất nhiều cao thủ, La quân chấn định tự nhiên. Dạng này phong thái để đồng giai văn đều có chút hoa mắt thần mê, thì càng đừng đề cập tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San. La Quân sau đó còn nói thêm, hôm nay tới nơi này, không có bất kỳ người nào sai xử. Bất quá là muốn cùng lôi lão gia tử các ngươi hóa giải ân oán. Hóa giải ân oán, lôi lão gia tử lạnh giọng nói ra, tiểu huynh đệ, người cái này cách làm không giống như là đến hóa giải ân oán. La Quân nói ra, vậy thì liền vì tiện lão gia tử cho là như vậy đi. Ta đã người đều đến, cũng không muốn chạy trốn tránh cái gì ta cảm thấy lôi lão gia tử ngươi bây giờ chỉ ít nên hỏi một chút, vì cái gì ta muốn tìm ngươi bảo bối này cháu trai phiền phức. Vì cái gì, lôi lão gia tử hỏi. La quân nói ra, ta cùng lão sư ta, đồng học lai tể nam du ngoạn. Đêm nay ngay tại một nhà hàng ăn cơm, vậy đại khái hẳn là không có phạm cái gì pháp A. À? Ngài bảo bối này cháu trai đi qua, đại khái là gặp lão sư ta cùng đồng học coi như xinh đẹp, liền cưỡng ép lên muốn kết giao bằng hữu. Chúng ta minh sát cự tuyệt, Tôn tử của ngài không buông tha. Sau đó, ta thì xuất thủ cho hắn một bà tai. Một bạt tai này, lão gia tử, quá phận sao? Lôi lão gia tử xanh mặt, nói ra, không tính quá phận. La Quân nói ra, tốt, vậy ta liền muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt hỏi một chút Lôi thiếu gia. Ta lời mới vừa nói, không có nói láo a. À. Hắn lại chỉ chỉ tống liên hổ cùng Giang Hải, nói, ta nhưng có nửa câu nói ngoa. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải tự nhiên nói không nên lời lời gì tới. Lôi Thiên Lân cũng không biết nên nói cái gì. Lôi Lão Gia Tử liền liền biết, là quân nói chuyện cũng không nói ngoa. Và lại, loại này hỗn đản sự tình, cũng thật là Lôi Thiên Lân phong cách. Là quân nói ra, việc này nếu như cứ như vậy bỏ qua, đây cũng là A. À. Không nghĩ tới ngài bảo bối cháu trai tuyệt hơn, báo động đem chúng ta bắt lại. Ta chân trước bị giam tiến phòng thẩm vấn, chân sau hắn liền đem lão sư ta cùng đồng học đưa đến hắn trong biệt thự. Nói vẫn là muốn kết giao bằng hữu, hơn nửa đêm, một cái hoàn khố công tử muốn theo ba cái không dành thế sự nữ sinh kết giao bằng hữu. Đây là dự định làm sao cái giao pháp, lôi thiếu ra, ngay trước ra ra người mặt, người nói một chút, nếu như ta không chạy tới, người dự định làm sao cùng với các nàng kết giao bằng hữu. Liền xem như dạng này, người cũng không nên ra tay ác độc như vậy. Lôi quần tây trên trán gần xanh hẳn lên. La Quân cười ha ha, nói ra, ta bất quá là cho hắn mấy cái cái tát, cái này để ngươi cảm thấy ta ra tay ngoan độc. Nếu là ta trên tay không có thật sự có tài, hắn chẳng phải là muốn đem ta chết oan tại trong phòng thẩm vấn. Lão sư ta cùng họp lớp đứng trước hậu quả gì, các ngươi nghĩ không ra sao? Ngẫm lại đều bị người cảm thấy giận sôi a, à. các ngươi cũng là trưởng bối, nếu như là các ngươi nữ nhi, cháu gái bị người như thế bức bách các ngươi lại ý tưởng gì? Đại sư, là quân đột nhiên thì sông trẻ tuổi hòa thượng nói ra, đại sư, ngài nói đúng không? Hòa thượng kia mỉm cười, nói ra, tiểu thí chủ lời nói có lý. Là quân nói ra, đại sư xưng hô như thế nào? Hòa thượng nói ra, bần tăng vô vi. Là quân sắc mặt nhất thời cổ quái, hắn nói ra, vô vi đại sư. Vô vi đại sư hơi hơi kỳ quái, nói ra. Bần Tăng tựa hồ chưa từng thấy qua tiểu thí chủ, chẳng lẽ tiểu thí chủ nhận biết Bần Tăng? La Quân không muốn làm chúng để lộ chính mình cùng đại bá tầng kia quan hệ, liền liền nói, nghe nói qua đại sư uy danh. Phổ vi đại sư cười nhạt một tiếng. La Quân liền còn nói thêm, cái kia đại sư cảm thấy ta xử trí phải chăng quá phận. Phổ vi đại sư nói ra, Bần Tăng cho rằng tiểu thí chủ xử trí rất là thỏa đáng. Lôi lão ra tử sắc mặt nhất thời khó coi, hòa thượng này, chính mình mời hắn đến, hắn đến cùng là giúp bên kia. Là quân liền lại xông lôi lão gia tử nói ra, ta biết, lôi ra tại tề nam cái này một mảnh là đã nói là làm tồn tại. Lôi ra rất lợi hại, không ai dám đắc tội, nhưng là, các ngươi lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ thời đại này, tin tức đều tại thời đại hóa, cần rõ ràng, phía trên muốn động các ngươi, một đầu ngón tay đều không cần. Kiều tứ ra tiền lệ còn ở đây, các ngươi nếu như tùy ý con cháu bối cái này làm phát, lại có thể đi bao xa, đi bao lâu. Là quân lời nói nói năng có khí phách. Hắn sau khi nói xong, lôi lão gia tử long đầu quải trượng lần nữa trùng điệp gõ đất, người khác cũng đi theo tới. Tiểu huynh đệ, thiên lân là cháu của ta. Ta thừa nhận, ta xác thực quản giáo không nghiêm. Những năm này, ta đối lôi gia tử tôn bối quản lý phía trên có rất nhiều khiếm khuyết. Người nói không sai, nếu như ta lôi ra phát triển chỉ vì dưỡng như thế một đám sâu mọt. Cái kia lôi ra đời đời truyền lại, tân hỏa bất diệt cũng không có ý gì. Từ nay về sau, lôi thiên lân trục xuất lôi ra, không còn là lôi ra tử tôn. Ra ra, lôi thiên lân không khỏi gấp. Lôi quân tây cũng gấp, hô, cha. Đồ hốn trướng, lôi lão ra tử một chân đạp lăn lôi thiên lân, lại nói với lôi quân tây, quân tây, người những năm này làm chuyện hoang đường cũng không ít, Thiên Lân biến thành như bây giờ, ngươi là có trách nhiệm. Ta nhìn những sinh ý đó, cũng không cần ngươi quan tâm. Nếu để cho ta biết ngươi trong bóng tối tiếp tế Thiên Lân, vậy ngươi thì giống như Thiên Lân, rời đi lôi ra. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi cách lôi ra, đến cùng người là trùng. Lôi Quân Tây nói, "Cha." Lôi lão gia tử không tiếp tục để ý cái này hai cha con, nói với hạ nhân, đem bọn hắn đuổi đi ra. Lôi Quân Tây cùng Lôi Thiên Lân liền bị đuổi ra tòa nhà cái này xử trí không phải xử trí cho tiểu huynh đệ ngươi nhìn lôi lão gia tử nói ra mà chính là vì lôi ra ta không thể lại tùy ý bọn này sâu mọt đến từng bước xâm chiếm ta lôi mỗ tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn người nào cũng không thể lôi lão gia tử trịnh thượng áp đặt nói về sau hắn nói với la quân lôi ra ra sự ta tự sẽ xử lý nhưng là mặc kệ như thế nào thiên lân trước đó vẫn là ta lôi ra tử tôn bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Người đây là không cho ta lôi mẫu người mặt mũi, hôm nay, người nhất định phải lưu lại một ít gì đó, không phải vậy, ta không có khả năng để ngươi đi ra cái đại môn này. Đồng giai văn tam nữ vốn là coi là đã mây trôi nước chảy, hết thảy đều đi qua. Lại không nghĩ rằng lôi lão gia tử đột nhiên lời nói xoay chuyển, chính là muốn hướng la quân khai đao. Tam nữ nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Ồ, La quân từ tốn nói, lão gia tử muốn ta lưu lại thứ gì? Một ngón tay, lôi lão gia tử nói ra. Cứu thực tới nói, đây đã là lôi lão gia tử nở nang. Một ngón tay, đây là nhẹ nhất xử phạt, mặc kệ như thế nào, lôi ra đi ra ngoài cũng phải có cái thuyết pháp. Thì liền đồng giai văn tam nữ tại sâu trong đáy lòng đều hơi khẽ thở vào một cái. Một ngón tay, vẫn là có thể tiếp nhận, tuy nhiên đối la quân tới nói, vẫn có chút tàn khốc, La Quân duỗi ra ngón tay, hắn năm ngón tay linh động đến như hổ điệp xuyên hoa. Một ngón tay, yêu cầu này không có chút nào quá phận. La Quân mỉm cười, mọi người cũng đều buông lỏng một hơi, tất cả mọi người cho rằng La Quân là thỏa hiệp. Việc này cuối cùng là muốn như vậy bỏ qua. Có thể thiếp đó, La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là thật có lỗi, làm không được. Lão gia tử muốn ta ngón tay cũng được, đánh ngã ta chỉ cần có thể đem ta đánh ngã, ta tự nhiên tùy ý lão gia tử xử trí. Sau đó, là quân nói ra, là muốn cùng tiến lên, vẫn là nguyên một đám phía trên. Lão gia tử an bài đi, bao nhiêu ta đều tiếp lấy. Là quân khẩu khí, có thể nói là cuồng gia thiên tế. Nhưng lại từ có một loại phóng khoáng ở chính giữa. Lôi lão gia tử bọn người không nghĩ tới, là quân sẽ làm ra loại này lựa chọn tới. Ta đến lĩnh giáo tiểu huynh đệ cao chiêu bát đại kim cương đứng đầu Trung Thiên Chính đứng ra. Trung Thiên Chính khoảng 40 tuổi, hóa kính đỉnh phong. Hắn có thể nói là lôi ra thủ tịch khách khanh, tại lôi ra địa vị cao thượng. Trung Thiên Chính làm người cũng rất chính trực, luyện thành là bát cực quyền, dũng mãnh cực kỳ hung hãn. Có thể, La Quân nói ra. Rất nhanh, La Quân thì cùng Trung Thiên Chính làm dáng. Trung Thiên Chính ôm quyền, nói ra, tại hạ hà, hà Bắc ngô ra thôn truyền nhân chính giữa cái này, tập luyện bát cực quyền, còn xin chỉ giáo. La quân cũng liền ôm quyền, nói ra, tại hạ La quân. Bất quá ta tập luyện rất tạp, đã chuông sư phụ luyện là bát cực quyền, vậy ta thì lấy thái cực quyền cùng chuông sư phụ tiếp vài chiêu đi. Tốt, chân sư phó, mời. Trung thiên chính nói ra. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Bát cực quyền, hoa hạ quyền thuật tên. Bát cực ý là phát kính có thể đạt tới bốn phương tám hướng cực xa chỗ động tác giản dị ngắn gọn, cương mãnh giòn liệt, nhiều chấn chân phát kính động tác. Bát cực quyền bát cực một từ nguyên do cổ địa ý khái niệm, bắt nguồn từ Hán Nam Tử. Sơ hình huấn bên trong thiên địa, cửu châu bát cực. Bát cực dùng cho võ thuật, làm theo lấy ý tại khắp nơi nơi cực xa. Đồng giai văn tam nữ trái tim nhắc đến cổ họng, tuy nhiên các nàng kiến thức đến là quân lợi hại. Nhưng cũng có thể cảm giác ra cái này trung thiên chính cũng là người luyện võ. Lúc này, là quân cũng ôm quyền, nói, mời. Mời chữ vừa rơi xuống âm, trung thiên chính lập tức liền động. Bát cực quyền, mạnh mẽ thoải mái, quyền lực hung hãn. Cổ đại đại tướng, một cây bát cực thương nơi tay, tung hoành vô địch. Trung thiên chính cả người khí thế đều biến, liền đúng như đại tướng cưỡi ngựa trùng phong, sát phạt thảm liệt. Hắn quyền trái chui ra, như nộ long mãnh kích la quân ngực bụng. Đồng thời khuỷu tay phải như trọng thuẫn che lại tới song trọng công kích vừa ra tay tuyệt bất sung tình kinh phong đập vào mặt trung thiên chính bát cực quyền đã là để ý không tại hình hắn quyền thuật thoát ly vốn có chiêu thức nhưng là kinh lực lại là thuần chính nhất bát cực kinh Là quân mắt cũng không chấp cái kia một cái chấp mắt hắn đột nhiên hư lui một bộ đồng thời hai tay đột nhiên cầm ra như phong tự bế Là quân hai tay đột nhiên thì dính trụ trung thiên chính quyền đầu trung thiên chính bị kinh ngạc hắn khuỷu tay phải cấp tốc phủ xuống la quân lui thêm bước nữa chính là lôi kéo trung thiên chính cùng theo một lúc lui đồng thời la quân khuỷu tay phải hướng lên trên một điểm điểm chúng trung thiên chính khuỷu tay phải tê dại gân nhất thời trung thiên chính khuỷu tay phải ở vào tê liệt trạng thái trung thiên chính trong mắt hung quang lóe lên dưới chân phát lực quyền trái mãnh liệt phát lực thân thể giống như đạn pháo hung hãn đụng thẳng hướng la quân nếu như la quân như phong tự bế là một tấm lưới như vậy trung thiên chính liền muốn làm trong lưới mãnh hổ hắn muốn mạnh mẽ đem tấm lưới này xé rách ra tới la quân ngực bụng đột nhiên vừa thu lại một cỗ khí kình toàn bộ thu về hai tay của hắn cũng như bánh quai trèo quấn chặt lấy trung thiên chính cánh tay tới cực điểm lúc hắn đột nhiên ngực bụng một cái ầm một cỗ cường đại khí kình hình xoắn ốc tán phát ra oanh trung thiên chính chỉ cảm thấy cái này có cự lực mượt mà mà cường đại trong nháy mắt đem hắn quyền đầu lực lượng va nát, trung thiên chính thu lại không được cước bộ, bạch 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 lui ra ba bước tới. Lúc này, trung thiên chính một mặt rung động, trần sư phó, người tuổi còn nhỏ, thế mà đem thái cực quyền luyện đến trình độ như vậy. Ta không phải đối thủ của ngươi, bội phục bội phục. La quân liền ôm quyền, nói, dễ nói. Hắn sau đó còn nói thêm, chư vị là muốn cùng tiến lên, vẫn là đơn độc đến, ta ở chỗ này đều cho chư vị tiếp lấy triệu bá đứng ra, hắn nói ra, Trần Sư Phó, ta đến lĩnh giáo người cao chiêu. Hắn nói thì đi xuống. Tại hạ họ triệu, triệu thế toàn, tập luyện hình ý quyền, xin chỉ giáo. Triệu bá ôm quyền nói ra. La quân nói ra, hình ý quyền là quốc thuật chi tinh túy, phong phú toàn diện. Đã triệu sư phó phải dùng hình ý quyền, vậy thì tốt, ta cũng dùng hình ý quyền cùng triệu sư phó đối đầu mấy chiêu. Ngươi cũng dùng hình ý quyền. Triệu Thế Toàn hơi hơi giật mình. La Quân nói ra, có có thể hay không sao? Triệu Thế Toàn nói ra, cái kia cũng không có gì không thể, chỉ là Trần sư phó ngươi tinh thông Thái Cực, chẳng lẽ cũng sẽ hình ý quyền. La Quân nói ra, cực kỳ quyền pháp cũng có thể quy nhất. Chỉ cần là quyền pháp, ta thì đều biết. Lúc này, Vô Vi đại sư nhìn không được nói ra, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tuy nói quyền thuật có thể vạn pháp quy nhất, nhưng tiểu thí chủ ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác? sao thì có thể tới trình độ như vậy? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta có phải hay không khoác lác, so chiêu tức nhưng có biết. Vô vi đại sư nói ra, triệu thế toàn sư phụ hình ý quyền, đó là có tên hung ác. Trên tay hắn, nhiễm không ít cao thủ máu tươi, tiểu thí chủ, người không cần thiết không thể phớt lờ a. La là Quân nói ra, đa tạ đại sư quan tâm, quốc thuật xuất thủ, giết người thấy máu, tức là sinh tử đại sự, ta lại sao dám xem thường, Phổ vi đại sư liền không nói thêm lời, chỉ nói một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Triệu Thế Toàn ôm quyền, nói, Trần Sư Phó, mời. Triệu Sư Phó, mời. La Quân vừa dứt lời âm, Triệu Thế Toàn liền xuất thủ. Triệu Thế Toàn cổ dựng lên, hất đầu, hai tay hơi hơi mở ra, đùi phải vừa nhấc, đùi phải một đệm. Cả người tựa như lăng không bay lên, vút qua tới. Tại nhào tới trong nháy mắt, hai tay quyền đầu trong nháy mắt mổ thành ưng trụy, cánh tay bên trong quấn, loa toàn kính phong phồng lên, đập vào mặt mà tới. Hắn giống như một cái to lớn diều hâu đoạt thân thể chính diện tấn công, một tay ưng mổ núp ở cổ họng mình chỗ, dương cung mà không phát, đã là phòng ngự, lại là tùy thời. Tay kia hạc mổ phát kính, xuyên thẳng la quân mắt phải con ngươi. Hình ý quyền 12 hình, ưng hình. Ưng hình cũng có khẩu quyết, ra thế tay tay không rời ưng đem, tiến lên từng bước hẳn là ưng tay. Triệu thế toàn một phát kình, toàn thân chấn động, lồng ngực phổi hoạt động, bật hơi phun âm thanh, tự nhiên mà vậy hình thành diều hâu mỉnh cổ thét dài. Hắn cũng đã đem hình ý quyền ưng hình quyền luyện đến âm thanh tiện tay ra tầng thứ. Giữa sân trong nháy mắt mưa gió khuấy động, triệu thế toàn tu vi tại phía xa trung thiên chính phía trên, vừa ra tay chính là bất phàm. Toàn trường người vây quanh nhìn nhìn không chuyển mắt, đồng giai văn tam nữ lần nữa lo lắng. Là quân mỗi một lần xuất thủ, các nàng trái tim đều đi theo nhấc đến cổ họng nhưng các nàng đồng thời cũng có loại xuất phát từ nội tâm sùng bái. Giống, là Quân rậm chân lui lại, thân thể trước cung, phần lưng hở ra, dùng thân thể bừng bừng phấn chấn ra hình tượng hổ gầm. Đồng thời giơ cánh tay lên, đại phủ khai sơn, dọc theo thân thể của mình mắt phải chắc tuyến phiết vãi ra, vừa vặn chém vào triệu thế toàn ưng hình quyền đầu ngoài miệng. Hổ hình phách kính, tiếng giống chấn động. La quân vừa ra tay, liền cũng là hình ý quyền hổ hình. Hổ hình cũng có ca dao, Hổ cư Thâm Sơn chấn là vua, ban đêm kiếm ăn phòng ngủ giấu, vừa kêu có thể làm bầy chim câm, thả người phốc vật mạnh nhất mạnh. Hổ hình đối ưng hình. La Quân vừa ra tay, liền khiến người ta cảm thấy là mãnh hổ xuất hiện. Nếu là nhắm mắt, liền sẽ cảm thấy đây là một con cọp cùng diều hâu tại đọ sức. Mọi người cũng liền giật mình nhìn ra, thiếu niên này La Quân không chỉ là thái cực quyền xuất thần nhập hóa, hắn hình ý quyền mảy may không kém triệu thế toàn a triệu thế toàn chiêu thức cũng không xử đến lão còn có lưu dư kình tại la quân hổ trưởng phách quyền chặt lên đến đồng thời hóa mổ vì quyền năm ngón tay đột nhiên siết chặt khớp xương ba ba kêu vang mượn cỗ này năm ngón tay bóp quyền nổ tung kình triệu thế toàn quyền đầu trong nháy mắt trở nên vững như sắt thép cùng la quân phách quyền mãnh liệt đụng vào nhau bắp thịt đánh ra khớp xương giòn vang nối thành một mảnh ưng mổ chỉ là hư thế sát chiêu chân chính là năm ngón tay bạo bóp khóa mổ vì quyền thời thế có thể. Triệu thế toàn quyền thuật vận kinh, đã đến tinh tế nhập vi cấp độ. Hai người đối kích nhất quyền về sau, là quân sắc mặt bình tĩnh, liên tiếp sau thực sự ba bước, hạ hạ lực quan hai chân, dồn khí đến cùng, một bộ so một bộ nặng nề. Triệu thế toàn cước bộ liền rời, vô thành vô tức, hơi hơi giang hai cánh tay, thân thể thật giống như ở phía sau chân, như diều hâu một dạng nhẹ nhàng, trong nháy mắt thì thối lui đến bên tường, tiếp lấy một chân mãnh liệt dẫm mạnh, mượn cái này đạp một cái chi lực. Thân thể của hắn lại nhào tới. Hai người liều mãng nhất quyền về sau, là quân nhân cơ hội lui lại, mỗi người âm thầm hoạt động khôi phục một chút quyền đầu cánh tay, triệu thế toàn đầu tiên lấy ưng hình chết thẳng cẳng lại tấn công tới. Là quân lực lượng mạnh hơn triệu thế toàn, nhưng hôm nay, hắn liền muốn lấy tránh thức đấu pháp đến đánh bại triệu thế toàn. Hắn thật là ngứa tay. Là quân đột nhiên chuyển đổi thân hình, hai cánh tay giấu ở bên hông, sau đó vặn eo hất lên, xoạch. Cánh tay theo sức eo vung ra, bên trong quấn túi quấn, như hai đầu suốt động độc xà bỗng nhiên luồn lên, cắn về phía triệu thế toàn quyền đầu. Xà thủ trong động dấu, thần tiên cũng khó phòng. Hai eo giống như hai cái lỗ, là quân tại đem cánh tay khúc ở chính giữa, lấy sức eo bạo phát, phụ trợ vung tay, chỉnh thể phát kính, âm ngoan độc ác, lại hung lại liệt. Đây chính là hình rắn đấu pháp tinh túy. Rắn xuất động, một tiếng phát kính giòn vang, giòn vang sau đó, thì rõ ràng nhất xì xì. Xì xì. La quân lấy hổ hình chuyển hóa làm hình rắn, biến hóa nhanh chóng, xuất thủ chi hung ác, uy thế chi mãnh liệt, đều làm ở đây cao thủ nhìn mà than thở. Đối mặt la quân hóa hổ là xà, triệu thế toàn trong lòng run lên, song quyền tự nhiên trên dưới run run, cánh tay khuỷu tay then chốt xương cốt phát ra bén nhọn tiếng ma sát, giống như diều hâu gấp rút kêu to. Khuỷu tay then chốt run run, mang động quả đấm cổ tay run rẩy. Hắn quyền đầu bóp thành một cỗ, một trận loạn kích, như cuồng phong bạo vũ, thật giống như chim gõ kiến tại dùng sức mổ thụ. La quân quyền đầu như rắn đầu, lắc lư phốc cắn, mang chuyển động thân thể lay động, bộ pháp liền thực sự, eo chật thành vô số cái vòng tròn. Hai người quyền đầu một mổ khẽ cắn, thân thể lăn lộn đối kích, không tới 10 giây, đã đụng nhau 34 dưới. Sau đó, hai cái bóng người đột nhiên tách ra. Triệu Thế Toàn hai tay đỏ bừng, đồng thời khẽ run. Triệu Thế Toàn liền ôm quyền, nói ra, Trần Sư Phó, người hình ý quyền xuất thần nhập hóa, ta thua. Triệu Thế Toàn thua tâm phục khẩu phục, nguyên lai tại vừa rồi trong lúc giao thủ, là quân hình ý quyền cải thành hình rắn, hắn kinh lực xuyên thấu, liên miên bất tuyệt, mấy lần đối chiến xuống tới. Xuân Phong Tế Vũ, nhuận vật im ắng, liền để cho Triệu Thế Toàn cũng nhịn không được nữa. Kinh lực, hoàn toàn là hình ý quyền kinh mà lại vô luận là hổ hình vẫn là hình rắn, là quân đều rất được tinh túy. Triệu Thế Toàn tự nhận mình tại hình ý quyền tạo nghệ phía trên, cái kia là kém xa tít tắp La Quân. Cho nên, hắn dứt khoát lưu manh nhận thua. La Quân lần nữa thắng lợi. Lúc này La Quân, một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch. La Quân không kiêu ngạo không tự ti, hắn liền ôm quyền, nói ra, còn có vị kia, muốn chỉ giáo. Chúng đều là im lặng. Đúng lúc này, Vân Lai cao tăng đứng lên, hắn nói ra, A-di-đà Phật, tục ra sự tình vốn không có quan hệ gì với bần tăng, nhưng hôm nay đã thụ lôi lão ra nhắc nhở, cũng không dễ không làm biểu thị. Bần tăng nguyện ý lĩnh giáo tiểu thí chủ cao chiêu. La quân liền nói ra, dễ nói, vậy thì mời. Vân Lai cao tăng sắc mặt nhàn nhạt, hắn là một phái thế ngoại cao nhân cảnh tượng. Dạng này người, ở đâu, phim điện ảnh và truyền hình bên trong, vậy cũng là tuyệt đỉnh cao thủ cho nên lúc này, đồng giai văn tam nữ tâm lần nữa nắm chặt lên. Hôm nay là quần chỗ cho các nàng hiện ra, chính là khác biệt thế giới. Trong thế giới này tràn ngập sắc thái truyền kỳ, cũng tràn ngập quỷ dị nguy hiểm. Vân Lai cao tăng đi vào la quân trước mặt, nói ra, a di đà Phật, bần tăng tập luyện thiếu lâm các loại quyền thuật, hôm nay lợi dụng trường quyền cùng tiểu thí chủ so chiêu. La quân mỉm cười, nói ra, thiếu lâm quyền pháp, kiếm pháp, côn pháp, đao pháp đều là tinh xảo. Cho nên có thiên hạ võ công suất thiếu lâm thuyết pháp, đã đại sư phải dùng trường quyền, vậy ta lợi dụng thiếu lâm nhất chỉ thiền đến ứng đối đi. Tiểu thí chủ còn biết thiếu lâm nhất chỉ thiền, vân lai cao tăng hơi hơi kinh ngạc. La quân nói ra, hiểu sơ một hai, chính là tiểu hồng quyền, mai hoa quyền, la hán quyền, thông tí quyền, những thứ này quyền pháp, đều là vạn biến không rời tông. Hiểu một liền có thể hiểu hai. Lời này, liền xem như thiếu lâm lão tiền bối có thể đều không dám nói thế với. Tiểu thí chủ lại dám nói xuống bực này cửa biển, vân lai cao tăng nói ra. Là quân tử tốn nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ta vẫn là câu nói kia, ngoài miệng tranh luận, nhiều lời vô ích, vẫn là đánh rồi mới biết đi. Tốt, vân lai cao tăng liền nói ra, tiểu thí chủ tiếp chiêu. Trường quyền lại xưng thái tổ trường quyền, chính là thái tổ triệu cứu thắng sáng tạo quyền pháp sau cũng nhập thiểu lâm quyền pháp bên trong. Trường quyền có ca quyết, quyền như sao băng mắt tựa như điện, eo như rắn được bước thì đấu dính, tình yếu rồi rào khí muốn chìm, lực muốn thuận đạt không muốn thuần. Động như đào tính như núi lên như vượn rơi như chim khách đứng như gà đứng như lỏng chuyển như vòng xếp như cung nhẹ như diệp trọng như sát chậm như ưng nhanh như phong. Trường quyền luyện đến tinh túy, đó là vô cùng lợi hại. Cũng tại lúc này, Vân Lai cao tăng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, hắn tăng bảo không gió từ trống trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang cả người liền lại không là trước kia ôn tồn lễ độ hung hãn khí thức cuồng bạo lan tràn đi ra phân lai cao tăng bước ra một bước thất tinh sâu kim thế dưới chân hắn nhất động đột nhiên hai ngón nhô ra thẳng đến la quân hai mắt trường quyền là gọi chung có thể cũng không phải là nói chiêu chiêu đều là quyền bên trong một dạng có chỉ công thối công thiên hạ võ thuật đều là thuật giết người người cổ đại sáng lập võ thuật cũng không phải vì cường thân kiện thể. là quần ánh mắt lom lom nhìn, hắn đột nhiên nhất chỉ bắn ra. nhất chỉ thiền, một chỉ này bắn ra, tựa như lưu tinh cản nguyệt, lại như dây cung nứt đoạn, kinh lực tập tụ vào một điểm. thế mà có thể sử dụng như thế chính tông nhất chỉ thiền. vân lai cao tăng bị kinh ngạc, hắn thân thể đột nhiên vừa lui, tiếp lấy lại nhất chuyển, sau đó hoành quyền bạo nện, là quần dưới chân nghiêng dẫm một bộ tránh đi. Vân Lai cao tăng lại quát một tiếng, tiếp lấy phách quyền, chiêu chọc quyền, quan quyền, băng quyền, chép quyền, hắn thân pháp như du long, quyền pháp liên miên bất tuyệt. Trường quyền người, như trường giang đại hải, thao thao bất tuyệt. Mỗi một quyền, Vân Lai cao tăng đều thi triển đến hùng hồn vô cùng, tựa như là thái tổ tại thế, chính là muốn thừa thế sông lên đem cái kia giang sơn đánh xuống. Chàng bên trong bóng người lấp lóe, quyền ảnh cút cút. La quân liên tục né tránh, về sau tìm đúng cơ hội. Hắn hai ngón đột nhiên bắn ra. Nhất chỉ thiện công phu liên tục giết ra. Trong nháy mắt, giống như vạn tiến tể phát, liên châu tiến tuôn ra. Không trung truyền ra vô số chỉ phong tiếng xé gió. Không bao lâu, giữa sân hai đạo nhân ảnh tách ra. Vân lai cao tăng tay rũ xuống, cái kia chỗ cổ tay nóng bỏng đau đớn, cũng là bị la quân nhất chỉ thiền điểm chúng. Nếu không phải la quân thủ hạ lưu tình, Vân Lai cao tăng cái này tay trái tuyệt đối là muốn phế. La Quân liền ôm quyền, nói ra, đại sư đa tạ. Vân Lai cao tăng chấp tay hành lễ, hắn nói ra, nhất chỉ thiền thế mà có thể bị thí chủ thi triển đến nước này, bần tăng không lời nào để nói. Hắn sau đó cũng liền lui xuống đi. La Quân lần nữa thắng lợi. Đồng giai văn tam nữ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. La Quân liền mặt hướng vô vi đại sư, nói ra, đại sư, ngài có phải không cũng muốn cùng vãn bối so chiêu phô vi đại sư mỉm cười nói ra tiểu thí chủ ngươi cảm thấy ngươi là bần tăng đối thủ sao la quân nói ra đại sư tu vi thần hành máy tròn vãn bối đoạn không phải là đối thủ phô vi đại sư nói ra vậy ngươi còn muốn theo bần tăng so chiêu la quân nói ra cũng không thể thừa thế xông lên về sau đột nhiên cầu xin tha thứ đi cho nên cho dù không thể thắng nên chiến vẫn là muốn chiến Vô Vi đại sư cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, tiểu thí chủ, thực trong lòng ngươi biết, Bần tăng là sẽ không làm khó ngươi. Có phải thế không? La Quân cười một tiếng, nói ra, vãn bối rất lợi hại kính trọng đại sư. Vô Vi đại sư liền đứng lên, nói ra, có điều hôm nay, Lôi lão gia đã cho đủ mặt mũi. Bần tăng thế tất cũng phải vì Lôi lão gia vãn hồi một chút mặt mũi. Như vậy đi, Bần tăng đánh ngươi nhất trưởng, mặc kệ ngươi có thể hay không tiếp được. Sự kiện này liền như vậy bỏ qua. Hắn sau đó vừa nhìn về phía Lôi lão gia tử, nói ra, "Lôi lão gia, ngài cảm thấy bần tăng cái này xử trí có thỏa đáng hay không?" Lôi lão gia tử không làm được một mạch vây công La Quân dạng này một thiếu niên sự tình, hắn cũng ý thức được La Quân không đơn giản. Cho nên lúc này, vô vi đại sư lời nói chẳng khác gì là cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang. Hắn ngay sau đó thì gật gật đầu, nói ra, "Thỏa đáng." Vô vi đại sư liền hướng la quân cười một tiếng, nói ra, tiểu thí chủ, cái kia bần tăng sẽ phải xuất trường. La quân thản nhiên chỗ chi, nói, đại sư, mời. Đồng giai văn lần nữa khẩn trương lên, bởi vì nàng cũng cảm nhận được, vô vi đại sư là vô cùng lợi hại. La quân cũng thẳng thắn không phải là đối thủ. Từ đồ linh nhi cùng tống linh san tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Hai người đồng dạng khẩn trương. Thậm chí, giữa sân hắn cao thủ cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Hắc, vô vi đại sư đột nhiên chìm quát một tiếng, đón lấy, hắn xuất trường. Nhất trường ra, nhẹ nhàng im ắng, tất cả lực lượng đều tụ vào một điểm. Âm, cái kia một cái chớp mắt, là quân cũng ra nhất trường. Hắn theo vô vi đại sư trưởng lực đụng vào nhau, ngay sau đó, hắn thân thể giống như bóng cao su một dạng bị bắn ra. Là quân trong nháy mắt lui ra 3 mét bên ngoài, hắn thân thể đồng thời chuyển một cái vòng tròn, như thế vừa rồi đứng nghiêm. Là quân tiếp xuống vô vi đại sư cái này cường hãn nhất trưởng, hắn thậm chí một chút xíu thương tổn đều không thu. A-di-đà Phật, vô vi đại sư chấp tay hành lễ, nói, tiểu thí chủ có thể đem thái cực kính luyện đến nước này, chỉ sợ cho dù là bần tăng toàn lực xuất thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem tiểu thí chủ bắt lại. Người sáng suốt liền đều nhìn ra, vừa rồi tuyệt không phải là vô vi đại sư thủ hạ lưu tình mà chính là la quân thái cực kính thật sự là quá mức xuất thần nhập hóa la quân tự thân nếu như bóng cao su ngoại lực cường hãn nữa hắn cũng đều đem để lộ mở trừ phi vô vi đại sư liên tục tấn công mạnh đánh tới bóng cao su không chịu nổi loại này mạnh mẽ như thế chúng ta có thể đi sao la quân nói ra vô vi đại sư nói ra đương nhiên la quân liền hướng lôi lão gia tử liền ôm quyền lại hướng mọi người liền ôm quyền nói ra cáo từ về sau, là quân liền dẫn đồng giai văn tam nữ rời đi lôi ra nhà cũ. Ra lôi ra nhà cũ về sau, là quân lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sự kiện này, cuối cùng là giải quyết. Nhưng là quân biết còn có hậu hoạn vô cùng, chính mình hôm nay là thống khoái, nhưng rất có thể sẽ thành làm một cái lỗ thủng cùng sơ hở, cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Là quân biết, sự kiện này, chính mình là nhất định phải theo đại bá hồi báo một chút. Như thế đến xử lý, cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là giáo huấn Lôi Thiên Lân, cái kia hậu hoạn vô cùng. La Quân cũng không nghĩ tới, cái này lôi lão gia tử nhận được tin tức nhanh như vậy, hơn nữa còn bày xuống dạng này trận thế. Đến giờ phút này, La Quân quả quyết không có lùi bước đạo lý. Đồng giai văn tam nữ đều theo sau lưng La Quân. Lúc này, tại Tống Linh San trong mắt, La Quân tuyệt đối là một cái đại anh hùng. Tuyệt đối xem như nàng kim giáp anh hùng giống như đáp lấy ngũ thải tường vân mà đến tôn ngộ không một dạng. Liền xem như đồng giai văn, nàng theo ở sâu trong nội tâm cũng không có cách nào lại đem La Quân coi như là một cái đơn thuần học sinh, nàng trong lòng cũng là có chút bị La Quân phong thái chấn nhiếp ngược lại. Về phần tư đồ linh nhi, nàng vẫn là như thế lạnh lùng. Nội tâm của nàng là ý tưởng gì, lại là người ngoài rất khó thanh trừ. Tống Linh san nhịn không được nói ra, La quân, người chừng nào thì biến lợi hại như vậy trước kia ta thật là còn không nhìn ra, hôm nay người thật sự là uy phong cực. Tựa như, tựa như là quang minh đỉnh phía trên trương vô kỵ một dạng, một người lực chiến quần hùng. Là quân đương nhiên biết mình muốn theo tống linh san các nàng có một bộ lý do thoái thác, hắn thì cười một tiếng, nói ra, ta vẫn luôn có luyện công, trước kia tâm tư ta đều thả tại luyện công. Cho nên thành tích học tập mới một mực không thể đi lên, về sau mắt thấy muốn thi cấp 3, ta cảm thấy ta cũng không thể một mực để cha mẹ ta thất vọng, cho nên thì dụng công học tập một chút. Ta thiên, Tống Linh San nói ra, vậy ngươi thật đúng là số một thiên tài a. À. Trước kia là vội vàng luyện công, hiện tại hơi dụng công một chút, sau đó thành tích thì nhảy tới. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt a, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào giấu giếm nữa. Thực ta thật sự là một cái siêu cấp thiên tài. Cát, Tống Linh San không nghĩ tới La Quân con hàng này tại lôi ra thời điểm, đường đường chính chính nghiêm chỉnh giống như nhất đại tông sư. Lúc này lại như vậy vô liêm sỉ. Sự kiện này coi như giải quyết triệt để, hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi. La Quân nói ra, hồi đến khách sạn về sau, ngày mai mọi người buổi sáng nghỉ ngơi trước. Buổi chiều chúng ta chuẩn bị một chút, đi thái bên kia núi. Đồng giai văn tam nữ đối La Quân an bài tự nhiên là không có có gì nghị, đều nói một tiếng tốt. Trở lại khách sạn về sau, là quân cùng đồng giai văn tam nữ nói chuyện ngủ ngon. Về sau, là quân trở lại gian phòng của mình. Là quân còn có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là phải xử lý từ trí cùng đinh hàm sự tình. Thứ hai là sẽ gặp vô vi đại sư. Là quân biết, vô vi đại sư còn hội tìm đến mình. Nhưng lệnh la quân không nghĩ tới là, tại ước chừng nửa giờ sau, Tống Linh San lại chủ động tới tìm hắn. Như là trước kia tiểu La Quân biết Tống Linh San sẽ đến chủ động tìm hắn, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Mà cho dù là bây giờ La Quân, trong lòng của hắn cũng có thuộc về tiểu La Quân loại kia ngây ngô tình cảm. Cho nên hắn đối Tống Linh San là tuyệt không ghét, thậm chí có chút ưa thích. La Quân, Tống Linh San thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc còn không có thổi khô, mặc phấn hồng sắc váy đầm. Nàng là như thế ngây ngô mà mỹ lệ, cái kia duyên dáng yêu kiểu dáng người có thể làm cho thiếu niên làm nghiêng đổ. Cũng may mắn, La Quân là lịch duyệt phong phú người, cho nên hắn đối mặt Tống Linh San còn có thể bảo trì chấn định. Linh San, La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cười một tiếng, nói ra, hôm nay hành hạ như thế, người còn không buồn ngủ sao? Tại sao còn chưa ngủ cảm giác? Tống Linh San cũng là cười một tiếng, nói ra, ta có thể vào nói chuyện sao? La Quân nói ra, đương nhiên. Hắn đem Tống Linh San nghênh tiến đến, đồng thời, hắn rất cẩn thận không có đóng cửa phòng lại. Không phải vậy lời nói, coi như lẫn nhau còn nhỏ, nhưng cô nam quả nữ, luôn luôn cho người ta không tốt cảm giác. Riêng là La Quân không muốn để cho tư đồ linh nhi cùng đồng giai văn lầm biết cái gì. Ta gội đầu tóc, lười nhác thổi khô, cho nên thì không liền lập tức ngủ, tóc ướt ngủ, buổi sáng hội đau đầu. Tống Linh san sau khi ngồi xuống, hướng La Quân giải thích. La Quân vừa cười vừa nói, giống chúng ta nam sinh liền không có cái này buồn giàu gội đầu tóc dùng khăn lông khô một vòng thì làm Tống Linh San nói ra cái kia đúng vậy a à, nhưng ta cũng không thể lưu cái giống các người dạng này tóc đi cái kia không được giả tiểu tử là quần nói ra liền xem như như thế người cũng giống vậy hội rất xinh đẹp hắn loại này khích lệ là tự nhiên mà vậy khích lệ sau khi ra ngoài mới lại cảm thấy không ổn chính mình thật không thích hợp lại tán gái a à. Tống Linh San nghe vậy khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng nói ra, trước kia thật không nhìn ra, người còn như thế biết dỗ nữ hài tử A. À. La quân cười ha hả, nói ra, cái kia có, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Tống Linh san nghe, liền càng thêm hết sức vui mừng. Nàng nói ra, người thật cảm thấy ta rất xinh đẹp sao? La quân nói ra, đương nhiên. Tống Linh san thì lại hỏi, vậy người cảm thấy ta cùng Linh Nhi, ai đẹp hơn một điểm? La quân cười ha ha một tiếng, nói ra xuân lan thu cúc các am hiểu đây là so không tốt tựa như ngươi là tươi đẹp hoa hồng mà lớp trưởng cũng là thiên sơn tuyết liên nói cứng người nào xinh đẹp vậy làm sao nói tốt vậy là ngươi ưa thích tuyết liên còn là ưa thích hoa hồng đâu tống linh san đột nhiên hỏi la quân ngốc ngẩn ngơ hắn là nhân tinh thực nơi đó không biết tống linh san là đang tận lực hướng phía trước cất bước tử vấn đề này nếu để cho trước đó tiểu la quân xử lý Khẳng định là một mặt mộng so. Nhưng La Quân khác biệt, hắn cười một tiếng, nói ra, hoa hồng cùng tuyết liên a. À. Thực ta càng ưa thích ngạo tuyết hàn mai. Hàn mai, tống linh san hơi hơi ngẩn ngơ. Thiền nhiên, La Quân không có theo thói quen ra bài. La Quân nói ra, đúng a, à, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Vạn đóa hoa bên trong, chỉ có hoa mai ngạo tuyết mà nở rộ, tốt bao nhiêu nha. Tống Linh San bị La Quân quấn có chút hồ đồ, nàng cũng không phải là mặt dày nữ sinh, cũng liền không có ý tứ lại có cái đề tài này nói tiếp. Sau đó, Tống Linh San lại tìm mới đề tài, nói ra, ngươi có thể dạy ta công phu sao? Công phu của ngươi thật tốt đây. La Quân nói ra, cái này khiến cho không tốt. Vì cái gì, Tống Linh San nói ra. La Quân nói ra, tập võ coi trọng căn cốt cùng ngộ tính, ngươi là nữ hài tử, rất khó nhập môn. Ai nha, người cái người xấu xa này, người là nói người ta ngộ tính rất kém cỏi là không chết. Tống Linh San hờn dỗi. La Quân ăn ngay nói thật, nói, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Chán ghét, Tống Linh San nói ra, mặc kệ ngươi, nàng đứng lên, xoay người rời đi. Nàng là thật có chút tức giận. La Quân cười một tiếng, hắn không phải tiểu nam sinh, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Tống Linh San tức giận mà tâm hoảng ý loạn. Hắn nghĩ đến còn phải đi ra ngoài một bận đây chỉ là để La Quân không nghĩ tới là, về sau, Tư Đồ Linh Nhi cũng tới đơn độc tìm La Quân. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là mặc lấy lo lắng, quần bò, dưới chân dẫm một đôi khách sạn dép lê, tóc tùy ý châm cái đuôi ngựa. Nhưng ngay cả như vậy đơn giản, cũng đã khuynh quốc khuynh thành. Đối với Tư Đồ Linh Nhi đến thăm, La Quân thật bất ngờ. Cái này không giống như là Tư Đồ Linh Nhi tính cách. Có điều bất kể như thế nào, La Quân vẫn là đem Tư Đồ Linh Nhi nghênh vào trong nhà hắn vẫn là không có đóng cửa phòng lớp trưởng muộn như vậy làm sao còn chưa có đi ngủ la quân nói ra từ đồ linh nhi nói ra người thật giống như có rất nhiều bí mật hiển nhiên từ đồ linh nhi là không quá tin tưởng la quân cái kia một phen lý do thoái thác nàng là cái sớm thông minh nữ hải tử la quân nao nao hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau nói ra người đến cũng là muốn hỏi cái này từ đồ linh nhi gật gật đầu nàng nói ra ta vốn cho rằng, chúng ta là đồng học. Nhưng bây giờ ta có chút không hiểu, loại người như ngươi, vì sao lại nghĩ đến muốn cùng chúng ta đi ra du lịch đâu. Chúng ta hẳn là hai thế giới người. Là Quân nói ra, trưởng lớp kia cảm thấy, ta là có ý đồ gì đâu. Ta không biết, cũng không muốn đoán, cho nên mới tới hỏi ngươi. Từ đồ linh nhi con ngươi thanh tịnh đến không có một tia tạp chất. Bị nàng nhìn như vậy lấy, liền xem như La Quân cũng không dám đến vùng bất luận cái gì hoang ngôn, quản chi là thiện ý hoang ngôn. La quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tư đồ linh nhi. Ánh mắt hắn đối đầu tư đồ linh nhi con người trong suốt. Hắn nói ra, lớp trưởng, ta ý đồ trước đó liền đã nói rõ qua. Ta cảm thấy cái thế giới này rất lợi hại đặc sắc, cũng rất rộng lớn. Ta hy vọng người có thể không muốn như vậy tự bế, có thể sáng sủa một chút, khoái lạc một chút. Chỉ thế thôi, tư đồ linh nhi hỏi, La Quân nói ra, chỉ thế thôi, tuyệt không hắn. Tư đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, cảm ơn. Sau đó, nàng đứng dậy rời đi. Tư đồ Linh Nhi tâm tư, cho dù là lão luyện La Quân cũng là suy đoán không thấu. Đã suy đoán không thấu, La Quân cũng liền không muốn lại suy đoán. Sau đó, La Quân ra khách sạn. Cái này lúc sau đã là trời vừa dạng sáng. Phổ vi đại sư ngay tại bên ngoài quán rượu chờ, La Quân vẫn chưa theo Vô Vi Đại sư có ước định, nhưng La Quân biết Vô Vi Đại sư nhất định sẽ tới. Đây là một loại thần linh giao về cảm giác kỳ diệu. Trong bóng đêm, Vô Vi Đại sư dưới ánh đèn đường ngồi xếp bằng, hắn từ sừng sững bất động, mặc cho thế gian đấu chuyển tinh di. Đại sư, La Quân tiến lên, nhẹ giọng hô. Vô Vi Đại sư mở mắt, lập tức cũng liền đứng lên. Tiểu thí chủ, người xuống tới á. Vô Vi Đại sư nói ra. La Quân nói ra vốn nên sớm đi xuống tới nhưng có chút trì hoãn cho nên xuống tới chiều muộn còn mời đại sư chớ trách phô vi đại sư nói ra không sao cả hai người vừa đi vừa nói chuyện la quân đi thẳng vào vấn đề nói ra đại sư đêm khuya tới trước nhất định là nói ra suy nghĩ của mình a à. phô vi đại sư nói ra bần tăng chỉ là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc không giải được còn muốn mời tiểu thí chủ giải hoặc la quân nói ra đại sư thỉnh giảng Vô vi đại sư nói ra, tiểu thí chủ, người tựa hồ không phải cái thế giới này người. Là quân hơi kinh hãi, hắn nói ra, đại sư cứ gì nói ra lời ấy. Vô vi đại sư đem la quân phản ứng thu tại trong mắt, hắn nói ra, nhìn, bần tăng suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. La quân nói ra, ta không biết rõ đại sư ý tứ. Vô vi đại sư nói ra, tiểu thí chủ, người cần phải minh bạch. La quân kiên trì nói ra, vãn bối xác thực không hiểu. Vô vi đại sư mỉm cười, hắn nói ra, bần tăng ưa thích lĩnh hội một ít gì đó, những năm gần đây, năm tháng rằng rạc. Có thời gian cũng sẽ ngủ rất lâu, tại bần tăng ngủ say thời điểm, thật dài hội sinh ra ảo giác. Đến cùng cái gì mới là hư huyễn, cái gì mới là chân thực. Nhân loại ở giữa quy tắc là nhân loại định, bên trong thiên địa quy tắc, là ai đặt trước. Người sống, có tự mình tinh thần, ta cảm giác tồn tại. Ngủ, Tinh thần vẫn còn đang rời rạc, người mà chết đâu, tinh thần thì diệt sao? Tựa như ngủ sao? Cái này tự mình lưu giữ tại ý thức hội là như thế nào? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nói thực ra, đại sư ngài nghi hoặc, ta cũng không giải được. Bởi vì sau khi chết đến cùng là như thế nào, không có người biết. Bởi vì người chết sẽ không tới nói cho chúng ta biết, sau khi chết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Bần tăng cũng không nghĩ tới tiểu thí chủ có thể trả lời. Vô vi đại sư nói ra, bần tăng càng thêm nghi hoặc là, tại bần tăng cho rằng có thể đột phá thời điểm, tựa hồ có một tầng vô hình bích chướng hạn chế lại. Loại này bích chướng, có thể hiểu thành quy tắc. Quy tắc này, là ai đặt trước, tại sao muốn đặt trước quy tắc này? Đặt trước quy tắc này, là muốn phòng ngừa sự tình gì phát sinh sao? Là quân không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cái này vô vi đại sư làm thật không hổ là cao nhân đương thế. Hắn người trong cuộc lại đã phát hiện cái thế giới này một chút ảo diệu. Mỗi cái thời đại, đều sẽ có dạng này giòn phá thiên cơ người. La quân cuối cùng vẫn không có cái gì cùng vô vi đại sư nói, mà vô vi đại sư cũng không phải là muốn theo la quân miệng bên trong biết cái gì, hắn chỉ là muốn khẳng định một việc. Cái kia chính là la quân đến từ hắn thế giới. Điểm này khẳng định là hắn có thể đầy đủ minh bạch rất nhiều chuyện. Chỉ thế thôi. Khác vô vi đại sư về sau, là quân thu đến đại bá điện thoại. Hắn vốn định chủ động đánh tới, không nghĩ tới đại bá chủ động đánh tới. Cái này khiến La Quân có chút ngoài ý muốn. Số tiểu tử, người lúc này mới mấy ngày, tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy tới? Đại bá Trần Lăng đi thẳng vào vấn đề nói ra, có điều La Quân cũng nghe ra đại bá không có thật tức giận. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đại bá, thật xin lỗi. Trần Lăng nói ra, đằng sau sự tình, ta sẽ cho ngươi xử lý tốt. Ngươi không cần lo lắng. Tạ tạ đại bá, La Quân lập tức nói. Trần Lăng nói ra, vẫn là câu cách ngôn kia, ngươi bây giờ tận lực điệu thấp, đừng chọc ra quá nhiều chuyện đến, hiểu chưa? Ừm, đại bá, ta minh bạch, La Quân nói ra, hắn tiếp lấy còn nói thêm, đúng, đại bá, ta đụng phải vô vi đại sư. Ta biết, Trần Lăng nói ra. Trần Lăng đối La Quân là có một loại cương chiều ở trong lòng. Vốn là, Trần Lăng thì phá lệ thương yêu chính mình cái này cháu trai. Mà bây giờ, là quân không chỉ là cứu toàn bộ thế giới, còn lại đi tại muôn vàn khó khăn bên trong giải cứu ra nữ nhi hứa đồng. Trần Lăng về sau là theo trầm mặc nùng miệng bên trong kỹ càng giải la quân giải cứu hứa đồng đi qua. Địch nhân giảo hoạt trình độ vượt xa khỏi Trần Lăng đoán trước. Trần Lăng tự nhận liền xem như chính mình, lấy lúc ấy la quân thực lực, hắn cảm thấy mình đều khó có khả năng có la quân làm tốt. Trần Lăng cũng liền triệt để tin tưởng La Quân lời nói. Đồng thời, Phổ Vi Đại sư vào hôm nay cũng cùng hắn thông qua điện thoại. Phổ Vi Đại sư chính là Trần Lăng thụ nghiệp ân sư. Phổ Vi Đại sư tại lôi ra trong nhà cùng La Quân chia tay sau đó, thì cho Trần Lăng gọi điện thoại. Trong điện thoại, Phổ Vi Đại sư nói đến hôm nay gặp được chuyện lạ, cũng nói ra hắn nghi hoặc. Sau đó, Trần Lăng thì hỏi thiếu niên này kêu cái gì. Phổ Vi Đại sư nói gọi La Quân. Trần Lăng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Trần Lăng nhất cười, nói ra, sư phụ, có mấy lời ta không tiện ở trong điện thoại nói với ngài, ngài nếu có thì giờ rãnh nhưng đến Yến Kinh đến một chuyến, ta sẽ cùng ngài đàm phán. Vô vi đại sư mỉm cười, nói ra, cái kia tốt. Trần Lăng nói ra, sư phụ, vốn nên là đệ tử đi tìm ngài. Có thể đệ tử. Phổ vi đại sư nói ra, Lăng nhi, người đây thì không cần nhiều lời. Vi sư minh bạch người tình cảnh, người đạo tại hướng đường, mà làm sư đạo tại sơn giã. Tự nhiên, người cũng không có khả năng có như vậy thanh nhàn thời gian. Trần Lăng nói ra, đa tạ sư phụ. Lại nói là quân cùng Trần Lăng kết thúc trò chuyện về sau, hắn liền muốn lấy muốn thế nào đi chắc thí tử trí làm người. Nhân sinh nhiều khi, đều là một ý nghĩ sai lầm. Một cái chỗ dễ lựa chọn, có thể là địa ngục, cũng có thể là thiên đường. Cho nên có thời gian, rất nhiều phấn đấu, chấp nhất chờ một chút, đều bù không được một lựa chọn. Lựa chọn sai, càng kiên trì, càng chấp nhất, càng sai không hợp thói thường, càng phát ra thê thảm. Chỉ có lựa chọn đúng, lại đi kiên trì, chấp nhất, cái kia mới có thể sẽ nhận được thiện quả. Muốn thế nào chắc thì đâu. La quân đi tại đêm khuya trên đường cái, trầm tư suy nghĩ lên. Tề nam đêm khuya, đèn hoa chưa nghỉ, phần lớn cửa hàng đều đã đóng, chỉ có tử điếm thủy chung buôn bán, còn có 24 giờ tiện lợi siêu thị. Thực cái niên đại này, chính là thương nghiệp bạo phát niên đại. Internet cũng tại bạo phát. Cái này ngay miệng, lựa chọn kỹ càng, đó là muốn kiếm được nhiều tiền. Không giống tại La Quân một đời kia bên trong, về sau cơ hội buôn bán đã biến thiếu. Sáng tạo cái gì nghiệp cũng không quá dễ dàng, một đời kia bên trong lập nghiệp, phần lớn đều đã thành thổi hơi bóng, kiến tạo trói lọi mộng, khắp nơi đều là mỹ lệ bọt biển mà tại lúc này thời đại này đó là thật khắp nơi trên đất hoàng kim thật muốn có tiền đi yến kinh đi thượng hải mua chút nhà vậy liền nửa đời sau không lo mọi người ở thời điểm này đại đa số người đều không thích hướng phía trước tiêu phí không thích cho vay không thích thẻ tín dụng các loại là quân trầm tư cái kia từ chí cùng đinh hàm ở nơi nào là quân trong lòng là rõ ràng hắn đã đem từ trí khí tức khóa chặt mặc kệ từ trí đi chỗ đó hắn đều có thể tìm đi qua la quân một bên nghĩ một bên hướng về từ trí cùng đinh hàm chỗ địa phương đi đến giết người bắt người bức tình báo chờ một chút những thứ này la quân đều rất lợi hại lành nghề nhưng là như thế nào chắc thí một người nhân phẩm đâu cái này khiến la quân cảm giác đến đau đầu đúng tiền tiền là chắc thí nhân phẩm đá thử vàng chỉ là ta tiền đều tại thẻ ngân hàng bên trong lấy cũng lấy không nhiều lắm tiền vậy phải làm sao bây giờ? La Quân ngẫm lại, hắn đột nhiên nghĩ đến bây giờ 20.000 khối tựa hồ còn rất đáng tiền. Tăng thêm trong tay mình còn có 8.000 khối tiền. Tốt, La Quân lập tức đi máy rút tiền phía trên lấy 20.000 khối tiền. La Quân là gánh cái túi đeo lưng đi ra ngoài, hắn đem tất cả tiền đều đặt ở trong túi đeo lưng. Vừa ra máy, lập tức liền có người theo nghiêng bên trong sông ra, một phát bắt được La Quân ba lô, liền muốn đoạt đem đi qua. La quân phản tay nắm lấy ba lô, tiếp lấy một chân ước lượng đi qua. Người kia lập tức bị đạp té xuống đất. La quân không khỏi buồn cười, ta, muốn tiền muốn điên đi. Tại ca thủ tới đoạt tiền. La quân ngược lại chưa hạ nặng tay, người kia lập tức liền xoay người đứng lên. Đó là cái 17-18 tuổi thanh niên, trong tay hắn đột nhiên xuất ra một thanh thẻ lò so tới. Lạnh lóng lánh đao mang khiến người ta sợ hãi. Đem tiền giao cho ta, nếu không lời nói, tiểu gia thì thả ngươi máu, người trẻ tuổi hung ác xông là quân nói ra, là quân liền chỉ chỉ chính mình cái bụng, nói ra, tới đi, hướng nơi này tới, ngươi nếu là không thả ta máu, ngươi chính là cầu tử, người trẻ tuổi chịu không nổi kích, sau đó thì một chút phía dưới hướng là quân bụng đâm tới, là quân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một phát bắt được người trẻ tuổi cổ tay, một giây sau, cái kia thẻ lò so đâm vào người trẻ tuổi trong bụng đây là trí mạng một đao. La Quân không có chút nào thủ hạ lưu tình, người trẻ tuổi kia chỉ có một con đường chết. La Quân quay người rời đi. Vốn là, La Quân còn không có ý định muốn người trẻ tuổi kia mệnh. Nhưng là hắn theo cướp bóc tăng lên đến đâm người, đã hắn không đem người khác mệnh để vào mắt. Cái kia La Quân cũng sẽ không lại cho hắn sống đường, tùy theo loại cặn bã này còn sống, sẽ chỉ làm người tốt thương tâm. Nhân từ cũng không phải là một mực tha thứ có lẽ có người sẽ nói người trẻ tuổi kia bất quá là một ý nghĩ sai lầm hoặc cũng sẽ nói nếu như la quân không kích hắn hắn sẽ không như thế làm khả la quân nếu là người bình thường như tiền này là cứu mạng tiền chẳng phải là có mệnh liền bị người này cho hại sao la quân không để ý đến người trẻ tuổi kia kêu rên cùng tiếng cầu cứu hắn lạnh lùng nói ra người liền chờ chết đi sau đó liền rời đi về sau la quân đi vào một nhà nhà khách phía dưới Ta dựa vào, chẳng lẽ đinh hàm nhỏ như vậy thì cùng từ trí ở phía trên mướn phòng. La quân ngẫm lại tâm lý cũng có chút không quá dễ chịu. Tại hắn trong ấn tượng, đinh hàm hẳn không phải là dạng này người A. Đây là một cái tiểu tân quán, lúc này, vẫn là tiểu tân quán thời đại hoàng kim. Là quân trước vào đại sảnh, đại sảnh rất nhỏ, chỉ có một tên nữ phục vụ viên tại trước quầy ngủ gật. Bên cạnh còn có một đài tiểu thải điện, tivi phía trên để đó hoàn châu cách cách la quân dựa vào khí tức trực tiếp lên lầu bởi vậy cũng có thể gặp cái này tiểu tân quán bảo an tình huống thật sự là không thể lạc quan a à. la quân lên lầu đi vào một gian phòng trọ phía trước hắn hơi chút cảm ứng lập tức liền phát giác được từ trí là đơn độc một gian phòng không có cùng phòng la quân hơi hơi chậm rãi một hơi nói trở lại nam nhân theo nữ nhân ra ngoài du lịch trên cơ bản không có mấy cái an hảo tâm la quân đưa tay gõ cửa người nào nha, sau một hồi khá lâu, Từ Chí không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Hơn nửa đêm bị người đánh thức, bất kể là ai, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Công an cục kiểm tra phòng, nhanh lên, La Quân nói láo há mồm liền đến. Cái kia Từ Chí giật mình, hắn dù sao vẫn là học sinh đang học, tâm tư đơn thuần, bởi vậy lập tức liền rời giường mở cửa. Ra hỏa này mở cửa phòng về sau, La Quân liền chen vào. "Ngươi, ngươi không là cảnh sát?" ngươi muốn làm gì, ta muốn hô người. Từ chí hoảng sợ bất định nhìn lấy La Quân. La Quân đem ba lô mở ra, đem bên trong tiền toàn bộ ngã xuống giường, tiểu tử, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp. Chỉ cần ngươi để bạn gái của ngươi đêm nay bồi ta đến hừng đông, số tiền này toàn bộ đều là ngươi. Ngươi, ngươi bệnh thần kinh A, từ chí sắc mặt kinh sợ bất định. La Quân nói ra, ngươi quản ta có phải hay không bệnh thần kinh, trọng yếu là, số tiền này đều là thật. Ta dưới lầu các loại bạn gái của ngươi, nếu như bạn gái của ngươi xuống tới, ta mang nàng đi mướn phòng. Nếu như nàng không nguyện ý, làm phiền ngươi đem tiền bắt lại cho ta đi." Hắn nói xong lập tức liền ra khỏi phòng. La Quân sau khi đi, tuổi trẻ Từ Chí lập tức liền ở vào một loại mộng so trạng thái. Đây hết thảy với hắn mà nói, đều có chút không quá chân thực. Cửa gian phòng đóng lại về sau, Từ Chí đi vào trước giường, hắn trước hết nhất phản ứng là kiểm tra tiền thật giả chờ hắn kiểm tra toàn bộ đều là thật về sau, lại cẩn thận đếm một khắp. Hết thảy hai vạn tám ngàn khối tiền. Số tiền kia đương nhiên tính không được con số trên trời, nhưng là lúc này, Yến Kinh giá phòng vẫn là năm nghìn hai bên. Tại Đông Giang nhỏ như vậy thành thị, vậy liền lại càng không cần phải nói, giá phòng mới một nghìn hai khối tiền. Cho nên chỉ ít, số tiền kia đối dưới mắt tử trí tới nói, đó là cỗ có rất lớn sức hấp dẫn. Về sau, từ chí liền đi gõ mở đinh hàm môn. Đêm hôm đó bên trong, cụ thể phát sinh cái gì, là quân cũng không hiểu biết. Chỉ biết là, sau một tiếng, đinh hàm đỏ mắt chạy xuống, nàng chạy ra nhà khách. Từ trí theo ở phía sau đuổi theo ra tới. Tình huống như thế nào? Là quân ngăn lại từ trí. Từ trí sắc mặt tăng đỏ bừng, nói ra, nàng không đồng ý. Là quân nói ra, vậy được rồi, tiền ngươi cầm đi. Ta đi giải quyết nàng cái này là quân nói ra đi lấy người tiền tranh thủ thời gian về người trường học đi sau đó là quân truy đinh hàm đi đinh hàm chạy ra một đoạn nàng mệt mỏi cũng liền chậm dần cước bộ lúc này là quân lời nói sau lưng đinh hàm vang lên mỹ nữ ngươi cũng đừng quá thương tâm người nào lúc tuổi còn trẻ không có yêu mến qua mấy tên rác rưởi a à. ngươi là ai đinh hàm quay đầu nàng hai mắt đẫm lệ cảnh giác nhìn về phía la quân rất nhanh, Đinh Hàm cũng liền kịp phản ứng. Nàng nói ra, người chính là cho hắn tiền, muốn mua ta một đêm người. La Quân thản nhiên nghênh tiếp Đinh Hàm giết người giống như ánh mắt, nói ra, không sai. Đinh Hàm nói ra, người là nơi nào đến hoa hoa đại thiếu, thật sự coi chính mình trong nhà có một chút tiền thì vô pháp vô thiên sao. Nàng tiếp lấy lại lạnh cười nói, đáng tiếc, người dùng tiền cũng dùng sai chỗ. Người cho rằng ta bán cho hắn, cho hắn tiền, ta liền sẽ khuất phục. Là Quân nói ra, Đinh Hàm, ta đến cũng không có ý khác biết. Chỉ là muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nhờ và cũng không phải là phu quân. Ta nói cho ngươi hết thì sẽ rời đi, đại khái ngươi về sau vĩnh viễn sẽ không lại nhìn thấy ta. Đinh Hàm nhất thời nổi lên nghi ngờ, người rốt cuộc là ai? Là Quân nói ra, ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi không có chút nào ác ý, ta càng sợ là hơn ngươi lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm tương lai nhất quyết gả cho tử trí. Cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Ninh Hàm nói ra. La Quân nói ra, ta là nhận ủy thác của người, có cao nhân đoán được ngươi tương lai. Nếu như ngươi khăng khăng cùng với tử trí, tương lai hắn hội rơi vào đánh bạc thua quang tất cả mọi thứ, cũng sẽ cùng ngươi ly hôn, ly hôn sau còn biết đối ngươi dây dưa không rõ. Ngươi vốn nên là công chúa, cũng có ngươi công chúa mộng hy vọng ngươi có thể đánh bóng hai mắt càng không muốn vì kiên trì mà kiên trì từ đó đi ngỗ nghịch cha mẹ ngươi không phải vậy tương lai khổ ngươi chỉ có ngươi chính mình nói đến thế thôi la quân nói ra ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này tương lai đường hy vọng ngươi có thể thật tốt đi xuống sau khi nói xong la quân quay người thản nhiên rời đi ninh hàm ngây người địa phương la quân đi không thẹn lương tâm hắn lời nói chỉ có thể nói đến nước này Hắn có thể vì đinh hàm làm cũng chỉ có những thứ này, về phần đinh hàm sau cùng vẫn sẽ hay không bị ma quỷ ám ảnh quay đầu, cái kia đã là hắn không thể khống chế sự tình. Trở lại khách sạn về sau, là quân tắm rửa ngủ. Hắn lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm một ngày này dối bời, nhưng cuối cùng hết thảy đều là giải quyết. Ngày thứ hai, tất cả mọi người ngủ cái đại ngủ nướng. Là quân ngủ đến 12 giờ trưa mới lên. Liền xem như từ đồ linh nhi như thế chịu khó cô gái nhỏ. Cũng khó được ngủ đến 10 giờ sáng đây. Thu thập sẵn sàng về sau, mọi người cùng nhau đi trả phòng ở giữa. Ra khách sạn về sau, bên ngoài ánh sáng mặt trời chính liệt. Thời tiết này, rất dễ dàng khiến người ta nửa đường bỏ cuộc đây. Đồng giai văn trước chiều một chiếc taxi, mọi người lên xe, là quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vẫn là đi trước phủ dung đường phố, đồng giai văn nói ra, chúng ta trước thật tốt khao ngũ tạng miếu. Tống Linh san lòng còn sợ hãi, nói ra sẽ không lại gặp gỡ biến thái a. À. Chúng ta cái này đi ra ngoài một chuyến thật đúng là không quá may mắn, đều là gặp được chút biến thái. La Quân cười ha ha, nói ra hoa nhi hương mới có thể dẫn tới ong mật. Điều này nói rõ các ngươi rất xinh đẹp mà. Cái kia sĩ tài xế vừa lái xe một bên cười nói, tiểu ca nhi miệng thật ngọt a. À. Cái này đem dài lớn, không phải phải dỗ dành rất nhiều bạn gái a. À. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên a. À. Hắn cũng không muốn theo Tống Linh San còn có từ đồ linh nhi các nàng sinh ra ái tình vật như vậy, cho nên hắn trực tiếp thì thừa nhận chính mình hoa tâm. Tống Linh San lập tức lầm bầm một câu, xú ra hỏa. Đồng Giai Văn nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, là quân, người hôm qua hơn nửa đêm ra đi làm cái gì. Ta vốn nghĩ giúp người đem quần áo bẩn tẩy. Tống Linh San cùng từ đồ linh nhi lướt nhau, hai người đều cảm thấy kỳ quái tống linh san nói ra người tối hôm qua còn ra đi la quân thản nhiên nói ra ừm là ra ngoài a à. hơn nửa đêm người ra ngoài làm gì a à, người sẽ không phải là tống linh san nghĩ đến cái gì nhất thời một mặt căm ghét cái này hơn nửa đêm ra ngoài mà lại là tại nơi khác luôn luôn không khỏi khiến người ta hiểu sai đồng giai văn cùng tư đồ linh nhi cũng là một mặt hồ nghi La quân sờ mũi một cái, nói ra ta có chính mình một ít chuyện phải xử lý. Khụ khụ, có điều cũng không có linh san ngươi muốn như thế. Ta muốn như thế, người ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có chuyện gì cần phải xử lý a? À. Tống linh san có chút không buông tha, nàng còn là tiểu nữ sinh, còn không có sành sỏi, cho nên tự nhiên là có đáng yêu chỗ, cũng có không đáng yêu chỗ. là quân đau đầu, nói ra ta theo vị đại sư kia gặp một chút mặt, trò chuyện một chút thiên đồng giai văn đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này cũng theo đó bỏ qua, từ không cần nhiều lời. Ăn rồi bữa trưa về sau, mọi người thì nhờ xe tiến về Thái An. Theo tề nam đến Thái An cũng không xa, dựng công hơi đại khái hơn một giờ liền có thể đến. Đến Thái An về sau, đã là hơn 5 giờ chiều. Lúc này, trời chiều vẫn là như như lửa. Ra Thái An nhà ga về sau, trước ăn đồ ăn. Cơm nước xong xuôi về sau, mọi người đi trước siêu thị mua ăn uống đến thái sơn không nhìn thấy mặt trời lặn tự nhiên muốn nhìn mặt trời mọc cho nên đêm nay la quân một đoàn người chính là muốn leo thái sơn nghỉ hè chính là du lịch mùa thịnh vượng tuy nhiên bây giờ du lịch còn không có như hậu thế như thế hừng hực khí thế nhưng là leo thái sơn người y nguyên rất nhiều cho nên cho dù là đến tối bò thái sơn người vẫn là rất nhiều uốn lượn như long sơn gác lên khắp nơi đều là người rất nhiều đèn pin ánh đèn lấp lóe để thái sơn phía trên như tinh quang vạn điểm. Bình thường bò thái sơn người, bắt đầu còn rất lợi hại hưng phấn, leo đến trung gian lúc thì kêu khổ liên tục, hận không thể ven đường trở về. Nhưng là ăn nhiều như vậy thua thiệt, lại không cam tâm bỏ dở nửa chừng. Đợi đến rốt cục lên núi về sau, đứng tại ngọc hoàng đỉnh núi, lại có cảm giác hết thảy đều rất đáng được. Một vị du khách tại La Quân bên tai nói với đồng bạn, la quân một đoàn người hiểu ý cười một tiếng sau đó bắt đầu leo lên vô luận là một đời kia vẫn là một thế này la quân đô là lần đầu tiên đến thái sơn nhưng mà thái sơn lại tại la quân đáy lòng xưa nay không từng phai màu bởi vì thái sơn bên trong có ma đế rất nhiều bóng dáng hắn một mực không đến thái sơn thậm chí là có chút trốn tránh thái sơn nơi này ẩn chứa rất rất nhiều đồ vật chứ danh thi nhân đỗ phủ chuyên môn vì đông nhạc Thái Sơn viết xuống vọng nhạc thiên cổ câu thơ. Đại tông phu như thế nào, tề lỗ xanh chưa? Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt tối tâm hiểu. Đáng ngực sinh tàng vân, quyết khóe mắt nhập về chim. Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thái Sơn còn có đông nhạc đại đế truyền thuyết, đông nhạc đại đế chấp trưởng U Minh Địa Phủ, quản nhân gian sinh tử từ trước đế vương, đều lấy có thể tại Thái Sơn Phong Thiện vì lớn lao vinh diệu. Mà tại Thái Sơn Phong Thiện, chuyện thứ nhất muốn làm liền là tế bái đại miếu. Đại miếu chính là đông nhạc đại đế miếu. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, bàn cổ khai thiên tích địa, thân thể hóa thành Sơn Hà, nhưng đầu của hắn hóa thành Thái Sơn. Bởi vậy Thái Sơn tại ngũ nhạc bên trong liền tôn làm bài. Mặt khác Thái Sơn còn có lữ tổ động, vương mẫu ao, cũng có Thái Sơn thạch cảm đương các loại. Thái Sơn cùng rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều chiêm nghiêm thượng ảnh tử. Đại khái cũng là bởi vì Thái Sơn hùng vĩ, lại có bàn long vân hải như tiên cảnh, sau đó thì phá lệ khiến người ta ưa thích đa liên muốn một chút đi. Leo lên Thái Sơn cũng không phải là một đoạn nhẹ nhõm lữ trình. Là quân lấy một loại hành hương tâm tính trước chỗ này, mà Tống Linh San cùng đồng giai văn phần lớn là hưng phấn. Từ đồ linh nhi cũng không nói thêm gì, nhưng là quân theo trong ánh mắt nàng đó có thể thấy được, nàng cũng rất là chờ mong. La quân một đoàn người là theo hồng môn xuất phát, theo đại bộ đội dựa vào núi, ở cạnh sông, kéo dài hướng lên, gian khổ địa leo lên. Hai bên một mảnh đen kịt, chỉ có được trong tay người đèn pin chiếu sáng rạng rỡ, giống như say nằm trong núi hỏa long, lóe ra rực rỡ kim lân. Một đường mười bậc mà lên, đường núi chợt cao chợt thấp, phong hồi lộ chuyển. Chỉ tiếc cái này là buổi tối, rất nhiều cảnh đẹp thoạt nhìn vẫn là suy giảm. Theo trải qua thạch dụ quay trở lại đường ngay, qua bách động về sau, thế núi dần dần đột ngột, tại quần phong rằng có vách đá xúc chỗ đứng có vách núi muốn ngã hồ thiên cát, trải qua hồi mã lĩnh phong hồi lộ chuyển thạch phường, bước qua bộ thiên cầu, càng 12 liền cuộn cũng là trung thiên môn. Đoạn này đường không tính hiểm, mỗi lần thềm đá một số, liền có không còn bỏ bình đài, dòng người nhốn nháo, có tiểu thương người bán hàng rong hai bên giao hàng, cầu phúc miếu, tôn thần tượng cũng rất nhiều, thắp hương tụng kinh không nói chơi, nhàn nhạt đàn hương phối hợp u minh ánh trăng, khiến người ta dường như đặt mình vào tiên cảnh. Đồng giai văn tam nữ trên mặt sắc mặt mệt mỏi quyện sắc quét sạch sành xanh. Xác thực là có chút mệt mỏi. Đồng giai văn đề nghị hơi chút nghỉ ngơi, là quân tuy nhiên thể lực dồi dào, nhưng cũng muốn cân nhắc tam nữ tình huống thực tế, từ cũng gật đầu đáp ứng. Bên kia có người đang bán nước khoáng cùng mì ăn liền. Tuy nhiên mì ăn liền sẽ rất quý, nhưng là người ta có nước sôi a. À. Đồng Giai Văn cùng Tống Linh San thì đi mua mì ăn liền đi, là quân cùng Tư Đổ Linh Nhi đứng tại chỗ hơi chút nghỉ ngơi. Gió đêm đã rất lớn, hàn ý đánh tới. Một mực tại đi thời điểm, còn không cảm thấy lạnh. Lúc này dừng lại, mới cảm giác được lạnh. Dọc theo con đường này đến, đều có thuê áo lông cùng quần áo khoác. Là quân gặp Tư Đổ Linh Nhi có chút lạnh, liền nói ra, nếu không ta đi cấp người thuê kiện áo lông. Tư Đổ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, còn tốt, đợi chút nữa vừa đi thì nóng. Là quần nghĩ cũng phải, liền liền không có lại kiên trì. Từ nơi này nhìn dưới núi, lại là có một phen khác cảnh sắc. Uốn lượn hỏa long, còn có xa như vậy chỗ thành thị đèn đuốc. Là quần bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, lớp trưởng, người nhìn, đi ra đông giang thành phố, thế giới bên ngoài có phải hay không cũng rất tốt. Từ đồ linh nhi nao nao, nàng theo rồi nói ra, là rất tốt, chỉ bất quá. La Quân nói ra, "Chỉ bất quá cái gì?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Thực ta ban đầu không có hiện tại dạng này tự bế." La Quân hơi kinh hãi, nói ra, "Cái kia là bởi vì cái gì?" Chẳng lẽ tại Linh Nhi trên thân đã từng phát sinh qua không chuyện tốt? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "12 tuổi trước kia, ta đều không tại Đông Giang. Ta là tại Thượng Hải bên kia lớn lên." "Vậy tại sao lại đột nhiên đến Đông Giang?" La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, năm đó phát sinh một ít chuyện, ta tan học trên đường về nhà, kém chút bị mấy cái tên tiểu lưu manh vũ nhục. Về sau là qua đường một vị đại thúc cứu ta, về sau, mẹ ta vừa vặn tại Đông Giang bên này công tác, ta liền đến bên này. Người thực cũng nhìn thấy, ta là tai tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ mang đến phiền phức. Lần này, chỗ lấy gặp được những chuyện này, ta muốn đại khái đều là bởi vì ta cái này tai tinh đi. Tai tinh, là quân cười khúc khích, nói ra, đó là bởi vì ngươi thật xinh đẹp. Thật sao? Tư Đồ Linh Nhi lại cũng không bởi vì La Quân dạng này khích lệ mà mừng rỡ, nàng nói ra, vậy ta tình nguyện ta biến dạng một chút. Có lẽ ta có thể tìm cái biện pháp để cho mình hủy dung nhan. Đừng, tuyệt đối đừng, La Quân nói ra. Vì cái gì? Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng con ngươi là như thế thanh tịnh, tựa như là mỹ lệ tinh khiết mã não, nàng từ tốn nói, có phải hay không nếu như ta biến dạng người cũng sẽ không còn như vậy đợi ta. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, người đều có lòng thích cái đẹp, người cũng sẽ thích nhìn thấy mỹ lệ đồ, vật. Lớp trưởng, ta thích người mỹ lệ, thưởng thức người mỹ lệ. Cái này giống như là ta đối một loại hoa yêu thích, nhưng cũng vẻn vẹn yêu thích mà thôi, vẫn chưa nghĩ tới muốn tàn phá hoặc đi đem đóa hoa này ngắt lấy về nhà. Từ đồ linh nhi nói ra, có đúng không? Nàng sau đó lại ngậm miệng không nói nàng thực luôn luôn trầm mặc ít nói, vừa mới có thể nói nhiều lời như vậy, đã rất là khó được. La Quân cũng thật tại phỏng đoán không thấu tư đổ Linh Nhi tâm tư. Lúc này, Đồng Giai Văn cùng Tống Linh San cũng liền đến. Các nàng phao bốn bát mì tôm, thì như vậy một tay một bát mì tôm đi tới. Một tiếng lên đây, Tống Linh San cũng có chút phàn nàn La Quân, nói hắn cũng không đi qua giúp đỡ chút. La Quân cười ha ha, nói ra, các ngươi cũng không có gọi ta nha. Tống Linh San trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái này còn dùng bản tiểu thư tới nói à. Cũng chỉ có tại dạng này đặc biệt hoàn cảnh hạ, mới sẽ cho người cảm thấy nguyên lai mì tôm cũng là có thể dạng này mỹ vị. Ăn xong mì tôm về sau, là quân một đoàn người toàn thân đều là ấm áp. Sau đó, liền liền tiếp tục leo núi. Rốt cục leo lên trung thiên môn, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, tiếng người huyên náo, nơi đây vì thái sơn sườn núi, theo trung thiên môn lên thế núi càng ngày càng đột ngột, qua tạo hình phong cách cổ xưa vân bộ cầu, trải qua cổ thụ thanh nhã năm Lòng đình, đi như đá như quật mặt trời mới mọc động, theo đối tùng sơn đến nam thiên môn, hành trình có điều 1.000 mét, lại muốn leo thềm đá mấy ngàn cấp, độ cao tương đối đạt mấy trăm thước, cơ hồ thẳng đứng trên dưới, đây chính là trèo lên thái sơn gian hiểm nhất chỗ 18 cuộn, ba cái 18 cuộn xưng là chậm 18, chặt 18, không nhanh không chậm lại 18. 18 cuộn bắt đầu treo bậc thang đứng thẳng, lệnh người nhìn mà phát khiếp, địa phương có một tên tục ngữ, đến 18 cuộn, du lịch trong lòng người lạnh. Tống Linh San thể lực lại yếu nhất, nàng thật tại bò bất động. Là Quân liền nói, như vậy đi, ta lôi kéo Linh San cùng lớp trưởng tay. Đồng lão sư ngươi lôi kéo hai người bọn họ tay, dạng này bỏ đi. Ngươi khẽ kéo ba a. Tống Linh San đáng yêu cười một tiếng. Là Quân cũng cười, nói ra cái kia cũng không phải bình thường người kéo nổi ngay sau đó cũng liền làm như vậy la quân chẳng khác gì là phụ trọng hành tẩu nhưng dạng này tốc độ ngược lại mau dậy đi đồng giai văn tam nữ không sai biệt lắm toàn đều dựa vào la quân kéo lấy đi các nàng đi đều có chút không đành lòng sợ la quân quá mệt mỏi nhưng la quân lại là tinh lực dồi dào cực kỳ cũng chính là dựa vào cái này cái phương thức mới rốt cục đến nam thiên môn theo nam thiên môn nhìn xuống dưới 18 cuộn đường giống như thiên thê treo cao, phía dưới vân đảo mãnh liệt, gió mát chậm chậm, khiến người ta giống như cảm giác rằng giặc muốn tung bay, tiến vào tiên giới. Ngắm nhìn bầu trời, xa tay tựa hồ liền có thể hái ở ngôi sao. Nam thiên môn cũng không phải là điểm cuối, đến lúc này, tam nữ càng thêm mệt mỏi mệt. Nhưng lúc này đã nhanh muốn đến Ngọc Hoàng Đỉnh, ngày xem ngọn núi. Lúc này, càng không khả năng bỏ dở nửa chừng. Gió núi phồng lên tam nữ nhịn không được thuê quần áo khoác, sau đó, là quân lần nữa nắm kéo tam nữ hướng trên núi xuất phát. Tại trời vừa dạng sáng thời điểm, rốt cục đến ngày xem trên đỉnh. Lúc này thiên địa tựa hồ cũng đã dẫm tại dưới chân, đó là một loại không hiểu, khó có thể với tới hùng vĩ. Cứ việc đây là tại đêm tối, nhưng từ xa nhìn lại, cái kia thành thị đèn đuốc tựa hồ cũng đã thu hết vào mắt. Lúc này, cách mặt trời mọc đại khái còn có 3, 4 tiếng. Cũng may các nàng đều có quần áo khoác, cho nên cũng không có cảm thấy thế nào lạnh. Trung quanh cũng có thật nhiều du khách, có đang tán gẫu, có tại ăn đồ ăn, có tại hưng phấn. Cũng có người bắt đầu trống lên thô sơ lều vải ngủ. Là quân một đoàn người ngồi trên mặt đất, lúc này sớm chuẩn bị kỹ càng nước khoáng, bánh quy thì có tác dụng. Đây là ta lần thứ nhất rời đi phụ mẫu, ra đến như vậy xa địa phương. Nhưng là thật tốt, có các người thật tốt, Tống Linh San hưng phấn nói ra. Đồng Giai Văn mỉm cười. Từ Đồ Linh Nhi đem một khối bánh quy bánh quy đưa cho Tống Linh San. Tống Linh San tiếp nhận bánh quy ăn một miếng, nàng bỗng nhiên xúc động, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, trong truyền thuyết, đông nhạc đại đế ngay tại Thái Sơn phía trên, chủ ti U Minh 18 địa phủ. Linh Nhi, là quân, đồng tỷ tỷ, nàng không hề hô đồng giai văn lão sư, mà là tiếp tục nói ra, chúng ta ở chỗ này đối với đông nhạc đại đế cầu nguyện có được hay không, chúng ta muốn làm vĩnh viễn hảo bằng hữu. Tư đồ Linh Nhi trong lòng hơi động, nhưng nàng vẫn còn có chút do dự, nói ra, ta có chút buồn bực, sợ hội buồn bực đến các ngươi. Tống Linh san ôm tư đồ Linh Nhi, nói ra, Linh Nhi, trước kia ta không hiểu ngươi, cũng cảm thấy ngươi buồn bực. Thế nhưng là những ngày này ở chung xuống tới, ta liền biết, ngươi lại là ta bạn tốt nhất đây. Có thể làm bằng hiếu của ngươi, đó là ta Tống Linh san vinh hạnh cùng phúc khí. Ngươi đừng nói như vậy, tư đồ Linh Nhi có chút xấu hổ, nàng muốn giải thích thứ gì, nhưng lại lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Tống Linh San nói ra, hay đi hay đi, Linh Nhi, ta biết ngươi, ngươi không dùng cùng ta giải thích cái gì. Tóm lại về sau, ta bảo kê ngươi. Tốt, tư đồ Linh Nhi cũng liền cười một tiếng. Nàng cười rộ lên, có một tia nhàn nhạt lúng đồng tiền, là tốt như vậy nhìn. Đồng Giai Văn cười cười, nói ra, hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn tốt đi xuống, có thể làm vĩnh viễn tốt bản thân, tương lai cũng không thể vì nam nhân mà bất hòa nha. Nàng nhìn nhiều la quân, tựa hồ là có ý riêng. Tuyệt đối mới sẽ không đây. Tống Linh San nói ra, có nam nhân nào còn có thể đáng giá ta cùng Linh Nhi đồng thời ưa thích đâu, ta tuyệt đối sẽ không theo Linh Nhi đoạt. Tư đồ Linh Nhi lập tức nói, ta cũng sẽ không đây. Đồng Giai Văn cười một tiếng, liền không nói thêm lời. La quân, người đây, người không muốn cùng chúng ta làm bạn tốt sao? Tống Linh San bỗng nhiên nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta à, ta không ý kiến. Cái này còn tạm được, Tống Linh San nói ra. Các nàng trò chuyện một chút, về sau bối rối đánh lên tới. La Quân liền nói, các ngươi ngủ đi, mặt trời mọc thời điểm, ta gọi các ngươi. Tam nữ nghe vậy, liền cứ yên tâm ngủ. Đến 4,30 thời điểm, giữa thiên địa đường tuyến kia đã hơi hơi phiếm hồng. La Quân đánh thức Tống Linh San các nàng, các nàng lập tức xoa xoa con mắt. Gió núi xé rách, tựa hồ muốn người coi như cánh diều thả ra. Thiên khai bắt đầu dần dần sáng lên, nhưng là mặt trời thủy chung chưa từng xuất hiện. Mà đứng tại đỉnh núi, từ xa nhìn lại, phía dưới kia là tầng mây nước cuồn cuộn. Bàn Long Vân Hải, chính là nói cái này bên trong ngũ vị. Từng mảnh từng mảnh đám mây giống như là sợi bông một dạng, lại như là tuyết quốc. Tựa hồ cái kia phía trước không còn là sơn phong mà chính là thật dày một mảnh đất tuyết có chút phân vụ uốn khúc thành sơn ngọn núi có giống như là một cái quái thú chỗ xa hơn có đỏ rực đám mây lộ ra xung quanh thì là tùng đào sáng sớm hiểu cổ tùng đón khách treo ở bên bờ vực bằng thêm tiên phong đạo cốt đợi thêm đến một hồi xa như vậy chỗ đám mây bị nhuộm thành chói lọi màu đỏ đón lấy mặt trời rốt cục thăng đi ra cái kia một cái chớp mắt quang mang là vạn trượng kim quang lóa mắt tới cực điểm vân hải cùng kim quang lẫn nhau in nhuộm, quả thực thì là nhân gian tiên cảnh. Lại như là cực lạc thiên nước. Bàn long vân hải, bàn long vân hải A. Tựa hồ lúc này, theo vân hải bên trong nhảy ra một đầu kim long đến mới là bình thường. Cố sự bên trong thiên cảnh là vĩnh viễn miêu tả không ra giờ phút này hùng vĩ, là quân cũng liền minh bạch, vì cái gì Thái Sơn nơi này sẽ có nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại. Bởi vì làm ngươi nhìn lấy dạng này hùng vĩ cảnh sắc lúc, liền cảm giác phía sau thật có như lai chi thủ, gãy thiên địa A. Tại dạng này hùng vĩ phía dưới, cái gì yêu sầu, phiền não đều cảm thấy là buồn cười đồ, vật. Người lồng ngực cũng theo trở nên vô cùng lớn. Có thật nhiều du khách bắt đầu lên tiếng quát to lên. Tống Linh San cũng theo hô, từ đồ Linh Nhi đều đi theo hô một tiếng. Lại nhiều tiểu tâm tình, đều không có ý tứ cùng cái này ngũ nhạc độc tôn đến đánh đồng. Thái Sơn chuyến đi, trung quy là hoàn mỹ kết thúc ba ngày sau la quân một đoàn người trở lại đông giang tối hôm đó tại tư đồ linh nhi trong nhà tư đồ linh nhi cùng mẫu thân dương khiết ăn bữa tối dương khiết đột nhiên hỏi chuyến này ra ngoài người thật giống như có chút cải biến tư đồ linh nhi ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân nàng không cần nghĩ ngợi nói ra thái sơn rất lợi hại hùng vĩ đi một chuyến thái sơn hội cảm thấy mình tựa hồ có chút giảm mồm dương khiết cười một tiếng nói ra vậy xem ra muốn đi đúng. Thực nói cho cùng, người trẻ tuổi đều yêu không ốm mà rên. Các ngươi chỗ cảm giác được những thanh xuân đó đau đớn, theo tránh thức tàn khốc thống khổ đến so sánh, đều là một niềm hạnh phúc kinh lịch. Tư đồ linh nhi gật gật đầu, nói ra, ngài nói đúng. Nàng lay mấy ngụm cơm về sau, lại ngẩng đầu nói ra, là quần tựa hổ có chút không giống bình thường. Há, làm sao cái khác biệt pháp, dương khiết nhiều hứng thú, nàng nói ra, có thể để cho chúng ta nhà Linh Nhi cảm thấy không giống bình thường người, vậy thật đúng là có chút hiếm lạ. Từ đồ Linh Nhi nói ra, hắn thân thủ rất tốt. Ồ, Dương Khiết nao nao. Từ đồ Linh Nhi nói ra, cần phải so Tuấn Ca thân thủ muốn tốt. Tuấn Ca là từ đồ thanh tú, cũng là từ đồ gia con cháu. Từ đồ Linh Nhi là người nhà họ từ đồ, đã từng cũng tại Yến Kinh đợi qua. Cho nên, từ đồ Linh Nhi đối võ công đạo này là có chút giải tư đồ thanh tú thân thủ dương khiết vô cùng rõ ràng đã từng dương khiết cùng tư đồ linh nhi nhìn thấy qua tư đồ thanh tú tay không hàng phục qua một thất liệt mã Người chắc chắn chứ dương khiết bị kinh ngạc xác định tư đồ linh nhi nghĩ một hồi nói ra lần này chúng ta gặp được phiền phức ta xem không hiểu bọn họ công phu nhưng nhìn đến la quân xuất thủ thật rất lợi hại dương khiết nói ra xem ra ta còn thực sự là nhìn nhầm hắn một cái sơ trung học sinh sao biết công phu. Dương khiết cùng tư đồ linh nhi tâm lý đều rõ ràng, bây giờ bình dân dân chúng, không có mấy cái sẽ đi học công phu. Mà lại, bình dân dân chúng cũng rất khó tiếp xúc đến tránh thức công phu. Nếu là lúc trước, trong dân chúng, sẽ có cao thủ tồn tại, tân hỏa tương truyền. Mà càng về sau, chân chính cao thủ đều đã khai sơn lập phái, hoặc ẩn vào trong gia tộc. Công phu này môn kỹ nghệ, người bình thường cũng sẽ không muốn đi học. Nhà nghèo khó ra lại quý tử, mà nhà nghèo đến giờ này ngày này, chính là liền luyện võ chi tài đều khó mà xuất hiện. Cho nên, đây cũng là dương khiết kỳ quái vì cái gì là quân thân thủ lợi hại như thế nguyên nhân. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, hắn nói hắn là vẫn luôn đang luyện công, nhưng có chút kỳ quái là, ta cảm thấy tại nghỉ hè trước đó, hắn tựa hồ cũng còn không có gì công phu. Dương Khiết nói ra, thật là một cái thần bí tiểu gia hỏa. Tư Đồ Linh Nhi tiếp tục ăn lên cơm tới dương khiết bỗng nhiên nói ra hắn có phải hay không muốn đuổi theo ngươi tư đồ linh nhi lắc đầu nói ra hẳn không phải là dương khiết khẽ cười khổ nàng còn nói thêm bất quá ta ngược lại là thẳng yên tâm ngươi cái này đồng học tư đồ linh nhi hơi hơi kỳ quái nói vì cái gì dương khiết nói ra bởi vì mẹ hội biết người nha hắn ánh mắt cho mụ mụ một loại rất lợi hại chính trực cảm giác mụ mụ cảm giác là sẽ không sai tư đồ linh nhi nói ra a à. vậy ngươi ưa thích hắn sao dương khiết hỏi tư đồ linh nhi nao nao khuôn mặt nàng hơi đỏ lên nói ra mẹ ngài làm sao dương khiết cười ha ha một tiếng nói ra cô gái nhỏ còn thẹn thùng mẹ cũng là người từng trải a à. tuy nhiên không tán thành ngươi nhỏ như vậy nói chuyện yêu đương nhưng ngươi cũng là mới biết yêu tuổi tác tâm lý tự nhiên cũng sẽ có ưa thích cùng chán ghét người tư đồ linh nhi liền nói ra ta không ghét hắn. Dương Khiết nói ra, Linh Nhi, người biết không, thực mụ mụ không có chút nào lo lắng người học tập, còn có ngươi như thế nào điều chỉnh chính ngươi tuổi dậy thì, ái tình những vật này. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể hài lòng một chút, sáng sủa một chút, dạng này mụ mụ liền sẽ thật cao hứng. Từ đồ Linh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một cái trước mắt, nàng nói ra, là quân nói qua theo ngài một dạng lời nói. Dương Khiết ngơ ngẩn, nàng nói ra, hắn nói cái gì? Từ đồ linh nhi nói ra, hắn nói hắn đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì hắn ý nghĩ, chỉ hy vọng ta vui vẻ một chút, sáng sủa một chút. Nghỉ hè cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua. Mùa hè này còn lại thời gian bên trong, là quần rất nhiều thời gian đều là bồi tiếp lão mụ lâm thiến còn có lão ba tại. Một thế này bên trong, có lẽ là bởi vì biết mình cuối cùng là phải rời đi, cho nên hắn phá lệ chân quý cùng với phụ mẫu thời gian. Đồng thời, là quần còn tại làm một việc hắn cho lão ba trần thiên nhai tẩy não hắn ý kiến là để lão ba rời đi cái kia đơn vị chính mình đi ra làm một mình bây giờ xuống biển dậy sóng đã qua một chút mà lại xuống biển phần lớn đều là đi thẩm quyến thượng hải quảng châu những địa phương kia cho nên trần thiên nhai hòa lâm xinh đẹp đối la quân đề nghị này đều cảm thấy có chút khó tin làm một mình làm sao làm một mình trần thiên nhai hỏi la quân nói ra bất động sản kinh tế tại trong một đoạn thời gian rất dài sẽ trở thành quốc gia trụ cột kinh tế lão ba ngài là phí tổn sư chuyên nghiệp nhân tài liền thâm niên phí tổn sư chứng cũng đều thi đến ngài có thể đăng ký một cái phí tổn tư vấn sự vụ sở chuyên môn vì bất động sản kinh tế phục vụ còn nghiệp vụ phương diện ta biết ngài không am hiểu đến chạy ngài am hiểu là kỹ thuật nhưng chúng ta có thể kéo đối tác a lại nói ngài tại ba trong cuộc danh vọng cao như vậy lấy ngài tư lịch cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý theo ngài hợp tác. Lâm Thiến đối với mấy cái này không hiểu nhiều, nàng nói ra, người cái này cũng không thể loạn cho người cha nghĩ kế. Cha người tại ba trong cục tốt xấu làm nhiều năm như vậy, tương lai về hưu còn có thể có về hưu tiền lương. Trần Thiên Nhai trầm ngâm, la quân rèn sắt khi còn nóng, hắn nói ra, ta tin tưởng, tại chúng ta Đông Giang mảnh này có thể có thâm niên phí tổn sư chứng nhân không nhiều lắm đâu. Lão ba ngài còn có cái gì tốt lo lắng? chẳng lẽ nhà chúng ta thì vĩnh viễn muốn nghèo sao? Coi như so ra kém đại bá, nhưng chúng ta cũng ít nhất phải lăn lộn cái khá giả đi. La Quân bắt đầu khích tướng lão ba. Trần Thiên Nhai lắc đầu, nói ra, Tiểu Dương, ngươi cho rằng cha ngươi ta không nghĩ tới vấn đề sau này. Cái này đầu tiên muốn đăng ký một nhà như lời ngươi nói loại này phí tổn tư vấn sự vụ sở, ít nhất cũng phải có một triệu đăng ký tư kim. Rất nhiều công trình đều cần chúng ta có nhất định tiền đặt cọc. Ta nghĩ, Lão ba, tiền hẳn không phải là vấn đề. Tại Đông Giang, có chút tiền ấy quá nhiều người, nhưng là có ngài loại này tư lịch cùng có phí tổn sư chứng nhân lại là không nhiều." La Quân nói ra. Trần Thiên Nhai nói ra, nói thì nói như thế, ta đi nơi nào tìm dạng này đối tác? Trần Thiên Nhai thói quen tại bên trong thể chế, để hắn bước ra một bước này cũng không dễ dàng." La Quân nói ra, như vậy đi, lão ba, tìm đối tác sự tình ngài giao cho ta đến xử lý, tốt ha? ngươi đến xử lý, ngươi có thể làm sao? Trần Thiên Nhai kinh ngạc hỏi. La Quân nói ra, cái này ngài cũng không cần quản nha, dù sao ta cũng sẽ không làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Lâm Thiến nói ra, chờ một chút, các người đây là nói cái gì a? À? Hiện tại giá phòng đều cao thành cái dạng gì, một mét vuông liền muốn một ngàn rưỡi, một ngôi nhà tám mươi mét vuông liền muốn hơn mười vạn. Một trăm ngàn tiền, chúng ta người một nhà không ăn không uống đều muốn tích lũy bao nhiêu năm. Cái này bất động sản, ta nhìn bọt biển quá lớn, sớm muộn là muốn phá. Cái này cũng không có nhiều ngày sống dễ chịu. Là quân không khỏi cười khổ, nói ra, lúc này mới cái kia theo cái kia à, mẹ. Người không ăn không uống mấy năm liền có thể tích lũy tòa nhà. Trước kia cổ nhân, phổ thông gia đình muốn tích lũy tòa nhà cũng là cả đời tích xúc. Tại tương lai, chúng ta nơi này giá phòng ít nhất cũng phải 7, 8 ngàn một mét vuông, cái này hay là bởi vì chúng ta đây là thành thị nhỏ ngài tin hay không tại yến kinh thượng hải những địa phương kia một mét vuông liền muốn bốn năm vạn đâu nhưng mà này còn tính toán tiện nghi người đứa nhỏ này đây đều là đang nói cái gì mê sảng cái kia làm sao có thể chứ dân chúng kia còn muốn hay không sống lâm thiến cảm thấy la quân lời nói quá mức thật không thể tin la quân nói ra cơm tập thể thời đại tất cả mọi người một dạng nghèo cho nên nhà xe tất cả mọi người không mẫn cảm nhưng là các loại lão gia tử nam tuần về sau nhạc dạo chính là muốn để một bộ phận người trước giàu lên. Về sau giàu và nghèo tranh lệch hội càng kéo càng lớn. Người trẻ tuổi muốn dựa vào làm thuê tại Yến Kinh, Thượng Hải những địa phương này mua một bộ phòng, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là hiện tại, chúng ta dưới chân lại là có rất nhiều cơ hội. Tỷ như lão ba chỉ cần kiến tạo công ty mình, nếu như thuận lợi lời nói, chúng ta kiếm tiền, liền đi Yến Kinh cho vay mua hai bộ phòng đợi đến 10 năm sau chúng ta lập tức cũng là ngàn vạn phú ông đứa nhỏ này ta nhìn ngươi là càng ngày càng không đứng đắn lâm thiến lắc đầu liên tục lão ngụ người nhìn người chính là phụ nhân kiến thức la quân nói ra hắn lại đối lão ba trần thiên nhai nói ra cha ngài cảm thấy ta nói có đạo lý hay không có nhất định đạo lý trần thiên nhai nói ra nhưng ngươi nói bốn năm vạn một mét vuông gạo vậy cũng quá khoa trương la quân nói ra cái này thật đúng là không phải khen tấm. Thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp càng ngày càng nhiều, yến phía trên phổ biến sâu những địa phương này là kinh tế khai phát trọng địa, nơi đó là người trẻ tuổi sóng lớn đãi các địa phương. Theo người bên ngoài đại lượng tràn vào yến phía trên phổ biến sâu, nơi đó giá đất, kinh tế đều sẽ nhận được càng lớn phóng thích cùng bạo phát. Đến lúc đó, tại yến kinh muốn mua phòng, đã không phải là vẻn vẹn có tiền là được rồi. Những vật này, người là từ nơi đó đến căn cứ, trần thiên nhai nhìn không được hỏi la quân nói ra đại bá cùng ta phân tích hắn không chút do dự để đại bá tiếp tục cõng nồi đại bá của ngươi nói cũng không nhất định thì đều là đúng trần thiên nhai nghe vậy có chút căm giận la quân tâm lý một cái lộp bộp liền liền biết chính mình việc này là muốn sai không nên kéo dài bá đến nệm lão ba trong lòng là có ngạo khí la quân lập tức liền nói ra ta cảm thấy lão ba mặc kệ đây là ai nói người nào phân tích nhưng chúng ta đối chuyện không đối người cái này phân tích là có căn cứ có đạo lý trần thiên nhai lạnh hừ một tiếng la quân nói ra cái kia ta đi cấp ngài tìm đối tác ngài đi ra đơn làm chuyện này ngài có hứng thú sao nếu như thật tại không hứng thú coi như ta bất quá là cảm thấy lấy lão ba ngài tài năng không nên cứ như vậy bình thường đang xây thiết ba trong cuộc đợi đại bá là long ngài cũng không thể nào là trùng người đứa nhỏ này làm sao nói Lâm Thiến lập tức gian dậy. Mà Trần Thiên Nhai lại là thân thể chấn động, nhị tử câu nói này thật là nhói nhói đến hắn. Làm, vì cái gì không làm, Trần Thiên Nhai về một câu. La Quân trong lòng cười trộm, hắn cuối cùng là biết lão ba kiêm kỵ. Thì là không thể đề cập với hắn đại bá, mặc dù lớn bá rất thương hắn cái này đệ đệ. Nhưng là đại bá thành tựu đối lão ba tới nói, cũng là một loại áp lực. Đồng dạng là hai huynh đệ, đại bá là quân thần yến kinh cao tầng mà hắn cái này đệ đệ thật là quá bình thường một điểm cho nên lão ba tâm lý không thoải mái cũng thật là nhân chi thường tình lâm thiến ở một bên gấp nói ra lão trần người cũng chớ làm loạn tiểu dương hắn biết cái gì a à, người cái này ta có chính mình phân tắc trần thiên nhai vứt xuống một câu nói kia thì trở về phòng lâm thiến muốn nói với la quân lúc nào la quân cũng lập tức liền trở về phòng La Quân ngày thứ hai liền đi liên hệ Đồng Giai Văn, hắn biết Đồng Giai Văn trong nhà quan hệ phổ biến, có thể hỗ trợ hỏi một chút. Mặt khác, La Quân cũng đi một chuyến từ Đồ Linh Nhi trong nhà. Là tại buổi sáng thời điểm, Dương Khiết vừa vặn đi ra ngoài, liền đụng phải bên ngoài tiểu khu mặt chờ La Quân. La Quân A, sớm như vậy liền đến, là muốn tìm Linh Nhi sao? Dương Khiết hỏi. La Quân nói ra, tìm Linh Nhi, nhưng cũng tìm ngài. Tìm ta, lên xe hằng nói đi, Dương Khiết nói ra. La Quân mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn nói ra, "A Di, ta thì theo ngài đi thẳng vào vấn đề. Ngài biết xây thiết ba cục a?" À? Dương Khiết nói ra, "Cái này ta biết, ba cục vẫn luôn rất không tệ, rất nhiều cao ốc, chính phủ công trình đều là bọn họ xây, làm sao?" La là Quân nói ra, "Luôn như vậy, cha ta là bên trong phí tổn kỹ sư." gần nhất hắn nghĩ ra được mở phí tổn tư vấn sự vụ sở nhưng là đăng ký loại này công ty cũng cần đăng ký tư kim còn có hỗ trợ chạy nghiệp vụ ta muốn ngài tại chúng ta mảnh này khu mặt mũi cũng rộng nhận biết nhiều người cho nên ngài thảo a à. cha ngươi kêu cái gì dương khiết hỏi la quân nói ra trần thiên nhai dương khiết nói ra cái này không có vấn đề ta có thể giúp một tay có điều cái này đại nhân sự tình người làm sao cũng lẫn vào lên La Quân nói ra, cha ta là kỹ sư, kỹ sư tại chính mình lĩnh vực bên trên có chuyên công, nhưng cha ta nhân tế kết giao là cái đại khiếm khuyết. Ta dù sao cũng nên muốn thay trong nhà suốt một chút lực, vừa vặn ta cái này không phải cũng nhận biết ngài sao. Ta còn nắm chúng ta đồng lão sư đây. Dương Khiết nói ra, tốt tốt tốt, việc này bao tại a di trên thân. La Quân nói ra, đúng, việc này ta tìm ngài là nhân tình. Nhưng hợp tác người, cũng không phải dựa vào nhân tình có thể làm được, là muốn đối tác thật trong lòng cảm thấy có thể kiếm tiền lại đến làm việc này. Cha ta năng lực cùng tư lịch cũng là bầy ở đây. Dương Khiết cười một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, ta minh bạch. Là Quân nói ra, cường nếu dựa từ trước đến nay không ngọt, nếu là có người cùng ta cha sĩ diệt, cha ta là tuyệt sẽ không để ý tới. Dương Khiết nói ra, việc này ta tận lực đi làm, bất quá ta cũng còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi đây. La Quân nói ra, ngài nói. Dương Khiết nói ra, công phu của ngươi là cùng người nào học. La Quân nào nào, hắn liền biết, đây nhất định là Linh Nhi cùng Dương Khiết nói. Hắn thẳng thắn, nói ra, ta theo đại bá ta học, đại bá ta là sĩ quan. Dương Khiết nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng không tiếp tục tỉ mỉ cứu, liền còn nói thêm, cái kia còn có một vấn đề. Người có phải hay không nói với Linh Nhi qua, người đối nàng không có có ý đồ, chỉ hy vọng nàng vui vẻ một chút, sáng sủa một chút. La quân xứng sờ, sau đó nói, ta xác thực nói qua cùng loại lời nói. Dương Khiết nói ra, này cũng kỳ, ta là Linh Nhi mụ mụ, ta nói với nàng những lời này, nhưng nói là phát ra từ chân tâm. Có thể ngươi vì sao lại có dạng này tâm tư đâu? Chẳng lẽ ngươi là sống lôi phong? Dương Khiết nói lời này lúc, chăm chú nhìn La Quân ánh mắt. Nếu như La Quân có một tia lấp lóe, như vậy dương khiết sẽ đối với la quân triệt để thất vọng nhưng mà la quân lại là rất lợi hại thản nhiên hắn đón lấy dương khiết đôi mắt cười nhạt một tiếng nói ra thời gian sẽ chứng minh hết thảy dương khiết không nghĩ tới la quân hội là trả lời như vậy nàng nói ra tốt ra à, người đi tìm linh nhi đi la quân lúc này xuống xe la quân về sau liền đến từ đồ linh nhi trong nhà nhìn thấy từ đồ linh nhi lúc từ đồ linh nhi ngay tại lau nhà La Quân không có đi vào, hắn nói ra, lớp trưởng, có dạng đồ, vật tặng cho ngươi. Hắn nói liền lấy ra một cái hộp. Tư đồ Linh Nhi nhìn thấy cái hộp này lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Audio điện tử võ tấn bền. La Quân trong tay hộp là một cái tạm điện thoại mới hộp. Lẻ 4 năm điện thoại di động tuyệt đối còn coi là tương đối quý trọng đồ vật, đương nhiên, điện thoại di động 1.000 khối cũng có thể mua được nhưng muốn so sánh tại lúc này tiền lương, loại này điện thoại di động tại học sinh ở giữa, là rất ít tùy tiện đưa ra ngoài. Từ đồ linh nhi chỗ lấy biến sắc, là bởi vì nàng biết la quân trong nhà không tính là có tiền. Người đưa ta điện thoại di động làm cái gì? Từ đồ linh nhi sắc mặt không được tốt, la quân nói ra, người không dùng kinh ngạc, người cũng nhìn thấy, ta có một ít không muốn người biết bí mật. Điện thoại di động này cũng không phải là ta phụ mẫu tiền, ân, đưa điện thoại di động của ngươi là cho ngươi làm cầu cứu phương thức dùng. Ta biết ngươi hướng nội nguyên nhân là có cảm thấy mình là tai tinh, sợ sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền phức. Nhưng cái này đều không muốn chặt, ngươi về sau chỉ cần gặp được phiền phức, có thể lập tức lặng lẽ gọi suốt tay ta máy. Ta thu đến tín hiệu về sau, lại ở tốc độ nhanh nhất bên trong suốt hiện tại trước mặt ngươi, sau đó vì ngươi đuổi đi phiền phức. Ta không thể nhận điện thoại di động của ngươi, từ đồ linh nhi nói ra. La Quân nói ra, vậy dạng này đi, cái điện thoại di động này là ta một nghìn mua. Khai giảng thời điểm, ngươi lại đem tiền cho ta, ngươi tán gẫu dạng này có thể chứ? Bên trong lưu giữ ta dãy số, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không chủ động liên hệ ngươi, quấy rối ngươi. Ta làm như vậy, là muốn cho ngươi yên tâm ra ngoài tiếp xúc thế giới bên ngoài. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân nói ra, ngươi đã hỏi ta nhiều lần vấn đề này trong mắt ta, ngươi chính là cái bệnh nhân, ngươi coi như ta là đang vì ngươi chữa bệnh, cái này có thể chứ? Tư Đồ Linh Nhi thân thể run lên, tay nàng hơi hơi phát run lên. nàng không nghĩ tới là Quân sẽ dùng như thế bén nhọn lời nói đến nhói nhói nàng. La Quân đưa điện thoại di động nhét vào Tư Đồ Linh Nhi trong tay, sau đó nói, cầm đi. không cần ngươi nhận bất luận cái gì tình, nếu là có người giải quyết không nguy hiểm lúc, bấm ta điện thoại di động, ta sẽ lập tức xuất hiện hắn thời điểm cũng không cần tới quấy giày ta sau đó là quân rời đi là quân chính mình cũng có chút đau đầu hắn không có cách nào đi nói với tư đồ linh nhi những trước đó thế này thân thể nhưng dạng này vô duyên vô cớ tốt còn nói không có ý đồ cũng thật là khiến người ta hồ nghi cho nên là quân dùng loại này thô lỗ dã man biện pháp nghỉ hè sau khi kết thúc là quân cùng tư đồ linh nhi còn có tống linh san đều bị phân đến nhị trung năm nhất ban ba Bọn họ đều là thuộc về học sinh khá giỏi, cho nên phân đến trung lớp là không thể bình thường hơn được. Nhị trung là thành phố trọng điểm trung học, mà ban ba càng là trọng điểm trung học bên trong lớp chọn. Chúng ta giáo dục cho tới nay, chính là như vậy cho các học sinh phân đẳng cấp, phân cấp bậc. Mà lại tại trên lớp học, học sinh kém trên cơ bản đều là bị lưu đầy đối tượng. Chỉ cần ngươi tại trên lớp học không quấy rối, như vậy ngươi liền xem như ngủ, vậy lão sư đều chẳng muốn nhìn nhiều ngươi lướt một chút đây là một loại dị dạng giáo dục, nhưng rất lợi hại đáng tiếc là, cho dù là tại la quân một đời kia bên trong, y nguyên đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngược lại là càng diễn càng liệt. Đồng Giai Văn vẫn là tại trung học dạy học, la quân đến trường về sau, cùng đồng Giai Văn gặp nhau liền thiếu đi rất nhiều. Hết thảy đều tựa hồ đã trở lại bình thường trên quỹ đạo. La Quân rất ít lại đi cùng Tư Đồ Linh Nhi chủ động nói chuyện, nhưng Tư Đồ Linh Nhi vẫn là toàn ban ban trưởng, có thời gian cũng tới thu nạp quân làm việc. Đối với học tập cái này một khối, la quân thông thạo, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Từ đồ linh nhi so tại trung học thời điểm sáng sủa một chút, nàng và Tống Linh San quan hệ rất tốt. Hai người thường xuyên là đồng tiến đồng xuất, ngẫu nhiên Tống Linh San hội kêu lên la quân một khối, nhưng la quân đều cự tuyệt. Tống Linh San cảm thấy rất kỳ quái, bí mật còn hỏi qua từ đồ linh nhi. Có phải hay không nàng và la quân náo mâu thuẫn? Tư đồ linh nhi lắc đầu, nói ra, không có A. À. Từ đồ linh nhi bản thân liền là trầm mặc ít nói người, cho nên nàng cũng sẽ không chủ động tới hỏi la quân cái gì. Thời gian chính là như vậy bình thản không có gì lạ trải qua. Tại 2 tháng sau, cũng chính là tháng 11 thời điểm. Trần Thiên Nhai rốt cục hòa hợp làm cùng bạn bè thương định tốt, đăng ký một nhà chân trời hạng mục kiến thiết công trình hạng mục quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn. Đăng ký tư kim là một triệu. Trước mắt trước mở ra nghiệp vụ cũng là phí tổn cùng tư vấn, về sau còn sẽ mở ra kế toán, tài vụ quản lý các loại. Lẻ 4 năm đầu năm nay, thực là bất động sản bừng bừng phấn chấn tốt năm tháng. Như loại này hạng mục phí tổn tư vấn công ty, coi như không có có quan hệ gì, đều sẽ có rất nhiều công trình tìm tới cửa. Bởi vì này lại giảm bớt rất nhiều tiền. Trần Thiên Nhai công ty này, tư chất đầy đủ, kia liền càng được hoan nghênh. Mặt khác công ty còn có đấu thầu đại diện cái này một khối nghiệp vụ. Cái này cũng không xem như là quân mở ngón tay vàng, mà là tại trên thực tế cái niên đại này, rất nhiều đi đầu tới làm loại này công ty người, trên cơ bản đều kiếm tiền. Đợi đến 10 năm sau, những công ty này lão bản không nói là có ức vạn tư sản, nguyên một đám dẫy đến ngàn thanh vạn, lại là rất dễ dàng. Đây là bất động sản thời đại. Là quân mỗi ngày đến trường, buổi tối phía dưới tự học về nhà hắn cùng Triệu Anh Tuấn đã không cùng một chỗ, Triệu Anh Tuấn đi tứ chung. Triệu Anh Tuấn nhân sinh quý thích cùng La Quân ở giữa sinh ra rất lớn phân nhánh tuyến. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy, cái này thực đều là không có cách nào sự tình. Tựa như là tại một đời kia bên trong, La Quân cùng đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm Thủy Trung đều tại cùng một chiến hào bên trong. Nhưng là cùng tứ đệ chớ võ ở giữa, thì dần 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 từng bước đi đến. La Quân tại lớp học là cái rất lợi hại hiền hòa người, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhị trung lớp chọn các bạn học, phần lớn đều theo có mau bệnh giống như là loại kia thuộc về học bá mau bệnh, nguyên một đám liều cực kỳ. Giữa bạn học trung lớp, cơ bản đều không có gì quá lớn giao lưu. Tại dạng này bầu không khí hạ, Tống Linh San đều cố gắng gấp bội học tập, nàng ở cái này ban cũng cảm thấy có chút cố hết sức đây. Tống Linh San có thời gian sẽ chủ động tìm La Quân trò chuyện hội thiên, La Quân cũng cười theo Tống Linh San chào hỏi. Hắn cùng Tống Linh San ở giữa quan hệ lẫn nhau ngược lại là gần rất nhiều. Nhưng La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa, nhưng nói rất ít. La Quân sẽ không đi chủ động phá băng, hắn cảm thấy cứ như vậy đi cũng rất tốt. Chỉ cần Tư Đồ Linh Nhi có thể dần dần sáng sủa lên, đến sau 12 năm, chính mình cũng có thể không ràng buộc rời đi. Cứ như vậy, thật rất tốt. Rất nhanh liền đến thi cuối kỳ. La quân thành tích vẫn là lớp học vững vàng 10 vị trí đầu. Từ đồ linh nhi vẫn là vững vàng hạng nhất, tống linh san đến lớp học 20 tên, cứ việc thành tích của nàng đã rất tốt, nhưng là nàng vẫn còn đang thi cuối kỳ thành tích đi ra ngày ấy, khóc lớn một trận. Có lẽ là bởi vì, nàng cảm thấy nàng và la quân còn có từ đồ linh nhi khoảng cách càng ngày càng xa đi. Thả nghỉ đông về sau, đồng giai văn ước lấy từ đồ linh nhi còn có tống linh san, la quân đi ra đến ăn một bữa cơm đã là 18 tháng chạp, tiếp qua 12 ngày chính là 30 Tết. Đông Giang thiên khí thay đổi rất là lạnh lẽo, hai ngày trước còn phía dưới một trận tuyết lớn, bây giờ rất nhiều phòng ốc trên nóc nhà, còn có tuyết dấu vết. Buổi tối 7 giờ, tại Ngữ Lâm Hiên trong nhà ăn bên trong, trong phòng chung, là quân bọn người nâng chén trung khánh. Bầu không khí rất tốt, là quân đùa nghịch đồng giai văn, nói ra, đồng lão sư, người tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao vẫn luôn không có tình yêu tình báo a? giống ngươi xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt, cái kia đằng sau truy ngươi cần phải có một đám người a. À. đồng giai văn ăn lẩu ăn khuôn mặt đỏ rực, nàng bạch la quân liếc một chút, nói ra, ngươi cái tên này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. nói cho cùng, ta vẫn là ngươi lão sư đây, theo lão sư có người nói như vậy sao? la quân nói ra, tốt tốt tốt, ngươi là lão sư ta, ta không nói cái này. ngươi khoan hãy nói ta, ta nghe nói cái này học kỳ người cùng Linh Nhi đều không làm sao nói. Người chẳng lẽ là thổ lộ bị cự tuyệt à nha? Đồng Giai Văn nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đánh rắm. Ta như thế anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hội bị cự tuyệt sao? Đồng Giai Văn nói ra, người thì thổi a à ngươi. La Quân thì đang trêu gẹo bên trong đem vấn đề này cho ứng phó, tuổi 30 thời điểm, ta lái xe đi ra. Mang các người đi vùng ngoại ô thả pháo hoa thế nào? Đồng Giai Văn bỗng nhiên đề nghị nói nói. Tống Linh San lập tức nói, tốt, quá tốt. Từ đồ Linh Nhi làm theo có chút ấy náy nói ra, ta muốn về Yến Kinh theo gia gia của ta bọn họ cùng một chỗ sang năm, thật xin lỗi, đồng lão sư. Không có việc gì nha, đồng Giai Văn lập tức nói. Là quần nào nào, hắn cũng không nhiều biểu thị cái gì. Ăn cơm xong về sau, đồng Giai Văn đi tính tiền, mà Tống Linh San đi nhà vệ sinh, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tại nhà ăn bên ngoài chờ đợi. Đây là hai người rất khó được một chỗ thời gian. La Quân cũng cũng không tính nói cái gì. Tư Đồ Linh Nhi mặc lấy màu trắng áo lông, nàng vẫn là như thế thú lệ mà thanh lãnh, tựa như là không dính vào thế tục tuyết liên hoa. Tư Đồ Linh Nhi thở ra một hơi, nhất thời sinh ra sương mù màu trắng. Thật là quá lạnh. Nàng đột nhiên nói ra, ta tin tưởng ngươi, đối với ta là không có có ý đồ ngươi không lại dùng tận lực cùng ta giữ một khoảng cách, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? La Quân cười cười, nói ra, lớp trưởng, cái kia có người dạng này bằng hữu. Tốt xấu ngươi cũng là lớp trưởng, lần trước ta tiếng Anh làm việc không làm lên, ngươi liền đem ta cho báo lên. Để lão sư trước mặt mọi người phê bình ta, điểm này thể diện đều không nói. Từ đồ linh nhi nhịn không được cười lên, nói ra, đáng đời. Trong nội tâm nàng thực còn có một câu không có nói ra, cái kia chính là nói để ngươi lão cùng ta hù người. La quân cười hắc hắc, thực cũng chính là vì hòa hoãn một chút bầu không khí. Chỉ một lúc sau, Tống Linh San cùng Đồng Giai Văn cũng liền đi ra tới. Về sau là Đồng Giai Văn đem mọi người đưa về nhà. Từ đồ Linh Nhi sau khi về nhà, cho La quân phát một cái tin nhắn ngắn, người không hỏi ta, lúc nào về Yến Kinh sao? La quân trả lời, tại sao muốn hỏi? nếu là ta tại Yến Kinh gặp được nguy hiểm, người làm sao bảo hộ ta? Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, người tại gia ra người nơi đó, sẽ rất an toàn. Tư Đồ Linh Nhi liền không còn về tin tức. Trần Thiên Nhai công ty mở rất lợi hại thuận lợi, nghiệp vụ nhiều vượt qua tưởng tượng. Sang năm thời điểm, Trần Thiên Nhai thì phân 50.000 khối tiền trở về. Đối với trong nhà tới nói, là một khoản tiền lớn. Hơn nữa còn có thể đoán được năm sau chi phong phú cho nên lão ba Trần Thiên Nhai là rất vui vẻ, mang theo la quân hòa lâm xinh đẹp đi thật tốt đặt mua mấy bộ quần áo. Cũng mua không thiếu niên hàng. Lâm Thiến càng là vui vẻ, có loại phu quý vợ quang vinh cảm giác. Nàng hiện tại cũng xác thực không có cái gì tiếc nuối, nhi tử không chịu thua kém, lão công kiếm tiền, nàng đều dự định đem công xưởng cái kia một công việc cho từ. Cái này năm, là quân một nhà hẳn là sẽ rất vui sướng. Nhưng ở ngày 25 tháng 12 ngày ấy, La Quân bỗng nhiên nói với phụ mẫu có việc muốn đi Yến Kinh một chuyến. Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp lập tức liền giận tái mặt. La Quân nói là đại bá có việc muốn mời hắn đi qua. Lâm Thiến lập tức liền muốn cho Yến Kinh bên kia gọi điện thoại, nhưng Trần Thiên Nhai ngăn lại Lâm Thiến, hắn thở dài, nói ra, tính toán, nếu là có việc, cái kia liền đi đi. Trần Thiên Nhai bây giờ trong nhà chính là nhất ngôn cửu đỉnh, đã hắn đều nói như vậy, Lâm Thiến lại không cao hứng, cũng chỉ có nghe theo phần. Ngày thứ hai, La Quân liền chạy tới Yến Kinh đi. Hắn đi Yến Kinh, tự nhiên không phải Trần Lăng mời, mà chính là Tư Đồ Linh Nhi đã về Yến Kinh đi. La Quân cũng biết, Tư Đồ Linh Nhi đến Tư Đồ ra hẳn là không có cái gì tình huống cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thì như là đã hứa hẹn Tư Đồ Linh Nhi, vậy hắn tại một thế này bên trong, thì nhất định phải làm được. Tổng cộng cũng chỉ có 12 năm, cái này thời gian 12 năm bên trong, là quân hy vọng chính mình có thể thời thời khắc khắc bảo vệ tư đồ linh nhi. Hắn là đem khí tức khóa chặt tư đồ linh nhi, cho nên tư đồ linh nhi hành tung hắn là nhất thanh nhị sở. Tính mịch ban đêm, là quân lấy chuyến bay tiến về Yến Kinh. Mà tại phía xa Tân Hải Đinh Hàm, nàng ở cái này ban đêm làm một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng gả cho từ trí, sau đó từ trí lạm đổ, sau cùng hai người ly hôn. Ly hôn về sau, từ chí đối nàng dây dưa, nàng thuê tại giá rẻ trong phòng, tại giá rẻ phòng bên cạnh còn ở một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia lờ mờ có chút quen mắt, về sau là người trẻ tuổi đánh chạy Từ chí. Đúng lúc này, Đinh Hàm đột nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bốn phía quen thuộc hết thảy, đây là tại chính mình trong khuê phòng. Nàng mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai đây hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng, còn tốt còn tốt, chỉ là một giấc mơ a. À. Rất nhanh liền đến 30 Tết. Tư đồ Linh Nhi ở tại Tư đồ gia trong nhà, gia gia Tư đồ viêm đối nàng rất là ưa thích. Trong gia tộc thúc thúc bá bá, thẩm thẩm ca ca đệ đệ muội muội cũng đều trở về. Nhưng là cái này trong đại gia tộc luôn luôn ít một chút thân tình, nhiều một ít quy củ. Mà lại ba ba cùng mụ mụ đều không ở chỗ này. Tư đồ Linh Nhi ba ba Tư đồ tín nghĩa là cái rất lợi hại nho nhã người, nhưng hắn năm đó cùng lão gia Tử Tư đồ viêm náo qua rất lợi hại đại mâu thuẫn nghe nói là bởi vì lão gia tử muốn để tư đồ tín nghĩa cưới người khác nhưng tư đồ tín nghĩa rất lợi hại kiên trì chính mình trực tiếp rời nhà trốn đi cùng với dương khiết đã nhiều năm như vậy tư đồ viêm lão gia tử xem ở cháu gái linh nhi phân thượng đã tiếp nhận dương khiết nhưng tư đồ tín nghĩa cùng dương khiết lại cơ bản không tại yến kinh ở lại chỗ lấy để tư đồ linh nhi về yến kinh cái kia cũng là bởi vì mặc kệ như thế nào linh nhi đều là tư đồ gia con cháu mà lại lão gia tử cũng xác thực tưởng niệm Linh Nhi. Nhưng tư đồ tín nghĩa cùng Dương Khiết lại là đi Thượng Hải sang năm đi. Tư đồ viêm lão gia tử cũng là tâm cao khí ngạo người, tự nhiên cũng không có khả năng lại chịu thua, cũng liền tùy vào tư đồ tín nghĩa cùng Dương Khiết. Tuổi 30 buổi sáng, tư đồ Linh Nhi sớm rời giường, cùng đường ca đường tỷ, còn có những đệ đệ muội muội đó nhóm cùng đi cho ra ra dập đầu chúc Tết. Tư đồ viêm ngồi tại vị trí cao nhất, Mỗi đứa bé cho hắn dập đầu chúc Tết thời điểm, hắn đều là cười ha hả, đồng thời phong cái trước đại hồng bao. Chờ đến phiên Tư Đồ Linh Nhi thời điểm, hắn lại là lôi kéo Tư Đồ Linh Nhi tay, nói ra, "Ngoan Linh Nhi, đến, ra ra cho ngươi cho đồ tốt." Sau đó, Tư Đồ Viêm xuất ra một khối ngọc bội. Đó là một khối màu xanh sẫm ngọc bội, làm ngọc bội lấy ra thời điểm, một đám thúc bá huynh đệ đều là sắc mặt thay đổi. Tư Đồ đổ Viêm con trai trưởng Tư Đồ kính nhịn không được nói ra, cha, lễ vật này, chỉ sợ quá quý giá đi. Linh Nhi tuổi nhỏ, ngài cho nàng, nếu là bị người có quyết tâm nhìn chúng khối ngọc bội này, ngược lại là nàng tai nạn A. Từ đồ Linh Nhi lập tức cũng liền minh bạch, khối ngọc bội này không thể coi thường. Nàng lập tức chối từ, nói ra, ra ra, ta không muốn. tư đồ viêm không để ý tới mọi người, hắn nói ra, Linh Nhi ngoan, đây là ra ra đối người một phen tâm ý. Người có thể lấy về cất giữ lấy cũng có thể bán, đều được. Hắn sau đó lại liếc nhìn người khác, nói ra, nếu có người dám ở bên ngoài loạn nói cái gì, loạn truyền cái gì, nhìn ta không đánh gãy hắn chân. Đây là lão gia tử một loại cảnh cáo. Đông Đảo huynh đệ thúc bá lạnh cả tim, liền cũng không dám nói thêm gì nữa. Mọi người cũng cũng nhìn ra được, lão gia tử là rõ ràng chính là muốn lại sủng tư đồ linh nhi. Tư đồ linh nhi từ chối không được, cũng chỉ đành nhận lấy cái này mai ngọc bội nhưng nàng cũng không biết ngọc bội kia đến cùng có gì quý giá chỗ bởi vì ngọc bội kia sự tình trong nhà thúc thúc bá bá còn có các huynh đệ tỉ muội trong lúc vô hình thì cùng tư đồ linh nhi kéo dài khoảng cách có điều đây hết thảy tư đồ linh nhi cũng không lớn quan tâm nàng đến yến kinh cũng chẳng qua là muốn nhìn ra ra thôi người khác nàng không quan tâm cũng không quan trọng tư đồ linh nhi đối tư đồ ra vốn cũng không có tình cảm gì có thể nói cái này tuổi 30, từ đồ linh nhi qua rất vô vị, cũng rất nhàm chán. Buổi tối ăn xong bữa cơm đoàn viên về sau, từ đồ linh nhi liền bồi ra ra trong phòng khách nhìn Tết Xuân liên hoan dạ hội. Mà lại người khác, hoặc là đi thả pháo hoa, hoặc là mở ra xe đua ra ngoài sóng. Từ đồ viêm cũng không thích lắm nhiều người như vậy một mực bồi tiếp hắn, hắn lại không khỏi hỏi linh nhi, ngoan linh nhi, bồi tiếp ra ra xem tivi, người có thể hay không rất lợi hại buồn bực nếu không ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi ra chơi a à. ra ra nơi này có ngươi ngô gia gia bồi thiếp là được rồi ngô gia gia cũng là quản gia ngô bá ngô bá liền ở bên cạnh cười một tiếng nói ra đúng vậy a à, linh nhi tiểu thư ngươi đi chơi ngươi đi tư đồ linh nhi lắc đầu nói ra ta ngay ở chỗ này bồi ra ra rất tốt tư đồ viêm cười ha ha cười đến đều muốn không ngậm miệng được tại một đời kia bên trong tư đồ linh nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ mẫu. Tư đồ viêm lão gia tử từng tại lúc lâm trung đợi nói cho la quân, nói linh nhi mẫu thân là cùng người chạy. Nhưng một đời kia bên trong, cụ thể phát sinh cái gì, đã là không cho người ngoài biết nói. Một thế này bên trong, tư đồ tín nghĩa cùng dương khiết lại một mực nuôi dưỡng lấy tư đồ linh nhi. Cặp vợ chồng cảm tình cũng là tình so kim cứng. Đây cũng là vì cái gì tại một thế này bên trong, tư đồ linh nhi tính cách hội tốt hơn nhiều nguyên nhân. Hoàn cảnh đối một đứa bé ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Liên hoan dạ hội vẫn chưa xong, Tư Đồ Viêm cũng có chút buồn ngủ, dù sao cũng là cao tuổi. Hắn trước hết đi ngủ, cũng làm cho Linh Nhi sớm đi đi ngủ. Tư Đồ Linh Nhi nên một tiếng, rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Tư Đồ Linh Nhi một người. Trong TV, cái kia sung sướng bầu không khí tựa hồ cùng Tư Đồ Linh Nhi có chút không hợp nhau. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên muốn đi bên ngoài đi một chút nàng nghĩ tới liền làm, rất nhanh liền ra tòa nhà. Tòa nhà bên ngoài là một đầu rừng rậm nói, phụ cận có trúc lâm, có mặt cỏ, nơi này là rất mỹ lệ thế ngoại đào nguyên. Đương nhiên, cách hiến kinh thị khu cũng có chút khoảng cách. Nhưng là nếu có xe lời nói, thực cũng không tính là gì. Vừa ra đi, điện thoại di động thì vang lên, trước hết nhất là Tống Linh San đánh tới, hai người nóng trò chuyện rất lâu tống linh san dặn dò tư đồ linh nhi muốn theo đồng giai văn lão sư gọi điện thoại chúc tết tư đồ linh nhi không nghĩ tới tầng này nghe vậy cũng liền nói linh san cảm ơn ngươi nhắc nhở ta ta là đại mơ hồ đây được rồi không nói cho ngươi ta đợi chút nữa lại theo la quân cái người xấu xa này gọi điện thoại cái kia xú ra hỏa càng ngày càng chảnh chúng ta không chủ động liên hệ hắn hắn là tuyệt không chủ động liên hệ chúng ta hừ trước kia hắn trả thầm mến qua ta đây, chảnh cái gì chứ? Từ đồ linh nhi cũng là tốt cười, nàng cũng cảm thấy hiện tại giống như tối cao lạnh ngược lại là la quân. Lẫn nhau tắt điện thoại về sau, từ đồ linh nhi thì cho đồng giai văn gọi điện thoại. Bên kia đồng giai văn tiếp vào từ đồ linh nhi điện thoại, không khỏi cười nói, ta cái thiên, linh nhi ngươi thế mà chủ động gọi điện thoại cho ta, đây là mặt trời đánh bên kia đi ra. Từ đồ linh nhi hé miệng cười một tiếng, nói ra lão sư người lại giễu cờ ta ta thì tắt điện thoại đừng 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 đồng giai văn cười hết sức vui mừng nói ra người là duy cái để cho ta tiếp học sinh điện thoại cảm thấy rất thụ sủng nhược kinh người a chúng ta phải nhiều trò chuyện hai câu tại nói liên miên lại nhảy bên trong từ đồ linh nhi vui sướng nói với đồng giai văn một ít lời cái này khiến từ đồ linh nhi cảm thấy rất vui vẻ vô luận hoàn cảnh làm sao biến thiên nàng y nguyên đều cảm thấy đông giang mảnh đất kia là thân thiết như vậy cùng tùy ý. Về sau, phụ mẫu bên kia cho tư đồ Linh Nhi gọi điện thoại tới. Là ba ba tư đồ tín nghĩa đang nói, tư đồ tín nghĩa để tư đồ Linh Nhi qua hết mùng một liền đến Thượng Hải bên này. Tư đồ Linh Nhi tự nhiên đáp ứng, nàng cũng không thích hiến kinh nơi này. Hết thảy điện thoại thông xong, tư đồ Linh Nhi tâm lý vẫn có một ít hư không. Nàng cầm điện thoại di động, rất lợi hại tự nhiên mà vậy nhớ tới La Quân nàng đột nhiên trò đùa quái đản tâm lên, sau đó thì bấm la quân điện thoại. Nhưng là điện thoại một nhóm thông, nàng thì quải điệu. Sau đó còn keo kiệt rơi pin. Nàng chính là muốn để sự phát hiện kia tại so với nàng còn lãnh khóc người gấp. Mà để tư đồ linh nhi không nghĩ tới là, khoảng 3 phút sau, bên kia một bóng người nhanh như điện chớp chạy đến. Tựa như là một trận gió một dạng. Đón lấy, là quân xuất hiện tại tư đồ linh nhi trước mặt đêm nay không có trăng sáng nhưng tư đồ linh nhi đem la quân nhìn rõ ràng hắn mặc lấy áo khoác màu đen quần bò rất lợi hại dương quang thiếu niên hắn chạy đến lúc trên mặt có lo lắng nhưng ở nhìn thấy tư đồ linh nhi cái này một cái chớp mắt tất cả lo lắng đều hóa thành đạm mạc ngươi không có việc gì la quân có chút nổi nóng ngươi không có việc gì ngươi gọi điện thoại gì hắn thái độ thật không tốt thế nhưng một cái chớp mắt tư đồ linh nhi hốc mắt lại đỏ nàng rất ít vì sự tình gì mà cảm động, nhưng cái này một cái chớp mắt, nàng nước mắt kềm nén không được nữa. Khi nàng biết, trên đời này còn có dạng này một cái, thật tại dạng này thủ hộ lấy nàng. Nàng chưa cảm động, rốt cuộc tìm không ra khác ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình. Từ đồ linh nhi ngẩng đầu lên, nỗ lực đem hơi nước bước về đi. Nàng không muốn để cho La Quân nhìn thấy nàng mềm yếu. Sau đó, từ đồ linh nhi nhỏ giọng nói ra, ngươi không phải nói ta tại yến kinh rất lợi hại an toàn sao làm sao ngươi tới la quân nhìn thấy từ đồ linh nhi trong mắt lệ quang nàng như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng la quân nơi đó còn có thể có cái gì oán khí hắn lầm bầm nói một câu nói ta nhiều chuyện chứ sao cảm ơn ngươi từ đồ linh nhi từ đáy lòng nói ra ngươi không có việc gì ta liền đi la quân quay người muốn đi ngươi đừng đi nha từ đồ linh nhi đột nhiên chủ động đi giữ chặt la quân tay làm tư đồ linh nhi tay kéo ở la quân tay cái này một cái chớp mắt, loại kia rét lạnh mang theo một tia mềm mại đụng chạm để la quân ngốc ngẩn ngơ. Tư đồ linh nhi giật mình tới, cũng liền lập tức buông tay ra. Khuôn mặt nàng có chút đỏ. Làm gì, la quân hỏi. Tư đồ linh nhi nói ra, hôm nay là tuổi 30 đâu, ta cùng ngươi tâm sự. La quân không khỏi nhìn không được cười lên, nói ra, lớp trưởng đại nhân, người bồi ta nói chuyện phiếm ta có phải hay không nghe lầm cái gì phải biết người lớn nhất không am hiểu cũng là nói chuyện phiếm nha tư đồ linh nhi tâm tình rất tốt nàng bạch la quân liếc một chút nói ra người có thể hay không đáng yêu một điểm la quân cười ha ha người ở chỗ nào a à? tư đồ linh nhi hỏi nàng còn nói thêm chung quanh nơi này giống như không có cái gì nhà khách bên trong la quân nói ra nhưng có nông phòng a à. ta cho người ta tiền tá túc một chút vẫn là có thể mang ta đi nhìn xem. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, La Quân nói ra, như vậy sao được? Có cái gì không được? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, La Quân nói ra, cái này đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ, vạn nhất người đối với ta mưu đồ làm loạn, ta làm sao xử lý? Tư Đồ Linh Nhi nghe phía sau một câu, nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, nàng hung hăng giẫm La Quân một chân, La Quân lập tức kêu đau. Tư Đồ Linh Nhi nhìn không được che miệng cười khẽ nàng nụ cười này, là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Trọng yếu là, là quân trong lòng cũng tựa như là xốp giòn một dạng. Vô luận là một đời kia vẫn là một thế này, hắn hy vọng nhất nhìn thấy cũng là Linh Nhi nụ cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới tại cái kia trong quan tài băng vĩnh viễn ngủ say Linh Nhi, là quân đã cảm thấy một thế này bên trong, dù cho chính mình đem toàn bộ thế giới tốt cho Linh Nhi đều còn chưa đủ. Đây là lão thiên đối với hắn một loại ban ơn sau đó, tư đồ Linh Nhi kiên trì mau mau đến xem La Quân chỗ ở địa phương. La Quân không lay chuyển được, cũng chỉ có mang tư đồ Linh Nhi đi qua. Đường đi phía trên, tư đồ Linh Nhi nói ra, La Quân, vì cái gì ngươi muốn đối ta tốt như vậy? La Quân nhất thời có chút đau đầu, hắn nói ra, chúng ta vấn đề này có thể hay không không nói. Không, muốn nói, tư đồ Linh Nhi nói ra, trên đời này, trừ cha mẹ ta còn có ra ra, thì ngươi đối với ta tốt nhất. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, có lẽ là bởi vì, ngươi là thiên sứ, mà ta là người thủ hộ thiên sứ. Ta tới này một lần chính là vì thủ hộ ngươi, có lẽ luôn như vậy đi, ta cũng nói không rõ ràng. Từ đồ linh nhi trong lòng nhất thời ngọt ngào cùng cực, đây đại khái là nàng đời này nghe được xinh đẹp nhất cùng dễ nghe tình thoại đi. Nàng thu qua rất nhiều thư tình, nhưng lại nhiều thư tình đều không kịp la quân một câu nói kia. Mà một câu nói kia chỗ lấy dễ nghe, cũng là bởi vì La Quân cho tới nay đều là làm như thế. Cảm ơn ngươi, Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, cho nên, ngươi về sau không nên hỏi ta tại sao muốn đối ngươi tốt loại hình lời nói. Tư Đồ Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, ừm, ta không hỏi. Đúng, Tư Đồ Linh Nhi nhớ tới cái gì, nói ra, ngươi đột nhiên chạy đến Yến Kinh bên này, cái kia cha mẹ ngươi không hỏi ngươi sao. La Quân nói ra, ta nói ta tại Yến Kinh bên này có chuyện phải xử lý. Từ đồ Linh Nhi nói ra, vậy ngươi có thể có chuyện gì phải xử lý, ngươi cũng không phải đại nhân. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta có một số bí mật, cho nên những thứ này ngươi đều không cần thay ta lo lắng. Từ đồ Linh Nhi liền nói ra, vậy được rồi. La Quân là ở tại phụ cận nông hộ trong nhà, hắn liền ở tại hậu viện một gian độc lập trong phòng. Ở trong đó thì một cái giường, một chiếc đèn, hắn cái gì đồ dùng sinh hoạt đều không có. Có thể nói là đơn sơ tới cực điểm. La Quân vốn không muốn làm cho Tư Đồ Linh Nhi đi vào, nhưng Tư Đồ Linh Nhi kiên trì. Chờ Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy căn phòng kia về sau, nàng nước mắt nhất thời đổ rào rào rơi xuống. Người sao có thể ở ở loại địa phương này, Tư Đồ Linh Nhi đau lòng vô cùng. La Quân thấy được nàng rơi lệ, nhất thời chân tay luống cuống. Hắn giải thích nói ra, ta ở địa phương nào cũng không có vấn đề gì, nơi này cũng rất tốt. Tốt cái gì tốt, từ đồ linh Nhi giữ chặt la quân tay, nói ra, đi, ta mang ngươi ở ra ra của ta nhà đi. La quân vội vàng tránh thoát, hắn nói ra, vậy không được, linh nhi. Vì cái gì không được, ta liền nói ngươi là bạn học ta. Từ đồ linh Nhi mắt ứa lệ, quật cường nói ra. La quân nói ra, nói đùa cái gì người đồng học cuối năm chạy cái này dã ngoại hoang vô đến cùng ngươi ngẫu nhiên gặp a à. linh nhi đây là người ta ở giữa bí mật ngươi không muốn phá hư bí mật này không phải vậy về sau ta chính là muốn thủ hộ ngươi cũng sẽ khó có thể làm được ngươi có thể lý giải nhưng hắn nhân lý giải không không chừng ngươi ra ra là cho là ta có cái gì dở hơi hoặc là cái gì ý đồ Người trước đều nhất trí cho là ta có ý đồ huống chi là ra ra ngươi tư đồ linh nhi ngây người thế nhưng là cái này không có gì ta là luyện công người liền xem như tại băng tuyết ngập trời bên trong ta khoanh chân ngồi tĩnh tọa một dạng có thể huống chi nơi này còn có để cho ta sửa ấm địa phương ngươi lo lắng cái gì la quân nói ra ta ngày mai thì về đông giang tư đồ linh nhi đột nhiên nói ra la quân ngốc ngẩn ngơ hắn nói ra nhanh như vậy liền trở về tư đồ linh nhi khóc nói ra ta chỗ nào đều không đi, ta không muốn người khổ cực như vậy. La Quân vội vàng nói, ta thực không có chút nào vất vả, Linh Nhi, người không muốn cải biến người vốn là quý tích, cũng không cần coi ta tồn tại. Nếu như ra ra ngươi, cha mẹ ngươi nhìn thấy ngươi đột nhiên chạy về đi, khẳng định sẽ sinh nghi. Đến lúc đó, ta thật không tốt làm, ngươi hiểu chưa? Cuối cùng, từ đồ Linh Nhi vẫn là không có lại tùy hứng đi xuống. Nàng vốn cũng không phải là một cái hội tùy hứng nữ sinh chỉ nhớ rõ, tại tư đồ Linh Nhi Lâm rời đi thời điểm, nàng nói, chờ ta tốt nghiệp trung học, ta thì làm bạn gái của ngươi, có được hay không? Nàng nước mắt là như thế trong suốt. La quân xứng sở xứng sở, theo rồi nói ra, ta là người thủ hộ thiên sứ, nhưng ta không phải là người người yêu. Người về sau sẽ có thuộc về mình hạnh phúc cùng nhân sinh, làm có một ngày, người hạnh phúc về sau, ta hội theo ngươi sinh mệnh bên trong biến mất. Vì cái gì, tư đồ linh nhi không hiểu hỏi. La quân lạnh lùng nói ra, không có vì cái gì. Từ Đồ Linh Nhi rất lợi hại không hiểu, nhưng nàng cũng không nói gì thêm nữa. Mặc kệ như thế nào, Từ Đồ Linh Nhi đều chiếm được một loại tránh thức an bình. Nàng là cái rất lợi hại khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ hải tử, nhưng bây giờ nàng không lại sợ hãi, không lại sợ hãi hết thảy, bởi vì nàng biết chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, là quân sẽ xuất hiện. Từ Đồ Linh Nhi tại Thượng Hải vượt qua một cái vui sướng Tết Xuân. La Quân tại Thượng Hải vào ở khách sạn, Từ Đồ Linh Nhi cũng yên lòng rất nhiều. Nhiều lần, nàng đều đơn độc xuất động, ước lấy La Quân đi khu vui chơi, còn có tiệm ăn nhỏ, cùng Đông Phương Minh Châu những địa phương này đi du ngoạn. Một năm này, Từ Đồ Linh Nhi cảm thấy là vui sướng nhất. Mùng 8 tháng riêng sau đó, Từ Đồ Linh Nhi cùng Dương khiết trở về Đông Giang. La Quân cùng với các nàng ngồi là cùng một chuyến chuyến bay, nhưng là La Quân là xa xa trốn tránh. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có cùng Dương Khiết nói, bởi vì đây là thuộc về nàng cùng La Quân ở giữa bí mật. Thời gian hoàn toàn như trước đây qua, thời gian tựa như là cuồn cuộn mà qua nước chảy, trong bình tĩnh còn chưa mang theo bất luận cái gì gợn sóng. Đảo mắt cũng là mới mở học. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa vẫn chưa có quá lớn cải biến, chỉ thoạt nhìn là không có cái gì cải biến. Lại chỉ chớp mắt, lại đến mùa hè nghỉ hè mùa. Khí trời nóng bức lên, một năm này nghỉ hè, từ đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San chủ động muốn ước đồng lão sư còn có la quân đi du lịch. Nhưng thật đáng tiếc là, đồng giai văn cự tuyệt. Đồng giai văn tâm tình cũng không đúng lắm, từ đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San rất là lo lắng, liền nói với la quân chuyện này. La quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Vào lúc ban đêm, la quân cho đồng giai văn gọi điện thoại. Đây là ngày mùng 5 tháng 7, được nghỉ hè không đến một tuần lễ đông giang khí trời nóng bước lên đến tối còn có một loại không hiểu khô nóng mặt trăng rất tròn trên cây còn có biết rõ không ngủ không nghỉ gọi tiếng là quân đã thông đồng giai văn điện thoại điện thoại rất nhanh liền thông đồng giai văn tâm tình quả nhiên rất hạ nói ra uy là quân mỉm cười nói ra linh san cùng linh nhi đều nói ngươi tâm tình không tốt xem ra là thật ngươi làm sao rồi thất tình à nha đồng giai văn nói ra Muốn là ngươi không có khác chuyện gì, ta thì tắt điện thoại. Là quân bị kinh ngạc, hắn quá giải đồng giai văn. Đồng giai văn trên thân nhất định ra khó có thể giải quyết sự tình. Bởi vì nếu là dĩ vãng đồng giai văn, nàng khẳng định phải nói là quân không biết lớn nhỏ, theo lão sư nói như vậy lời nói. Là quân ngay sau đó liền nói ra, nhớ kỹ ta đã nói với người cái kia tiên hạc báo ân cố sự sao. Đồng giai văn nói ra, nhớ kỹ, có thể đó bất quá là trò đùa lời nói. La Quân nói ra, có thể hết lần này tới lần khác, cái kia cũng không phải là trò đùa lời nói. Ngươi giúp không ta? Nếu như ngươi là bởi vì tình cảm vấn đề, vậy ta có lẽ giúp không ngươi. Hắn vấn đề, không có giải quyết không? La Quân nói ra. Thật sao? Vậy ta cha công ty phá sản, thiếu 30 triệu nợ bên ngoài, ngươi có thể giúp ta sao? Đồng giai văn trêu tức cười một tiếng. Nàng biết La Quân công phu rất tốt, cũng biết La Quân đại bá quyền lực rất lớn. Có thể nàng cũng không thể bởi vậy liền đi mở miệng tìm La Quân mượn 30 triệu đi. Cho ta cái tài khoản. La Quân không có nói hai lời. Làm gì? Đồng Giai Văn bị kinh ngạc. Ngươi cho chính là, vậy đến nói nhảm nhiều như vậy. La Quân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, ngươi. La Quân nói ra, tính toán, ngươi ở nhà đi, ta tới tìm ngươi. Đồng Giai Văn nói ra, ngươi. La Quân tắt điện thoại. Tiền, tại La Quân trong mắt cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Sau đó, La Quân gọi điện thoại cho đại bá, hắn mở miệng liền muốn 30 triệu. Bên kia Trần Lăng không khỏi nhìn không được cười lên, nói ra, người cái tên này, thật sự là theo đại bá của ngươi cho tới bây giờ đều không theo khách sáo A. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đại bá, ta cần dùng gấp, phiền phức ngài trong vòng 10 phút cho ta chuyển tới. Trần Lăng nói ra, tốt tốt tốt. Về sau, Hai người thì không sai biệt lắm kết thúc trò chuyện. Trần Lăng không hỏi La Quân đòi tiền làm cái gì, hắn không cần hỏi, bởi vì hắn đối La Quân là tuyệt đối tín nhiệm. La Quân cũng không thấy đến 30 triệu là một người tình. Đối với hắn cùng Trần Lăng tới nói, tiền cho tới bây giờ đều không là nhân tình, chẳng qua là một con số mà thôi. La Quân tại sau 10 phút thu đến Trần Lăng điện thoại, tiền đã chuyển đi qua. Tạ tạ đại bá, La Quân nói ra. Trần Lăng nói ra đúng, gần nhất người có thể muốn đến Yến Kinh đến một chuyến. Là quần nào nào, sau đó nói, là có trùng hoàng tin tức sao? Trần Lăng nói ra, cái kia thật không có, một năm qua này, ký sinh thú tính động vô cùng bí ẩn. Chúng ta đã phá hủy mấy cái xảo huyệt, nhưng là vẫn luôn không có trùng hoàng tin tức. Hắn đón đến, còn nói thêm, tuy nhiên vaccine phòng bệnh toàn bộ đều thực hành đi xuống, nhưng tổng cũng có chúng ta không nhìn thấy địa phương ẩn tàng trùng tộc. Cũng may là, bây giờ các quốc gia nhân vật trọng yếu đều đối chuyện này phi thường trọng thị. Liền xem như lãnh đạo tối cao, mỗi tháng đều phải tiếp nhận kiểm tra sức khỏe kiểm tra, cho nên, bọn họ tại chính phủ cao tầng bên trong đã không có sinh tồn đất đai. La Quân nói ra, vậy ngài để cho ta đến Yến Kinh tới là. Trần Lăng nói ra, trước đó người cùng cái kia hán vũ đế giao thủ qua, người này tại ngươi nơi này chịu nhục, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn cũng vẫn luôn đang đuổi cho ngươi hạ lạc ta nhìn ngươi là cần xuất hiện một chút, không phải vậy lời nói, hắn sớm muộn hội cha được Đông Giang bên kia đi. Tại ngươi đến Yến Kinh trong khoảng thời gian này, ta sẽ an bài một cái thế thân ở đến nhà ngươi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, được. Hắn sau đó còn nói thêm, có điều ngày còn phải an bài cho ta một người, giúp ta bảo vệ một cô gái. Ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ liền bắt đầu nói chuyện yêu đương sao. Trần Lăng nao nao, nói ra, la quân nói ra cô gái này tại một đời kia bên trong là thê tử của ta nàng vì ta ăn rất nhiều khổ vẫn luôn đang ngủ say bên trong bây giờ một thế này bên trong ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng la quân đối trần lăng thẳng thắn nói ra trần lăng nao nao theo rồi nói ra tốt không có vấn đề tại nửa giờ sau la quân đi vào đồng giai văn trước cửa nhà đồng giai văn nhà ở là độc lập biệt thự trước cửa còn có cái vườn hoa nhỏ Giờ phút này trong biệt thự lúc đèn đuốc sáng trưng, là Quân đến về sau, thì cho Đồng Giai Văn gọi điện thoại. Đồng Giai Văn rất nhanh liền xuống tới. Đồng Giai Văn mặc lấy màu đỏ đơn lo lắng, quần bò. Tóc nàng tùy ý khoác tại sau lưng, cả người vẫn là cho người ta một loại thời thượng tịnh lệ cảm giác. Nàng bộ ngực ngạo nhân, miêu tả sinh động. Không thể không nói, Đồng Giai Văn người điều kiện là vô cùng tốt. Nhưng rất kỳ quái là, nàng vẫn luôn không có nói bạn trai tính toán ra, Đồng Giai Văn cũng có 26 tuổi. Tại trong đại thành thị, nữ hài từ 26 tuổi không kết hôn coi như phổ biến, nhưng ở trong thành thị nhỏ lại cũng ít khi thấy. Đương nhiên, là quân làm Đồng Giai Văn đã từng học sinh, vấn đề như vậy, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Đồng Giai Văn vừa ra tới liền trông thấy La Quân, La Quân cũng là tê xuất trắng, quần bò, rất lợi hại dương quang thiếu niên. Nàng lập tức tới đến La Quân trước mặt. La Quân lập tức cảm giác được làn gió thơm đánh tới. Người thật còn chạy tới. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân nói ra, ta thoạt nhìn là cái ưa thích gạt người người sao. Đồng Giai Văn khẽ cười khổ, theo rồi nói ra, trong nhà của ta hiện tại dối bời, thì không mời ngươi đi vào. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? La Quân cầm ra bản thân cái kia tấm thẻ vàng, nói ra, trong này có người muốn 30 triệu, đem chứng còn rõ ràng, liền đem thẻ trả lại cho ta. Hắn nói xong cũng đem thẻ vàng nhét vào đồng giai văn trong tay, mật mã là sáu cái sáu. Sau đó, là quân xoay người rời đi. Đồng giai văn đứng chết chân tại chỗ. Đây hết thảy nàng tới nói đều có chút đột ngột cùng hoang đường. Là quân sau khi đi, đồng giai văn phụ thân đi tới, văn văn, người ở bên ngoài còn chờ cái gì nữa đâu. Đồng giai văn quay người trở lại, nàng mắt nhìn phụ thân. Phụ thân đồng đại vĩ năm nay cũng 50 tuổi hắn tóc phía trên đã có không ít tóc trắng. Những trong năm này, phụ thân vẫn luôn tại vì cái này nhà dốc sức làm. Mà lần này, phụ thân cũng coi là thời vận không đủ. Đồng đại vĩ là làm hậu cần vận chuyển sinh ý, hơn nữa còn có một chút hàng hóa là đi trường giang lưu vực. Lần này, hắn một chiếc thuyền tại trường giang phía trên tao ngộ gió to mưa lớn, sau cùng trong đêm tối cùng đối phương thuyền đụng vào nhau. Ở trong đó hàng hóa là nhân sâm, linh chi, Tổ Yến còn thật nhiều quý giá dự tài. Mặt khác, lần này còn không chết thiếu thuyền viên, Đồng Đại Vĩ phải bồi thường tiền cũng là theo con số trên trời, cho nên lần này, Đồng Đại Vĩ đem tích xúc lấy sạch về sau, vẫn là có 30 triệu lỗ hồng bổ không lên. Đồng Đại Vĩ đều nhanh muốn sầu chết, tuy nhiên bình thường sinh ý trên trận bằng hữu nhiều, nhưng đến lúc này, mọi người coi như là bạn tốt, thế nhưng đều khó có khả năng xuất thủ thì cho ngươi mượn mấy triệu hơn 10 triệu người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ta có 10 triệu thân gia, người lão đồng gặp được sự tình, cho người mượn cái 4-50 vạn, cái kia đều là rất không tệ. Đây là giảng tình nghĩa, cũng biết cho người mượn, căn bản không có còn. Có thời gian, tìm người vay tiền thời điểm oán hận tình người ấm lạnh, đây là không công chính. Người nào cũng không nguyện ý cho mượn đi tiền thu không trở lại, liền xem như quan hệ đặc biệt tốt. Cái kia cũng phải nhìn người hoàn lại năng lực người ta biết rõ ngươi không có hoàn lại năng lực, ai nguyện ý đem thân ra móc ra cho ngươi mượn a? À? Suy bụng ta ra bụng người, đều là như thế. Có một loại xã giao, gọi là vô dụng xã giao. Đối phương là quý nhân, ngươi là bình dân, ngươi nịnh bợ cái này quý nhân, thực cũng không nhiều lắm dùng. Coi như ngươi có hắn điện thoại, ngươi đánh tới tìm hỗ trợ. Đối phương cũng sẽ không để ý đến ngươi, bởi vì ngươi đối với hắn là vô dụng xã giao. Ngược lại, hai cái người làm ăn cùng một chỗ nếu như lẫn nhau có thể hỗ trợ vậy chính là có dùng xã giao xã hội này có câu nói nói tốt vì người không lo quan viên làm quan đều bình thường văn văn đồng đại vĩ lại hô một tiếng đồng giai văn lấy lại tinh thần nàng hướng đồng đại vĩ nâng nhấc tay chung kim thẻ nói ra ta một học sinh hắn cho ta một thẻ ngân hàng đồng đại vĩ nói ra người đứa nhỏ này làm cái gì vậy một cái học sinh có thể giúp đỡ được gì, nhanh cho người ta còn trở về. Hắn hiển nhiên cũng không cho rằng, một cái học sinh có thể mượn cho mình bao nhiêu tiền. đỉnh thiên vạn thanh khối, có thể vạn thanh khối hiện tại với hắn mà nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Đồng Giai Văn nói ra, hắn nói bên trong có chúng ta cần 30 triệu. Đồng Đại Vĩ ngây người. Không thể nào, Đồng Đại Vĩ nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, thế nhưng là... Nếu không, cha, chúng ta đi phụ cận trên máy điều tra thêm. Đối ở vào tuyệt cảnh phía trên đồng cha con tới nói, bọn họ hy vọng đây là thật sau cùng một cọng cỏ. Cứ việc cảm thấy không lớn có thể tin, nhưng vẫn là nguyện ý đi thử một lần. Sau đó hai cha và con gái thì hướng gần nhất máy đi qua. Sau 10 phút, làm đồng giai văn đem thẻ vàng cắm vào máy về sau, Điền mật mã vào, tiếp lấy thẩm tra số dư còn lại. Rất nhanh, phía trên thì hiện ra. Một số không, hai cái, ba cái, bốn cái. Đồng đại vị âm thanh run dẩy lên, nói ra, trời ạ, à, trong này khoảng chừng hơn 39 triệu A. Đồng giai văn cũng ngẩn ở tại chỗ, cảm thấy hết thảy đều theo nằm mơ giống như. Cha, chúng ta là không phải có thể cứu. Đồng giai văn nói mê đồng dạng nói ra. Đúng, có thể cứu, có thể cứu đồng đại vĩ vô cùng kích động. Ngày thứ ba, là quân tiếp vào đồng giai văn điện thoại. Trong điện thoại, đồng giai văn tâm tình rất tốt, là quân, chúng ta gặp mặt đi. Thuận tiện ta đem thẻ trả lại cho ngươi. Là quân nói ra, tốt. Đồng giai văn nói ra, ếch, ta mời ngươi ăn cơm. Là quân nói ra, được. Đồng giai văn nói tiếp, ta tới đón ngươi tốt. Là quân nói ra, không có vấn đề. Đây là giữa trưa, ánh sáng mặt trời chính liệt. Đồng Giai Văn mở ra nàng bước xe đến đây, nàng mặc lấy rất lợi hại mát lạnh màu trắng dây đeo váy. La Quân sau khi lên xe, Đồng Giai Văn nổ máy xe, nàng thuận tiện đem thẻ vàng đưa cho La Quân, nói ra, chỉ lấy 30 triệu, còn lại không nhúc nhích. La Quân cười một tiếng, tiếp nhận tấm thẻ, nói ra, nếu như không đủ tiền thì lại mở miệng. Nếu là có tiền giải quyết không phiền phức, cũng có thể mở miệng. Ta đều có thể xong. Đồng Giai Văn cười một tiếng, nói ra miệng ngươi khí thật đúng là không nhỏ la quân nói ra nhưng ta không có khoác lác đồng giai văn nói ra tiền này chờ ta tra trong tay dư giả hội từng nhóm trả lại cho ngươi la quân nói ra dù sao ta không nóng nảy muốn cha ngươi nhìn lấy xử lý đi đừng ảnh hưởng hắn sinh ý đồng giai văn hốc mắt hơi đỏ lên nàng muốn nói cảm ơn nhưng cuối cùng nhìn xuống không có nói bởi vì quá bất chính kiểu nàng không nghĩ tới lúc trước chính mình cái kia một chút xíu hào phóng, thế mà lại bây giờ đổi lấy la quân dạng này trợ giúp. Nàng cũng mới hiểu được, nguyên lai la quân chịu đến cùng với nàng mở miệng muốn đồ, vật, cái kia thực là một loại lớn lao tín nhiệm cùng vinh diệu. Người biết không, mẹ ta thường nói ta là ngốc đại nữ, xài tiền như nước, tận giao chút không dùng bằng hữu Nhưng là lần này, nàng không lời nào để nói. Nàng rốt cục tin tưởng, hảo tâm có hảo báo. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, thực giống đồng lão sư ngươi loại điều kiện này, có thể làm được như ngươi như vậy khẳng khái, không có xảo trá, kết giao bằng hữu không phân quý tiện, cái này là rất khó đến một loại phẩm cách. Đồng Giai Văn nói ra, ngươi nói với ta những thứ này, ta cảm thấy là lạ. Ta mới là ngươi lão sư đâu, ngươi nói chuyện cũng quá lão khí hoành thu. La Quân cười một tiếng. Sau đó, Đồng Giai Văn mang theo La Quân đến một nhà không tệ tây trong nhà ăn. Lúc này, bên trong nhà hàng Tây mới tại thành thị nhỏ bắt đầu hưng khởi, điều này khiến mọi người cảm thấy rất lợi hại mới lạ. Lúc này mở loại này nhà ăn nhân đại nhiều đều kiếm tiền. Có thể qua mấy năm về sau, loại này nhà ăn bắt đầu tràn lan, sinh ý cũng liền dần dần khó làm. Tiến vào nhà ăn về sau, đồng giai văn vẫn là muốn một cái bọc nhỏ phòng. Tại trong phòng chung, chọn món ăn hoàn tất về sau. Đồng giai văn dơ lên khai vị tử, nói ra, là quân, ngươi là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng nếu như không có ngươi ta nghĩ chúng ta lập tức liền phải đổi bán nhà cửa xe sau đó ta liền muốn không nhà để về như thế sinh hoạt tranh lệch ta nghĩ ta nhất định thụ không cảm ơn ngươi la quân cũng nâng chén hắn mỉm cười nói ra đồng lão sư ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn có mỹ lệ nụ cười còn khác đồ vật không có chút nào trọng yếu đồng giai văn hốc mắt hồng hồng sau đó Đồng giai văn còn nói thêm, "Đúng, La quân, thực ta khả năng còn có hơi phiền toái khả năng cần ngươi giúp ta." La quân nói ra, "Ngươi nói." Đồng giai văn nói ra, "Sự tình lần này luôn như vậy." Nàng trước đem phụ thân đồng đại vĩ tàu chở hàng phát sinh va chạm sự kiện nói ra. Nói tiếp, "Lần này sự cố, đối phương trách nhiệm cùng chúng ta là một nửa một nửa. Nhưng là đối phương có chút hắc đạo bối cảnh, không nên nói cha ta bên này là toàn trách." bọn họ thì đưa ra muốn chúng ta bồi thường 20 triệu. Sự kiện này, vẫn luôn tại cãi cỏ, cha ta cũng tìm chúng ta bên này hắc đạo quan hệ, ngày mai sẽ phải đi đàm phán. Ta hy vọng người có thể cùng chúng ta cùng đi, có người tại, ta mới yên tâm. Không có vấn đề, La Quân không có cự tuyệt, hắn nói ra, ta ngày kia liền muốn đi Yến Kinh, vừa vặn rõ ràng sau hai ngày đều có thời gian. Đi Yến Kinh, đồng giai văn nao nao, nói ra, Yến Kinh bên kia có nhiệm vụ, La Quân nói ra, xem như thế đi, có điều ngươi không dùng thay ta lo lắng, ta đều có thể giải quyết. Đồng giai văn không khỏi cười một tiếng, nói ra, ta chưa từng thấy giống ngươi tự tin như vậy người. La Quân nói ra, chỉ cần không phải tự đại liền tốt. Đồng giai văn nói ra, không hiểu ngươi người khẳng định cho là ngươi là tự đại cuồng, nhưng cùng ngươi quen thuộc về sau mới phát hiện, ngươi nói ngươi có thể làm được thì nhất định có thể làm được. La là Quân cười ha ha nói ra, cảm ơn lão sư ngài ca ngợi. Đang khi nói chuyện, là quân bọn họ chỗ điểm cà di bò cũng đi theo lên. Sau đó hai người thì vừa ăn vừa nói chuyện lên, là quân nói ra, đồng lão sư, phụ thân ngươi làm ăn, theo người trên đường vẫn luôn có tới lui sao. Đồng Giai Văn nói ra, cũng không có quá sâu tới lui, nhưng hàng năm đều muốn chuẩn bị. Người cũng biết, tại chúng ta hoa hạ, hắc bạch lưỡng đạo, người không chuẩn bị tốt, làm ăn hội nửa bước khó đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tiểu sinh ý có tiểu côn đồ, đại sinh ý có đại lưu manh muốn đánh điểm. Cũng không phải là tại quốc gia chúng ta mới có, ở nơi đó đều là như thế. Vô luận đen trắng, đều là một tấm lưới. Tấm lưới này vận dụng tốt, thì khắp nơi đến tài. Nếu như vận dụng không tốt, vậy liền hội rất tồi tệ. Đồng Giai Văn cười một tiếng, nói ra, người hiểu còn thật không ít. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, ta có thời gian đều có chút hoài nghi, người đến cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt người mới bao nhiêu lớn a à, cha mẹ ngươi là thế nào đem ngươi sinh ra la quân cười ha ha một tiếng hắn nói tiếp đúng lần này phụ thân ngươi mời người trên đường đến nói chuyện tiền nhất định ra không ít a à. đồng giai văn nghe vậy liền thở dài nói ra ai nói không phải lần này đã trước cho vị kia đạo ca hai triệu các loại sự tình xử lý tốt về sau còn muốn giao hai triệu la quân nói ra đạo ca đạo ca là ai? Đồng Giai Văn nói ra, đạo ca cũng là người chúng ta đông giang bên này một cái lão đại, đương nhiên, lợi hại nhất cũng không phải là hắn. Lợi hại nhất là Blackwater Company Lưu Tổng, Vị kia Lưu Tổng bây giờ đang cố gắng tẩy trắng, cho nên rất nhiều hạ lưu sự tình đều khinh thường làm. Sau đó cũng liền có vị này đạo ca ngày nổi danh. La Quân nói ra, há, thì ra là thế. Hắn theo rồi nói ra, xưa nay, các người đều có hiếu kính đạo ca đúng hay không? Đồng Giai Văn nói ra, hàng năm bảo hộ phí thì có 500 ngàn. La Quân nói ra, cái này thì theo làm giao bảo hiểm một dạng, hiện tại ra chuyện, cần hắn thời điểm, hắn lại muốn thu tiền, này làm sao cũng không còn gì để nói đi. Đồng Giai Văn tức giận nói ra, có thể không phải liền là. Nàng tiếp lấy lại phận uất nói ra, có thể thì có biện pháp gì, cây đổ bầy khí tan, tường đổ mọi người đầy. Đạo ca lần này cũng là bắt được cha ta lật không thân thể, nếu như hắn lại không giúp đỡ, chúng ta hội càng thêm phiền phức. La quân mỉm cười, nói ra, người cũng đừng khí. Như vậy đi, ta nhìn đạo ca việc này cũng không trượng nghĩa, tiền cũng không cần cho hắn. Đồng giai văn nao nao, theo rồi nói ra, vậy cũng không được. Có cái gì không được, La quân nói ra. Đồng giai văn nói ra, La quân, ta biết người bản sự rất lợi hại. Nhưng là Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi a à. Dù cho ngươi đem hắn lần này đánh phục, về sau hắn trả thù lên, vậy cũng sẽ rất lợi hại phiền phức. Yên tâm đi, ta đến xử lý, cam đoan về sau các ngươi không có phiền phức, la quân cười một tiếng, nói ra. Thật, đồng giai văn có chút bán tín bán nghi. La quân nói ra, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nếu là nhà ngươi có khó khăn, ta sẽ không bỏ dở nửa chừng. Buổi tối, đồng giai văn thì theo phụ thân đồng đại vĩ nói là quân ngày mai cùng theo một lúc đi đàm phán sự tình. Đồng đại vĩ có chút kinh ngạc, đồng giai văn liền nói ra, cha, ngài biết tề nam lôi ra sao? Đồng đại vĩ nao nao, nói ra, tề nam lôi ra, đó là chân chính hào môn đại tộc, cùng chúng ta đông giang tiểu đả tiểu nháo là khác biệt. Cho dù là Blackwater Company lưu tổng, vậy cũng không thể cùng tề nam lôi ra so sánh. Nói xong, lại lời nói xoay chuyển, nói, đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Đồng giai văn mỉm cười, nói ra, cha, có chuyện ta một mực không có nói với ngài qua. Năm ngoái nghỉ hè thời điểm, ta không phải đã từng cùng mấy cái học sinh cùng đi ra du lịch sao? Người học sinh này bên trong thì có la quân tại. Ồ, đồng đại vĩ nói. Đồng giai văn nói ra, lần kia chúng ta tại tề nam, vừa vặn bị công tử nhà họ lôi lôi thiên lân cho để mắt tới. Về sau, là quần đem lôi thiên lân hung ác đánh một trận, lại dẫn lôi thiên lân còn có chúng ta cùng đi gặp lôi gia lão gia tử. Ngay trước lão gia tử mặt, là quân đem lôi ra cao thủ toàn bộ đánh bại. Làm cho Lôi lão gia tử đem Lôi Thiên Lân cho trục xuất lôi ra. Ngài nói, dạng này là quân theo chúng ta đi đàm phán, lại là hiệu quả gì? Đồng đại vĩ không khỏi ánh mắt tỏa ánh sáng, nói ra, thật đúng như thế. Đồng gia văn nói ra, cha, chẳng lẽ cái này trong lúc mấu chốt, ta còn có tâm tình nói đùa ngài sao? Đồng đại vĩ nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy thì thật là trời không tuyệt ta Đồng gia a. À. Hắn theo lại oán trách nói ra, người đứa nhỏ này, có lợi hại như vậy một cái học sinh, làm sao sớm không nói đây. Đồng giai Văn nói ra, "Ai, lão ba, ta làm sao nói sớm? Chúng ta trước đó chuyện phiền toái tiền phương diện, ta cũng không thể liền đi tìm hắn muốn 30 triệu đi. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể xuất ra 30 triệu tới." "Đúng, lão ba, hắn chả nói, tiền hắn không vội mà muốn. Để ngài một mực xử lý việc của mình." Đồng đại vĩ không khỏi cảm khái, nói ra, 30 triệu A, à, cũng là cầm lợi tức đều có thể ăn ngon uống sướng. Người người học sinh này, thật không phải người bình thường. Sau đó, ta phải thật tốt cảm tạ hắn. Sáng ngày thứ hai, đồng giai văn trước lái xe đến La Quân cửa nhà tiếp La Quân. La Quân đúng giờ xuống lầu, hắn vẫn là mặc lấy nghỉ dưỡng lo lăng áo, quần bò. Toàn bộ nhìn cũng là một ở trường học sinh cấp 3. La Quân sau khi lên xe, đồng giai văn nói ra người thì mặc cái này đi cùng chúng ta đàm phán sao la quân cười một tiếng nói ra chẳng lẽ nhất định phải mặc một thân tây phục đeo lên kính dâm mới có đàm phán khí thế sao đó cũng không phải đồng giai văn cười cười nói ra chỉ bất quá cảm thấy người dạng này rất lợi hại dáng vẻ thư sinh la quân nói ra có lẽ đợi chút nữa người thì sẽ không như thế cho rằng đồng giai văn trước mang la quân đến nhà nàng trước biệt thự mặt Đồng đại vĩ phù phụ tại cửa ra vào nghênh đón, La Quân sau khi xuống xe, Đồng đại vĩ cùng thê tử Triệu Như chào đón. "Tiểu Ca Nhi, hoan nghênh hoan nghênh." Đồng đại vĩ rất là kích động, hắn tại đối La Quân xương hô phía trên vẫn còn có chút đau đầu, sau cùng chỉ gọi ra một tiếng "Tiểu Ca Nhi." La Quân không có chút nào kiêu căng, thân thể hơi nghiêng, hai tay cùng Đồng đại vĩ nắm cùng một chỗ, nói ra, "Đồng thúc thúc, A à Di, các người quá khách khí." "Đồng lão sư đã giúp ta rất nhiều." ta đều là làm chút phần nội sự tình. Đồng Đại Vĩ nói ra, chúng ta tốt văn có tiểu ca nhi người dạng này học sinh, là nàng vinh hạnh a. Cha, người cái này nói cái gì lời nói. Đồng giai Văn có chút bất mãn, là quần cười lên ha hả. Đồng Đại Vĩ còn có chịu như cũng đều cảm giác buồn cười. lẫn nhau hàn huyên một hồi, Đồng Đại Vĩ nói ra, tốt văn người đem tiểu ca nhi đưa vào trong phòng đi trước ăn điểm tâm ta và mẹ của ngươi chờ ở chỗ này một chút đạo ca bọn họ. Đồng Giai Văn nói ra, tốt, cha. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng vẫn chưa đói, cái này đạo ca ta cũng muốn kiến thức một chút. Ta cùng thúc thúc ngài một khối đợi chút đi. Đồng Đại Vĩ nao nao, nói ra, vậy được rồi. Chờ không bao lâu, tiếp lấy thì có ước chừng 10 chiếc thanh một kiểu màu đen lao vụt bắn tới. Điệu bộ này vẫn là vô cùng đủ cầm đầu màu đen lao vụt tại trước biệt thự dừng lại, đón lấy, đằng sau 9 chiếc xe cũng theo dừng lại. Chiếc thứ nhất màu đen trong bôn chỉ tài xế cấp tốc xuống xe, sau đó kéo ra cửa sau xe. Theo, một cái ngắn đầu đinh thanh niên đi xuống xe. Thanh niên này mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen, nhìn có hơn 30 tuổi. Trên tay hắn mang một khối có giá trị không nhỏ lãng cầm đồng hồ, cả người cho người ta một loại so sánh âm u mà sắc bén khí tức. Loại người này ánh mắt, nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Đại khái đây mới thực sự là người trong nghề, không giống những cái kia đầu đường lưu manh, trên thân là long hổ báo hình xăm, trên cổ đeo cái dây truyền vàng các loại, ôn tồn lễ độ, kiếm phong nội liếm. Cái này là đạo ca. Mà lại hiện tại người trên đường càng ngày càng mẹ nó thích mặc kiểu áo tôn trung sơn, đường trang các loại, tựa hồ cũng là đang giảng trung quốc truyền thống lễ nghi đi đạo ca là trên đường, mà lưu tổng như thế người, cái kia chính là một phái nho thương. Ai muốn nói với hắn hắn là hỗn hắc, hắn lập tức trở mặt. Lại đến cao hơn một cấp như lôi lão gia tử loại kia, vậy liền lại càng không cần phải nói. Lúc này, cái kia một kiểu màu đen trong bôn trì, xuống tới ước chừng ba bốn mươi người, toàn bộ đều là thuần một sắc hắc sắc tây trang, mang kính dâm. Bọn họ đều nhịp đứng đấy, xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện đứng tại đạo ca bên người là thu hoạch được song hoa hồng côn xương hào kim bài tay chân tấm lạc cùng Lý Lập. Tấm lạc hơn 20 tuổi, trên người hắn tràn ngập một loại hung hãn khí tức. Tu vi tại ám kính đỉnh phong. Về phần Lý Lập, khoảng 40 tuổi, cũng coi là đạo ca người đại diện cùng tâm phúc. Rất nhiều chuyện còn có chủ ý đều là Lý Lập ra, Lý Lập có chút âm nhu, cũng rất lợi hại trầm mặc ít nói. Đồng đại vĩ cùng triệu như lập tức chào đón, đồng đại vĩ đối đạo ca khách khí vô cùng, chỉ kém không có quỷ đi xuống đạo ca sắc mặt nhàn nhạt không mặn không nhạt cùng đồng đại vĩ nắm cái tay sau đó nói thời gian của ta không nhiều chúng ta lên đường đi đúng đúng đạo ca đồng đại vĩ vội vàng nói về sau chính là đồng đại vĩ lái xe dẫn đường là quân cùng đồng giai văn theo đồng đại vĩ ngồi cùng một chiếc xe đạo ca bọn họ theo ở phía sau chịu như liền không có đi vốn là Đồng đại vĩ đều không đồng ý đồng giai văn đi, nhưng là đồng giai văn bởi vì có la quân tại, khăng khăng muốn đi. Đồng đại vĩ bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Đàm phán địa điểm là tại trên sông, Đông Giang bên này mặc dù không có Trường Giang, nhưng đã gọi Đông Giang, cái kia sông vẫn là có. Trên sông là đối phương một đầu đại thuyền, đàm phán ngay tại đầu kia trên thuyền lớn nói. Đối phương là Giang Nam bên kia Mạc thị gia tộc, Mạc thị gia tộc ngay tại bờ Trường Giang phía trên cho tới nay đều dựa vào vận chuyển lập nghiệp. Sớm mấy năm thời điểm, Mạc Thị khống chế trường Giang lưu vực một đầu tuyến đường đi, đó là kiếm nhiều tiền. Nhưng bây giờ là văn minh thịnh thế, Mạc Thị gia tộc cũng thu liếm rất nhiều. Đến đầu năm nay, sợ sẽ nhất là bị súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này, Mạc Thị gia tộc cũng là hiểu được. Hỗn hắc con đường này cũng không phải Giang Hồ tranh bá, nếu ai đem Giang Hồ nhất thống, như vậy rất tốt, tử kỳ cũng liền không sai biệt lắm đến. Đó là chính phủ chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Khí trời rất tốt, tia nắng ban mai vảy chiếu, thiên địa một đoàn kim quang sáng lạn. Rất nhanh, đội xe liền đến bờ sông, chỉ điểm địa điểm đã có mấy chiếc cano chờ đợi. Mọi người theo phía trên cano, sau đó, cano liền hướng trong nước đại thuyền chạy tới. Đồng đại vĩ khó tránh khỏi khẩn trương, hắn tuy nhiên làm nhiều năm như vậy sinh ý, nhưng là lúc này đây hết thảy vẫn là kinh lịch đầu một lần. Đồng giai văn cũng là khẩn trương, quản chi nàng từng tại lôi ra nơi đó trải qua cùng loại, nhưng là hôm nay, nàng vẫn là không thể tránh né khẩn trương. La quân sắc mặt nhàn nhạt, nhạt mà bình tĩnh. Đồng đại vĩ vốn là có chút hoảng, nhưng là đang nhìn la quân về sau, lòng hắn cũng liền an xuống tới. Đồng thời hắn cũng không khỏi bội phục, thiếu niên này, thật đúng không phải là kẻ tầm thường A. À. Không nói trước hắn xuất ra 30 triệu bá lực, cũng là lúc này phần này tính khí. Cái kia cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Hắn xem như lão giang hồ còn khẩn trương, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Lúc này, đạo ca tại một cái khác chiếc cano phía trên. Chỉ chốc lát về sau, mọi người liền đến chiếc thuyền lớn kia phía trên. Cái kia trên thuyền lớn dưới có hai tầng, trong tầng thứ nhất có phòng yến hội, các loại phòng trọ các loại. Diện tích đã so hào hoa du thuyền không sai biệt bao nhiêu. Gặp mặt địa điểm ngay tại tầng thứ nhất phòng yến hội. Cái kia trong phòng yến hội Kim Bích Huy Hoàng, mặt đất cửa hàng Kim Ti Tuyến thảm. Bên trong cái bàn sắp xếp là cùng loại trước kia chung nghĩa đường, tựa hồ chiếc thuyền này chế tạo, chính là vì đàm phán, nói chuyện làm ăn tồn tại. Thượng thủ ngồi trại chủ, người đến ngồi tại đầu dưới, trong lúc vô hình thì cho người ta một loại cảm giác áp bách. Phía trên thủ vị trí kim trong vắt trong vắt, trên ghế ngồi cửa hàng trật tự rõ ràng ra hồ áo khoác. Giờ phút này, cái này trong phòng yến hội vẫn là trống rỗng. Người dẫn đường là hai tên áo đen thủ hạ, bọn họ dẫn mọi người nhập phòng yến hội, sau đó để mọi người hơi sự tình chờ đợi. Đồng đại vĩ bọn người phân chủ khách ngồi xuống, đạo ca là ngồi tại chủ vị dưới tay, hắn thủ hạ nhóm thì thuần một sắc đứng tại đạo ca sau lưng, tấm kia là cùng Lý Lập cũng là đứng tại đạo ca sau lưng. Đồng đại vĩ ngồi tại đạo ca dưới tay. La quân ngồi tại đồng đại vĩ dưới tay, mà đồng giai văn làm theo ngồi tại la quân dưới tay. Sau đó, trên thuyền phục vụ viên dâng trà điểm, mỗi tấm chỗ ngồi ở giữa đều cách một chương một mình bàn trà. Bánh ngọt thì đều đặt ở trên bàn trà. Lúc này, đạo ca ánh mắt rốt cục chú ý tới La Quân trên thân. Đạo ca tay trái cầm trà điệp, tay phải nhặt nắp trà, sau đó chậm rãi trà một miệng trà, hắn nhìn không chớp mắt nói ra, "Đồng tiên sinh, ta biết ngươi có một đứa con gái. Có thể tiểu huynh đệ này là lai lịch gì a? À? Hôm nay loại trường hợp này có vẻ như không phải đến ăn tiệc cưới." Ý tứ này thì rất rõ ràng. Hôm nay tới là nói chuyện, là rất lợi hại nghiêm túc trường hợp. Người cái này mang lên nữ nhi, lại mang người thiếu niên. Người coi đây là tới ăn tiệc cưới sao? Đồng đại vĩ còn chưa mở miệng, là quân liền trước cười một tiếng, nói ra: đạo ca ngài khỏe chứ? Đồng Giai Văn lão sư là ta ngữ văn lão sư, ta hôm nay là đến theo thấy chút việc đời. Từng trải, đạo ca không khỏi nhìn không được cười lên. Hắn nói ra: loại này các mặt của xã hội người loại học sinh này vẫn là hiếm thấy thì tốt hơn, không phải vậy sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. La Quân nói ra, có hắc thì có bạch, có mỹ hảo thì có xấu xí. Đã trong đời đã tồn tại loại này xấu xí, cái kia gặp một lần cũng không sao. Cũng không thể ta không thấy, coi như không tồn tại. Đạo ca từ tốn nói, tiểu gia hỏa, người rất thú vị. Đa tạ đạo ca khích lệ, La Quân mỉm cười đạo ca nói ra, bất quá người cần phải may mắn, người hôm nay rất lợi hại gặp may mắn. là quân cười ha ha, nói ra, thật sao? ta thật tại nghĩ không ra ta gặp may mắn ở nơi nào. đạo ca cười không nói. cái kia một bên lý lập liền từ tốn nói, tiểu gia hỏa, chỉ bằng ngươi vừa mới cùng chúng ta đạo ca nói chuyện, thế mà còn ngồi đáp lời. nếu là đổi là tầm thường thời điểm, hiện tại người chồng mắt đều đã không có. lần này lời vừa nói ra về sau nhất thời thì có loại dày đặc cảm giác. Khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đồng đại vĩ trái tim cũng đập mạnh một chút. La quân cười ha ha, nói ra, đạo ca máu tanh như vậy a, à, có điều quốc gia chúng ta hiện tại là coi trọng pháp chế. Đào người trong mắt, đây chính là trọng tội. Tuy nhiên đạo ca người có chút bối cảnh cùng thủ đoạn, có thời gian có thể để trốn pháp chế. Nhưng là, đi đường ban đêm nhiều, cũng gặp được quỷ. Đạo ca mỉm cười, nói ra, ngươi là muốn nói với ta, ngươi chính là con quỷ kia. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy nha. La quân cười cười. Đạo ca nụ cười bỗng nhiên thì thu liễm. Hắn lạnh lùng đối sau lưng tấm lạc nói ra, đem hắn trong mắt đào, sau đó ném tới trong nước đi. Vâng, tấm lạc lĩnh mệnh. Đạo ca, đồng đại vĩ vô ý thức đứng lên, nói ra, đạo ca, hắn là tiểu hài tử, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Ta vốn là không có ý định theo tiểu hài tử này đồng dạng so đo, nhưng là hắn quá không biết điều." Đạo ca lạnh lùng nói ra. Chính trong lúc nói chuyện, Mạc thị gia tộc người rốt cục tới. "Đạo ca, đồng đại vĩ lần nữa cầu khẩn." Đạo ca lạnh hừ một tiếng, cũng liền không có lại so đo. Đồng giai văn ở một bên vừa khẩn trương một lần, nàng nhịn không được nhìn về phía La Quân. La Quân sắc mặt thủy chung nhàn nhạt, hắn bỗng nhiên cũng nhìn về phía Đồng giai văn cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, người sẽ không cũng sợ ta thật bị ném xuống a. À. Đồng Giai Văn lắc đầu. Mạc thị gia tộc người nghênh ngang tiến đến, cầm đầu là Mạc Gia Nhị Công Tử Mạc Niên Hoa, Mạc Niên Hoa chừng 30 tuổi, hắn mặc lấy màu trắng áo dài, trên tay còn có hai cái thiết đản tại vuốt ve vuốt vuốt. Theo sau lưng Mạc Niên Hoa là một tên thanh niên tóc bạc, thanh niên này tóc bạc đầu đinh, nhìn mới hơn 20 tuổi. Hắn hai mắt hết sức yêu dị, thanh niên này trên người có loại nói không nên lời tà mị cùng sát ý. Nói cho đúng, hắn ánh mắt bên trong còn để lộ ra một loại cực tàn nhẫn ý vị. Thanh niên gọi là Cao Ẩn. Hắn không tính là mạc thị trong gia tộc lợi hại nhất tay chân, nhưng tuyệt đối là tàn nhẫn nhất một cái. Cao Ẩn tu vì đã tại hóa kình trung kỳ. Mạc Niên Hoa liền mang theo Cao Ẩn tiến đến, sau đó, hắn ngồi ở vị trí đầu hổ trên ghế ra. Mà Cao Ẩn đứng tại Mạc Niên Hoa bên người, cao ẩn trong tay vuốt vuốt một thanh lưỡi lê. Cái kia lưỡi lê lại là hoàng kim chế tạo, nhưng lại cũng cực sắc bén. Lưỡi lê bên trên có tam giác gai ngược, một khi đâm vào đến người trong thân thể, cái kia là tuyệt đối muốn đem máu khô mà chết. Mạc Niên Hoa vào chỗ về sau, hắn mỉm cười, nói ra, ta vừa mới tiến vào thời điểm, giống như nghe thấy có chút ồn ào. Nói là cái gì muốn đào trong mắt, làm sao chúng ta còn chưa tới, chính các người người trước náo lên. Hắn sau khi nói xong thì cười lên ha hả. Đạo ca đứng lên, hắn nói ra, chắc hẳn các hạ cũng là Mạc gia nhị thiếu gia Mạc Niên Hoa a. À. Tại Hạ Lý nhị nói, người trên đường cho nể tình, hô một tiếng đạo ca. Đạo ca vẫn là rất lợi hại tuân theo trên đường quy củ đến, trước tự giới thiệu, mà lại hai tay ôm quyền, mười phần khách khí. Mạc Niên Hoa cười một tiếng, nói ra, Lý nhị nói, tên rất hay a. À. Ngồi một chút ngồi, đến đều là khách trong ngôn ngữ, mạc niên hoa thì có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Đây là một loại khí thế. Đạo ca đều còn chưa hiểu cái này trung quan tiết, hắn chả không có tỉnh ngộ lại, chính mình khí thế đã bị người ngăn chặn. Đạo ca muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra, hắn ngồi xuống. Mạc niên hoa nói tiếp, các người hôm nay cái này làm dối bời, cũng tới rất nhiều người. Ai, chúng ta là đường đường chính chính sinh ý, đồng lão bản, người cái này làm giống như là xã hội đen chắp đầu nói địa bàn cái này thật không tốt mà đồng đại vĩ sắc mặt nhất thời xanh một trận bạch một trận hắn không biết nên nói cái gì cho phải mạc niên hoa còn nói thêm lần này đụng thuyền sự kiện mọi người cũng đều không muốn đây là ngoài ý muốn a à, ta cũng không muốn để ý tới chuyện này có thể không có cách chúng ta lão gia tử lên tiếng để cho ta tới toàn quyền xử lý chuyện này cho nên hôm nay ta liền đến hắn đón đến còn nói thêm, cái này đụng thuyền sự kiện, điều tra kết quả ta cho rằng đã rất rõ ràng, thực nói tất yếu không lớn. Chúng ta tổn thất khoảng chừng hơn 40 triệu, nhưng là chúng ta mạc ra không phải không phân rõ phải trái. Cho nên, chính chúng ta cũng gánh chịu 20 triệu, cái kia còn lại 20 triệu liền để đồng lão bản các ngươi đến phụ trách, cái này rất lợi hại công bình a. À. Đồng lão bản, người cứ nói đi. Đồng đại vĩ bị mạc niên hoa bức bách đến có chút lui có điều khí đến, hắn bỗng nhiên thì đứng lên, nói ra mạc thiếu gia không thể nói như thế a à. lần này ta tổn thất càng nặng a à. đó là ngươi sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì mạc niên hoa cười cười nói ngươi đồng đại vĩ nhịn không được hướng đạo ca nói ra đạo ca đạo ca cũng liền đứng lên hắn nói ra mạc thiếu gia lần này đụng thuyền sự kiện chính là ngoài ý muốn song phương đều tổn thất nặng nề đã đều có trách nhiệm các ngươi lại làm cho đồng đại vĩ đến bồi 20 triệu cái này không còn gì để nói a. À. Vạn sự chúng ta đều nhất có điều một chữ lý, không phải sao? Mạc Niên Hoa nói ra, đây đã là ta coi trọng nhất ý thời điểm, ta nếu là không phân rõ phải trái, các ngươi liền muốn bồi ta 100 triệu. Tổn thất toàn bồi, còn muốn bồi tinh thần tổn thất phí, ngộ công phí các loại. Ta nói như vậy ý, các ngươi lại còn nói ta không nói đạo lý. Mạc thiếu gia, người đây chính là cố tình gây sự. Đạo ca sắc mặt khó nhìn lên. Mạc Niên Hoa nói ra, ai, ta đây là coi trọng nhất ý thời điểm, người lại nói ta cố tình gây sự. Vậy xem ra, chúng ta thật sự là không có gì để nói. Cái kia Mạc Thiếu ra ngươi là có ý gì? Đạo ca hỏi. Mạc Niên Hoa nói ra, đã các ngươi nói ta không nói đạo lý, vậy ta thì không nói đạo lý tốt. Ta nhìn bồi thường liền theo ta mới vừa nói xử lý, bồi ta 100 triệu. Điều đó không có khả năng. Đạo ca lạnh lùng nói ra. Mạc Niên Hoa sắc mặt cũng lạnh xuống, nói ra, thật sao? Đạo ca nói ra, xem ra hôm nay Mạc thiếu gia là không có ý định thật tốt nói. Mạc Niên Hoa nói ra, Lý Nhị nói, ta con mẹ nó cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật có tiếng tăm, có thể ở trước mặt ta có kè mặc cả. Đạo ca sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nói ra, Mạc Niên Hoa, không có ngươi như thế đàm phán. Bồi thường 100 triệu điều đó không có khả năng. Người muốn thế nào, chúng ta hôm nay cứ ra tay. Mạc Niên Hoa nói ra, cứ ra tay, làm sao vẽ a? À? Người nhìn dạng này được hay không? Hắn đột nhiên vung tay lên. Mạc Niên Hoa vung tay lên, tiếp lấy cái kia phòng yến hội cửa thì xuất hiện bốn tên người áo đen. Bốn tên người áo đen trong tay toàn bộ đều cầm. Bốn người bảy bán tự động M16. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường đều tĩnh lặng đi xuống tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại bây giờ thời đại bên trong, xuất hiện thương đều đã là có cực chấn nhiếp tác dụng. Thì càng không cần nhắc tới xuất hiện dạng này súng máy bắn tự động. Lực xuyên thấu cùng lực sát thương, đó là cực kỳ khủng bố. Liền xem như la quân, hắn thân thể cũng không chống đỡ được uy lực A. Đạo ca á khẩu không trả lời được, hắn xanh cả mặt. Đồng đại vĩ, đồng giai văn cũng là sắc mặt trắng bệch. Không người nào dám lên tiếng chấn nhiếp lực, quá kinh khủng. Lúc này, Mạc Niên Hoa thì cười rộ lên, hắn nói ra, Lý Nhị nói, người còn có ý kiến sao? Đạo ca lập tức lắc đầu, nói ra, không ý kiến. Mạc Niên Hoa nói ra, Lý Nhị nói, thực ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Ta chỉ là muốn nói, các ngươi các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Ha ha! Khủ khủ, ngay lúc này, có người ho khan hai tiếng. Cái này hai tiếng ho khan đánh gãy Mạc Niên Hoa tiếng cười, lại như là tại khiêu chiến Mạc Niên Hoa quyền uy. Người nào mẹ hắn ho khan, Mạc Niên Hoa sắc mặt lạnh lẽo, mắng, "Là ta." La Quân cười tủm tỉm nói ra. "Ngươi." Mạc Niên Hoa nói ra, "Ngươi là ở đó đến Vương Bát Đản?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi cái tên này, miệng đầy ba phun phân, bụng của ngươi bên trong có phải hay không tất cả đều là đại tiện a?" không phải vậy nói chuyện làm sao thúi như vậy toàn trường nhất thời biến sắc chẳng ai ngờ rằng tại dưới tình huống như vậy la quân lại dám mắng mạc niên hoa mạc niên hoa sắc mặt âm trầm phải ra nước tới ai nha mạc thiếu da người cũng không nên hiểu lầm a ta thực không phải nhằm vào một mình ngươi ta là cảm giác được các ngươi người nhà họ mạc đều là rác rưởi la quân tiếp tục nói cao ẩn đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt bỏ Mạc Niên Hoa đối bên người Cao ẩn lạnh lùng nói ra. Cao ẩn nói ra, vâng. Sau đó, hắn liền hướng La Quân đi tới. La Quân an vị trên ghế, cũng không đứng lên. Cao ẩn đi vào La Quân trước mặt, hắn đột nhiên lấy tay mà ra, chính là muốn nặn ra La Quân miệng. Hắn tay kia hoàng kim lưỡi lê đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần La Quân miệng hơi mở mở, hắn lưỡi lê liền sẽ cắt lấy La Quân đầu lưỡi. Đồng đại vĩ toàn thân phát run, đạo ca cũng dọa cho phát sợ liền xem như đồng giai văn cũng là sắc mặt trắng bệch cứ việc nàng biết la quân rất lợi hại có thể lúc này vẫn là không nhịn được khẩn trương chỉ là một giây sau tình huống thì đột nhiên thay đổi la quân đã một tay phản bắt lấy cao ẩn cổ tay hằn uốn éo răng rắc một tiếng cao ẩn xương tay liền thành đứt gãy trạng thái cao ẩn đau hừ một tiếng tay phải mãnh liệt đâm tới la quân phản tay vồ một cái đem cái kia lưỡi lê cướp tới sau đó đâm xuyên cao ẩn tay phải thủ mạch. A, à, cao ẩn hét thảm lên, hắn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đau đỏ bừng, hắn hoảng sợ nhìn về phía La Quân. La Quân từ đầu đến cuối đều không đứng lên. Mạc đại thiếu gia, ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi có ý kiến a? À. La Quân đứng lên. Mạc Nhiên hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn chăm chú nhìn chăm chú La Quân. Bản thân hắn cũng là hội gia tử, sao biết võ công hóa kính đỉnh phong tu vi? nhưng hắn lại không chút nào nhìn ra La Quân lại là cao thủ. Cái này thì chỉ có thể nói rõ, thiếu niên này tu vi cao hơn. Mạc Niên Hoa nhạt lạnh nói ra, người đúng là để cho ta ngoài ý muốn, nghĩ không ra các người bên này, còn có người dạng này cao thủ tồn tại. Khó trách có lực lượng đến cùng ta Mạc ra đàm phán. La Quân nói ra, ta cũng không muốn cùng các người Mạc ra nói nhảm, sự kiện này, vốn là ta chỉ tính toán để cho các người bồi cái 20 triệu tính toán nhưng là đã ngươi như thế ngông cuồng, vậy thì tốt, các ngươi mạc ra thì bồi 100 triệu đi ra. Bồi không ra, cũng không cần chặt, ta thì đem bọn ngươi mạc ra mấy cái lão đại toàn bộ đều cho giết. Ngươi tốt cuồng khẩu khí, mạc nhiên hoa trong mắt lóe lên hàn quang, nói, ngươi cho rằng ngươi là quân thần Trần Lăng. Vẫn là thủ lĩnh độn thiên. Là quân nói ra, ta không phải Trần Lăng, cũng không phải độn thiên. Nhưng là đối phó các ngươi nho nhỏ mạc ra, dư xài. Còn có, Mạc Niên Hoa, người thật lớn mật, lại dám ở bên trong địa động dùng dạng này cấm thương. Người thật sự cho rằng, các người đều có thể một tay che trời. Ta theo không ít quan lớn đều có tốt đẹp quan hệ cá nhân, nếu là ta đem việc này đâm đi lên. Ta ngược lại muốn xem xem, các người có phải hay không so kiều tứ ra còn muốn lợi hại hơn. Mạc Niên Hoa trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hắn tiếp lấy rét lạnh nói ra, ta chỉ sợ ngươi hôm nay còn sống đi không ra chiếc thuyền này. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra là cái này mấy cái cho ngươi lực lượng. Hắn nói xong thân ảnh lóe lên. Một giây sau, La Quân đã đến cái kia bốn tên người áo đen trước mặt. La Quân một chiêu lão nông dân cắt cỏ, tay vừa kéo, trong nháy mắt liền đem bốn cây chép tới trong tay. Một giây sau, hắn đem hai tay vặn một cái, liền đem vặn thành một đoàn thiết bánh quai trèo. Sau đó, La Quân đem cái này đoàn đồng nát sắt vụn vứt qua một bên gia hỏa này, vẫn là người A, à, mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời đưa ra một ý nghĩ như vậy tới. Đạo ca cùng tấm lạc đám người kia, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Đồng đại vĩ ngốc, đồng giai văn cũng là ngơ ngác. Nàng cũng không nghĩ tới la quân mãnh liệt đến nước này. La quân cũng không có quá lớn lo lắng, hắn cho tới bây giờ không có che giấu đi chính mình biết công phu chuyện này. Tận lực giấu giếm, ngược lại sẽ để trùng tộc người sinh nghi, hắn vũ lực giá trị biểu hiện càng mạnh mẽ, liền sẽ càng để trùng tộc người kiêng kỵ. Mà lúc trước bắt hán vũ đế lúc, là quân là trang phục thành Lâm Dương. Lần này chỉ cần để Lâm Dương tại Yến Kinh xuất hiện, như vậy trùng tộc chú ý lực liền sẽ đến Lâm Dương trên thân. Và lại... Là quân hiện tại cũng có tự tin có thể bảo vệ được người bên cạnh. Nếu như trùng tộc dám tùy tiện xuất thủ, hắn hội tìm hiểu nguồn gốc, nhìn có thể hay không tìm ra trùng hoàng tới. La quân tự tin đã giống như tại mãng hoang cảnh lúc một dạng, hắn chẳng sợ hãi. Cho nên vào thời khắc này, đối mặt mạc niên hoa, hắn cũng làm không được ẩn nhẫn. Không phải sẽ không ẩn nhẫn, nếu là ở một đời kia lúc, đối mặt tinh chủ, mà đế những cao thủ kia, hắn đồng dạng biết ẩn nhẫn. Mà ở chỗ này, hắn có trưởng khống lòng tin. Mặt khác, là quân cũng biết, mình không thể cùng Linh Nhi biểu hiện quá thân mật. Cái này một mối liên hệ, nhất định muốn khống chế lại có thể nói la quân bây giờ duy nhất huy cũng là tư đồ linh nhi cùng phụ mẫu cùng phụ mẫu quan hệ là không có cách nào che giấu nhưng linh nhi cái tầng quan hệ này có thể che giấu đi la quân đối mặt mạc niên hoa mạc niên hoa đột nhiên giơ tay lên trong tay hắn hai khỏa thiết đản tựa như lưu tinh cản nguyệt một dạng bắn giết hướng la quân la quân duỗi tay ra liền đem cái này hai khỏa thiết đản nắm trong tay mạc niên hoa ngươi là đang tìm cái chết la quân lạnh lùng nói ra Đồng thời, hắn nắm thiết đản trong tay đột nhiên chảy ra dịch thể một vật. Nắm thiết thành bùn, cái kia đạo ca bên người tấm lạc không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Mạc nhiên hoa sắc mặt cũng thay đổi. Sau đó, là quần bàn tay mở ra, bàn tay kia trắng noãn như ngọc, lại là không có cái gì. Mạc nhiên hoa, trở về thật tốt cùng nhà các ngươi lão gia tử nói một chút, nhìn xem một cái có thể nắm thiết thành bùn người, có phải hay không các ngươi mạc gia có thể đắc tội. La quân nói ra, sau đó, hắn quay người nói ra, chúng ta đi. Đồng đại vĩ cùng đồng giai văn lập tức đứng dậy. Đạo ca mấy người cũng cùng theo một lúc đi. Giữa trưa ngày thứ hai, là quân đang ở nhà bên trong tự mình làm cơm ăn. Bởi vì lão mụ đi làm, lão ba hiện tại cũng rất bận bịu hắn thì tự cung tự cấp. Dù sao cũng không có chuyện gì, đúng vào lúc này, đồng giai văn gọi điện thoại tới. Trong điện thoại đồng giai văn rất lợi hại hưng phấn, nói ra, là quân, mạc ra bên kia thật đáp ứng bồi thường chúng ta 100 triệu. La quân lộ ra rất bình thản, cái này vốn là trong dự liệu sự tình. Đồng thời, La quân nói ra, đoán chừng hai ngày nữa, kia là cái gì đạo ca cũng sẽ lui trả lại cho các người đứng yên kim. Về sau lại không dám gây phiền phức cho các ngươi, hắn hẳn phải biết, mạc ra không dám đắc tội người, hắn càng không có tư cách đắc tội. Rất đa tạ ngươi, La quân. Đồng Giai Văn nhịn không được nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, khách khí cái gì? Đồng Giai Văn nói ra, chờ tiền đến, chúng ta sẽ đem cái kia 30 triệu trả lại cho ngươi. Còn lại, còn nhiều cho ngươi 50 triệu, đây là ngươi nên được. Là Quân nói ra, trả lại cho ta tiền vốn liền có thể, hắn ta không muốn. Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu còn nói tiền, cái kia còn tính là bằng hữu sao? Vậy cũng không được, Đồng Giai Văn nói ra, liền xem như bằng hữu, cũng không có ta bên này đem chỗ có chỗ tốt đều một người chiếm đạo lý A. La Quân nói ra, thật không cần, tiền với ta mà nói, bất quá là số lượng chữ mà thôi. Người nếu là thật có trái tim, liền chờ sự tình giải quyết, mang ta cùng Linh San còn có Linh Nhi, Triệu Anh Tuấn đi thật tốt du lịch một chuyến đi. Phí dụng người toàn bao. Cái kia đều không là vấn đề. Đồng Giai Văn nói ra, nếu không, ta đưa ngươi một ngôi biệt thự đi. Có thể tuyệt đối đừng. La Quân nói ra, Cha ta đối chuyện của ta cũng biết không có như vậy kỹ càng, người muốn là đưa ta một ngôi biệt thự, hội đem bọn hắn dọa sợ. Lại nói chúng ta đã mua phòng ở mới, cũng là còn chưa giao phòng mà thôi. Đồng giai văn sau cùng đành phải hậm hực tắt điện thoại. Một ngày về sau, La Quân lặng lẽ tiến về Yến Kinh. Đồng thời giả trang thành La Quân người đến La Quân trong nhà. Điểm này, Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp là biết. Trần Lăng thông qua khí, cho nên Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp cũng liền phối hợp tới biểu diễn tốt trận này bộ phim. La Quân tại sau mấy tiếng lặng yên đến Yến Kinh, quốc an thành viên lái xe đi tiếp La Quân. Trong xe La Quân lại hóa trang thành Lâm Dương. Như thế về sau, La Quân mới chính thức cùng Trầm Mặc Nùng gặp mặt. Bởi vì La Quân thân phận giả trang, cho nên hắn cũng không có khả năng đi nhà đại bá bên trong cùng Trần Diệu Giai các nàng gặp mặt trầm mặc nùng lái một chiếc xe jeep nhà binh xe tiếp la quân sau đó la quân lên xe đã lâu không gặp la quân sau khi lên xe cười một tiếng trầm mặc nùng nhìn nhiều la quân liếc một chút nàng không nói gì sau đó nổ máy xe hiện tại chúng ta muốn đi đâu la quân hỏi trầm mặc nùng nói ra tại yến kinh khu thứ bốn bên trong có chúng ta nước bảo an một cái phân bộ hiện tại ta mang ngươi tới một hồi đại bá của ngươi còn có phụ thân ta đều muốn tới gặp ngươi Đêm nay chúng ta có cái hành động cần ngươi tham dự." La Quân nói ra, a, à, Trầm Mặc nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi một năm nay vẫn còn là qua rất lợi hại hài lòng. La Quân cười cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng hâm mộ? Trầm Mặc nùng nói ra, hâm mộ ngược lại chưa nói tới, chỉ là ta một mực rất kỳ quái, đến cùng đầu ngươi là thế nào hình thành. Về sau ta nghiên cứu ngươi kinh lịch cùng cuộc đời, phát hiện ngươi từ nhỏ đến lớn đều được cho thường thường không có gì lạ. Vì sao lại đột nhiên lợi hại như vậy? La Quân Lai Lịch là thuộc về cao độ bí mật, bí mật đến chỉ có La Quân cùng Trần Lăng biết. Đương nhiên, Trần Lăng có lẽ cùng Vô Vi đại sư nói qua. Nhưng Vô Vi đại sư cũng sẽ không ngoại truyền. Mà duy nhất còn có thể biết bí mật này người, chính là Trùng Hoàng. Trùng Hoàng là bị phong ấn ở cái này bình hành thế giới người, hắn đã hiểu rõ thiên đạo quy tắc, cũng liền có khả năng dự đoán được thiên đạo sẽ an bài người đến tiêu diệt hắn nhưng là tình huống cụ thể trùng hoàng khẳng định là không biết một năm trước trùng hoàng vốn là đã bố trí không sai biệt lắm cũng chính là cái này thời điểm trùng hoàng kế hoạch đột nhiên bị toàn bộ đánh vỡ hoa hạ quân thần trần lăng lấy lôi đình quét huyệt tư thái đem trùng hoàng thế lực trùng kích đến còn thừa không có mấy cái này thực đã để trùng hoàng đối trần lăng vô cùng kiêng kỵ thậm chí cao độ hoài nghi trần lăng là thiên đạo phái tới nhân tuyển trùng hoàng trong năm ấy Mấy lần muốn đối Trần Lăng ra tay, nhưng đều bị Trần Lăng trọng thương. Một năm nay, Trần Lăng liên hợp tình báo các nước nhân viên, toàn bộ đều là nhằm vào trùng tộc mà bố trí xuống thiên la địa võng. Cho nên một năm nay, trùng tộc hành động cũng có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, không dám có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Trần Lăng cũng có thể đem la quân rất nhiều dấu vết biến mất. Thường xuyên là trùng tộc còn chưa bắt đầu điều tra cùng hành động, Trần Lăng bên này liền đã trước chiêu đến cửa đi. Trùng Hoàng hoài nghi Trần Lăng là hắn khắc tinh, nhưng cùng lúc cũng nhiều lưu một cái tâm nhãn. Bởi vì Trùng Hoàng cảm thấy, một năm trước Hoa Hạ chính phủ đại quét sạch thời gian phát sinh có chút đột nhiên. Trần Lăng là sớm liền lên làm quân thần, làm sao đột nhiên liền hành động? Cơ hội là cái gì? Tiền đề cơ hội là bọn họ đối Trần Lăng ra tay, nhưng cái này tựa hồ cũng không quá đầy đủ. Mà lại, cái kia Lâm Dương biểu hiện cũng quá kinh tài tuyệt diễm. Cho nên Trung Hoàng cũng trong bóng tối điều tra Lâm Dương, nhưng là một mực lại không có cái gì tiến triển. Khu thứ bốn thủ vệ cực xâm nghiêm, người không có phận sự, căn bản không thể tới gần. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tiến vào khu thứ bốn về sau, đón lấy, Trầm Mặc Nùng đem La Quân đưa đến một ngôi nhà bên trong. Nhà kia bên trong tu giản dị, có điều nên có cũng đều có. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, người trước tiên có thể đi tắm, bữa trưa đã chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng một hồi sẽ qua đại bá của ngươi còn có cha ta liền nên tới la quân nói ra tốt lúc này trầm mặc nùng là mặc lấy một thân quân phục có chút tư thế hiên ngang la quân nhịn không được cười lên một tiếng nói ra ta lần thứ nhất gặp ngươi mặc quân trang còn thật xinh đẹp đây trầm mặc nùng nao nao nói ra cùng một chỗ ngươi cũng liền gặp qua hai ta lần đây la quân tâm lý một cái lộp bột, nghĩ thầm chính mình vẫn là kém chút nói nhầm còn tốt cũng không có gì quá lớn sơ hở, cười một tiếng, nói, ta đi tắm trước. Sau khi tắm, La Quân cũng thay đổi một thân quân phục. La Quân mặc vào quân phục về sau, cảm giác trong lúc vô hình đều có loại trang nghiêm cùng thần thánh. Tuy nhiên hắn không là quân nhân, nhưng hắn không thể nghi ngờ là có một khỏa lòng yêu nước. Mà La Quân chỗ lấy muốn mặc quân trang, cũng là bởi vì đêm nay hắn muốn lấy quân nhân thân phận đi hành động. Đây là Trần Lăng đặc biệt vì La Quân an bài, Bữa trưa không tính phong phú, cũng là một cái bàn ăn, trong bàn ăn có món mặn có món chay, cũng có canh. Trầm mặc nùng cũng chưa ăn cơm, nàng và La Quân cùng một chỗ ngay tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống ăn cơm. Người vốn là thân phận, chúng ta cũng đã làm một chút cải biến. Đổi thành ngươi có lẽ là trước đó bị một phân du tứ phương đạo sĩ huấn luyện qua, cho nên ngươi thân thủ đều là có giải thích. Các ngươi một nhà cùng đại bá của ngươi quan hệ cũng bị ẩn tàng ở, bình thường người không tra được dù cho điều tra ra, cũng sẽ cảm thấy giữa các người thân tình rất đạm mạc. Tăng thêm những năm gần đây, phụ thân người cự tuyệt đại bá của ngươi bất kỳ trợ giúp nào, cho nên cái này cũng sẽ có vẻ rất lợi hại có sức thuyết phục. trầm mặc nùng nói tiếp, người phần tài liệu này, là cho trùng tộc nhìn. Mặt khác, chúng ta đem Lâm Dương thân phận trọng điểm chế tạo, mà lại đủ loại dấu hiệu, đều hữu ý vô ý tại nói cho trùng tộc, Lâm Dương mới là đại địch, mới là một cái thiên tài chân chính nhân vật. Lần này, chúng ta muốn người đem trùng tộc tất cả chú ý lực đều phóng tới lâm dương trên thân tới la quân gật gật đầu nói ra tốt ta minh bạch trầm mặc nùng nói ra đây hết thảy đều là người đại bá ý tứ thực ta cùng cha ta là muốn thật đưa người chiêu tiến quốc an tới người tại quốc an phát triển có chúng ta trợ giúp còn có người đại bá trợ giúp tăng thêm người tự thân năng lực tương lai người thành tựu chưa hẳn liền sẽ lớn hơn người bá kém la quân cười ha ha nói ra, nhưng ta đối với mấy cái này cũng không hứng thú lắm. Trầm Mặc Nùng nói ra, có lẽ đi, việc này đại bá của ngươi cũng không đồng ý, cho nên chúng ta cũng không có cách nào. La Quân nói ra, chẳng qua nếu như các ngươi cần ta trợ giúp, ta hội nghĩa vô phản cố. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, ừm, ta minh bạch. Đây cũng là ta cùng cha ta không có đi cưỡng cầu nguyên nhân. Ăn rồi bữa trưa sau không bao lâu, là quân đại bá Trần Lăng còn có Trầm Mặc nùng phụ thân Trầm Kinh Lược đến đây. Hai người này cũng là một thân quân phục. Quân phục tại thân, tổng cho người ta một loại trang nghiêm thần thánh cảm giác. Trầm Kinh Lược hơn 40 tuổi, hắn mặc vào quân phục, uy nghiêm đã đến. Mà Trần Lăng lại là cho người ta một loại lợi kiếm phong mang cảm giác. Vệ quốc quân thần, đây chính là Trần Lăng khí thế. Quân thần tồn tại, trấn nhiếp thế gian kẻ xấu. Bây giờ Hoa Hạ chỉ cần nhắc lên quân thần hai chữ liền sẽ cảm giác đỉnh đầu treo đa mơ cổ khắc chi kiếm trầm kinh lược cùng trần lăng sau khi đi vào là quân cùng trầm mặc nùng lập tức đứng lên trầm mặc nùng được cái quân lễ nói trầm cục tốt chào thủ trưởng trầm cục tự nhiên người nào trầm kinh lược đó là trầm mặc nùng cấp trên mà trần lăng thì tương đương với là trầm mặc nùng thủ trưởng trầm kinh lược khẽ gật đầu trần lăng lại là cười một tiếng nói ra mặc nùng càng phát ra xinh đẹp khí khái hào hùng, tiểu cô nương không tệ, ta nhìn cùng ta cái này cháu trai rất xứng đôi. Tuy nhiên cháu ta tiểu mặc nồng một chút, nhưng tiểu dương cũng là rất lợi hại thành thục, phối cùng một chỗ, không có vấn đề gì. Lão trầm, người cứ nói đi. Trầm mặc nùng nhất thời mặt đều đỏ thấu, nói, thủ trưởng, ngài. Là quân cũng có chút xấu hổ, đại bá làm sao còn có cái này yêu làm mai mối thói quen đây. Trầm kinh lược thì là mặt mo đỏ ửng, nói ra người cái tên này cái kia có ngay trước hải tử mặt nói những thứ này trần lăng cười ha ha một tiếng nói ra cái này có cái gì không thể nói được trai tài gái sắc rất tốt ra à. tiểu dương nếu không phải cháu ta ta không nỡ phải đem hắn nói cho các ngươi nhà mặc nùng đây thủ trưởng trầm mặc nùng đều có chút muốn không sống được trầm kinh lược vội ho một tiếng nói ra lão trần người cái tên này cũng quá vương bà bán dưa a à loại sự tình này đều là bọn nhỏ chính mình duyên phận chúng ta quản cái này làm cái gì bọn họ nếu là thật có thể tiến tới cùng nhau chẳng lẽ ta còn có thể phản đối sao trần lăng cười ha ha nói ra tốt 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 không nói cái này nói thêm gì đi nữa mặc nùng đều muốn xấu hổ đi trầm kinh lược ánh mắt cũng liền dừng lại đến la quân trên thân la quân liền nói ra trầm thúc thúc ngài tốt trầm kinh lược mỉm cười nói ra đại bá của ngươi mỗi lần nhấc lên ngươi đến thì khen không ngừng nhà chúng ta mặc nùng nói về ngươi lúc cũng khen không dứt miệng hôm nay ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi tiểu ra hỏa này ngươi tốt hắn nói cũng đưa tay ra tới la quân lập tức đưa tay đồng thời thân thể kho người xuống cái này chi tiết nhỏ không thể nghi ngờ là để trầm kinh lược rất là khen ngợi la quân vốn là đơn thuần nắm tay lại không nghĩ rằng trầm kinh lược lại là đang thử thăm dò hắn thân thủ trầm kinh lược tu vi cũng là sâu dày vô cùng, hóa thần trung kỳ. Tuyệt đối quốc an đại tướng. Hắn hiệp trợ Trần Lăng, thế nhưng là đem cái này hoa hạ thủ hộ đến còn như thùng sắt. Lúc này, trầm kinh lược hơi hơi phát lực. La quân lập tức cảm nhận được trầm kinh lược lực đạo, hắn mỉm cười, lại không dễ dụa. Cha, trầm mặc nùng thấy thế nhịn không được lên tiếng. Nàng trước đó hô trầm cục, lúc này lại là có chút quan tâm sẽ bị loạn tuy nhiên nàng biết là quân tu vi rất không tệ nhưng dù sao hẳn là kém xa tít tắp cha mình trần lăng thấy thế lại là cười một tiếng không nói không rằng la quân thủy trung nhàn nhạt trầm kinh lược lại là có chút giật mình trong tay hắn dần dần tăng sức mạnh nhưng từ đầu đến cuối la quân đều sắc mặt như thường trầm kinh lược nhất thời có loại sức mạnh như châu đất xuống biển cảm giác sau một hồi khá lâu trầm kinh lược đã thi triển ra toàn bộ lực lượng Khả La Quân vẫn là sắc mặt như thường. Trầm kinh lược sắc mặt đại biến, hắn buông ra La Quân, nhịn không được hướng Trần Lăng nói ra, cái này sao có thể, người cái này cháu trai ta cha, mới 16 tuổi a, Làm sao tu vi có thể đến nước này, cái này quá bất khả tư nghị. Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, lão Trầm A, từ xưa anh hùng suốt thiếu niên, người lão Á. Hắn sau đó liền nói, đi đi đi, chúng ta bên trong đi nói chuyện một đoàn người liền đến buồng trong trầm mặc nùng lập tức đóng cửa lại cũng kéo lên màn cửa đồng thời trầm mặc nùng còn dùng máy dò xét trong phòng kiểm tra một phen la quân nhịn không được nói ra nơi này là khu thứ bốn để phòng xâm nghiêm chẳng lẽ còn khả năng bị nghe trộm sao trầm kinh lược mỉm cười nói ra trên lý luận tới nói là tuyệt không có khả năng nhưng cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền chúng ta nhiều cẩn thận một chút luôn luôn không có chỗ xấu. La Quân nói ra, trầm thúc thúc, ngài nói có đạo lý. Chờ trầm mặc nùng hết thảy loại bỏ hoàn tất, xác định không có vấn đề về sau, mọi người vừa rồi vào chỗ. La Quân thành thành thật thật ngồi tại Trần Lăng dưới tay. Đối với Trần Lăng, mặc kệ là một đời kia vẫn là một thế này, La Quân đều là vĩnh viễn tôn kính vô cùng. Trần Lăng trước sông La Quân cười một tiếng, nói ra, người tiểu gia hỏa này, giống như lại tại Đông Giang bên kia gặp rắc rối đúng hay không? La Quân liền biết đại bá là chỉ đồng đại vĩ cùng mặc ra sự tình. Hắn gật gật đầu, cũng có chút xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, đại bá. Vì kia đồng đại vĩ tiên sinh nữ nhi là lão sư ta, cũng đã giúp ta rất nhiều bận bịu. Cho nên nàng nhà gặp được phiền phức, ta chỉ có xuất thủ giúp đỡ. Người đứa nhỏ này, vẫn là quá mức xuất sắc, ta bên này vẫn luôn tại tận lực giúp người ẩn tàng phong mang, sợ là gây nên trùng tộc chú ý. Nhưng ngươi mỗi lần đều lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Trần Lăng thở dài, hắn còn nói thêm, có điều đại bá cũng minh bạch, lấy người trước mắt tu vi, muốn người đối những tiểu lâu la đó đi ẩn nhẫn, thật là không quá sự thật. Người cũng không cần lo lắng, những thứ này cái đuôi, đại bá đều sẽ cho ngươi xử lý tốt. Nhưng là lần sau, tận lực vẫn là muốn dùng mịt mờ một chút phương thức đi giải quyết vấn đề. Biết, đại bá, La Quân nói ra, Trần Lăng gật gật đầu, hắn sau đó liền nói ra, chúng ta vẫn là bắt đầu nói chính để đi. Trầm Kinh Lược gật gật đầu, nói, ừm, um, chuyện này, mặc nùng cũng không phải quá rõ ràng, ta liền đến nói với các ngươi phía trên nói chuyện. 20.170.321.14.03.11 La Quân nghiêm túc nghe. Trầm Kinh Lược nói ra, một năm qua này, trùng tộc vẫn là có không ít hành động. Bọn họ ý đồ khuếch trương chính mình thế lực, nhưng là theo chúng ta cùng Liên Hợp Quốc cùng một chỗ đạt thành chung nhận thức. Phải nói, chúng ta cả nhân loại, có rất ít như thế nhất trí đối ngoại thời điểm. Liên nước, nước Anh những quốc gia này cũng đều cao độ hợp tác. Chúng ta cũng trợ giúp một chút tiểu quốc gia tiến hành loại này quét sạch hoạt động, cho nên trùng tộc phạm vi hoạt động bị tiến một bước áp xúc Hắn đón đến, nói ra, trùng tộc có 12 đế, một năm qua này, chúng ta đã diệt sát bên trong Napoleon đại đế, còn có Hitler đại đế, cùng Alexandro cái này khiến chủng tộc hành động càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Đây là đại phương hướng, tại vaccine phòng bệnh phương diện, chúng ta toàn diện thông dụng. Đối phát hiện có bị khống chế lại người, cũng nhanh chóng tiến hành. Ân, nhân đạo hủy diệt, đương nhiên, người này nói hủy diệt chính là cao độ bí mật, tại cái này bên trong nói ra, cũng đều không phải là ngoại nhân. Trần Lăng nói ra, có một số việc, là không có cách nào nhân từ. Chỉ cần là vì đại cục, một chút nho nhỏ hy sinh át không thể thiếu. La quân gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy làm như vậy thì rất lợi hại tàn nhẫn. Đây là không có cách nào sự tình. Trầm kinh lược tiếp tục nói, thú vị là, một năm nay, đã từng bị tiểu dương ngươi vũ nhục qua hán vũ đế, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi tung tích. Hắn là cái rất lợi hại giảo hoạt người, một năm nay động tác rất lợi hại bí ẩn. Nhưng là lần này, chúng ta vẫn là cha tìm đến hắn tung tích la quân cười một tiếng nói ra đã hắn đang khổ cực tìm ta không thể nói được ta còn muốn lại đi vũ nhục hắn một lần trầm kinh lược cười ha ha một tiếng trần lăng nói ra đêm nay hành động chính là muốn đột kích vị này hán vũ đế la quân nói ra trước mắt vị này hán vũ đế cất ở nơi nào trầm kinh lược nói ra tại ở gần thái lan một cái hòn đảo không người bên trong ở bên trong là bọn họ một cái căn cứ la quân nói ra cái kia trầm thúc thúc, bên trong tình huống thăm dò rõ ràng sao. Trầm kinh lược nói ra, hán vũ đế rất lợi hại tỉnh táo, chúng ta người không có tới gần. Là quân muốn nhiều một chút, hắn nói ra, có phải hay không là cái cái bẫy. Dù sao một năm nay, chúng ta đã đem trùng tộc chèn ép rất là chật vật. Bọn họ hội sẽ không muốn đánh cái khắc phục khó khăn, dụ địch xâm nhập. Trầm kinh lược hơi kinh hãi, hắn nói ra, chúng ta hành động rất lợi hại bí ẩn, Bọn họ cần phải phát hiện không a. À. Không có đạo lý sẽ còn vải hạ bẫy dập a. À. Trần Lăng nói ra, ta nhìn Tiểu Dương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, chúng ta một năm qua này quá thuận, cũng không muốn ở thời điểm này đến lật cái ngã nhào. Nếu như là âm mưu, bọn họ lần này mục đích là. Trầm Kinh Lược nói ra. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, nếu như đây là âm mưu, như vậy bọn họ mục đích thì rất đơn giản, cái kia chính là nhằm vào Trần Thúc Thúc tới. Trần Thúc Thúc ngài là diệt sát trùng tộc tổng cương nhân vật. Ngài tại một ngày, bọn họ thì không có cách nào thở dốc. Nếu như Trần Thúc Thúc bị bọn họ bắt, hoặc là giết, bọn họ liền có thể đạt được thở dốc cơ hội, thậm chí khả năng đông sơn tái khởi. Trần Lăng sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy lên, thật đúng là không phải là không có khả năng này. Muốn tiêu diệt đại bá ta, chỉ sợ bọn họ đến đem cao thủ toàn bộ phái ra. Dù sao, đại bá thực lực bày ở chỗ này, gặp nạn mà người sớm giác ngộ, bình thường cao thủ là dụ sát không đến đại bá." La Quân bổ sung nói ra. "Chẳng lẽ lần này trùng hoàng muốn đích thân xuất thủ, hoặc là nói, hắn bát đại đế cũng đều tại cái kia bên trong hòn đảo nhỏ?" Trầm Kinh Lược thất sắc nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nếu thật sự là như thế, vậy thật là thì khó làm. Nếu như chúng ta liên hợp Thái Lan quân đội, tiến hành mìn kiểu oanh tạc" Nhưng là cứ như vậy, bọn họ nhất định có thể phát giác được nguy hiểm, từ đó đi đầu đào tẩu." La Quân nói ra, biện pháp duy nhất chính là chúng ta cũng mai phục đồng dạng cao thủ." Trầm Mặc Nùng nói ra, thế nhưng là, cao như vậy tay, chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy?" Trần Lăng làm theo nói ra, chúng ta vẫn là muốn làm tốt lớn nhất toàn chuẩn bị cùng xấu nhất dự định. Lần này Tiểu Dương thật là nhắc nhở chúng ta một chút, không phải vậy lời nói, nếu thật là trùng hoàng tụ tập tất cả cao thủ chúng ta lần này hiển nhiên phải bị thua thiệt. Lúc này, mặc kệ cái kia trong đảo có phải là thật hay không tụ tập tất cả cao thủ, vẫn là chỉ có hán vũ đế ở bên trong. Ta cảm thấy chúng ta đều có cần phải đến một lần nữa bố trí một dưới hành động. Trầm kinh lược nhìn về phía Trần Lăng, nói ra, lão Trần, người ý là. Trần Lăng nói ra, đầu tiên, mượn dùng quân đội cao thủ, còn có hướng đại lãnh đạo xin, lại phân phối một chút đặc thù cao thủ tới. Mặt khác, Ta muốn liên lạc với sư phụ ta, còn có Độn Thiên thủ lĩnh. Chúng ta những người này đồng loạt ra tay, cho dù là trùng hoàng tồn tại, vậy cũng muốn đem tiêu diệt. Nói cách khác, lần này nếu như chỉ là Hán Vũ Đế tại, vậy liền a. À. Nếu như trùng hoàng thật thiết lập mưu kế, toàn bộ đều ở nơi đó. Chúng ta thì vừa vặn đến cái một mẻ hốt gọn. Trầm Kinh Lược cùng Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. La Quân nói ra, hành động nhất định muốn nhanh, muốn kín không kẽ hở trần lăng nói ra không sai việc này không nên chậm trễ lão trầm chúng ta chia ra hành động trầm kinh lược gật đầu nói ra tốt không có vấn đề rất nhanh trầm kinh lược cùng trần lăng thì rời đi la quân cùng trầm mặc nùng thì lưu trong phòng trầm mặc nùng hỏi la quân người thật cảm thấy lần này trùng hoàng tụ tập tất cả lực lượng tại hòn đảo nhỏ kia phía trên la quân nói ra ta cũng không có cảm thấy như vậy chỉ là có lẽ có khả năng này Trầm Mặc Nùng nói ra, có căn cứ sao? La Quân nói ra, không có cụ thể căn cứ, chỉ là chúng ta đối thủ trùng hoàng cũng không phải là một người đơn giản vật. Một năm nay, hắn đều đang bị chúng ta hung hăng đả kích. Không có khả năng hắn vẫn luôn không muốn phản kích a. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng thế, có chút đạo lý. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu là không có đạo lý, đại bá ta cùng phụ thân ngươi cũng sẽ không như thế coi trọng. Đại bá ta quan điểm là đúng. Nếu như ở trong đó chỉ có Hán Vũ Đế, không sao cả. Chúng ta vốn chính là định bắt Hán Vũ Đế, cũng không mất mát gì. Nhưng nếu là ở trong đó thật sự là tụ tập trùng hoàn toàn bộ lực lượng, chúng ta không định tốt, tùy tiện đi vào, cái này cái té ngã, chúng ta có thể cắm không nổi a. À. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, người tâm tư xác thực rất là kín đáo. Chúng ta thế mà vẫn luôn không có nghĩ tới chỗ này. La Quân cười cười nói ra cũng không tính là ta thông minh có một số việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường đúng trầm mặc nùng nghĩ đến cái gì nói ra người bây giờ tu vi đến mức nào la quân vội ho một tiếng nói ra cái này khó mà nói có cái gì khó mà nói trầm mặc nùng nói ra ta thử một chút ngươi cơ sở nàng nói xong đột nhiên thì hướng la quân xuất thủ trầm mặc nùng thi triển ra ưng trảo thủ như thiểm điện hướng la quân cái cổ chộp tới nàng lần này ưng trào thủ chính tông vô cùng xuất thủ như gió mang theo một cỗ sắc bén ý vị thật sự giống như là một đầu cự ưng đập xuống đến sắc bén cự trào lập tức liền muốn cắt đứt la quân cổ la quân cũng không nghĩ nhiều đột nhiên cổ co rụt lại rùa đen rụt đầu cái kia một cái chớp mắt trầm mặc nùng lập tức liền bắt cái không la quân đầu tựa như là hư không tiêu thất quả thực so rùa đen rụt đầu còn muốn nhạy bén la quân tu vi đến nước này bất luận cái gì phổ thông chiêu thức ở trên người hắn đều có quỷ phủ thần công hiệu dụng. Đồng thời, là quân nhất trưởng đẩy ra. Cũng là đẩy trưởng, thuộc về bát quái trưởng bên trong một chiêu. Khí lưu nhấp nhô, cái kia một cái chớp mắt, nếu như dùng kính hiển vi đến xem, chính là la quân nhất trưởng đem chung quanh khí lưu toàn bộ đẩy ra. Đồng thời, tất cả trưởng lực tụ vào một điểm. Trầm mặc nùng cảm ứng được nguy cơ, cấp tốc lui lại. Nàng cái này vừa lui, vô thành vô tức, mau lẹ vô cùng. Lại đến, trầm mặc nùng nói ra. La quân cười nhạt một tiếng, nói ra, người đã thua. Ừm, trầm mặc nùng không hiểu. La quân nói ra, nhìn quần áo ngươi lên đi. Trầm mặc nùng lập tức cúi đầu, liền gặp bụng mình trước trên quần áo không biết khi nào, thế mà in lên la quân thủ trưởng ấn. Cái này, làm sao có thể, ta rõ ràng tránh đi ngươi một trưởng này. Trầm mặc nùng không khỏi hoảng sợ. La quân cười một tiếng, nói ra, võ thuật đến thượng thừa cảnh giới, lăng không đánh một tấc. Thì theo trưởng như gió, người nhất trưởng vung ra, có thể đem ngọn nến ánh nến dập tắt. Mà ta một trưởng này, nội khí bừng bừng phấn chấn, giống như đại bác phun ra nuốt vào. Nếu là ta có chủ tâm thương tổn ngươi, vừa mới liền đem ngũ tạng lục phủ ngươi chấn thương. Trầm mặc nùng không khỏi sợ hãi thán phục, nói, ngươi tu vi, chỉ sợ đã không tại phụ thân ta phía dưới. Vô thành vô tức, quỷ mị thần công, Cùng ngươi giao thủ, hoàn toàn là khó lòng phòng bị." La Quân cười cười, nói ra, "Ngươi cũng không cần nản chí, ngươi tăng lên không gian còn có rất lớn." Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, "Rõ ràng ngươi so với ta muốn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng ở trước mặt ngươi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thấp ngươi một đầu." La Quân nói ra, "Vậy cũng không có gì kỳ quái, sự tình gì đều là người thành đạt phi tôn. Luận võ công, so tài phú, so lịch duyệt, so trí tuệ, những vật này đều không phải là lấy tuổi tác lớn nhỏ đến phân chia. Mà lại, chúng ta là ngang hàng luận giao, phía dưới mấy tuổi, lớn hơn vài tuổi, quan hệ không lớn. Trầm mặc nùng nói ra, giống như người nhân tài, nếu như đến chúng ta quốc an bên trong, đó là quốc gia may mắn. La Quân nói ra, ta hiện tại giống nhau là đang vì nước nhà làm việc, không nhất định phải đợi tại quốc an bên trong. Thì theo võ đạo một dạng, bất tất câu nệ tại bất luận cái gì hình thức cùng chiêu số. Trầm Mặc Nùng nói ra, có đạo lý. Trong đầu của nàng bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trước đó Trần Thúc Thúc nói, để La Quân cùng hắn tương lai kết hôn. Tựa hồ, vậy cũng cũng không tính là một kiện hỏng bét sự tình. Trầm Mặc Nùng thầm nghĩ, nàng muốn đến nơi này, khuôn mặt lại thì không tự giác đỏ. Dạng sáng linh điểm thời gian. Trầm Kinh Lược một cái điện thoại gọi tới, là gọi cho Trầm Mặc Nùng, xuất phát, lập tức đến trên bãi tập tập hợp trầm mặc nùng nói ra vâng trầm cục trầm mặc nùng cùng la quân vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức hai người đã thay đổi trang phục sặc sỡ sau đó bọn họ ra khỏi phòng tử tiến về trên bãi tập cái kia trên bãi tập đã đặt hai khung quân cơ la quân cùng trầm mặc nùng đến về sau liền tại một tên binh lính chỉ dẫn hạ bên trong một trận quân cơ quân cơ bên trong đã ngồi trần lăng cùng trầm kinh lược hai người này cũng đều mặc là thống nhất trang phục sặc sỡ mà lại trên mặt cũng bôi một chút thuốc màu la quân cùng trầm mặc nùng vào chỗ về sau lập tức có binh lính tiến lên vì hai người bôi lên thuốc màu theo ra khỏi phòng tử một cái chớp mắt trầm mặc nùng thì nhắc nhở la quân một việc cái kia chính là từ giờ phút này bắt đầu người gọi lâm dương không chỉ là xương hô phía trên là lâm dương lịch duyệt nhận biết đều muốn thuộc về lâm dương không thể gặp trần lăng gọi đại bá hết thảy chi tiết, đều muốn phá lệ chú ý. Quân cơ rất nhanh liền cất cánh. Kế hoạch cụ thể đến cùng là như thế nào, là quân cũng không rõ ràng. Cũng không biết đại bá bên này đến phần đáy bố trí đến thế nào. Là quân cũng không nhiều hỏi, hắn biết, đã đại bá quyết định muốn hành động, vậy mình nên hoàn toàn tin nhâm đại bá. Bất quá, tại quân cơ cất cánh về sau, là quân phát hiện một chuyện. Một kiện kém chút để hắn la hoảng lên sự tình. Cái kia chính là... Vô Vi đại sư thế mà cũng tại, mà lại, Vô Vi đại sư còn mặc lấy trang phục sặc sỡ, mang theo đầu khôi, trên mặt cũng bôi mỡ màu. Trên tay còn cầm súng tự động. Vô Vi đại sư cùng các binh sĩ ngồi cùng một chỗ, hoàn toàn nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng là, Vô Vi đại sư dạng này hình tượng đối với La Quân tới nói, thật là quá điên phúc. La Quân tuy nhiên nhận ra Vô Vi đại sư, nhưng hắn cũng không có lên tiếng. Bởi vì Lâm Dương là không biết Vô Vi đại sư Lần này hành động, có thể nói là lặng yên không một tiếng động, lại nhanh chóng như lôi đình. Quân cơ ở trong trời đêm phi hành, sau cùng lại tại biển lớn trên không. Ban đêm thời điểm, trên mặt biển lên nồng vụ, nhìn xuống dưới đi, phía dưới kia cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn vũ khí tiêm vân khoe khoang kỹ xảo. Hơn 3 giờ về sau, quân cơ rốt cục tới gần một hòn đảo. Cái kia hòn đảo thuộc về nhiệt đới hòn đảo, trên hòn đảo tràn đầy rừng cây rậm rạp, cái này lúc sau đã nhanh dạng sáng 4 giờ. Bên trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, chỉ có bên trong vùng rừng rậm kia phát ra rất nhiều tiếng côn trùng kêu âm. Quân cơ tại trên rừng rậm hư không xoay quanh, mọi người lập tức trèo dây thừng mà xuống, động tác mau lẹ vô cùng. phô vi đại sư là trực tiếp nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đại khái, trèo dây thừng xuống động tác này, hắn là có chút không làm được. Là quân đều có chút hoài nghi, vô vi đại sư đến cùng có thể hay không nổ súng. Vô vi đại sư nói là nhàn vân dã hạc, đối triều đình, còn thật nhiều sự tình, hứng thú đều cũng không lớn. Nhưng cái này không có nghĩa là vô vi đại sư cũng là lạnh lùng người, hắn đồng dạng là yêu quý gia quốc, lòng dạ tử bi. Vô vi đại sư tin tưởng mình đồ đệ, cho nên lần này Trần Lăng cho mời cầu, đại sư lập tức liền nghĩa vô phản cố tới. Cả đám lặng yên rơi xuống về sau, hai không quân cơ lập tức liền bay đi. Dừng rậm mặt đất có chút ẩm ướt, bốn phía đều là đen xì. La Quân hít thở sâu một hơi, đối với dạng này hoàn cảnh, hắn quá quen thuộc. Hắn trước kia thời điểm, tại châu Phi trong rừng, mỗi lần đi vào, một đợi cũng là mấy tháng. Hành động lần này, từ Trần Lăng dẫn đội. Trần Lăng tại phía trước nhất, trong tay hắn có một khối tín hiệu bày tỏ, hắn ngồi sổ ngay tại chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Mọi người cũng liền đều đi theo phủ phục ở hậu phương chỉ cần Trần Lăng bất động, mọi người hô hấp đều liếm đi xuống. Tất cả sát ý, đều bị La Quân cùng Trần Lăng, còn có vô vi đại sư, trầm kinh lược cho Trần Áp xuống dưới. Bốn người bọn họ rất lợi hại ăn ý sắp hiện ra chàng khí tức bảo trì đến hòa hợp trạng thái. Cũng là ở đây người không nhiều, nếu là người nhiều, bốn người cũng rất khó làm đến. Ít nhất là rất khó giấu giếm nữa ở Hán Vũ đế cao như vậy tay. Đợi tiếp cận một giờ, chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc lúc này trần lăng tín hiệu bày tỏ rốt cục lấp lóe ba lần trần lăng mới đánh thủ thế hắn động một đoàn người lập tức theo ở phía sau mọi người hành động nhẹ nhàng im ắng mà lại rất nhanh trầm mặc nùng thì cùng còn lại đội viên rơi ở phía sau trầm mặc nùng nhiệm vụ lần này là đánh lén sao súng ngắm những đội viên kia cũng là phụ trách đánh lén sao súng ngắm mà đi vào chặn giết người là la quân vô vì đại sư trầm kinh lược còn có la quân một đoàn người chạy vội hơn nghìn thước, sau cùng rốt cục đi vào trước một hang núi. Cái kia cửa sơn động rất lớn, nhưng trong động đen xì một mảnh, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn tới. Tình báo biểu hiện, hán vũ đế cùng hắn thủ hạ thì núp ở bên trong. Nhưng trong này đến cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Nếu như đối phương lợi dùng cái gì đạo ra trận pháp, đem nguy hiểm che đậy kín, cái kia sẽ không hay. Vạn nhất bên trong có phía trên tấn chớp mắt, chỉ cần mọi người đi vào thì lập tức dẫn bảo, cái kia mọi người thì đều chết không có chỗ chôn Bất quá, cũng rất không có khả năng là đơn giản như thế kế sách. Loại này kế sách liền muốn tướng quân thần Trần Lăng cho xử lý, tựa hồ có chút quá ngây thơ. Và lại, cần phải cũng không có cái gì trận pháp có thể đem lên tấn thuốc nổ nguy hiểm cho che đậy kín. Trần Lăng bọn người ngay tại trước sơn động dừng lại. Đối mặt tòa này đen xì sơn động, Trần Lăng cũng hơi lúng túng một chút, nhưng vào lúc này ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh trong đêm tối hết thảy đều rất lợi hại yên tĩnh có thể nhỏ bé tiếng vang vẫn là khẽ động la quân bọn người thần kinh la quân trần lăng phô vi đại sư bọn họ tu vi đều là nghịch thiên hạng người đằng sau phải có tiểu động tác bọn họ tuyệt đối có thể cảm giác được có người tại giết bọn hắn tay bắn tỉa mà lại đã chết hai tên tay bắn tỉa không tốt trần lăng thầm kêu một tiếng đông nam tây bắc, động, trần lăng khẽ quát một tiếng, sau đó, thân hình hắn như như gió lốc lao ra. Đông nam tây bắc, chính là bốn cái phương vị. Trần lăng hướng phía đông, trầm kinh lược phía nam, phổ vi đại sư phía tây, la quân phía bắc. Phía bắc là trầm mặc nùng chỗ địa phương. La quân cũng là lo lắng, hắn sao không sợ trầm mặc nùng sẽ xảy ra chuyện. Tại một đời kia bên trong, trầm mặc nùng đã là hắn la quân nữ nhân, tuy nhiên một thế này bên trong, La Quân không có ý định cùng Trầm Mặc Nùng phát sinh hắn quan hệ. Nhưng là Trầm Mặc Nùng sinh tử tuyệt đối là La Quân để ý. La Quân thị lực điện mục sinh mang, cho dù là trong đêm tối, hắn cũng có thể đem phía trước thấy rất rõ ràng. La Quân trông thấy một cái hắc ảnh đang theo Trầm Mặc Nùng tới gần. Hết thảy phát sinh đều là điện quang thạch hỏa, Trầm Mặc Nùng phát giác được không đúng, cấp tốc chạy về phía trước. Nàng động tác rất nhanh, bóng đen kia động tác càng nhanh mắt thấy trầm mặc nùng liền bị hắc ảnh cắt nát cổ họng ngay vào lúc này la quân không chút nghĩ ngợi nổ súng trong tay hắn là súng tự động lực xuyên thấu thương nổ súng tốc độ cũng nhanh liên tiếp la quân đánh ra một con thoi viên đạn trầm mặc nùng tại cái này một cái chớp mắt đã cảm giác được tử thần tới gần nàng lần thứ nhất cảm nhận được tử thần nguyên lai khoảng cách nàng là gần như thế trầm mặc nùng không nhìn thấy người sau lưng thế nhưng người sau lưng xuất thủ chỉ là đơn giản bổ nhào về phía trước một nhấn nàng cảm thấy nàng tất cả kỹ xảo cùng lực lượng toàn bộ đều thành trống không hoàn toàn không biết nên như thế nào tránh né người kia xuất thủ lưỡi đao xuất hiện tại trầm mặc nùng cổ phía trước cũng chính là vào lúc này liên tiếp viên đạn kích xạ mà đến bóng đen kia thân thể vào tới cấp tốc tránh đi cái này một con thoi viên đạn trầm mặc nùng cũng cuối cùng từ tử thần trong tay kiếm một cái mạng trở về nàng từng ngụm từng ngụm thở dốc lên vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng bị áp bách đến đại não đều muốn thiếu oxy. Cùng lúc đó, trầm mặc nùng bóng người trước mắt lóe lên. Trầm mặc nùng ngẩng đầu nhìn lên, là quân đã đứng ở trước mặt hắn. Bóng đen kia mặc lấy toàn thân áo đen, nhưng là cái khoảng 40 tuổi nam nhân. Nam nhân này, tựa hồ cùng đêm tối rừng rậm hòa làm một thể, giống như U Linh, lại như là tử thần. Hắn là Thủy Hoàng đế, trầm mặc nùng kinh hô một tiếng, đồng thời, nàng nói ra, thủy hoàng đế tại trùng hoàng thủ hạ 12 đế bên trong, thực lực phía trước 4. La quân gật gật đầu, nói ra, ta biết. Thủy hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm la quân, tựa như là một con rắn độc để mắt tới ếch xanh. La quân bảo vệ trầm mặc nùng, hắn cầm trong tay súng trường vứt bỏ qua một bên. Loại này khoảng cách gần tác chiến, cầm súng cùng dạng này cao thủ đánh, quả thực là muốn chết. Mà lại, hắn cũng nhất định phải cận thân. Bởi vì chỉ dựa vào cái này thương, là bảo vệ không trầm mặc nùng. Đến thủy hoàng đế loại tu vi này, ở cự ly gần hắn muốn giết trầm mặc nùng, bất kỳ người nào cũng khó có thể ngăn cản. Ở cự ly gần, thủy hoàng đế có thể xưng thần linh. Người chính là chính quân một mực tìm kiếm người kia, thủy hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp mà khàn giọng. Là quân tử tốn nói, không sai, là ta. Người tu vi tiến triển rất nhanh, thủy hoàng đế nói ra, cũng không tệ lắm, La Quân nói ra. Hôm nay là người tử kỳ, Thủy Hoàng đế nói theo. La Quân cười một tiếng, nói ra, chỉ sợ người còn chưa đủ tư cách. Tăng thêm ta đây, lúc này, Hán Vũ Đế trịnh quân thanh âm bỗng nhiên sau lưng La Quân vang lên. Trịnh quân tại sau lưng 20 mét, hắn lạnh giọng nói ra, người muốn bảo vệ nữ nhân này, còn muốn ứng phó ta cùng Thủy Hoàng đế hai người. Người cho rằng người có bản lãnh này sao? liền xem như trần lăng cũng không có bản sự này la quân ánh mắt phát lạnh nói ra nói nhảm cái gì động thủ đi trầm mặc nùng khẩn trương tới cực điểm cái này chính quân cùng thủy hoàng đế cho nàng cảm giác áp bách thật tại quá mạnh la quân đột nhiên động đồng thời nói với trầm mặc nùng một chữ sông hắn mục tiêu đột nhiên thì khóa chặt thủy hoàng đế lại là hoàn toàn không để ý đằng sau chính quân la quân thân thể nhoáng một cái cấp tốc đến thủy hoàng đế trước mặt cái kia một cái chớp mắt, chỗ có khí thế bao phủ lại thủy hoàng đế. Mặt đất cũng chấn động mạnh một cái, là quân toàn thân phát động, như phong nghiêu chi lực. Hắn một chiêu tiếng sấm liên tục quyền ấn oanh sát mà ra, tựa như là lũ quét cuốn tới một dạng, ngập trời quyền lực sau cùng đều ngưng tụ thành một cái quyền đầu. To lớn áp bách lực bao phủ hướng thủy hoàng đế. Cùng lúc đó, trầm mặc nùng cũng động, trong tay nàng có súng lục, còn có súng bắn tỉa. Nàng trước dùng súng bắn tỉa tuôn ra nhất thương, tiếp lấy lấy tay thương liên tục đánh giết. Trầm Mặc Nùng cũng không phải ăn chay. Cái kia một cái chớp mắt, Thủy Hoàng đế hoảng sợ muốn tuyệt, hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thật lớn như thế nguy cơ. Sau đó hắn chỉ có né tránh, mà lại là cực chật vật né tránh, hắn lấy lại lư đả cổn chiêu thức mau né đi. Kể từ đó, một đầu lỗ hồng liền bị La Quân xé rách. Trầm Mặc Nùng minh bạch La Quân ý tứ, nàng lập tức đào tẩu. La Quân liên tục truy sát Thủy Hoàng đế cái kia trịnh quân cũng liền không lo được đuổi theo giết trầm mặc nùng. Bởi vì thủy hoàng đế đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu như trịnh quân mặc kệ thủy hoàng đế chết sống, hắn xác thực là có thể giết trầm mặc nùng. Nhưng là, cái kia thủy hoàng đế liền muốn phát nhai. Là giết một cái trầm mặc nùng trọng yếu, vẫn là cứu viện thủy hoàng đế trọng yếu, đây đối với trịnh quân tới nói. Hiển nhiên không phải cái gì rất khó làm nhiều lựa chọn, hoặc nói căn bản cũng không phải là nhiều lựa chọn. Cái này một cái chớp mắt, trầm mặc nùng, trịnh quân còn có thủy hoàng đế cũng cũng không khỏi bội phục la quân trí tuệ. Tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, chính là như vậy điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, la quân thế mà thì đem từ cục này cho phá. Vốn là, la quân muốn tại trịnh quân cùng thủy hoàng đế vây công phía dưới bảo vệ được trầm mặc nùng, cái này vốn là là chuyện không có khả năng. Audio điện tử võ tấn bền La quân chưa hẳn cũng không phải là chính quân cùng thủy hoàng đế đối thủ, nhưng muốn tại dạng này hai người cao thủ vây công phía dưới bảo hộ trầm mặc nùng, cái này là chuyện không có khả năng. Một khi muốn bảo vệ một người, nhất định bó tay bó chân. Cho nên loại tình huống này, trịnh quân nói cho dù là Trần Lăng cũng không được. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng là, là quân thứ nhất lựa chọn cũng là trợ giúp trầm mặc nùng phá vây ra ngoài. Hắn thành công. Trong nháy mắt, Thủy hoàng đế chật vật chạy trốn, La Quân gấp công mà lên. Hắn hai chân như chạy gấp móng ngựa, lại như vạn mã lao nhanh, liền muốn ở trong chớp mắt đem Thủy hoàng đế dẫm thành phấn vụn. Thủy hoàng đế tại dạng này dưới tình thế xấu, đối mặt La Quân dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, hắn rất khó lại lật về thế yếu. Sau đó lúc này, Trịnh Quân chỉ có viện thủ. Trịnh Quân tốc độ rất nhanh, nhanh như thiểm điện, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn sau lưng La Quân xuất hiện quyền phong nổ tung, kinh phong cuồn cuộn, còn như phẫn nộ biển động hướng về la quân phần lưng đụng giết mà đi. La quân thân hình có chút dừng lại, hắn nhất định phải đến ứng phó trịnh quân, không phải vậy lời nói, hắn là một con đường chết. Bởi vì la quân không có khả năng tại đánh giết trong chớp mắt thủy hoàng đế. Nhưng trịnh quân mắt thấy là phải xử lý la quân. Tại cái kia một mảnh cuồng nộ hải khiếu bên trong, la quân trở tay một trưởng vỗ ra tựa như nộ long đột nhiên theo biển động bên trong xuyên mạnh mà ra. Cái này một cái chớp mắt chàng diện đặc sắc mà hùng vĩ. Là quân tay thành hạc mổ, bỗng nhiên thì hướng trịnh quân cổ tay mổ đi. Thế đi cấp tốc mà độc ác, xảo trá mà quỷ mị. Trịnh quân lập tức bị kinh ngạc, hắn lập tức hóa quyền vì bắt, một chiêu tinh diệu cầm nã thủ phản nắm tới. Trịnh quân quyền thế đến như tật phong bạo vũ, nhưng biến hóa ở giữa, đột nhiên thì vân mở trăng sáng, cả hai chuyển đổi, tự nhiên mà thành. Cái kia cầm nã thủ mắt thấy là phải bắt lấy la quân cổ tay. La quân biến hóa càng nhanh, tay phải cấp tốc như rồng thăng thiên, liền để trịnh quân bắt cái hư không. Đón lấy, la quân cong ngón búng ra, chính là mãnh liệt nhất chỉ thiền. Một chỉ này thiền cũng là bắn ra hướng trịnh quân cổ tay tê dại gân. Một chút đạn bên trong, đó chính là trịnh quân tử kỳ. Trịnh quân lần nữa bị kinh ngạc, hắn cảm thấy la quân chiêu số biến hóa, quá mức quỷ mị cùng mau lẹ. Chiêu chiêu độc ác, mà lại tự nhiên mà thành, loại này đấu pháp, quá kinh khủng. Trịnh quân không nghĩ tới la quân tại ngắn ngủi một năm ở giữa, võ công tiến bộ thế mà khủng bố như vậy. Bất đắc dĩ, trịnh quân chỉ có thể hư lui một bộ, tránh thoát la quân nhất chỉ thiên. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Thủy Hoàng đế đạt được thở dốc cơ hội. Hắn cũng không đứng dậy, thân thể lăn một vòng, bất chợt tới lại chính là một chiêu hạt tử chân vô thanh vô tức vạch hướng la quân chân trái. La quân cả người chấn động mạnh một cái, một cái vô cực thung đứng vững. Thủy hoàng đế một chân vạch bên trong, lập tức cảm giác đối phương trên đùi điện lưu dày đặc, cường đại kinh lực bắn ngược mà đến. Mà lại, lần này vạch bên trong, đối phương tựa như thái sơn tảng đá, không nhúc nhích. Thủy hoàng đế không khỏi hoảng sợ, hắn một tay chống đất, cấp tốc xoay người đứng nghiêm. Thủy Hoàng đế cùng trịnh quân trước sau vây lại La Quân, hai người chậm rãi hướng La Quân tới gần. Cái này người võ công, chẳng lẽ tại ngắn ngủi trong vòng một năm tiến bộ đến nước này? Ta cùng Thủy Hoàng đế hai người đều bắt không được hắn sao? Trịnh quân trong lòng hoảng sợ, đồng thời vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng sự thật này. Chẳng lẽ hắn Tu Vi đã không tại độn thiên cùng Trần Lăng phía dưới? Hắn trẻ tuổi như vậy, cái này sao có thể? Thủy Hoàng đế cũng là trong lòng chấn kinh, hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ quyền phong cước ảnh khủng bố công kích cùng khí thế trong nháy mắt đem la quân bao phủ lại trịnh quân cùng thủy hoàng đế hiển nhiên đều không phải là ăn chay hai người ra chiêu sắc bén mà cấp tốc một cái như vạn tiến tề phát một cái như vạn mã lao nhanh sơn hà thất sắc sát khí cút cút la quân tâm thần ngưng tụ đến điểm cao nhất hắn thân thể đột nhiên lui lại một bộ một bước này xảo diệu lui ra vô luận là thời cơ vẫn là tốc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Trong nháy mắt liền để trịnh quân cùng thủy hoàng đế khí thế thất bại. Sau đó trịnh quân cùng thủy hoàng đế không thể trước sau giáp công, hai người nắm chắc thời cơ, trong nháy mắt cùng một chỗ theo chính diện tiến công. Đi đứng tề dùng, trong một chớp mắt, cước ảnh quyền ảnh bạo sát mà ra, đầy trời sát cơ, thiên quân vạn mã tề tuôn. Mặc cho La quân có trăm ngàn cánh tay, cũng nên không phòng được dạng này tiến công. Giống. La quân đột nhiên bạo giống một tiếng, đồng thời, hắn cũng đi đứng tề dùng. Bát quái vì trận, bát tướng làm phụ. Thiên địa làm trung tâm, dạ chiến bát phương. Phanh phanh phanh, đi đứng va chạm không ngừng bên tai, chỉ ngắn ngủi năm cái hô hấp ở giữa. La quân cùng thủy hoàng đế còn có trịnh quân đã va chạm hơn 300 phía dưới. La quân cũng không phải là ngăn cản, mà chính là tiến công. Hắn quyền nhanh cùng chân nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, chiêu chiêu tấn công mạnh, quyền quyền đến thịt. 300 phía dưới sau khi đụng, trịnh quân cùng Thủy Hoàng đế thế mà bị bức lui. Bọn họ cảm giác không phải mình bên này đang vây công La Quân, mà chính là La Quân đang vây công bọn họ. Trịnh quân cùng Thủy Hoàng đế trong thân thể khí huyết cuồng mãnh phun trào, như sóng dữ không chịu ngừng. Hai người tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. La Quân hai mắt huyết hồng, hắn tiếp lấy lại tiến công. Cũng là tại lúc này, phanh một tiếng, trầm mặc nùng nổ súng nhất thương đánh trúng trịnh quân thái dương huyệt máu tươi bắn ra mà ra trịnh quân thân thể nhoáng một cái trong mắt của hắn đầy là một loại thật không thể tin làm sao có thể trịnh quân nói xong câu này liền ngã trên mặt đất chết đi như thế la quân nhanh chiêu thẳng hướng thủy hoàng đế trầm mặc nùng ở một bên phối hợp ba chiêu về sau thủy hoàng đế bị la quân nhất trưởng đánh trúng vì trí hiểm yếu thủy hoàng đế cuồng phún một ngụm máu tươi chết đi như thế hai đại cao thủ, cứ như vậy bị la quân cùng trầm mặc nùng cho giết. Mà lúc này, trong rừng chiến đấu đã đến gai cấn. Trần Lăng cũng đánh giết một tên cao thủ, phổ vi đại sư cũng đánh giết một tên cao thủ. Đồng thời, Trần Lăng phối hợp trầm kinh lược lại cấp tốc giết một tên cao thủ. Trong lúc vô tình, nguyên lai độn thiên thủ lĩnh cùng trầm mặc nhiên cũng đã đạt tới. Độn thiên thủ lĩnh một người đối chiến hai tên đại đế, chỉ một lúc sau, hắn cũng tại tay bắn tỉa phối hợp xuống, đem cái kia hai tên đại đế đánh giết. La quân phối hợp trầm mặc nhiên, còn có Trần Lăng, trầm kinh lược cùng vô vi đại sư, sau cùng đem còn thừa hai tên đại đế trọng thương bắt sống. Trùng tộc 12 đế, trong một trận chiến dịch này cũng coi là toàn quân bị diệt. Vốn là, trùng tộc chỉ còn lại có cửu đế, 9 người liên thủ, nếu là La quân cùng Trần Lăng đến, không có vô vi đại sư còn có độn thiên bọn thủ lĩnh hỗ trợ. Đây tuyệt đối là một trận tàn khốc tử cục. Chỉ tiếc, La quân một phương này có chuẩn bị mà đến, ngược lại đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Nhưng từ đầu đến cuối, trùng hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến la quân có chút không cam tâm. Trận chiến đấu này rất là thuận lợi, nhưng cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầu tiên là, trùng hoàng bên này không có dự liệu được la quân bọn người sẽ dốc toàn lực ứng phó, mang đến nhiều cao thủ như vậy. Điểm thứ hai, bọn họ coi là cũng chỉ có trần lăng nhất cái ra dáng cao thủ nơi đó biết la quân thực lực tăng vọt đến nước này. Sau đó, một đoàn người đối sơn động cũng tiến hành tìm tòi. Trong sơn động, cũng cũng không có thu hoạch gì. Về sau, đường về. Tại sáng ngày thứ hai tám giờ, mọi người liền đã lần nữa trở lại Yến Kinh. Yến Kinh buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. La quân vẫn là trở lại khu thứ bốn, tại Trung Hoàng một ngày không chết tình huống dưới. Trận chiến đấu này đều tuyệt không tính toán thắng, cũng không tính kết thúc. Đối với điểm này, là Quân cùng Trần Lăng Tâm lý đều rất rõ ràng, cho nên bọn họ cũng tuyệt không thể khinh thường. Một khi chủ quan, vậy sẽ mang đến rất lợi hại hậu quả nghiêm trọng. Cho nên La Quân vẫn không thể đi cùng Trần Diệu Giai, cùng hứa đồng tỷ các nàng đoàn tụ chơi đùa. Khu thứ 4 trong phòng, La Quân, Trầm Mặc Nùng, còn có Vô Vi Đại Sư, cùng Độn Thiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên đều tại. Bọn họ cũng theo cùng nhau tới, dù sao, sự tình còn không tính xong. Trần Lăng cùng Trầm Kinh Lược đối vô vi đại sư, còn có thủ lĩnh những người này tự nhiên muốn long trọng một chút chiêu đãi. Buổi sáng, Trần Lăng cùng Trầm Kinh Lược cũng liền đến. La Quân cùng Trầm Kinh Lược bề bộn nhiều việc, bọn họ còn muốn xử trí hai vị kia bị trảo đại đế. Cái kia hai cái đại đế theo thứ tự là Danh Xưng Phục Hy cùng Thần Nông. Hai người này hiển nhiên là có nhục đại đế tên a. Bọn họ tên thật theo thứ tự là Vương Thanh, Du Tiến Quân. Trầm Kinh Lược cùng mọi người đơn giản bắt chuyện qua về sau, liền cùng Trầm Mặc Nùng trước rời đi. Bên này bữa sáng cũng rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. Chúng ra cao thủ, tề tụ một đường, thì vây quanh ở một đầu lớn lên trước bàn ăn ăn bữa sáng. Bữa sáng rất là thanh đạm, bánh bao, bánh bao, cháo gạo, mấy cái đĩa thanh đạm thức nhắm. Một đám cao thủ ngồi cùng một chỗ, nếu là ăn tô mì bò lớn, hoặc là cơm tây chờ một chút, đều khiến người cảm thấy quái dị cho nên ngược lại là cháo gạo những thứ này thích hợp bọn hắn nhất khẩu vị. Là quân trẻ tuổi nhất nhưng là ở chỗ này hắn cũng sẽ không ải nhân nhất đẳng bởi vì hắn tu vi không chút nào tại đám cao thủ này phía dưới. La quân là ngồi tại vô vi đại sư cùng độn thiên thủ lĩnh trung gian. trong lòng của hắn lúc này cảm giác không thể nghi ngờ là cảm khái mà kỳ diệu. tại một đời kia bên trong hắn đối độn thiên thủ lĩnh còn có đại bá trần lăng cùng trầm mặc nhiên đều chỉ có thể là tuyệt đối ngưỡng mộ. Nhưng là một thế này bên trong, hắn rốt cục có cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa tư cách. Những người này cũng là hiển nhiên không biết rõ lắm la quân thân phận chân thật, nếu là bọn họ biết la quân số tuổi thật sự còn chỉ có 16 tuổi, đám cao thủ này hiển nhiên hội vỡ tổ. Bọn họ vốn đều là nhân trung long phượng, cảm thấy chính mình là rất không tệ. Nhưng trong này sẽ nghĩ tới, cái này anh hùng suốt thiếu niên, thiếu niên này cũng tuổi còn rất trẻ, cái này sẽ có vẻ bọn họ rất lợi hại không còn dùng được a. À. Trần Lăng hay là chuẩn bị một bình bay trên trời mau đài, hắn dùng chính tông cảnh Đức chấn Thanh Hoa xứ ly rượu nhỏ cho mọi người rót rượu. Như thế về sau, Trần Lăng nâng chén, nói ra, hành động lần này, ta Trần Mỗ đại biểu hoa hạ chính phủ cùng đại lãnh đạo từ đáy lòng cảm tạ, cảm kích chư vị đang ngồi hết sức giúp đỡ. Trần Lăng thân phân địa vị cùng thực lực ở chỗ này, hắn thành khẩn mời rượu. Chính là như độn thiên thủ lĩnh, còn có trầm mặc nhiên dạng này cậy tài khinh người người, cũng là muốn cho chút mặt mũi. Mọi người mặc dù không có đứng lên, nhưng cũng đều nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Còn không đợi Trần Lăng tiếp tục nói chuyện, độn thiên thủ lĩnh mở miệng trước. Nhưng hắn cũng không phải là cùng Trần Lăng nói chuyện, mà chính là nhìn về phía La Quân, nói, tiểu ca nhi, người năm nay bao nhiêu tuổi. La Quân nào nào, hắn thầm cười khổ, liền biết thực lực mình để những đại lão này nhóm tâm lý đều đang lầm bẩm hắn nhớ kỹ Lâm Dương chứng minh nhân dân phía trên biểu hiện năm nay hẳn là 23 tuổi. Sau đó thì hướng độn thiên thủ lĩnh nói ra, vãn bối năm nay 23. Độn thiên thủ lĩnh khoát khoát tay, nói ra, nơi này không có cái gì tiền bối, vãn bối. Chúng ta đều là học võ người, võ thuật chi đạo, người thành đạt phi tôn. Người cũng không cần phải khách khí. Độn thiên thủ lĩnh tính tình rất lợi hại thẳng, cũng rất lợi hại ngạo khí. Hắn chỗ lấy chịu ngồi ở chỗ này, cũng là bởi vì mọi người thực lực có thể nhập cách khác mắt nếu không đổi thường nhân vô luận ngươi là quan lớn vẫn là quý tộc hắn mới không thèm liếc mắt nhìn lại la quân nói ra liền xem như người thành đạt phi tôn ngài cùng vô vi đại sư còn có trần lăng tiên sinh trầm tiên sinh các người mãi mãi cũng là vãn bối trong lòng tiền bối hắn từ đầu tới cuối duy trì khiêm cung tư thái mặc kệ la quân tu vi đến cỡ nào cao hắn đều không cho là mình có thể cùng trước mắt mấy vị này lão đại cùng so sánh bởi vì chính mình tu vi là xây dựng ở bọn họ đánh xuống tốt đẹp trên cơ sở. Riêng là Độn Thiên Thủ Lĩnh, tại một đời kia bên trong, không có Độn Thiên Thủ Lĩnh tiên phong hành vi, đằng sau võ học chi đạo, không có khả năng như thế phát đạt. La Quân nói cho cùng vẫn là dính Độn Thiên Thủ Lĩnh ánh sáng, chỉ là Độn Thiên Thủ Lĩnh không biết a. À. Trần Lăng Văn nói, hắn trong mắt lóe lên khen ngợi quang mang. Chính mình cái này chất nhi thiên tài tuyệt thế không nói, khó được là hắn tuổi trẻ thành danh còn bảo trì phần này khiêm cung, cái này rất tốt, rất không tệ. Vô vi đại sư cũng là âm thầm gật đầu. Độn thiên thủ lĩnh nói ra, ăn điểm tâm xong về sau, chúng ta xác minh một chút võ đạo đi. La quân gật đầu, nói ra, vãn bối nghe ngài. Độn thiên thủ lĩnh sau đó liền thì không nói thêm lời. Trầm mặc nhiên cũng là vô vi đại sư đệ tử, nhưng trầm mặc nhiên nhiều năm trước đã phản bội sư môn, một lần nữa bái tại độn thiên thủ lĩnh môn hạ, Lần này gặp mặt, Trầm Mặc Nhiên cùng Vô Vi đại sư cũng không có kích thích quá nhiều gợn sóng. Song phương đều muốn những thứ này ân oán nhìn rất nhạt. Tại một đời kia bên trong, Vô Vi đại sư đẩy Trầm Mặc Nhiên phía dưới vạn quỷ quật, từ đó tạo thành Trầm Mặc Nhiên hận. Chỗ lấy, Vô Vi đại sư muốn trừ bỏ Trầm Mặc Nhiên, là bởi vì một đời kia bên trong Trầm Mặc Nhiên chính là Thiên Ma Tinh, hội di họa thế nhân. Vô Vi đại sư nhìn ra điểm này mới không thể không ra hạ sách này mà tại một thế này bên trong trầm mặc nhiên mệnh cách còn có trần lăng mệnh cách đều chiếm được cải biến cho nên vô vi đại sư cùng trầm mặc nhiên ở giữa cũng không có cửu hận tại một đời kia bên trong là trầm mặc nhiên thân thủ giết vô vi đại sư mà tại một thế này bên trong trầm mặc nhiên cũng không có sát hại vô vi đại sư lý do mà lại vô vi đại sư tại một thế này bên trong về sau cũng tinh thông đấu pháp thành tựu vô thượng tu vi đây là hai đời ở giữa khác nhau lúc này Phổ Vi Đại sư bỗng nhiên nói ra, Trần Lăng, sư phụ Trần Lăng cung kính trả lời. Phổ Vi Đại sư nói ra, bây giờ trùng tộc thế lực đã bị nhổ đến không kém bao nhiêu đâu. Trần Lăng nói ra, theo chúng ta nắm giữ tư liệu đến xem, thật là đã bị nhổ đến không sai biệt lắm. Chỉ có trùng hoàng một mực chưa từng hiện thân qua. Phổ Vi Đại sư nói ra, trùng hoàng là chế tạo cùng huyết thảy họa loạn căn nguyên, hắn một ngày chưa trừ diệt, các ngươi cũng không thể phớt lờ. Trần Lăng nói ra, sư phụ yên tâm, điểm này đệ tử đoạn sẽ không khinh thị. Vô vi đại sư nói ra, vi sư cẩn thận càng nghĩ, bây giờ chúng ta tuy nhiên bắt không ít trùng tộc, nhưng là bọn họ không có người nào có thể biết trùng hoàng lai lịch cùng hạ lạc. Các ngươi cũng một mực đang tìm kiếm, lại không có chút nào manh mối. Cái này có phải hay không là bởi vì, các ngươi tìm kiếm lâm vào một loại chỗ nhầm lẫn. Chỗ nhầm lẫn, Trần Lăng hơi kinh hãi. La Quân đột nhiên sợ hãi mà lên, Hắn nói ra, chẳng lẽ trùng hoàng còn cũng không có thành làm một cái người, mà chính là một mực còn thuộc về côn trùng hình thể trạng thái. Cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng tìm không được hắn. Có lẽ, hắn cũng là một con côn trùng, nói không chừng ngay tại chúng ta trong phòng này. Có lẽ hôm qua trận tiêu diệt, hắn cũng đi, chỉ là chúng ta không có phát hiện cái này con côn trùng mà thôi. Trần Lăng, Độn Thiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên bọn người nghe vậy đều là biến sắc. Vô Vi đại sư nói ra, trong phòng này, không có khả năng có trùng hoàng. Bần tăng vẫn luôn tại chú ý phòng này bên trong tình huống. Gặp phô vi đại sư nói như vậy, mọi người cũng liền hơi hơi thở phào. Trần Lăng nói ra, sư phụ Hòa Lâm Dương suy đoán không phải không có lý, nhưng nếu thật sự là như thế, trong biển người minh mông muốn tìm đến cái này con côn trùng, vậy thật là có chút khó khăn. Phô vi đại sư nói ra, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Gần nhất một năm nay, trùng tộc bị đả kích rất nặng, có lẽ lần này trận tiêu diệt, nói không chừng cũng là trùng hoàng an bài. Hắn có lẽ là muốn tê liệt chúng ta, buông lỏng chúng ta cảnh giác. Có lẽ hắn là cảm thấy những thứ này người cũng đã bị chúng ta để mắt tới, dứt khoát đem bọn hắn làm bỏ con. Trần Lăng nói ra, sư phụ lời nói, rất lợi hại có đạo lý. Trận chiến đấu này, chỉ cần trùng hoàng không chết, không coi là xong. Đối với trùng hoàng truy tra, Trần Lăng bên này, còn có cùng hắn quốc gia liên minh tình báo cũng sẽ không ngưng xuống. Một năm trước trùng hoàng âm mưu vạch trần về sau, các nước đều là lòng còn sợ hãi. Những chuyện này, lại thương lượng thảo luận, cũng sẽ không có quá lớn kết quả. Ăn sáng xong về sau, Trần Lăng cũng không có gấp rời đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, là quân đến cùng trưởng thành đến mức nào. Vô vi đại sư đối võ đạo sự tình cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Mà lại, vô vi đại sư cũng không biết lâm dương thì là trước kia gặp qua la quân hắn tại tự mình đều đối trần lăng cảm khái qua nói ra hiện tại quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a à. năm ngoái ta gặp ngươi nhà cái kia tiểu chất tử cũng đã là nhân trung long phượng cái này lâm dương càng là thật không thể tin a à. trần lăng cùng vô vi đại sư là nói qua la quân một ít chuyện nhưng hắn cuối cùng cũng không có nói la quân là đến từ mặt khác thế giới bí mật này la quân trôn sâu đáy lòng Hắn không cùng Vô Vi đại sư nói toạc, nhưng tin tưởng lấy Vô Vi đại sư trí tuệ, bao nhiêu có thể đoán được một chút. Trần Lăng cùng Độn Thiên thủ lĩnh cũng đã nói cái thế giới này quy tắc sự tình, hắn đồng dạng không có nói qua La Quân sự tình, chỉ là để Độn Thiên thủ lĩnh minh bạch một chút bí ẩn. Đây cũng là bây giờ Độn Thiên thủ lĩnh vì cái gì nguyện ý tương trợ Trần Lăng nguyên nhân. Về phần La Quân là đến chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt trùng hoàng, đây là cơ mật tối cao. Trước mắt chỉ có Trần Lăng cùng La Quân biết mà trùng hoàng có phát giác, nhưng cũng cũng không biết tình huống cụ thể. Trong phòng khách có chút rộng rãi. Độn thiên thủ lĩnh nói ra, im lặng, người đến cùng lâm tiểu ca nhi xác minh một chút võ công đi. Trầm mặc nhiên gật gật đầu. Lúc này trầm mặc nhiên, toàn thân áo đen, hắn khuôn mặt thanh tú, sắc mặt lãnh đạm, hắn trong con ngươi như có một cái giếng cổ, ngàn năm không dao động. Tựa hồ không có có đồ vật gì có thể kích thích hắn dục vọng đây là một loại vô ngã cảnh giới người muốn trước thành lập tự mình sau đó mới có thể tới vô ngã tất cả mọi người là hảo bằng hữu để tránh thương tổn hòa khí không bằng chúng ta tới làm một chút tiểu quy tắc đi trần lăng bỗng nhiên mở miệng mọi người liền đều nhìn về trần lăng trần lăng nhất cười nói ra trong tay của ta có một bộ bài poker ta chiều trên trời ném đi sau đó hai vị người nào trước cướp được đại vương người nào liền coi như thắng như thế nào trầm mặc nhiên gật đầu nói ra có thể la quân tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến thực tình cảnh này tại trong phim ảnh là rất lợi hại phổ biến nhưng ở trong hiện thực dạng này đối chọi gay gắt cùng trong phim ảnh thuyết minh tự nhiên là khác nhau rất lớn la quân cùng trầm mặc nhiên đứng đối mặt nhau trần lăng đột nhiên đem bài poker hướng lên trời phía trên ném đi hắn kình lực liên miên mà thâm hậu một bộ bài poker lập tức liền như thiên nữ tán hoa nhưng là La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên ánh mắt lại không có đi nhìn một chút cái kia bài poker. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như lúc này đem chú ý lực phóng tới bài poker phía trên, vậy đơn giản thì là muốn chết. Trầm Mặc Nhiên đột nhiên há mồm, hắn thở ra một hơi tới. Đón lấy, trước mặt hắn bay múa một chương khối lập phương bốn tựa như mũi tên hướng về La Quân mặt kích xạ mà đến. La Quân đồng dạng trong tiếng hít thở. Nhất thời, cái kia bài poker kích xạ đến trước mặt hắn lập tức bị ngăn trở, sau đó tung bay hạ xuống. Xà thủ trong động cất, thần quỷ cũng khó phòng. Trầm mặc nhiên tiếp lấy xuất thủ, hắn bỗng nhiên xuất thủ, quyền kia đầu giống như một con mãng xà chui ra. Hô! Là quần trước mắt chàng cảnh tựa hồ biến, một con cự mãng bay lên không chung, hưng vân bố vũ. Cái kia bài poker giống như đầy trời sao băng, nhưng đều bị mãng xà chỗ mang theo khí lưu cho chấn khai. Chớp mắt không có ở giữa, mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn đem la quân đầu lâu thôn phệ. La quân ánh mắt đột nhiên trợn to, hắn thi triển ra vân long tham trảo công phu tới. Sau đó trong mây mù, một đầu thần long mở ra cự chảo hướng về mãng xà đầu chộp tới. Hai người đánh nhau đã không phải là chiêu số thần kỳ đơn giản như vậy, mà chính là giống như chín ngày tiên nhân, hô mưa gọi gió, lật tay thần thông. Phanh phanh, quyền chảo chạm vào nhau, vừa chạm liền tách ra. La Quân cùng trầm mặc nhiên căn bản liền không có đi quản bài poker, hai người nhận biết chính là, đem đối thủ đánh lui về sau, lại đoạt bài poker. Không phải vậy lời nói, bất luận cái gì tự tiện hành động đều là muốn chết. La Quân cũng không có nương tay khả năng, đối mặt trầm mặc nhiên dạng này cao thủ, hắn như không toàn lực ứng phó, tuyệt đối là một con đường chết. Cũng là tại lúc này, La Quân cùng trầm mặc nhiên đồng thời đoạt tiến một bước. La Quân bán bộ băng quyền đột nhiên hướng Trầm Mặc Nhiên bụng toát ra. Trầm Mặc Nhiên thân thể một triệu, nhất trưởng ép xuống, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, chính là một chiêu bàn lan chủy ném ra. La Quân thân thể chuyển càng nhanh, xảo diệu tránh đi Trầm Mặc Nhiên bàn lan chủy. Hai người chiêu thức biến hóa, cực nhanh chóng, mà lại đều là tự nhiên mà vậy, không có chút nào tận lực dấu vết. La Quân vừa mới tránh đi bàn lan chủy, tiếp lấy trở tay cũng là phiết thân chủy trầm mặc nhiên eo một trống, khuỷu tay nện ném ra. Hai người lần nữa cứng đối cứng, cũng mỗi người lui ra một bộ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, là quân lại một cái bước xa bước ra, thẳng đạp trúng tuyến. Thúc tâm chảo, la quân nhất chảo cầm ra, trầm mặc nhiên một chỉ điểm ra. Là quân hóa chảo vì nhỏ hỏa diễm toàn tâm quyền, nháy mắt thiêu đốt tia lửa, có thể trong nháy mắt đem trầm mặc nhiên chỉ kiếm phá hủy. Trầm mặc nhiên hai tay đều xuất hiện, như phong tự bế. La quân trở tay thi triển, cũng là như phong tự bế. Hai người trưởng lực vận chuyển, lại là người nào cũng không có phong bế người nào. Sau một lát, La quân cùng trầm mặc nhiên đồng thời lui lại. Cái kia đại vương rơi trên mặt đất, người nào cũng không có mỏ được đại vương. Tiền bối, đa tạ, La quân ôm quyền nói ra. Trầm mặc nhiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, người rất không tệ hai người tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, bởi vì dạng này so chiêu, đã không có khả năng phân ra thắng bại. Trừ phi là sinh tử tương bác, không phải vậy lời nói, hai người này là phân không ra thắng bại. Nhưng hai người cũng không có khả năng vô duyên vô cớ vật lộn sống mái. Sau đó, độn thiên thủ lĩnh cũng không có hứng thú tiếp tục cùng la quân xác minh võ công. Bởi vì lẫn nhau nội tình đại khái đều có chỗ giải. Hiện trường này mấy người, đều đã là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu không có vật lộn sống mái, đoạn khó phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn dạng này người, cũng không có khả năng tùy tiện liền muốn đến vật lộn sống mái. Về sau, mọi người các tự rời đi, độn thiên thủ lĩnh cùng trầm mặc nhiên trở về nước Los Angeles. Phổ vi đại sư rời đi Yến Kinh, tiếp tục phân du tứ hải. La quân cũng không có cùng Trần Lăng đi nhiều trò chuyện cái gì, tuy nhiên hai người có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là bọn họ sợ hãi sẽ lộ ra manh mối gì, liền cũng liền nhịn xuống không nói. La Quân cũng dự định về Đông Giang, hắn trở về Đông Giang còn muốn làm bí ẩn thủ đoạn, Lâm Dương cái thân phận này là không thể về Đông Giang. Có điều tại xế chiều thời điểm, Trầm Mặc nùng ước La Quân ăn cơm. La Quân hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. La Quân vẫn là lấy Lâm Dương thân phận dự tiệc, Trầm Mặc nùng lái một chiếc Lamborghini đến khu thứ 4 tiếp La Quân. La Quân sau khi lên xe không khỏi cười nói: Ngươi một quốc an cục đặc công còn có thể mở tốt như vậy xe. Trầm Mặc nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra: Một cỗ Lamborghini mà thôi, ta mở ra liền để ngươi cảm thấy kinh ngạc. Xe này là quốc an xe, có thời gian chấp hành nhiệm vụ cũng cần loại này xe tốt. Lại nói: Cô nãi nãi trong nhà của ta loại này xe tốt cũng không phải là không có. Ta dựa vào, vậy xem ra các ngươi tại quốc an thẳng kiếm tiền a la quân vừa cười vừa nói trầm mặc nùng nổ máy xe nhanh chóng nhanh rời đi khu thứ bốn nàng đối la quân loại thuyết pháp này rất bất mãn nói người đây là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới quốc an cũng không phải cái gì giấy tiền địa phương bằng vào ta cùng cha ta bản sự muốn kiếm tiền cũng không cần chạy đến quốc an đến giấy ta cùng cha ta không kiếm tiền nhưng chúng ta trầm ra cũng có làm ăn người hàng năm chúng ta đều có một ít phân hoa hồng cái này cùng ngươi đại bá là một dạng la quân tâm lý thực là rõ ràng hắn bất quá là đến đùa giỡn một chút trầm mặc nùng tại sau khi lên xe la quân bắt đầu cảm giác bốn phía hết thảy hắn hiện tại rất là cẩn thận thật sợ kia là cái gì trùng hoàng hội lấy côn trùng hình thể giấu ở phụ cận mà tại trải qua la quân một phen tìm tòi về sau chính là liền con kiến cũng đừng nghĩ đến nhìn trộm hắn có thể cảm giác được con kiến côn trùng từ trường ba động la quân tin tưởng Trùng Hoàng thân thể có thể là phổ thông côn trùng, nhưng là hắn từ trường Ba Động tuyệt đối sẽ không theo phổ thông côn trùng một dạng. Xác định phía trên này không có Trùng Hoàng về sau, là quân cũng mới hơi khẽ thở vào một cái. Trầm mặc nùng mời khách địa điểm là tại một nhà vắng vẻ trong quán cà phê, loại địa phương này vẫn là rất lợi hại thích hợp người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Một điểm nhỏ tư tư tưởng khúc dương cầm khảy, ánh đèn mờ nhạt, rất dễ dàng cũng làm người ta sờ lên tay nhỏ trầm mặc nùng muốn cái dựa vào tường rác nơi hẻo lánh nơi này mỗi chỗ ngồi đều dùng bình phong ngăn cách mỗi một bàn khách nhân đều có không tệ tự ẩn không gian la quân cùng trầm mặc nùng tương đối nhập tọa về sau hai người theo chọn món ăn hoàn tất la quân muốn một phần tuyết hoa cà di bò trầm mặc nùng thì là muốn một phần món điểm tâm ngọt bánh kem cùng một chén cực phẩm lam sơn cà phê nơi này tựa như là nói chuyện yêu đương la quân cười ha ha nói ra, sẽ không phải ngươi là muốn truy ta đi. La quân lời nói để trầm mặc nùng sướng sờ. Trong nháy mắt, khuôn mặt nàng đỏ thấu. Ngươi nói mò gì nha, ngươi mới bao nhiêu lớn nha. Ta có thể đối ngươi cái vị thành niên ra tay. Trầm mặc nùng có chút bối rối. Nàng chỗ lấy bối rối, có lẽ là bởi vì nàng thật có một chút động tâm. Nhưng La quân lời nói vị diện cũng quá không hiểu phong tình. La quân đem trầm mặc nùng phản ứng thu tại trong mắt, Hắn chính là có lo lắng như vậy, cho nên mới sẽ cố ý nói như thế tới nói. La Quân biết Trầm Mặc Nùng là tâm cao khí ngạo người, có thể vào nàng pháp nhãn người quá ít. Nhưng tựa hồ chính mình ở trước mặt nàng biểu hiện quá mức xuất sắc. Cho nên nàng sẽ tâm động, cái này rất bình thường. Nhưng La Quân nhất định phải đem nàng ngọn lửa nhỏ chôn vùi, không phải vậy lời nói, tương lai nàng sẽ chỉ thống khổ hơn. La Quân liền thì cười ha ha một tiếng, nói ra, không phải liền tốt không phải liền tốt. Trầm mặc nùng lập tức liền có chút tức giận, nói ra, lời này của ngươi có ý tứ gì, coi như ta thật truy ngươi, có khủng bố như vậy sao? Ngươi không đến mức muốn cái phản ứng này a à? La quân cười ha hả, nói ra, trầm đội, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi, nhưng ngươi không phải ta giao. Trầm mặc nùng tâm lý cái kia tức giận a à, nhưng nàng cũng lập tức nói ra, ngươi cũng thả 180 cái tâm đi, ta đối với người loại này tiểu đệ đệ lại càng không có hứng thú gì. Tốt tốt tốt, người nói như vậy ta cứ yên tâm á. Là quân tiếp lấy không biết tốt xấu nói ra. Cái kia một cái chớp mắt, trầm mặc nùng lòng chua xót chát chát tới cực điểm. Kiên mạnh như nàng, lại là suýt chút nữa thì rớt xuống nước mắt tới. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là tất cả đều nhịn xuống. Nàng biểu hiện được không có chút rung động nào, mây trôi nước chảy, mà lại cứ như vậy bồi la quân đem bữa cơm này ăn xong sau khi ăn xong trầm mặc nùng y nguyên bình tĩnh tính tiền thản nhiên cười nói cùng la quân rời đi quán cà phê sau đó trầm mặc nùng lái xe đưa la quân về khu thứ bốn thẳng đến trầm mặc nùng đem la quân đưa về khu thứ bốn về sau nàng mở xe rời đi các loại rời đi khu thứ bốn về sau nàng mới rớt xuống một nước mắt tới la quân tại khu thứ bốn ở lại hắn tắm rửa qua sau tiếp vào trần lăng điện thoại đại bá la quân hô nơi này không ai có thể nghe lén cho nên hắn mới la như vậy trần lăng bên kia mỉm cười nói ra các loại đem trùng hoàng giải quyết triệt để về sau chúng ta cũng không cần lại như thế biệt khuất la quân cười cười nói ra ừm trần lăng nói ra ngày mai ta sẽ an bài một cái giả lâm dương tới thay thế ngươi sau đó ngươi lại bí mật về đông giang đợi đến đông giang sau khi về nhà chúng ta cái kia giả la quân hội lập tức rời đi la quân nói ra ừm đại bá ngài hao tâm tổn trí trần lăng nói ra không thể nói như vậy tuy nhiên trùng tộc âm mưu bị ngăn chặn lại theo hiện ở ngoài mặt đến xem tựa hồ trùng tộc cũng đã thành nỏ mạnh hết đà nhưng là trùng hoàng một mực chưa từng hiện thân cái này khiến rất là bất an đã ngươi là thiên đạo an bài chu sát trùng hoàng một cái trọng yếu quân cờ như vậy ta thì nhất định muốn hết sức cam đoan ngươi an toàn không phải vậy lời nói tương lai trùng hoàng ngóc đầu trở lại cũng cũng không phải là không được. La quân khe khẽ thở dài, nói ra, trùng hoàng xác thực quá mức xảo trá, bây giờ hắn ẩn núp trong bóng tối, cũng thực khiến người ta bất an. Trần Lăng nói ra, ta cũng không sợ trùng hoàng trực tiếp đối phó ngươi, liền sợ trùng hoàng sẽ đi thông qua thương tổn cha mẹ ngươi đến ngăn chặn ngươi. Đây là ta lớn nhất không muốn nhìn thấy. La quân nói ra, ta hội hết sức bảo vệ tốt cha mẹ bọn họ. Trần Lăng nói ra, chính là bởi vì ngươi để ý cha mẹ ngươi, cho nên bọn họ cũng mới có thể trở thành ngươi uy, đây là một loại nhân quả quan hệ, có thể bị lợi dụng nhân quả quan hệ. Mà lại, các ngươi cùng ta ở giữa quan hệ, cuối cùng không phải bí mật. Trùng Hoàng thật muốn điều tra đi, vẫn là có khả năng rất lớn. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn tự nhiên cũng biết, muốn hoàn toàn che đậy kín, cái này rất khó khăn. Mà lớn nhất sơ hở, ngay tại ở chính mình cùng đại bá ở giữa quan hệ thân thích, Trần Lăng tiếp tục nói: Có điều bây giờ Trùng Hoàng tin tức thu thập cũng không rất dễ dàng, cho nên ta sẽ cho hắn lại bố một đầu tuyến. Ân Lâm Dương là một đầu hư tuyến. Các ngươi sau khi trở về, ta sẽ an bài các ngươi mau chóng lại dọn nhà một lần. Đến lúc đó sẽ có người khác vào ở các ngươi nguyên lai nhà. Bọn họ hội lấy thay các ngươi thân phận. A à, là quân bị kinh ngạc. Trần Lăng nói ra đường tuyến kia ta hội cho toàn bộ các ngươi xử lý tốt theo các loại tin tức dấu vết để lại, đều sẽ chỉ hướng bọn họ cái kia một nhà. Nhưng các người bên này, bình thường sinh hoạt sẽ không có ảnh hưởng gì. Người không cần lo lắng, bọn họ bên kia, còn có giả La Quân học tập quý tích cũng sẽ là một đầu new lai. La Quân lúc này mới buông lỏng một hơi, đồng thời không khỏi bội phục đại bá suy nghĩ chu đáo. Đại bá, cảm ơn ngài. Trần Lăng nhất cười, nói ra, không có gì tốt tạ. Bên này ta hội hết sức bố phòng, tranh thủ tại trùng hoàng mỗi một lần xuất thủ thời điểm, đem hắn quỹ tích bắt giữ lấy. Chỉ cần đem hắn cho giết, chúng ta liền có thể gối cao không lo. La quân nói ra, ừm. Trở lại Đông Giang về sau, đã là ngày hôm sau buổi chiều. La quân tại trở lại Đông Giang về sau, lại thu đến đại bá Trần Lăng điện thoại. Chúng ta có thể hơi khẽ thở phào một cái. Trần Lăng nói ra. La quân nào nào, nói, há, nói thế nào? Trần Lăng nói ra, thứ nhất, trùng hoàng không phải côn trùng. Đây là chúng ta theo bắt phương thanh cùng du tiến quân trong miệng biết được. Trùng hoàng đúng đúng trùng tộc chi hoàng, hắn sớm nhất đi vào chúng ta cái thế giới này, hắn chọn một rất hoàn mỹ thân thể bắt đầu tiến hóa. Chỉ có ủng có thân thể về sau, hắn mới có thể bắt đầu tìm vật dẫn đến gây giống ký sinh thú. Loại này hoàn mỹ thân thể rất khó tìm, không phải vạn bất đắc dĩ, trùng hoàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thứ hai, cái kia chính là trùng hoàng tại một năm trước hắn thứ một cái âm mưu thất bại về sau, hắn liền rời đi. Cho nên trùng tộc bên trong, không có người biết hắn hạ lạc. Nhưng là bọn họ theo một chút trong dấu vết phỏng đoán ra trùng hoàng là muốn đi tiến hành lần thứ hai tiến hóa sinh sôi. Bởi vì hắn cái này đời thứ nhất ký sinh thú đã bị chúng ta hoàn toàn ngăn chặn lại. Trùng hoàng muốn sinh ra càng thêm ưu tú ký sinh thú, chỉ ít cần thời gian 10 năm. Cho nên, cái này trong vòng 10 năm, chúng ta cũng không quá dùng lo lắng trùng hoàng công kích. Sự thật chứng minh, rất nhiều chuyện đều là chúng ta suy nghĩ nhiều. Mà trong một năm này, chúng ta chỗ lấy có thể thế như trẻ tre, nguyên nhân lại là trùng hoàng căn bản không có chỉ huy. La quân hơi khẽ thở vào một cái, hắn hỏi lần nữa, đại bá, việc này có thể tin được không? Trần Lăng nói ra, chúng ta cho rằng là đáng tin. La quân nói ra, nói như vậy lên, ngài những bảo hộ đó ta, ẩn tàng ta kế hoạch, chẳng phải là không cần làm. Trần Lăng nói ra, làm sao có thể, đó là nhất định phải làm, bởi vì trùng hoàng muốn ngóc đầu trở lại, hắn đầu tiên muốn sinh ra đời thứ hai ký sinh thú, có thể không hề kiêm kỵ chúng ta vaccine phòng bệnh cùng bút. Mặt khác, hắn còn cần làm một chuyện cái kia chính là giết người ta. Chỉ có người ta chết, hắn muốn lần nữa phá vỡ thế giới cơ hội mới có thể sinh ra. Cái này thời gian 10 năm, vừa dễ dàng để cho ta đạo này bố phòng trở nên càng thêm không chê vào đâu được la quân nói ra ngài nói đúng vẫn là ngài cân nhắc chu toàn trần lăng nói ra tốt trước thì nói đến đây có cái gì tin tức mới ta sẽ lập tức nói cho ngươi mười năm này bên trong ta cũng sẽ không nhàn rỗi hội tăng lớn cường độ đến tìm kiếm cái này trùng hoàng chỗ la quân nói ra ừm vất vả đại bá tắt điện thoại về sau là quần cảm giác rất kỳ quái. Nói như vậy lên, chính mình là có thể gối cao không lo một đoạn thời gian, cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút trước kia chưa bao giờ hưởng thụ qua sinh hoạt. Thế nhưng là, chính mình chỉ có cái này thời gian 11 năm. Nếu như không đem trùng hoàng bắt lấy, vậy mình thế nhưng liền muốn bi kịch. Chính mình bi kịch, nhiều nhất là lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng là, một đời kia bên trong, có quá nhiều người Chính mình nhất định không thể cô phụ A à. Cho nên, liền xem như liều chết Cũng nhất định phải trở lại một đời kia A à. Là quân cùng đồng giai văn còn có tư đồ linh nhi cùng tống linh san Triệu Anh Tuấn cùng đi du lịch một chuyến Địa điểm là tại New York Đồng giai văn bao toàn bộ hành trình phí tổn Vốn là tư đồ linh nhi bọn người là không nguyện ý dạng này để đồng giai văn tốn kém Nhưng đồng giai văn kiên chỉ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt Các nàng cũng có chút không thể làm gì Tống Linh San các nàng luôn luôn bất an, liền muốn hỏi nhiều đồng giai văn. Đồng giai văn bất đắc dĩ nói ra, thực các ngươi không cần cảm ơn ta, ta là chiếm tiện nghi lớn. Là la quân giúp ta đại ân, không có hắn, nhà chúng ta hiện tại cũng đã tán. Sau đó, Tống Linh San cùng tư đồ Linh Nhi lại rất ngạc nhiên hỏi la quân, đến cùng la quân làm cái gì? La quân cười ha hả, lại là không nguyện ý nói tỉ mỉ. Đồng giai văn cho la quân còn 50 triệu nàng rất lợi hại nghiêm túc, nói là quân nếu như lại từ chối, cái kia chính là không làm nàng là bằng hữu. Sau đó là quân không thể làm gì kiếm lời người bình thường cả một đời đều khó mà kiếm được 20 triệu. Đến New York về sau, lại liên chiến Los Angeles chờ chút. Dạng này phong phú một chuyến lữ hành vì tư đồ linh nhi, Tống Linh San còn có triệu anh Tuấn thật tốt khai thác nhãn giới. Mắt người giới khai thác về sau, mới sẽ không vì trước mắt cầu thả làm cho mê hoặc. Rất nhiều người, cả một đời vây ở một cái công tác cương vị bên trong, cầm ba lượng ngàn tiền lương, một làm cả đời. Vì cái gì có thể nhịn thụ? Bởi vì hắn không có gặp đi ra bên ngoài phồn hoa, cho nên vẫn cầu thả. Người sự nhẫn nại là rất khủng bố, có thời gian chỉ cần có một tia đường sống, liền có thể chịu đựng đến hạt bụi bên trong đi. Năm đó kháng chiến, nếu không phải không thể nhịn được nữa, cũng sẽ không đến cái kia như hỏa như đổ bước. Người nhu nhược lên càng là không dám tưởng tượng. Nhật quân có thể mấy người xử bắn mấy ngàn người hoa, có thể tựa như là trong chuồng heo heo, trở lấy nguyên một đám bị chém giết. Người bạo phát, cũng là không dám tưởng tượng. Một khi huyết súng kích phát, không màng sống chết, cũng có thể một tay chống trời. Tóm lại, người người tính là không thể đo lường. Ngày nghỉ sau đó, hết thảy quỹ tích lại bình thường trở lại. Là quân nghình đón đến hắn lớp 11 sinh hoạt, trong thời gian này hắn nói chuyện với tư đổ linh nhi cũng không nhiều nhưng giữa hai bên đều có loại ăn ý không dùng ngôn ngữ nhưng lại rất lợi hại an tâm ngẫu nhiên thời điểm đồng giai văn tống linh san cùng tư đổ linh nhi hội tụ họp một chút các nàng cũng sẽ kêu lên la quân có thời gian cũng sẽ mang lên triệu anh tuấn nhưng mang lên triệu anh tuấn so sánh không thú vị triệu anh tuấn phạm vi cùng la quân bọn họ là càng ngày càng xa đây là la quân không muốn nhìn thấy nhưng lại không thể làm gì sự tình. Tại lớp 11 học kỳ sau lúc, là quân người một nhà đem đến nhà mới. Rất rộng rãi bốn phòng hai sảnh, là quân gian phòng rất lớn, bên trong có hắn giá sách chờ một chút, cũng có một máy tính. Cái niên đại này, rất ít người trong nhà sẽ có máy tính. Là quân dù sao cũng rảnh rỗi thời điểm, cũng mua một chút cổ phiếu. Hắn đối cổ phiếu không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn lại nhớ kỹ có mấy cái cái cổ phiếu tại một đời kia bên trong, về sau tăng tới giá rất cao cách. Sau đó hắn thì lấy loại này đần biện pháp, mua về sau, thì ném ở bên trong. Khoan hãy nói, cách cái một năm sau nhìn xem, thật đúng là kiếm lời không ít. Cổ phiếu lớn nhất trọng yếu vẫn là tâm tính, bảo trì bình thản, có thời gian nhà cái cũng nhức đầu. Vừa vặn, là quân là cái đối tiền tài được mất hoàn toàn không thèm để ý người, cho nên hắn loại này thái điều ngược lại có thể trở thành thường thắng tướng quân thời gian giống như cuồn cuộn nước chảy, một mực hướng phía trước đi. Lớp 11 một năm này, đối với La Quân tới nói cũng không có cái gì đáng giá trí nhớ khắc sâu. Nhưng dạng này bình thản lại làm cho người xa vào hưởng thụ. Chỉ chớp mắt lại đến lớp 12, lớp 12 là đám học sinh khẩn trương một năm. Từ đồ linh nhi, Tống Linh San cũng không có càng nhiều thời gian đến nghĩ hắn, các nàng phải nỗ lực học tập. La Quân ngược lại là một mực thành thơi thành thơi, nhưng là hắn thành tích nhưng cũng một mực đứng yên tại lớp học trước 10 người. Cái này tựa hồ vẫn là hắn chưa hề dùng tới toàn bộ công lực. Phải biết, La Quân bọn họ chỗ ở trường học cũng là trọng điểm trường học. Mà La Quân lớp này càng là trọng điểm trường học lớp chọn, phương diện này chém giết là phá lệ thảm liệt. Lớp chọn một tên sau cùng thành tích phóng tới hắn ban đi, vậy cũng là đứng hàng đầu. Thì đại học kết thúc về sau, mặc kệ là thi tốt vẫn là thi xấu, tất cả mọi người âm thầm buông lỏng một hơi. Thi tốt, tự nhiên là cao hứng bừng bừng, bọn họ cuối cùng kết thúc khó khăn thời gian, theo trung học đến cao trung, 7 năm chịu khổ, rốt cục xem như hết khổ. Thi kém, dứt khoát thì tiếp nhận sự thật, ngược lại là thi không tính quá kém, âm thầm rơi lệ, siết chặt quyền đầu muốn lại đến phục một lần. Thi đại học kết thúc về sau, lớp chọn toàn bộ đồng học tự phát cử hành một trận tụ hội. Là quân, từ đồ linh nhi, Tống Linh San đều có tham gia. Thì đại học kết thúc về sau, thì thật sự là muốn đường ai nấy đi. Là quân cùng tư đồ Linh Nhi còn có Tống Linh San, bọn họ đều ghi danh cùng một trường đại học, là Thượng Hải bên kia Nam Đại. Rất không tệ một trường học, Tống Linh San thì rất không tệ, nàng cũng rất có lòng tin. Ngày đó tụ hội, rất vui vẻ, tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San đều uống không ít rượu, là quân còn thu đến mấy cái nữ đồng học thổ lộ, cùng một chút tin nhưng những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu. Thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi đi ra, từ đồ linh nhi thi 678 phân. Tại toàn trong ban cũng là người thứ ba tồn tại. Là quân 670 phân, tống linh san 66 năm điểm. Cái thành tích này, ba người đều rất hài lòng cùng vui vẻ. Mà càng vui vẻ hơn là, ba người về sau đều thu đến Thượng Hải Nam Đại Thư thông báo trúng tuyển. Đối với Tống Linh San các nàng tới nói, đây cũng là vui vẻ nhất thời gian. Nghỉ hè còn một tháng nữa thời gian, mà các nàng những năm gần đây nỗ lực học tập, cũng rốt cục đạt được hồi báo. Suy nghĩ tiếp nghĩ, Mỹ tốt cuộc sống đại học cũng đã tại ngoắc. Không cần đi cân nhắc công tác cùng xã hội tàn khốc, cái này thật là xinh đẹp nhất thời khắc. Đáng giá nói chuyện là, Đồng Giai Văn rốt cục quyết định muốn kết hôn. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đều đi cho Đồng Giai Văn làm phù dâu, các nàng cũng đã gần 18 tuổi làm phù dâu cũng không cái gì không ổn. Đồng Giai Văn Lão Công là cái tiến sĩ sinh, điều nhiệm đến Đông Giang làm công trình thủy lợi. Đồng Giai Văn kết hôn ngày ấy, hôn lễ lựa chọn tại Đông Giang tốt nhất rừng phong đại khách sạn cử hành. Ngày đó, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Đồng Giai Văn lấy thịnh trang, nàng là xinh đẹp nhất tân Nương. Chồng nàng thuộc về nhã nhặn nho nhã loại hình. La quân ở phía dưới tiệc rượu ngồi vào chỗ ngồi, hắn cũng trung thành chúc phúc đồng giai văn lãng mạn buổi lễ, còn có kết hôn tiến hành khúc đều tại để đó. Trên đài tống linh san cùng tư đồ linh nhi cũng là lộng lẫy. La quân lại nhớ tới ngay tại đêm qua, đồng giai văn hẹn hắn, còn có tống linh san cùng tư đồ linh nhi cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Nàng uống không ít rượu, càng về sau, nàng khóc, nói với La quân, ta là nhu nhược người, bởi vì, ta thoát không thể rời bỏ thế tục ánh mắt. Cho nên, ta chỉ có đem chính mình gả. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân là chấn kinh. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cũng có chút chấn kinh. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San đương nhiên đều hiểu Đồng Giai Văn lời này một cái khác tầng hàm nghĩa. Nguyên lai, like, Đồng Giai Văn là thật thích La Quân, nhưng nàng là La Quân lão sư, nàng so La Quân lớn rất nhiều, cho nên nàng mới nói nàng thoát không thể rời bỏ thế tục ánh mắt. La Quân lựa chọn trầm mặc, hắn không có chuyện gì để nói. Một thế này bên trong hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào có tình cảm gút mắt bao quát tư đồ linh nhi tại đồng giai văn sau khi kết hôn ngày thứ hai buổi tối tống linh san ước la quân cùng tư đồ linh nhi buổi tối ăn khuya la quân không có cự tuyệt hắn ẩn ẩn cảm thấy có một số việc là muốn phát sinh ăn khuya địa phương tại một nhà không tệ quầy hàng lớn bên trong cái này quầy hàng lớn bên trong còn có phòng sau điểm rất nhiều bia cũng muốn rất nhiều một ngày này tống linh san mặc rất xinh đẹp nàng mặc màu đỏ dây đeo váy mà lại trang điểm cho rất tinh xảo trang dung rất xinh đẹp nhưng lại lại thành thục bình thường tống linh san nhiều nhất hóa chút đồ trang sức trang nhã cho nên hôm nay tống linh san bao nhiêu đều lộ ra khác biệt thanh xuân luôn luôn một đạo long lanh yêu thương tuy nhiên yêu thương lại lại mỹ lệ cái này cũng hoặc nhiều hoặc ít để la quân nhớ tới cái kia một bài hậu thế mới có ca lại trở lại lúc đầu khởi điểm ngơ ngác đứng tại trước gương vụng về buộc lên màu đỏ cà vạt kết đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng mặc vào một thân đẹp trai âu phục đợi lát nữa gặp người nhất định so tưởng tượng mỹ nhớ qua lại trở lại những năm kia thời gian la quân biết thời gian giao phó cho thần thánh hắn tại một thế này bên trong giống như là một cái từng trải trí tuệ lão giả nhàn nhạt nhìn lấy đã phát sinh hết thảy hiểu rõ lấy thời gian chậm rãi trôi qua từ đồ linh nhi mặc vẫn là đơn giản như vậy, quần bò, đơn lo lắng, mái tóc tùy ý châm cái đuôi ngựa. Nàng luôn luôn đơn giản như vậy, sạch sẽ, tựa như là trắng noãn mỹ lệ tuyết liên hoa. Tống linh san uống một chút say rượu, nàng đứng lên, bỗng nhiên nói ra, là quân. Là quân tâm nói một tiếng đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tống linh san. Từ đồ linh nhi cũng nhìn về phía tống linh san. Phòng ánh đèn rất sáng, trắng loá như tuyết. Tống Linh San còn người lại như điểm sơn, là như thế tinh khiết, thanh tịnh. Tống Linh San đối với La Quân tới nói, cũng là có ý nghĩa đặc thù. Bởi vì đó là tiểu La Quân mối tình đầu, là nhỏ La Quân lần thứ nhất rung động. Như thế tình cảm tuy nhiên không quá thuộc về La Quân, nhưng cũng là La Quân trí nhớ một bộ phận. Cho nên, thương tổn Tống Linh San, hắn rất lợi hại không nguyện ý. Tống Linh San bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, nàng tiếp lấy lại ngẩng đầu lên. Tựa hồ nàng tiếp xuống chỗ muốn nói chuyện, chính là muốn nổi lên cả một đời dũng khí. Là quân, hôm trước đồng lão sư lời nói để cho ta cảm thấy chấn kinh. Đồng lão sư không có ta cùng Linh Nhi may mắn, bởi vì nàng có quá nhiều trói buộc cùng cố kỵ. Nhưng ta có lẽ là trước kia, tại thời cấp 3, ta liền nghĩ qua, các loại tốt nghiệp trung học về sau, ta nhất định muốn đem những thứ này lời trong lòng nói ra. Ngày đó sau khi tốt nghiệp, chúng ta tụ hội, cũng có hắn nữ sinh cùng ngươi thổ lộ, các nàng không nghĩ tới muốn cùng ngươi có cái gì chỉ là không muốn để lại tiếc nuối ta ngày đó cũng không nói gì bởi vì ta cho là ta cùng các nàng không giống nhau các nàng chỉ là ngươi khách qua đường nhưng ít ra ta là ngươi sinh mệnh khách quen tối thiểu hiện tại là ta cũng ốc xên đồng dạng nghĩ tới cứ như vậy cái gì cũng không nói chúng ta cứ như vậy làm bằng hữu cũng rất tốt bởi vì một khi nói ra liền có thể liền bằng hữu đều không làm được tống linh san nói ra ta còn biết thực linh nhi trong lòng cũng có ngươi linh nhi là ta bạn tốt nhất nếu như nàng đi cùng với ngươi ta hội chúc phúc nhưng mặc kệ như thế nào ta không muốn còn như vậy thật không minh bạch đi xuống sau đó nàng trầm mặc đi xuống tống linh san trầm mặc sau một lát nàng ngẩng đầu cái kia một cái chớp mắt nàng con ngươi sáng như sáng chói ngôi sao ta thích ngươi là quân theo đến cao trung bắt đầu thích ngươi ba năm cho nên hôm nay ngươi cho ta cùng linh nhi một thống khoái đi tư đồ linh nhi cũng thay đổi cục xúc bất an lên nàng không nghĩ tới tống linh san sẽ đem nàng cũng mang vào nàng không biết nên nói thế nào nàng cũng không biết là có hay không nên phủ nhận cái tầng quan hệ này nhưng là nàng cảm giác đến mình vô luận như thế nào cũng viết không rõ muốn nàng nói ra không thích la quân nàng nói không nên lời linh san la quân hít sâu một hơi nói ra thực ngươi hẹn ta thời điểm Ta đại khái đoán được, ngươi là nhắc tới chút. Ta vẫn tại nghĩ ta nên làm như thế nào đến trả lời ngươi. Nghĩ đến trả lời thế nào, mới không cho ta thương tâm sao? Tống Linh San mỉm cười, nói ra, nàng lòng đang quặn đau, nhưng lại như cũ bảo trì mỹ lệ mà thong dong mỉm cười. Đây là thuộc về nàng Tống Linh San sau cùng Tôn Nghiêm. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Tống Linh San nói ra, cho nên ngươi lựa chọn là Linh Nhi. Nàng đón đến nói ta minh bạch sau đó nàng quay người liền chuẩn bị rời đi linh san từ đồ linh nhi kéo lại tống linh san la quân đứng lên hắn nói ra ta cả đời này đều sẽ không thích bất luận kẻ nào bao quát linh san ngươi cũng bao quát linh nhi nếu như ta có làm cái gì hội để cho các ngươi sinh ra hiểu lầm vậy ta ở chỗ này nói với các ngươi một tiếng xin lỗi hắn sau đó cười nhạt một tiếng nói ra hôm nay cần phải rời đi là ta Hắn sau khi nói xong, đứng dậy liền sải bước rời đi gian phòng. Cái này một cái chớp mắt, Từ Đồ Linh Nhi cũng ngây người. Nàng cảm giác mình tâm có chút đau, giống như là một kiện tinh mỹ đồ sứ sinh ra một đầu không thể phát giác vết nứt. Nhưng mà, bắt đầu chỉ hơi hơi đau, càng về sau, cái này đau trở nên toàn tâm, trở nên khắc cốt. Tống Linh San cũng ngây người. Nàng vẫn luôn cảm giác được, có lẽ là Quân ưa thích là Linh Nhi. Nhưng kết quả này nàng tuyệt đối không ngờ rằng. La quân rời đi quầy hàng lớn thời điểm, chính là 9,00 tối. Trên trời có một vòng sáng ngời trong sáng trăng tròn. Trên đường còn có thật nhiều xe cộ người đi đường, mấy năm này Đông Giang biến hóa là rất rõ ràng. Rõ ràng nhất cũng là giao thông bắt đầu biến hỗn loạn một chút. Đèn đường đem La Quân bóng người kéo đến lão dài. La Quân thở dài trong lòng, dạng này cũng tốt, rất tốt. Về sau cũng không cần lại có càng lo lắng nhiều. Dạng sáng thời điểm, là quân điện thoại di động bỗng nhiên vang. Lần này lại là tư đồ Linh Nhi đánh, nàng đánh một chút thì treo. Là quân vốn là đã trên giường yên ổn chìm vào giấc ngủ, hắn có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ, nhưng tư đồ Linh Nhi cùng tống Linh San đêm nay lại trắng đêm khó ngủ. Là quân giật mình trong lòng, hắn vô ý thức cảm thấy tư đồ Linh Nhi cú điện thoại là này có chút kiếm chuyện chơi. Nàng rất không có khả năng gặp được nguy hiểm. Thế nhưng là vạn nhất đâu. La Quân không muốn có bất kỳ mạo hiểm, sau đó hắn cấp tốc đứng dậy, thì đánh lấy đi chân trần thẳng chạy ra ngoài. La Quân mặc đồ ngủ tại trên đường cái phi nước đại, thân hình hắn như điện, chỉ 2 phút đồng hồ thời gian, La Quân thì đã đi tới Tư Đồ Linh Nhi vợ con khu bên ngoài. Tư Đồ Linh Nhi tại tiểu khu bên ngoài bồi hồi, nàng đang chờ đợi La Quân đến. Ánh trăng cùng đèn đường quang hỗn hợp lại cùng nhau, Tư Đồ Linh Nhi giống như là ban đêm băng tuyết tinh linh một dạng là như thế khiến người ta ái mộ cùng giật dây. Đối mặt dạng này nữ hài, ai có thể cứng rắn lên tâm địa đâu. 18 tuổi Linh Nhi, đã trổ mã đến phá lệ rung động lòng người cùng tiêu chí đây. Là quân đi lên phía trước, hắn có chút nổi nóng nói ra, người có biết hay không, tiểu hài tử hô sói tới hậu quả là cái gì. Có lẽ chờ người thật gặp ngay phải sói thời điểm, ta cũng không tin. Từ đồ Linh Nhi trở lại liền thấy La Quân là đi chân đất đến đây, cái này một cái chớp mắt, nàng tất cả yêu phiền đều chiếm được yên tĩnh. Ta đi, La Quân quay người muốn đi. Tư đồ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên giữ chặt La Quân tay. La Quân nào nào, hắn quay đầu trông thấy tư đồ Linh Nhi Mỹ lệ gương mặt bên trên mang theo một vẻ cầu khẩn. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng để La Quân rốt cuộc cứng rắn không tầm thường tâm địa. Ngươi ngươi ngươi, nói cho ngươi, chiều này không dùng được, La Quân tức hổn hển. Tư đồ Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nàng nháy mắt mấy cái để la quân như vậy ăn quả đắng nàng theo tâm lý cảm thấy vui vẻ không muốn đi được không bồi ta trò chuyện tư đồ linh nhi nhẹ giọng thỉnh cầu la quân vô luận như thế nào cũng cự tuyệt không tư đồ linh nhi thỉnh cầu hắn có thể đem linh nhi sủng thượng thiên vậy thì đi thôi cái này ban đêm la quân thì đi chân đất bồi tiếp tư đồ linh nhi tại trên đường cái đi tới tư đồ linh nhi có chút bận tâm nói ra sẽ có hay không có điểm cấn chân la quân lắc đầu nói ra sẽ không tư đồ linh nhi trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu nàng nói ra người hôm nay nói chuyện là có ý gì la quân nói ra ngươi là chỉ người nói ngươi sẽ không thích bất luận kẻ nào tư đồ linh nhi nói ra la quân nói ra ta cùng các ngươi khác biệt các ngươi là phàm phu tục tử sở dĩ phải đắm chìm trong tình a à yêu bên trong các ngươi có người bản năng dục vọng tỷ y hát tham lam ái dục thất tình lục dục đại khái cũng là những thứ này. Nhưng ta chỗ truy cầu đồ, vật, cùng các người khác biệt. Ta truy cầu là cảnh giới võ đạo tối cao, đó là một loại vô ngã chi cảnh. Tư đồ linh nhi ngây người, người ý là, người cả một đời cũng sẽ không kết hôn. La quân gật gật đầu. Từ đồ linh nhi hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng nói ra, người gạt người. La quân nói ra, người muốn nói ta gạt người, ta cũng không có cách nào. Ta không có lý do cùng các ngươi nói dối, không phải sao? Vô luận là ngươi vẫn là linh san, chỉ cần là bình thường nam sinh, nơi đó hội cự tuyệt các ngươi. Tư Đồ Linh nhi ngây người địa phương, Là Quân ở một bên yên tĩnh bồi tiếp, hắn nói ra, nếu như ta làm cái gì để ngươi sinh ra hiểu lầm lời nói, thật xin lỗi. Thế nhưng là ngươi rõ ràng, ngươi rõ ràng là quan tâm ta, ngươi tại sao muốn nói như vậy? tư đồ linh nhi nước mắt trong nháy mắt như cắt đứt quan hệ dây chuyển chân châu, nàng rất nhanh lại lau một thanh nước mắt xoay người rời đi la quân không có đi truy đau dài không bằng đau ngắn đi hắn nghĩ như vậy tư đồ linh nhi trong nhà dương khiết cũng không có ngủ nàng mấy ngày nay cũng không bận bịu nàng trong phòng khách xem tv cũng là đang chờ tư đồ linh nhi trở về vừa mới nữ nhi tình tự không đúng lắm nàng có chút bận tâm trong tivi ngay tại để đó lam cầu tuyệt luyến. Chỉ chốc lát về sau, ngoài cửa truyền đến khóa cửa chuyển động thanh âm. Dương Khiết nhìn về phía chỗ cửa lớn, đại môn mở ra, Tư Đồ Linh Nhi tiến đến. Dương Khiết lập tức trông thấy Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Sớm như vậy, thì vì tình sở khốn sao, Dương Khiết trong lòng không khỏi đau lòng. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có hồ mụ mụ, nàng quay người thì liền tiến phòng ngủ, sau đó đóng lại cửa phòng ngủ, Dương Khiết ngốc một cái chớp mắt, nàng theo không nghĩ tới, có một ngày nữ nhi của mình thế mà lại vì ái tình rơi nước mắt. Con gái nàng là tuyệt đối ưu tú, xinh đẹp, tự lập. Nàng cảm thấy chỉ có nam sinh truy cầu Linh Nhi không thể được, từ đó tinh thần chán nản. Tại sao có thể có nữ nhi vì tình rơi lệ đâu? Dương Khiết vừa nghĩ tới đó, đã cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Nàng biết, việc này khẳng định cùng cái kia gọi là Quân tiểu hỏa tử có quan hệ nàng muốn đi tìm la quân hỏi qua rõ ràng lão nương nữ nhi chẳng lẽ còn không xứng với ngươi nhưng đây chỉ là nhất thời xúc động dương khiết làm thành thục nữ tính đương nhiên sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình ước chừng nửa giờ sau dương khiết nghe được trong phòng ngủ truyền đến từ đồ linh nhi tiếng nức nở dương khiết đau lòng tới cực điểm nàng nhịn không được tiến đến gõ cửa linh nhi linh nhi dương khiết hô ta không sao sau một hồi khá lâu bên trong truyền đến từ đồ linh nhi thanh âm dương khiết bất đắc dĩ nàng biết nữ nhi tính tình nữ nhi là quả quyết cũng vĩnh viễn không có khả năng giống hắn tiểu nữ sinh lại ở mụ mụ trong ngực kể ra chuyện thương tâm tại ngày thứ hai thời điểm từ đồ linh nhi một dạng sớm rời giường đồng thời khuôn mặt vẫn như cũ một điểm cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng tới dương khiết muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống cái này trung quy là hài tử việc của mình dương khiết nghĩ tại đông giang nhà dương khiết treo ở môi giới dự định bán đi nữ nhi sẽ phải đến thượng hải đến trường bên kia trượng phu nàng tư đồ tín nghĩa cũng tại cho nên dương khiết không có lý do gì còn dừng lại tại đông giang dù cho nơi này là nàng quê quán là thời điểm nên một nhà ba người đoàn tụ tư đồ linh nhi cùng dương khiết còn có tống linh san cùng cha cùng một chỗ tiến về thượng hải là ngồi xe lửa tiến đến Tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San ở giữa quan hệ cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cách, cái này thực cũng là tốt tại hai người đều bị la quân cự tuyệt. Không phải vậy lời nói, cho dù Tống Linh San nói nàng sẽ không để ý, nhưng cho dù là thánh hiền, cũng vô pháp dưới loại tình huống này, chân tâm không khúc mắc. Hai nữ cũng không hề không hề thi lô quân. Đang bị la quân vừa mới bắt đầu cự tuyệt thời điểm, tư đồ Linh Nhi nghĩ tới muốn đem la quân đưa điện thoại di động ném. Nhưng là nàng cuối cùng không có bỏ được ném đi, cái kia có lẽ là nàng cùng hắn duy nhất một điểm tư ẩn cùng bí mật. Lên đại học về sau, là quân cùng tư đồ Linh Nhi, còn có Tống Linh San đều phân tại khác biệt ban. Cứ như vậy, là quân cùng tư đồ Linh Nhi còn có Tống Linh San ở giữa gặp nhau liền càng thêm thiếu. Đến mức năm thứ nhất đại học nửa cái học kỳ đi qua, tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San thế mà đều chưa từng gặp qua La Quân một lần. Đến lúc này, tựa hồ tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San mới bắt đầu nguyện ý tin tưởng, là quân trong lòng là thật không có các nàng. Nếu như hắn nói phàm là có một tia trái lương tâm, hắn có thể nhịn được nửa năm không thấy các nàng sao. Đây là lẻ 7 năm tháng 12, cách nguyên đán còn có nửa tháng. Cách sang năm cũng không xa. Ngày này 3 giờ sáng thời điểm, tư đồ linh nhi điện thoại đột một vang. Điện thoại di động của nàng vẫn là cái kia một cái kiểu cũ Nokia, tống linh san điện thoại di động đều đổi mấy cái. Nhưng tư đồ linh nhi thủy chung đều không có đổi, Tống Linh San không biết cái này điện thoại di động là La Quân đưa. Chói tai chuông điện thoại di động để trong phòng ngủ nhân cực bực bội, mộng đẹp bị đánh thức, không ai nguyện ý. Từ Đồ Linh Nhi là tại hạ cửa hàng, Tống Linh San là ở trên cửa hàng. Nàng cũng bị bừng tỉnh. Rất nhanh, Tống Linh San liền nghe đến từ Đồ Linh Nhi run giọng, oa. Wow! Nàng đột nhiên thì khóc lên. Tống Linh San giật mình, vội vàng xoay người xuống giường, Linh Nhi, Linh Nhi, làm sao? Đừng sợ. Có ta ở đây." Tống Linh San lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi dạng này khóc, ở trong mắt nàng, Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên thanh lãnh, nhưng lại vô cùng kiên cường. "Thế nào, đến cùng chuyện gì phát sinh?" Tống Linh San hỏi. "Da da của ta, da da nặng chứng không trị, sắp không được." Tư Đồ Linh Nhi nức nở nói ra. Tư Đồ Linh Nhi phải lập tức về Yến Kinh. Tống Linh San biểu thị muốn cùng một chỗ cùng Tư Đồ Linh Nhi đi qua tư đồ Linh Nhi hoang mang lo sợ phía dưới, cũng không cự tuyệt. Rất nhanh, Tống Linh San cùng tư đồ Linh Nhi hơi chút thu thập, sau đó liền cho phụ đạo viên gọi điện thoại báo cáo tình huống. Về sau liền ngay lập tức ra nam đại giáo viên. Thượng Hải ban đêm cách ngoại hàn lãnh, đây là tới gần nguyên đán thời gian, khí trời sớm đã triệt để lạnh lạnh xuống. Tống Linh San cùng tư đồ Linh Nhi cũng không có chờ quá lâu, về sau tư đồ Linh Nhi phụ thân tư đồ Tiến nghĩa cùng mẫu thân dương khiết lái xe đến đây. Tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San lên xe, tư đồ tín nghĩa liền trực tiếp lái xe tiến về Yến Kinh. Vô luận là ngồi hỏa xe vẫn là chuyến bay, lúc này đều không có như vậy phù hợp cấp lấp tại. Cho nên lái xe đi ngược lại là càng nhanh. Trên đường đi, tư đồ tín nghĩa đem lái xe nhanh chóng, sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Tư đồ Linh Nhi nhịn không được hỏi mẫu thân Dương Khiết, mẹ, ra ra thân thể của hắn luôn luôn đều rất tốt, mà lại, lão nhân gia ông ta vẫn là một tên cao thủ, làm sao lại đột nhiên đến bệnh nặng? Dương Khiết trầm giọng nói ra, Linh Nhi, ta và cha ngươi hiện tại đối ra ra ngươi tình huống giải cũng không nhiều hơn ngươi. Bên kia gọi điện thoại tới, nói ra ra ngươi nhanh không được, muốn gặp ngươi một lần một lần cuối. Tư đồ Linh Nhi nhất thời khóc không thành tiếng. Tại nàng sinh mệnh bên trong, ra ra là đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Mặc kệ ra ra đối cha mẹ làm cái gì, để cha mẹ một mực canh cánh trong lòng nhưng là ra ra theo lần thứ nhất gặp tư đồ linh nhi bắt đầu liền đối với tư đồ linh nhi biểu hiện ra không phải bình thường sủng ái thậm chí là yêu chiều tư đồ ra nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội nhưng là ra ra tư đồ viêm lại duy chỉ có đối tư đồ linh nhi yêu ái có thừa tư đồ linh nhi như thế nào cũng không thể tiếp nhận ra ra đột nhiên muốn ly khai dài đến 12 giờ lộ trình tại hơn 3 giờ chiều thời điểm tư đồ linh nhi một nhà rốt cục trở lại tư đồ công trong quán Tư đồ Linh Nhi vẫn luôn đang sợ, sợ hãi vừa đến trong nhà đã nhìn thấy đã tại bầy tang sự. Nàng sợ hãi không thể nhìn thấy ra ra một lần cuối. Trong nhà hết thảy đều vẫn là bình tĩnh, chỉ bất quá ngừng không ít xe. Trong nhà những thuốc thuốc đó ba bá, bá, còn có anh họ đường đệ, đường tỷ đường muội thầm thầm tẩu tẩu toàn bộ đều đã đến. Tư đồ tín nghĩa mang theo thê tử, nữ nhi, tống linh san sắp bước vào bên trong. Đến đến đại sảnh thời điểm, Tư đồ Linh Nhi trông thấy tất cả thân thích đều tại. "Ba ở đâu?" Tư đồ Tín Nghĩa vội hỏi Đại ca Tư đồ Kính. Tư đồ Kính sắc mặt rất là âm trầm, hắn đạm mạc nhìn một chút Tư đồ Tín Nghĩa, sau đó nói, "Ở trong nhà, các ngươi vào xem một chút đi." Lão gia tử nổi giận, muốn tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ nói nếu như Tư đồ Tín Nghĩa một nhà trở về, liền để bọn hắn đi vào. Đây cũng là Tư đồ Kính bọn người có chút không thoải mái nguyên nhân lão gia tử cả đời đều bất công tiểu nhi từ tư đồ tín nghĩa đối tư đồ tín nghĩa nữ nhi cũng là có nhiều yêu chuộng tư đồ tín nghĩa không nói hắn liền mang theo dương khiết cùng tư đồ linh nhi đi vào tống linh san thì ở lại bên ngoài buồng trong bên trong thuộc về tư đồ viêm lão gia tử trong phòng ngủ ánh sáng rất tối chỉ chọn một cái ngọn nến quản gia ngô bá canh giữ ở tư đồ viêm giường một bên tư đồ viêm nằm ở trên giường trên người hắn đắp thật dày chăn mền mà hắn khuôn mặt lại là già nua đến không còn hình dáng. Ra Ra, Tư Đồ Linh Nhi khóc hô, nàng nhìn thấy Ra Ra lần này già nua bộ dáng, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Lúc này Tư Đồ Viêm cũng liền từ từ mở mắt, khi hắn trông thấy Tư Đồ Linh Nhi thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, run rẩy nói, Linh Nhi, ta cháu ngoan, người trở về á. hắn vươn tay ra, Tư Đồ Linh Nhi vội vàng nắm chặt Tư Đồ Viêm tay. Tình cảnh này cho dù là một mực đối tư đồ viêm có hận dương khiết cũng không nhịn được trong lòng chua chua, nước mắt rơi xuống. Mặc kệ lão gia tử lúc trước nói nhiều A à đã thương người, nhưng là lão gia tử đối nữ nhi của mình lại là thành tâm thành ý A. À. Tư đồ tín nghĩa cái này làm bằng sắt hán tử, lúc này cũng qua một tiếng khóc lên, hắn quỷ gối trước giường, nói, cha, ta sai, nhi tử sai. Linh nhi, người vịn ra ra ngồi xuống, tư đồ viêm nhìn một chút tư đồ tín nghĩa, lại nhìn một chút Dương Khiết, sau cùng nhưng là đúng tư đồ Linh Nhi nói như vậy. Tư đồ Linh Nhi dương dương gật đầu, nàng đem tư đồ Viêm vịn ngồi xuống. Tư đồ Viêm thủy chung nắm lấy tư đồ Linh Nhi tay, hắn không để ý đến tư đồ tín nghĩa, mà chính là nhìn về phía Dương Khiết. Hắn bỗng nhiên cười cười, nói ra, Dương Khiết, trong lòng ngươi vẫn một mực đang hận ta đúng hay không? Dương Khiết lắc đầu, nói ra, không hận, chí ít hiện tại đã không hận. Tư đồ Viêm nói ra đã nhiều năm như vậy, năm đó Tín Nghĩa Liều Lĩnh muốn cùng với ngươi. Hiện tại xem ra, hắn nhưng là đúng. Tuy nhiên ngươi, hắn nhịn xuống nói tiếp, tựa hồ là không muốn để cho Linh Nhi biết một chút bí mật. Dù sao, Dương Khiết là tư đồ Linh Nhi mẫu thân. Nếu như Dương Khiết tại lúc tuổi còn trẻ làm qua cái gì chuyện sai, cái kia đều không nên để Linh Nhi biết. Tư đồ Viêm tiếp tục nói, nhưng là ngươi chung quy là cùng A Kính cùng A Vân bọn họ cưới vợ khác biệt bọn họ nàng dâu đều là danh môn vọng tộc, đều là cái này đại trảo nhuộm bên trong người. Liền bọn họ con gái đều là cái này đại trảo nhuộm bên trong người, người không chỉ là ngươi không chịu tiến vào cái này trảo nhuộm. Người còn đem thương nghĩa cũng kéo ra ngoài, càng làm cho ta có linh nhi ưu tú như vậy cháu gái nhỏ. Cho tới nay, ta đều ưa thích linh nhi, tư đồ viêm đau thương cười một tiếng, nói ra, không phải là bởi vì khác. Cũng là bởi vì Linh Nhi cùng bọn hắn cũng khác nhau. Linh Nhi là cái rất sạch sẽ, Thuần Túy hài tử, không có nhiều như vậy mục đích tính, nàng thì chỉ là ta cháu gái, nàng mời ta yêu ta, lại là không quan hệ hắn. Tư Đồ Viêm nói lên lời trong lòng, hắn nói, lại là một loại đại gia tộc bi ai. Càng là đại gia tộc, thân tình càng là đạm mạc. Tư Đồ Viêm rất muốn nhất cũng là thân tình. Cái này một cái chớp mắt, dương khiết nước mắt cũng như cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì lão gia tử rốt cục hoàn toàn lý giải nàng, thông cảm nàng. Cha, Dương khiết hô một tiếng. Tư đồ viêm vui vẻ nên một tiếng. Sau đó, tư đồ viêm ánh mắt liền đến tư đồ tín nghĩa trên thân. Cha, tư đồ tín nghĩa hô. Tư đồ viêm nói ra, ngươi là ta lớn nhất tiểu nhi tử, từ nhỏ, ta thì sủng ái nhất ngươi. Ngươi cũng lớn nhất không chịu thua kém, cái gì đều nghe ta. Cũng cái gì đều không cùng ngươi ca ca tỷ tỷ nhóm đi tranh giành nhưng là ta thật không nghĩ tới người sau cùng lại ở ngươi hôn nhân phía trên kiên trì như vậy người không hổ là ta tư đồ viêm lớn nhất con trai của kiêu ngạo người nhảy ra cái vòng này lựa chọn một đầu chính xác đường cha tư đồ tín nghĩa khóc dòng nói tư đồ viêm sau đó khoát khoát tay nói ra các ngươi đừng khóc a à, người cái kia có không chết ta đã lớn như vậy số tuổi có thể chết cha tư đồ tín nghĩa cùng dương khiết đều quỳ đi xuống bọn họ đều đã nhìn ra lão gia tử thật là đến đèn cạn dầu cấp độ. Tư đồ viêm hít sâu một hơi, cái này một hơi sau khi hút vào, hắn tức giận sắc thì đỡ một ít. Sau đó, hắn tiếp tục nói, vốn là, ta không có gì đáng lo lắng. Tín nghĩa các ngươi một nhà cũng có bản lĩnh nuôi sống chính mình, cái này tư đồ ra vốn liếng, bọn họ muốn bại, thì để bọn hắn bại đi thôi. Nhưng là hiện tại, có chút hỏng bét sự tình, ta vẫn là không thể không nói với các ngươi một tiếng. Cha, Tư đồ tín nghĩa không hiểu. Tư đồ viêm nói tới nói lui, không quá lưu loát. Hắn đối ngô bá nói ra, lão ngô, người đem tại ý nghĩ nói hết ra đi. Tư đồ tín nghĩa cùng dương khiết, còn có tư đồ linh nhi đều không hiểu nhìn về phía ngô bá. Ngô bá ánh mắt nặng nề, hắn nói ra, tín nghĩa thiếu ra, linh nhi, lão gia tử không phải nhiễm bệnh. Hắn là bị người dùng nội kình chấn thương. Tư đồ tín nghĩa giật nảy cả mình. Dương Khiết cùng tư đồ Linh Nhi cũng là thất sắc. Ngô bá nói ra, đối phương là sông lão gia tử đến, mà lại, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay, các ngươi như là đã gặp đến lão gia tử, lão gia tử cũng sau cùng tâm nguyện. Hiện tại các ngươi liền có thể rời đi, rời đi về sau, cũng không cần xen vào nữa tư đồ ra sự tình. Về sau, tư đồ ra bất kể như thế nào, các ngươi coi như làm không biết tốt. Cũng không cần trở lại, không được, tư đồ tín nghĩa bỗng nhiên mà lên, hắn cả giận nói, là ai đã thương cha. Ngô bá, người nói cho ta biết. Ngô bá lắc đầu, nói ra, tín nghĩa thiếu ra, người không nên kích động. Thực lực đối phương, liền lão gia tử cũng không là đối thủ. Tín nghĩa thiếu ra người biết thì có ích lợi gì, bất quá là chỉ đưa tánh mạng A. Thế nhưng là, tư đồ tín nghĩa tại cái này một cái chớp mắt thật hận, thật hận mình những năm này không có nỗ lực luyện công. Không phải vậy lời nói, liền sẽ không đứng trước loại tình huống này biết rõ phụ thân bị người khi nhục lại là không thể vì ra mặt chẳng lẽ liền không có vương pháp sao tư đồ tín nghĩa cả giận nói chúng ta có thể theo quân đội liên hệ để cho bọn họ tới cho chúng ta chủ trì công đạo ngô bá nói ra tín nghĩa thiếu gia chuyện giang hồ giang hồ a à. tư đồ tín nghĩa nói ra không quản các người nói thế nào hôm nay ta tuyệt sẽ không vứt xuống cha mặc kệ trước kia ta có thể rời đi là bởi vì ta biết tư đồ ra có cha tại, hết thảy đều là bình an. Bây giờ tư đồ ra gặp nạn, ta tuyệt không thể đi đến chi như vậy nhu nhược. Ngô bá nói ra, tư đồ ra vinh diệu lúc, thiếu ra người cũng không tại. Cái kia càng không có đạo lý, tư đồ ra gặp nạn lại muốn kéo người cùng một chỗ. Vậy thì thế nào, trên người của ta chảy là tư đồ ra máu. Tư đồ tín nghĩa nói ra. Tín nghĩa, người khác xúc động. Dương Khiết nói ra ta làm sao có thể tỉnh táo tư đồ tín nghĩa phẫn nộ cực dương khiết mặt lạnh nói ra xúc động thì có thể giải quyết sự tình sao tư đồ tín nghĩa trung quy là sợ vợ lúc này dương khiết nổi giận tư đồ tín nghĩa cũng liền trầm mặc đi xuống nhưng hắn lại là kiên định lạ thường cái kia chính là bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này vứt bỏ tư đồ ra mà đi dương khiết làm theo hướng ngô bá nói ra đối phương rốt cuộc là ai ngô bá nói ra động thủ người che giấu tung tích nhưng lão gia tử đoán được hẳn là lâm gia lão tổ tông hồng xuất sắc sen không xuất sắc sen vậy lão bà tử như thế nào là cha ta đối thủ tư đồ tín nghĩa mắt đỏ nói ra ngô bá nói ra hồng xuất sắc sen cùng một tên khác cao thủ cùng một chỗ đến đây cái kia cao thủ thần bí thân thủ khủng bố khó có thể ứng phó còn hồng xuất sắc sen ở nơi nào mời cao thủ đây cũng là chúng ta đoán không ra Đối với Ngô Bá bọn họ nói đây hết thảy, Tư Đồ Linh Nhi cũng không hiểu. Phức tạp như vậy thế giới, Dương Khiết các nàng đương nhiên sẽ không nói với Tư Đồ Linh Nhi. Hồng Tú Liên, Lâm Gia, bọn họ vì cái gì đột nhiên sẽ đối với cha làm khó dễ? Dương Khiết hỏi. Ngô Bá nói ra, đây cũng là chúng ta không có đoán được, lão gia tử có không ít bảo bối tốt, nhưng Hồng Tú Liên các nàng lần này động thủ, cũng không lộ ra, càng chưa lấy đi bất kỳ vật gì. Dương Khiết nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng là đoán không ra. Tư Đồ Viêm khí tức là càng ngày càng yếu, nhưng hắn hít sâu một hơi không chịu nhắm mắt lại. Cũng là tại lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên tuôn ra một sợi tinh quang. Bọn họ tới, Tư Đồ Viêm trùng tư chỉ tín nghĩa nói ra, "Các ngươi nhanh từ phía sau rời đi, những năm này các ngươi đều không tại, có lẽ Lâm gia nhân chưa chắc sẽ chú ý tới các ngươi." Tư Đồ Tín Nghĩa lập tức nói ra, "Cha, ta cùng ngươi." Hắn lại là nói với Dương Khiết. Dương Khiết, người mang Linh Nhi còn có bạn học của nàng rời đi. Ta không đi, tư đồ Linh Nhi nước mắt vừa nói nói. Các ngươi, tư đồ viêm thấy thế đã cảm động, vừa lo lắng, cái này một lo lắng, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Ra ra, tư đồ Linh Nhi nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không kịp, tư đồ viêm bỗng nhiên nói ra, cái này miệng máu cũng làm cho ngực ta nói lưu loát một chút, lão mô, dìu ta ra ngoài. Vâng, Ngô Bá hốc mắt ướt át nói ra: Các ngươi đều đợi ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Tư đồ viêm bàn giao Tư đồ tín nghĩa. Tư đồ tín nghĩa kiên chỉ đỡ lấy Tư đồ viêm nói ra: Hôm nay chúng ta cha con đồng sinh cộng tử. Tư đồ viêm ngây người, cái kia một cái trước mắt, hắn thế mà cũng rất xuống nước mắt. Sau đó Tư đồ tín nghĩa cùng Ngô Bá hai bên đỡ lấy Tư đồ viêm ra phòng ngủ. Cái kia trong đại sảnh Tư đồ kính từ đồ vân còn có một đám các huynh đệ tỉ muội toàn bộ đều phân hai khác đứng thẳng, bọn họ kiêng kỵ nhìn lấy người đến. Người đến chính là lâm gia lão tổ tông Hồng Tú Liên, còn có lâm gia gia trưởng lâm chiến thiên, cùng lâm chiến thiên hai đứa con trai san sát bầy, lâm tiêu. Cùng theo một lúc đến chả có hai tên áo đen lão giả. Cái kia hai tên áo đen lão giả sắc mặt nghiêm túc, không qua loa ngôn ngữ. Hồng Tú Liên thân thể mười phần cởi mở, tay trụ long đầu quải trượng, tóc bạc trắng, trên mặt nàng lại không có cái gì nếp nhăn, nhìn cũng là tóc bạc mặt hồng hào. Hồng Tú Liên thân thể thẳng tắp đứng thẳng, một chút cũng không có khom người dấu hiệu. Lúc này, một đoàn người tiến đến, chỉ là khí thế thì đem mọi người áp chế gắt gao ở. Tư đồ kính cùng tư đồ vân tiến lên, tư đồ kính liền ôm quyền, nói ra, hồng lão tiền bối, ngày hôm nay đại giá quang lâm, là có chuyện gì không? Hồng Tú Liên nhàn nhạt nhìn một chút tư đồ kính, vẻn vẹn cũng là cái nhìn này uy, tư đồ kính cũng là kinh hồn bạt vía. Hồng Tú lên cười lạnh, nói ra, những năm này, các người tư đồ ra uy phong cực. Lão tử người tư đồ viêm là nổi tiếng anh hùng nhân vật, không nghĩ tới hắn lại sinh các người này một đám kẻ bất lực. Tư đồ kính, người tu vi, ngay cả ta nhà chiến nhi một cái tay đều ứng phó không a. À. Tư đồ kính nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Cút sang một bên đi, lão thân hôm nay đến đây là muốn gặp tư đồ viêm. Nghe nói hắn thân thể không thế nào cởi mở, ta đặc biệt đến xem. Hồng tú liên nói ra, cũng chính là vào lúc này, tư đồ viêm đi ra. tú liên muội tử, đa tạ ngươi đối lão ca ca quan tâm. tư đồ viêm đi tới, hắn không tiếp tục để tư đồ tín nghĩa cùng ngô bá nâng. một bên tống linh san vạn vạn không nghĩ đến gặp được tình huống như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút hoang mang lo sợ. có điều cũng may tư đồ linh nhi cùng dương khiết theo đi ra. tống linh san vội vàng ninh đến tư đồ linh nhi trước mặt. Tư đồ Linh Nhi cũng là vô cùng khẩn trương, Tống Linh San nắm chặt tư đồ Linh Nhi tay, muốn tận chính mình khả năng tối đa nhất cho tư đồ Linh Nhi lớn nhất an ủi. Tư đồ viêm ở trên bài ra hổ ghế dựa chỗ bệ vệ ngồi xuống. A kính, các người trả ở lại làm cái gì, không biết muốn thỉnh khách nhân nhập tỏa sao? Tư đồ viêm nói ra. Không cần, Hồng Tú Liên từ tốn nói. Nàng theo rồi nói ra, tư đồ lão ca, muội tử ta là không quá hội quanh co lòng vòng người hôm nay ta tới là vì cái gì trong lòng ngươi đại khái cũng rõ ràng tư đồ viêm sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn vốn là cũng đã là đèn cạn dầu lúc này là bởi vì hồng tú liên kích phát hắn sau cùng tiềm năng hắn biết mình những con này căn bản không có khả năng ứng phó đến hồng tú liên tú liên ngươi muốn cái gì ngươi muốn như thế nào mới có thể dừng tay tư đồ viêm hỏi hồng tú liên nói ra kỳ lân ngọc ô kim kiếm đại hoàn đan gỗ trầm hương điêu còn có tôn này đại phật kim thân những vật này người đều phải về trả lại cho ta trả lại tư đồ viêm nghe được hai chữ này không khỏi thê lương cười một tiếng chẳng lẽ không phải trả lại sao hồng tú liên trong mắt tuôn ra một sợi hàn quang tư đồ viêm nói ra đúng vậy a à, làm sao có thể không phải trả lại muốn đến ngươi vẫn là có kiêng kỵ địa phương nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử còn có về quốc quân thần tồn tại người cũng không dám đem sự tình làm quá rõ ràng Hắn đón đến, còn nói thêm, được, ngươi muốn, đều có thể về trả lại cho ngươi. Hồng Tú lên cười một tiếng, nói ra, còn có, từ đồ gia tộc dưới cỡ 99% cổ phần, muốn toàn bộ nhường lại. Còn lại 10%, cũng đầy đủ ngươi đám rác rưởi này bọn tử tôn sống hết nửa đời sau. Ngươi đám phế vật này con cháu sâu mọt, mất đi ngươi che chở, trong tay tài phú càng lớn, càng là chết nhanh. Điểm này, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Cha như vậy sao được tư đồ kính cùng tư đồ vân còn có hắn thẩm thẩm nhóm cùng một đám huynh đệ tỉ muội đều gấp đây đã là tài động đến bọn hắn bản thân lợi ích là tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu tư đồ viêm nhạt lạnh nhìn một chút tư đồ kính nói ra tư đồ kính nhất thời một câu đều nói không nên lời có thể tú liên muội tử những thứ này ta đều có thể đáp ứng ngươi tư đồ viêm nói ra như vậy việc này phải chăng có thể dừng ở đây làm người cũng nên lưu một đường hồng tú lên cười ha ha một tiếng sau đó trong mắt nàng tuôn ra một sợi tinh quang làm người lưu một đường ngày khác tốt gặp nhau đáng tiếc ta cùng ngươi ngày khác cũng đã không thể gặp mặt cho nên vẫn là chảm thảo trừ căn đến tương đối tốt ngươi đừng khinh người quá đáng tư đồ viêm cả giận nói hắn cái này giận dữ lập tức liền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới ra ra tư đồ linh nhi đoạt lấy đi nàng ôm lấy ra ra, thống khổ nghẹn ngào. Cũng là lúc này, từ đồ linh nhi xâm nhập đến hồng tú liên trong tầm mắt. Lâm chiến thiên mấy người cũng là nhãn tình sáng lên. Người cháu gái này, rất không tệ, hồng tú liên lời nói xoay chuyển, nói ra, để cho nàng đến cho ta làm phụng dưỡng nha hoàn, việc này thì dừng ở đây đi. Người mơ tưởng, tư đồ viêm giận tím mặt, hắn nói ra, người cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, người muốn linh nhi máu đến cung cấp nuôi dưỡng ngươi nàng là linh thể chi huyết xem ra trong lòng ngươi vẫn luôn là rõ ràng hồng tú liên mỉm cười nói ra nàng máu có thể kéo dài tuổi thọ tốt như vậy đồ vật ngươi thế mà không dùng quả thực cũng là phung phí của trời còn ngươi có đồng ý hay không cái này vốn cũng không phải là chuyện trọng yếu bởi vì là tất cả đều đã không phải do ngươi cái này lúc sau đã là tuyệt cảnh từ đồ linh nhi tại dạng này trường hợp hạ nàng không có nửa điểm phản kháng năng lực Tại dạng này bất lực tình huống dưới, nàng đột nhiên nhớ tới một người, người này cũng là La Quân. Nàng vô ý thức lặng lẽ bấm La Quân điện thoại. Vừa mới bấm, liền là quải điệu. Nàng nghĩ, hắn hẳn là còn ở Thượng Hải đi. Đã nửa năm đều không có gặp hắn, hắn chỉ sợ sớm đã thì không tại trông coi đã từng lời hứa. Tư đồ linh nhi cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là ôm sau cùng một tia hy vọng. Tư đồ viêm bỗng nhiên mà lên, hắn nổi giận đùng đùng, Hồng Tú Liên, ta cái gì cũng không biết cho ngươi. Có bản lĩnh, ngươi thì giết sạch ta tư đồ ra, lại đem đồ, vật toàn bộ cướp đi. Nhìn xem về quốc quân thần có thể hay không dung hạ ngươi. Hồng Tú Liên sắc mặt thủy chung nhàn nhạt, nàng nói ra, tư đồ viêm, ta sẽ không giết sạch ngươi tư đồ ra. Quân thần Trần Lăng chấn thủ kinh đô, ta tự nhiên muốn chừa cho hắn chút mặt mũi, không thể làm quá mức. Chỉ bất quá, mặc cho ngươi giận cũng tốt, hận cũng tốt nên chuyện phát sinh thủy chung đều sẽ phát sinh ngươi nửa điểm cũng ngăn cản không tư đồ viêm đi xuống ghế dựa hắn nói ra hồng tú liên ngươi ra tay đi xuất thủ hồng tú liên cười khẩy nói ra chỉ bằng hiện tại ngươi không sai chỉ bằng ta tư đồ viêm nói ra ngươi đã gần đất xa trời lão thân đánh với ngươi chẳng phải là khi dễ ngươi hồng tú liên nói ra cái này lão ngô không phải bên cạnh ngươi thứ nhất khách khanh cao thủ sao liền để hắn tới đi ngô bá hít sâu một hơi hắn nói ra lão gia tử ta vì tư đồ ra phục vụ cả một đời hiện tại cũng là nên ta sau cùng vì ngươi làm một ít chuyện thời điểm một trận chiến này thì để cho ta tới đi lão ngô tư đồ viêm một nắm chặt ngô bá tay nói ra ngươi vì ta tư đồ ra phụng hiến cả một đời ta há có thể hiện tại còn để ngươi không không chịu chết ngươi lui ra lão gia tử nếu để cho ta trơ mắt nhìn lấy ngươi mà chết cái kia ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Ngô bá đối từ đồ tín nghĩa cùng tư đồ linh nhi nói ra, các người vịn lão gia tử ngồi xuống. Tư đồ tín nghĩa cùng tư đồ linh nhi lập tức đỡ lấy tư đồ viêm. Lão ngô, tư đồ viêm nước mắt tuôn đầy mặt. Ngô bá lại là không để ý tới tư đồ viêm, hắn đối mặt Hồng Tú Liên, nói ra, Hồng Tú Liên, chúng ta ngay ở chỗ này đánh một trận, nếu ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức. Vậy thì mời ngươi mang theo ngươi người, rời đi thôi như thế nào? Hồng Tú Liên mỉm cười, nói ra, lão cùng ngươi đánh. Lão thân nhìn vẫn là không cần, liền để chiến nhi cùng ngươi đùa nghịch hai chiêu đi. Ngươi nếu là có thể tại trên tay hắn thắng được một chiêu nửa thức, cái kia lão thân lập tức dẫn người rời đi, từ đó sẽ không tìm ngươi tư đổ ra suối quẩy. Ngô bá trong mắt thiểm quang tinh quang, nói, tốt. Tư đồ ra cũng không có bao nhiêu khách khanh cao thủ, cho tới nay, đều là tư đồ viêm bằng vào bản sự của mình đến chấn thủ tư đồ ra. Ngược lại không phải là tư đồ ra không muốn tìm cao thủ, mà chính là tìm không thấy cao như vậy tay. Tư đồ kính cùng tư đồ vân thủ hạ là có một số cao thủ, có thể theo lâm chiến thiên dạng này người so ra vẫn là kém xa. Lâm ra chỗ lấy có thể mạnh như thế, là bởi vì lâm gia tử tôn đều khắc khổ tập võ. Lâm chiến thiên, san sát bầy, lâm tiêu những người này đều là hồng tú liên mang ra. Ngô bá cùng lâm chiến thiên đứng đối mặt nhau. Tư đồ viêm lắc đầu, hắn thì thào nói ra, ta anh hùng cả đời, thì có ích lợi gì? Đây chính là báo ứng, báo ứng A. À. Cái kia một cái chớp mắt, lâm chiến thiên xuất thủ. Ngô bá trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này ngô bá biến. Tư đồ ra con cháu bối môn, theo bọn họ có thể nhớ được, ngô bá ngay tại tư đồ ra. Cho tới nay, không ai dám đối ngô bá vô lễ. Nếu ai đối ngô bá không có có lễ phép, lão gia tử đều sẽ đem hung hăng trách phạt. Mà Ngô Bá cũng luôn luôn điệu thấp khiêm cung, tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bản phận. Thậm chí không có mấy người biết, Ngô Bá là biết phó công. Mà nhưng vào lúc này, cái này điệu thấp đến cơ hồ không có có tồn tại cảm giác lão nhân bộc phát ra hắn phong mang. Ngô Bá tu vi là hóa thần sơ kỳ, mà Lâm Chiến Thiên cũng là hóa thần sơ kỳ, hai người này xem như lực lượng ngang nhau. Nhưng Lâm Chiến Thiên vẫn luôn là gia chủ, hắn dũng mãnh mà bá khí quyền pháp bên trong cũng có thẳng tiến không lùi dũng khí. Ngô bá vẫn luôn là tư đồ gia quản gia, là một người phong mang thời gian dài bị che giấu, thời gian lâu dài, cái kia phong mang tự nhiên cũng muốn bị hao tổn. Lúc này, Lâm Chiến Thiên Thi triển ra bát cực quyền pháp, hắn tựa như cầm trong tay bát cực đại thương tuyệt thế mãnh tướng, một người nhất thương, chống quét thiên quân vạn mã. Chiến trận thảm liệt sát phạt. Lâm Chiến Thiên dưới chân địa cục gạch vỡ ra vô số vết nứt, đá vụn vẩy ra chung quanh những từ đồ đó người nhà nhao nhao tránh lui, không ít người bị ngộ thương, kêu rên không thôi. Ngô bá thân ở trung ương chiến trận, vô cùng sát phạt khí tức đem hắn vây lại. Cái kia một cái chớp mắt, mọi người cảm giác đây không phải hai người tại bác đấu, mà chính là thiên quân vạn mã chiến trường đang chém giết lẫn nhau. Lâm chiến thiên khẩn thiết bạo giết tới, vỡ cung lui tiến gấp, ngũ nhạc hướng lên trời trùy, lục hợp phúc địa rực rỡ, phách sơn phủ thêm thép, hạc bước thôi sơn vững vàng tầng tầng quyền ý bạo ép, nhất quyền mãnh liệt qua nhất quyền, rời núi lấp biển, liên miên bất tuyệt. Ngô bá hoàn toàn bị áp chế lại, hắn mỗi cản nhất quyền, liền muốn lui lại một bộ. Ngô bá mấy lần muốn muốn phản kích, hắn thi triển là thái cực quyền. Nhưng là cái kia bát cực quyền hoàn toàn đem thái cực quyền ý chế trụ. Để ngô bá quyền pháp không cách nào hòa hợp. Ngô bá nhuệ khí không đủ, hòa hợp không đủ, nhiều lần bị đánh lui. Mấy bước xuống tới, hắn đã không đường có thể lui. Hắc, Lâm Chiến Thiên bỗng nhiên bạo giống một tiếng, nhất trưởng nhất quyền rốt cục đem ngô bá thái cực bàn lan trụy đánh tan. Ngô bá bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp đụng vào trên tường. Hắn ở trên tường dừng một cái, sau đó mới rơi xuống dưới. Bát cực quyền pháp, đánh người như bức họa. Đây chính là Lâm Chiến Thiên bát cực quyền xuất thần nhập hóa chỗ. Lão Ngô, tư đồ viêm tức giận sôi sục hắn theo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới tư đồ linh nhi nhanh đi vịn ngô bá ngô bá bị nâng đỡ sắc mặt hắn đau thương nói lão gia tử lão ngô cuối cùng vẫn là cho ngươi mất mặt tư đồ viêm nước mắt tuôn đầy mặt nói ra ngươi đừng nói như vậy lâm chiến thiên cười ha ha lúc này tư đồ tiến nghĩa đứng ra nghiêm nghị nói ta đến đánh với ngươi chỉ bằng ngươi lâm chiến thiên khinh miệt quét mắt một vòng tư đồ tín nghĩa tín nghĩa người khác xúc động dương khiết giật mình nàng lập tức xông lại giữ chặt tư đồ tín nghĩa tư đồ linh nhi cũng hoảng sợ không nhẹ tư đồ viêm một hơi đều nhanh muốn thở không được hắn ngồi xuống liên tục khoát tay đứt quãng nói ra tín nghĩa người đi xuống cho ta thế nhưng là ta tư đồ tín nghĩa tự nhiên biết hắn không phải lâm chiến thiên đối thủ nhưng là đứng trước cường địch lão phụ thụ lấn hắn là một cái nam nhân, một đứa con trai, hắn ảo não tới cực điểm. Hận không thể dùng máu, dùng mệnh đi rửa sạch phần này sỉ nhục. Hồng Tú Liên lúc này nói chuyện, nàng nói ra, tư đồ viêm, thế nào, ngươi là muốn ta cưỡng ép đưa người cái này cháu gái nhỏ mang đi, vẫn là ngươi cam tâm tình nguyện để ngươi cháu gái nhỏ theo ta đi. Cường nếu dưa dù sao không điềm, nếu như ngươi lại kiên trì. Ta cũng không để ý giết nhiều ngươi tư đồ ra mấy cái con cháu có phải hay không chỉ cần ta đi với ngươi ngươi liền bỏ qua chúng ta tư đổ ra tư đồ linh nhi đột nhiên ngẩng đầu nàng dũng cảm nhìn về phía hồng tú liên lúc này tư đồ linh nhi có một loại không biết sợ dũng khí nàng nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy đến bảo toàn ra ra cùng phụ thân linh nhi tư đồ tín nghĩa cùng dương khiết quá sợ hãi tư đồ tín nghĩa kéo lại tư đồ linh nhi nói ra không cho phép ngươi vở ngớ ngẩn linh nhi Tống Linh San cũng là sắc mặt trắng bệch. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên hoa hoa khóc lên. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình sắp muốn chết lúc đợi, thế mà còn phải xem đến dạng này sỉ nhục hình ảnh. Chính mình thương yêu nhất cháu gái thế mà bị buộc đến nước này. Hắn thật hận. Ra ra, Tư Đồ Linh Nhi lau một thanh nước mắt, nàng tránh ra Tư Đồ Tiến nghĩa tay, sau đó ôm lấy Tư Đồ Viêm nói ra: Ra ra, Người đừng khóc. Linh Nhi không có việc gì, Linh Nhi hội tốt tốt. Ông cháu tình thâm cha con tình thâm thật sự là cảm động cảm động a à. không tú liên nói ra tư đồ viêm hôm nay ta mang đi tôn nữ của ngươi trước đó yêu cầu người đủ số làm được từ nay về sau không ai lại ở tìm tư đồ ra phiền phức ngươi tư đồ viêm một hơi thở gấp tới thế mà trực tiếp thì tắt thở ra ra tư đồ linh nhi khóc giống lên tư đồ tín nghĩa còn có dương khiết cùng ngô bá toàn bộ đều nghẹn ngào khóc lên tư đồ kính từ đồ vân những người này cũng là bi thương vô cùng, không chỉ có bi thương lão gia tử chết, càng bi thương bọn họ hạ tràng. Lão gia tử lúc còn sống, mọi người e ngại lão gia tử, hận không thể lão gia tử đi chết. Nhưng bây giờ lại mới phát hiện, nguyên lai like bọn họ bình an vẫn luôn là lão gia tử tại che chở lấy. Đem bé con này mang lên, chúng ta đi, hồng tú liên băng lãnh nói ra. Nàng cũng sẽ không đối từ đồ viêm chết có nửa phần thương hại. Nàng con thứ ba lâm tiêu nghe vậy, lập tức tiến lên liền muốn lôi kéo tư đồ linh nhi tư đồ tín nghĩa nổi giận một trưởng vỗ hướng lâm tiêu lâm tiêu lạnh hừ một tiếng nói không biết tự lượng sức mình hắn cũng nhất trưởng ninh đón ầm um, tư đồ tín nghĩa bị đánh bay trên mặt đất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới theo ta đi lâm tiêu giữ chặt tư đồ linh nhi tay tư đồ linh nhi khóc nước mắt cầu khẩn nói ta van cầu ngươi để cho ta đưa xong gia da, da của ta lại đi với các ngươi ta van cầu ngươi. Lâm tiêu lại là không để ý tới, cưỡng ép kéo tư đồ Linh Nhi đứng dậy liền hướng lốc đi. Dương khiết ôm ở bị thương nặng tư đồ tín nghĩa, nàng hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút, cho dù hận cực, nhưng lại ngăn cản không bất kỳ vật gì. Đó là một loại như thế nào tuyệt vọng, hận không thể đi chết tuyệt vọng a. À? Người nhà họ tư đồ toàn bộ đều là buồn giận muốn tuyệt, nhưng bọn hắn đồng dạng đều là không thể làm gì. Tống Linh San đồng dạng có thể cảm nhận được loại này tuyệt vọng, nàng mới biết được, nguyên lai like cái kia Ivory Tower Mỹ hảo cùng sự thật, chính là mộng tưởng và tàn khốc diễm lệ so sánh. Ngay lúc này, tại tư đồ linh nhi tối tuyệt nhìn lên đợi, một bóng người rốt cục thoáng hiện. Là quần thân thể mặc đồ trắng quần áo thể thao, hắn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tư đồ linh nhi trông thấy là quân cái này một cái chớp mắt, nàng cơ hồ cho là mình là nhìn hoa. Cái này một cái chớp mắt, cự đại kinh hỉ cùng cảm động tràn ngập tại nàng trong lồng ngực nàng không nghĩ tới tại trong nửa năm này chính mình tuy nhiên không có gặp la quân nhưng la quân nhưng thủy chung một mực yên lặng thủ hộ lấy chính mình không tú liên một đám người liền bị la quân ngăn trở đường đi tránh ra chó ngoan không cản đường san sát bầy sông la quân quát một tiếng la quân nhìn thấy từ đồ linh nhi trên mặt nước mắt loang lổ nàng còn bị lâm tiêu cưỡng ép kéo lấy cái này một cái chớp mắt la quân lập tức là lên cơn giận dữ buông nàng ra La Quân sông Lâm Tiêu cắn răng nói ra, hắn hai mắt đã huyết hồng. Lâm Tiêu sướng sờ sướng sờ, hắn tựa hồ có chút không thể tin được người thiếu niên trước mắt này lại là tại mệnh lệnh hắn. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, buông nàng ra. Được, người đến đoạt đi. La Quân hướng phía trước bước ra một bộ, Lâm Chiến Thiên Hòa Lâm đứng quần lập khắc ngăn lại La Quân. La Quân thân thể một chen, liền từ trong hai người này ở giữa chen đi qua hắn trong nháy mắt đi vào lâm tiêu trước mặt lâm tiêu hơi kinh hãi hắn cấp tốc một chân đá ra lâm tiêu tu vi chính là kim đan trung kỳ hắn một cước này đá ra hung ác nhanh cho phép độc ác tới cực điểm nhưng cũng lặng yên không một tiếng động khiến người ta khó lòng phòng bị la quân liền cũng liền theo đá ra một chân ầm um, hai cước lẫn nhau đụng vào nhau chỉ nghe răng rắc một tiếng lâm tiêu rên thảm hắn xương đùi như vậy đứt gãy La Quân thừa dịp Lâm Tiêu phân thần trong nháy mắt, cũng đã một tay bắt, chợt mở Lâm Tiêu cổ tay. Lâm Tiêu nhẹ buông tay, Tư Đồ Linh Nhi liền phải tự do. La Quân thừa cơ ôm Tư Đồ Linh Nhi vòng eo. Cái kia Lâm Chiến Thiên Hòa Lâm đứng quần lập khắc hai tay giò tới, đồng thời dựng ở La Quân hai vai. La Quân thân thể mạnh mẽ chấn, lập tức đem hai người này chấn khai. Cùng lúc đó, La Quân dưới chân một sai, đã mang theo Tư Đồ Linh Nhi đi vào dương khiết các loại người trước mặt. Linh Nhi, Dương Khiết cùng tư đồ tín nghĩa nhất thời vừa mừng vừa sợ. Tống Linh San nhìn thấy La Quân lúc, nàng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ là, tại cái này giống như hắc ám tầng 18 địa ngục tràng cảnh hạ, La Quân tựa như là một đạo rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Hồng Tú Liên bọn người kinh nghi bất định nhìn về phía La Quân. Hồng Tú Liên ánh mắt híp lại, nàng đánh giá La Quân, lại là mảy may cũng nhìn không ra thiếu niên này sâu cạn nếu là ở trên đường, tại bình thường, không thấy thiếu niên này xuất thủ. Hồng Tú Liên khẳng định sẽ coi là thiếu niên này là cái tầm thường thiếu niên. Nhưng chỉ bằng vừa mới thiếu niên này xuất thủ, Hồng Tú Liên cũng đã biết, kẻ này tu vi, thâm bất khả chắc a. À. Là quần đem từ đồ linh nhi buông xuống, từ đồ linh nhi cũng liền lấy lại tinh thần. Nàng cực kỳ bi ai vô biên đi vào tư đồ viêm bên người. Ra ra rời đi, cái này sẽ là tư đồ linh nhi vĩnh hằng đau xót. Có điều lúc này, là Quân lại đi vào tư đổ viêm bên người. Hắn đối bi thương tư đổ Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, người lên. Ta đến xem Lão Gia Tử. Hắn đối tư đổ viêm Lão Gia Tử là có không hề tầm thường cảm tình. Một đời kia bên trong, Lão Gia Tử là La Quân người dẫn đường, vô tư dạy dỗ La Quân hết thảy. Tư đổ Linh Nhi không khỏi ngạc nhiên, nàng trong nháy mắt kinh hỉ nói, Gia Gia của ta có phải hay không còn chưa có chết. Ta xem một chút, La Quân nói ra tư đồ linh nhi lập tức tránh ra. Dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa cũng liền nhìn về phía la quân, dương khiết đối tư đồ tín nghĩa nói ra, hắn cũng là la quân. Hiển nhiên, bí mật bên trong, dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa không ít nói qua la quân. Tư đồ tín nghĩa nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói, thiếu niên này lại có thân thủ như thế. Tư đồ kính cái kia cả đám người cũng liền đều nhìn về la quân. Bao quát ngô bá. La quân bắt lấy lão ra tử thủ mạch, hắn tìm kiếm một cái chớp mắt đột nhiên nhất trưởng thì đánh vào lão gia tử trên ngực lão gia tử nhất thời ánh mắt mở ra tiếp lấy lại phun ra một ngụm máu tươi tới hô tư đồ viêm thở ra một hơi thật dài hắn cũng là một hơi đình chỉ mới ngược lại đi qua la quân một trưởng này liền đem tư đồ viêm trầm tích cục máu cho trấn khai tư đồ viêm chậm rãi tỉnh lại tới tư đồ linh nhi thấy thế nhất thời vui đến phát khóc tư đồ viêm sau một hồi khá lâu mới thanh tỉnh lại Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, đây là có chuyện gì? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, là bạn học ta cứu ngài. Lão gia tử, ngài khỏe chứ? Ta là Linh Nhi đồng học La Quân. La Quân khom lưng tại Tư Đồ Viêm trước mặt, hắn nhẹ nhàng nói, lão gia tử, ngài không cần suốt ruột. Ngài thân thể tốt đây, chỉ cần ta sau đó vì ngài trị liệu một phen, bảo đảm ngài có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Còn có nơi này những người này, ngài cũng không cần gấp. Có ta ở đây nơi này, người nào cũng đừng hỏng quấy rối Tư Đồ gia. Tư Đồ Viêm nhìn về phía La Quân, hắn thật tại nhìn không thấu La Quân, nhưng La Quân lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác an toàn. Liền cũng tại lúc này, Hồng Tú Liên mở miệng, các hạ khẩu khí ngược lại là rất lớn mà. La Quân cũng không có trực tiếp để ý tới Hồng Tú Liên, mà chính là đối Tư Đồ Viêm cùng Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta đến nên trả cho bọn họ. Sau đó, hắn mới ngồi thẳng lên, Đi đến giữa sân. Là quân thân thể hơi có vẻ đơn bạc, nhưng giờ phút này hắn giống như định hải thần châm. Cho tư đồ ra vô cùng yên ổn. Là quân mặt hướng hồng tú lên cả đám người, nói ra, khẩu khí lớn không lớn, cái này cũng không đáng kể. Hôm nay các người trận thế khi nhục tư đồ ra, bút chướng này, chúng ta phải thật tốt tính toán. Ta thì đứng ở chỗ này, các người muốn muốn làm sao cứ ra tay, ta đều tiếp lấy. Thật cuồng khẩu khí lâm chiến thiên cười lạnh một tiếng nói ra la quân liền nói ra vậy thì mời chỉ giáo đi lâm chiến thiên nói coi ta sợ ngươi à hồng tú liên lại là nói ra người trẻ tuổi lão thân muốn biết người rốt cuộc là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này la quân nói ra vấn đề này rất trọng yếu sao hồng tú liên nói ra không sai la quân nói ra ta là linh nhi đồng học đây chính là thân phận ta Tốt một cái đồng học, nghĩ không ra tiểu nha đầu này thế mà còn có người dạng này đồng học. Đây cũng thật là là lão thân tính sai. Toàn trường liền đều nhìn về cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Là quân một người đối mặt hồng tú liên rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, khí định thần nhàn. Chính là bằng vào cái này một phần khí độ, liền có thể nhìn ra la quân chỗ bất phàm. Đứng bầy, người cùng thiếu niên này tiếp vài chiêu. Hồng Tú Liên từ tốn nói. Vâng, mẫu thân, san sát bầy đứng ra. Hồng Tú Liên đến cùng vẫn là ỷ vào thân phận mình, nàng cũng không làm được đối mặt một thiếu niên thì như lâm đại địch, hợp nhau tấn công. Liên muốn lấy trước hết để cho san sát bầy đi thử một chút la quân sâu cạn. San sát quần tu vì chính là kim đan đỉnh phong. Mời, san sát bầy rũi một tay. La quân gật gật đầu, nói ra, mời. Hắn cũng rũi một tay. San sát bầy trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, Tiếp lấy hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Phạch một cái, san sát bầy thân hình nhanh đến lôi ra tàn ảnh. Người còn chưa đến, kinh phong đã trước tiên ở la quân kiểm môn, khuôn mặt trước nổ tung. Tựa như sóng to gió lớn đánh ra, mà la quân giống như đá ngầm mật đứng bất động. San sát bầy tập luyện chính là long chảo công. Thần long giò xét huyệt, song long đoạt châu, mưa gió khuấy động. Chảo phong lang lệ cùng cực, từng đạo long chảo thủ đều là muốn lấy la quân tánh mạng là quân thân thể nhất chuyển, ra đơn trưởng đón lấy san sát bầy long chảo thủ. Cự long cuồng bạo, nhất chảo phía dưới, liền muốn đem la quân đơn trưởng vỡ nát. San sát bầy trên móng vuốt, móng tay bén nhọn, có thể trong nháy mắt đem la quân huyết mạch phá vỡ. Một chảo phía dưới, khai tràng phá bụng, cái này có thể cũng không phải đang nói đùa. Âm, um, điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt, là quân đơn trưởng đột nhiên hướng lên trên, thế mà cũng là long chảo thủ thế như rồng thăng thiên. Trong nháy mắt liền đem san sát bầy long chảo thủ tránh đi. Đón lấy, vân long tham chảo. Hai người chảo công đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt tách ra. Đón lấy, san sát bầy nhào thân mà lên, liên tục mấy cái chảo cầm ra. Là quân cũng đã trảo công đụng nhau, liên tục 10 lần va chạm, 10 lần về sau, hai đạo nhân ảnh tách ra. Mới vừa rồi còn là mưa gió cuồn cuộn, giống như cự long kịch đấu, cái này một cái trước mắt, lại lập tức phong khinh vân đạm hai người nhìn vẫn chưa phân ra thắng bại nhưng là san sát bầy tay lại đang không ngừng run rẩy cái kia là căn bản rừng không ngừng run rẩy hắn hai bàn tay tươi đỏ như da máu tươi tới la quân lại là sắc mặt nhàn nhạt không hề nghi ngờ san sát bầy là bại Hồng tú lên sắc mặt trở nên khó coi lão gia tử tiểu huynh đệ này thân thủ thâm bất khả chắc a à. ngô bá nhịn không được nói ra san sát quần tu vì đã là kim đan đỉnh phong nhưng nói là đương thời cao thủ hắn long trảo công hình ý gồm nhiều mặt công tham tạo hóa nhưng tiểu huynh đệ này cũng là dùng long trảo công ứng đối nhìn tiểu huynh đệ vẫn chưa suốt toàn lực tư đồ viêm hơi hơi thở phào nói ra muốn đến là trời không tuyệt ta tư đồ viêm thế mà lại đột nhiên chạy ra như thế một cái kỳ quái thiếu niên tới dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên dương khiết mặc dù biết là quân thân thủ tốt lại không nghĩ rằng đã tốt đến nước này. Lúc này, là quân đối mặt Hồng Tú Liên, nói ra, là muốn nguyên một đám phía trên, vẫn là cùng tiến lên, ta ở chỗ này đều tiếp lấy. Tốt, Hồng Tú Liên trong mắt lóe lên lệ quang, nàng đối cái kia hai tên áo đen lão giả nói ra, hai vị lão đệ, cái này tiểu tiểu thiếu niên cuồng vọng vô cùng, đã như vậy, các ngươi hai cái thì giúp một tay giáo huấn một chút hắn, cũng cho hắn biết trời cao đất rộng cái kia hai tên áo đen lão giả đồng thời nhìn một chút hồng tú liên lão giả cầm đầu gọi là mạc hoài nhân người kia kêu là làm mạc đạo nói mạc hoài nhân chính là đại ca hắn tu vi đã là hóa thần đỉnh phong cái này hai huynh đệ là ngạo khí vô cùng nhân vật lúc này mạc hoài nhân từ tốn nói không cần lão phu một người ứng đối liền đã đầy đủ hắn nói xong cũng đứng ra cùng la quân đứng đối mặt nhau tiểu huynh đệ thân thủ như thế không nên là vô danh chi bối Mạc Hoài Nhân liền ôm quyền, còn nói thêm, tại hạ Mạc Hoài Nhân. Là quân biết mình tên là dấu không được, đã như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái, liền nói ra, là quân. Là quân, Mạc Hoài Nhân tỉ mỉ suy nghĩ, đáng tiếc suy nghĩ nửa ngày, cũng không có ở trong trí nhớ tìm kiếm ra cái tên này tới. Không biết tiểu huynh đệ kế thừa, Mạc Hoài Nhân nói ra. Sự thật thường thường tràn ngập lương bạc, Mạc Hoài Nhân những người này lúc đi vào, đối từ đồ ra tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới, con mắt đều chẳng muốn nhìn. Nhưng bây giờ La Quân vừa ra tay, lập tức liền thắng được bọn này cường đạo tôn trọng. La Quân nhướng mày, nói ra, thời gian không nhiều, mau chóng đều đuổi đi. Mạc Hoài Nhân trong mắt lóe lên tức giận, nói, ngươi. La Quân nói ra, động thủ đi. Mạc Hoài Nhân trong mắt hàn quang lóe lên, đón lấy, thân hình hắn lóe lên. Đồng thời, một cỗ cường hãn vô cùng chiến ý đem la quân bao phủ lại. Cỗ này chiến ý đã dày đặc đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở, giống như là tại biệt kín trong không gian, khiến người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Giữa sân rất nhiều người đã sắc mặt trắng bệch, căn bản là chịu không nổi loại khí thế này. Bọn họ vẫn chỉ là ở một bên, mà la quân lại là tại trung tâm phong bạo. Loại khí thế này để tư đồ linh nhi, tống linh san còn có dương khiết các nàng đều cảm thấy áp lực cùng lòng buồn bực. Liền cũng tại lúc này, La Quân khẽ quát một tiếng mở. Cái này một cái chớp mắt, tựa như là đầy chơi mây đen bị một đạo ánh sáng mặt trời phá vỡ. Chỗ có khí thế thì đều bị La Quân một tiếng này mở khóa xua tan. Mạc Hoài Nhân hơi hơi biến sắc, nhưng trên tay hắn cũng không chậm. Lâu tất ảo bộ, phía trên bước thất tinh, Mạc Hoài Nhân dường như cũng là một đầu viễn cổ khủng long nổ tung mà ra, đơn giản hai chiêu quyền pháp lại có điều luyện sắc xảo hiệu quả. ầm ầm quyền phong nổ tung, quyền ảnh trùng điệp, liền tại vô số quyền ảnh bên trong, hai cái quyền đầu như lưu tinh cản nguyệt theo phong bạo bên trong chui ra. Càng giống là mưa gió hóa long, bạo long đánh giết. Quyền ý ngập trời, là quân toàn thân quần áo nhất thời không gió từ trống, nhưng hắn mắt cũng không chấp, tại ngàn vạn trong nguy cơ, hắn liên tiếp đánh ra hai quyền. Phanh phanh, hai quyền đụng vào nhau, là quân cùng mạc hoài nhân dưới chân gạch đá vỡ vụn ra 3 mét tăng trưởng vô số quy văn. Giống, La Quân bỗng nhiên bạo giống một tiếng, bước ra một bước, lại nhất quyền đả kích. Cái kia một cái chớp mắt La Quân, đột nhiên không hề thanh tú ngây ngô, tựa như là thượng cổ thần ma hàng thế, nhất quyền phá vỡ thiên đạo, phá vỡ sinh tử bình chướng. Oanh, Mạc Hoài Nhân cùng La Quân đụng nhau nhất quyền, trong nháy mắt liền cảm giác sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên uy khủng bố. Một quyền kia tinh thần, lực lượng đem hắn quyền ý trực tiếp tan giã mạc hoài nhân bạch 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 bạo lùi lại mấy bước trong cơ thể hắn khí huyết tuôn ra không thể ức chế mạc hoài nhân chân mềm nhún liền quỳ ngay tại chỗ hắn tóc tai dối bời thất khiếu chảy máu đây là la quân quyền lực quá mạnh tương mạc hoài nhân thân thể khí huyết chấn động đến phá vỡ lỗ chân lông sau đó máu tươi thì tràn ra tới mỗi người thân thể đều như phếu một khi khí huyết cuồng mãnh liền sẽ các nơi đổ máu thất khiếu chảy máu thuyết pháp này cũng là bởi vậy mà đến sau đó, là quân lại khôi phục lại nguyên lai thanh tú. Nhưng vừa mới một màn kia thần ma hàng thế, trong lòng mọi người lại là vĩnh viễn vung đi không được. Hồng Tú Liên sắc mặt biến, nàng cắn răng một cái, nói, mọi người cùng nhau xông lên, giết tên oát con này. Vâng, mẫu thân, lâm chiến thiên hòa lâm đứng bảy ứng thanh, san sát bảy vẫn chưa thụ thương, hắn đã khôi phục như thường. Bây giờ không có chiến đấu lực chính là lâm tiêu cùng mạc hoài nhân. Cái kia Mạc đạo nói cũng lập tức liền biết là quân lợi hại, hắn lúc này cũng liền không lại rụt rè. Chỉ bằng La quân vừa mới nhất quyền, Hồng Tú liên những người này liền biết cái này La quân tu vi thật sự là quá kinh khủng. Đều lui ra ngoài, tư đồ viêm lập tức phân phó. Những tư đồ đó nhà huynh đệ tỉ muội các thúc bá cũng đã biết hiện trường khủng bố, nhao nhao né tránh ra ngoài. Liền chỉ có tư đồ Linh Nhi, Dương Khiết, tư đồ Tín Nghĩa Ngô bá cùng tống linh san cùng tư đồ viêm tại bên trên nhất đợi. Tư đồ kính cùng tư đồ vân bọn họ đều tại cửa nhìn lấy nơi này. Ngô bá sắc mặt nghiêm túc, nói ra, lão gia tử, đáng tiếc ta thụ thương quá nặng, không có biện pháp giúp bận biểu. Tiểu huynh đệ tu vi tuy nhiên khủng bố, có thể những người này đều là đương thời cao thủ, chỉ sợ tiểu huynh đệ khó có thể ứng phó A. Tư đồ tín nghĩa lập tức nói, ta đi giúp hắn. Tín nghĩa, chớ hồ đồ. Tư đồ viêm lập tức quát lớn. Dương Khiết cũng tranh thủ thời gian giữ chặt chính mình cái này ngốc trượng phu, nàng là thật sợ tư đồ tín nghĩa đầu nóng lên liền đi tới chịu chết. Tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San nghe vậy, cũng không nhịn được lo lắng. Tư đồ viêm còn chưa tiếp tục phát biểu cái nhìn, chỉ thấy lúc này, là quân đột nhiên đem chạy cởi xuống, hắn cười ha ha một tiếng, hào khí ngất trời, nói ra, tốt, thống khoái, cùng đi đi. Trong nháy mắt, hắn liền bị hồng tú liên, san sát bầy cùng Lâm Chiến Thiên, Mạc Đạo nói cái này bốn đại cao thủ vây. Cái này một đám cao thủ, từng cái đều là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh. Riêng là Hồng Tú Liên cùng Mạc Đạo nói, Hồng Tú Liên Tu Vi đã là tạo vật chi chủ, mà Mạc Đạo nói cũng là hóa thần đỉnh phong. Hai người này xuất thủ, tuyệt đối khủng bố. Mưa gió khuấy động, Mạc Đạo nói xuất thủ trước nhất, hắn tập luyện là bốn môn nặng tay, phân môn tám tay. Hắn thủ pháp mau lẹ vô cùng, đồng thời mang theo khai sơn liệt thạch uy lực chiến ý cuồn cuộn vân phá thương khung trong nháy mắt mạc đạo nói dường như đánh ra tám quyền tám đạo hung mãnh quyền ý đem la quân bao phủ lại nhưng mà cái này bên trong thực chỉ có nhất quyền là chân thật nhưng khi ngươi cho rằng một quyền này là giả sau đó quyền này thì lại biến thành thật đây chính là bốn môn nặng tay phân môn tám tay chi tinh diệu mà san sát bầy cũng cấp tốc thi triển ra gió cuốn mây tan một chiêu này tới gió cuốn mây tan, thần long tham trảo. Lâm chiến thiên thì là bát cực quyền, cấp tốc đánh giết ra trí mãnh nhất quyền. Là quân trực tiếp bị cái này ba đại cao thủ vây công, mà lại hồng tú liên vị này trí tôn cao thủ còn tại thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên, nàng là muốn vào lúc mấu chốt nhất, đối là quân phát ra nhất kích trí mệnh. Trong chốc lát, là quân nguy cơ tứ phía. Nhưng lúc này, giữa sân là quân cũng không có loạn. Ba người này xuất thủ, thoạt nhìn là cũng không khác gì là, tất cả đều là sát cơ trùng điệp, nhưng ba người bọn họ tu vi là có khác nhau, cho nên bọn họ tốc độ xuất thủ, kinh lực, chờ một chút cũng đều là tồn tại khác biệt. loại này khác biệt, bình thường người là nhìn không ra, liền xem như cao thủ cũng khó có thể cảm giác được. tựa như là nhỏ bé vi trần phải dùng kính hiển vi mới có thể nhìn ra, mà la quân chính là như vậy kính hiển vi, xuất thần nhập hóa, muốn cũng là loại này nhập hóa cùng nhập vi. La quân xuất thủ càng nhanh, hắn gảy ngón tay một cái trước điểm hướng san sát bầy thần long tham trảo. San sát bầy cảm giác được nhạy cảm kiếm ý, hắn bị kinh ngạc, cấp tốc thu tay lại. Nhưng là quân kinh lực ngoại phóng một tấc, tuy nhiên còn chưa tiếp xúc đến san sát bầy, nhưng hắn một tấc kinh lực đã đánh trúng san sát bầy cổ tay. San sát đoàn người tuy nhiên lui ra ngoài, nhưng tay phải cũng đã mất đi lực lượng. Toàn thân hắn khí huyết liền cũng liền không cách nào lại công hành chu thiên, bởi vì cổ tay huyết mạch đã bị ngăn chặn. Kể từ đó, san sát bầy lực lượng giảm bớt đi nhiều, giết giết thông thường cao thủ vẫn được, đối đầu tuyệt đỉnh cao thủ, cái kia chính là muốn chết phần. Đồng thời, là quân tay trái cũng thi triển ra long trào thủ. Tại quyền ảnh bên trong, hắn thế mà liền đem trực tiếp theo mạc hoài nhân tám đạo quyền ảnh bên trong bắt lấy mạc đạo nói chân thực quyền đầu. Đón lấy, là quân vai phải lắc một cái, bắn ra, liền đụng chúng lâm chiến thiên quyền đầu. Phanh một tiếng, lâm chiến thiên cảm giác đối phương giống như một vách núi ngọn núi một dạng, sừng sững mà không có thể dung chuyển. Hắn không chịu nổi dạng này lực lượng, bạch 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 lui ra mấy bước. Cái kia mạc đạo nói quyền đầu chấn động, chấn khai là quân long trảo thủ. Theo, mạc đạo nói thân thể một nghiêng, lại nhất quyền nhất cước nhanh chóng đánh tới. Là quân ra chân cản chân, xuất quyền cản quyền, hai lần đều muốn mạc đạo nói công kích ngăn cản trở về. Mạc Đạo giảng hòa La Quân đụng nhau cái này hai lần về sau, chỉ cảm thấy quyền đầu cùng chân đều ẩn ẩn đau nhức. Hắn cảm giác mình không phải cùng người đang đánh nhau, mà chính là quyền đầu cùng chân đều chứa ở đá hoa cương phía trên. Muốn mạng là La Quân thân thể tựa hồ so đá hoa cương còn cứng hơn. Mạc Đạo nói quanh thân khí huyết chấn động, hắn hít thở sâu một hơi về sau, cũng mới chậm rãi bình phục. Hắc, đúng lúc này, Hồng Tú lên đột nhiên khẽ quát một tiếng nàng long đầu quải trượng đột nhiên đâm về la quân trái tim. Vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Hồng Tú Liên lựa chọn thích hợp nhất thời cơ, cái này một cái xuất thủ tựa như nhất kiếm đông lai, thiên ngoại phi tiên. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn mạng người. Hồng Tú Liên xuất thủ, tuyệt đối bất phàm, nàng kinh lực không có bất kỳ cái gì lãng phí cùng ngoại phóng, toàn bộ ngưng tụ thành một điểm. Điểm này bạo phát là cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt, liền đã đến la quân trái tim hồng tú liên có lòng tin một kích này liền muốn la quân mệnh la quân không kịp ngăn cản cùng né tránh cái kia một cái trước mắt hắn đột nhiên mãnh liệt hít một hơi khẩu khí này hút tới cực điểm trái tim hắn cũng liền bên trong co lại tới cực điểm ừm hồng tú liên sắc mặt biến hóa bởi vì nàng cảm giác được một kích này kinh lực có chút đi hư không nàng mạnh mẽ hướng phía trước buông lỏng đúng lúc này la quân trái tim kẹp lấy nàng long đầu quải trưởng Hừ. Hồng Tú Liên đang muốn tiếp tục phát kính, La Quân thân thể nhất chuyển, một chiêu cầm long thủ một bên vồ lấy Hồng Tú Liên long đầu quải trược. Hồng Tú Liên chợt quát một tiếng thu tay, La Quân cũng đồng thời phát kính. Phanh một tiếng, cái kia cứng rắn long đầu quải trượng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. La Quân trong tay bắt một đoạn long đầu quải trượng, ngay vào lúc này, Lâm Chiến Thiên cùng Mạc Đạo nói lần nữa công giết đi lên. Là quân khoát tay đoạn nhỏ long đầu quải trượng hướng lâm chiến thiên mặt kích bắn đi lâm chiến thiên không khỏi hoảng sợ thất sắc cái này thế tới quá mạnh quá mức khủng bố hắn khẩn cấp phía dưới nghiêng đầu né tránh Là quân tiến lên trước một bước một chiêu bán bộ băng quyền hướng mạc đạo nói ở ngực vỡ giết đi qua mạc đạo nói cổ tay khẽ đảo đón đỡ ầm um, mạc đạo nói lần nữa lui ra mấy bước lần này đụng nhau mạc đạo nói chỉ cảm thấy đối phương quyền ý hung hãn vô biên thế mà đem hắn khí huyết chấn động đến bốc lên như nước sôi bạo liệt cấp độ. Mạc Đạo nói liên tục mấy lần chấn áp khí huyết, này mới khiến thân thể dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này lỗ hồng, là quân cùng hồng tú liên giao thủ lần nữa. Là quân bước nhanh mà lên, dương cung xà hổ, bàn lan trùy, phiết thân trùy, lãm tước vĩ. Hắn chiêu chiêu đều là thái cực hốn nguyên công, chiêu chiêu hung hán, lấy hung ác đánh hung ác, lấy nhanh đánh nhanh. Hồng tú liên cũng quả nhiên là đến, chiêu chiêu đón đỡ, nhưng cũng là không rơi vào thế hạ phong. Hắc, La Quân cùng Hồng Tú liên lần nữa liền đụng ba quyền, sau đó, hai người thân hình tách ra. La Quân sắc mặt như thường, Hồng Tú liên sắc mặt lãnh đạm. Nhưng lúc này, Hồng Tú liên lại không lại tiếp tục công sát. Nàng lãnh đạm nói ra, chúng ta đi, sau đó mang theo cả đám quay người liền muốn rời đi. La Quân lại là nói ra, chờ một chút. Hồng Tú liên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía La Quân, nói ra người muốn như nào la quân nói ra không muốn lại đến từ đồ ra ta không muốn giết người người không nên quá cuồng lâm chiến thiên nghe vậy lại trước giận tím mặt la quân nhìn lâm chiến thiên liếc một chút nói ra ta chính là như thế cuồng người có thể bắt ta như thế nào người lâm thiên chiến lại là một câu đều nói không nên lời đi hồng tú liên một câu đều không nói trực tiếp đi Lâm Chiến Thiên bọn người đành phải theo ở phía sau. Cái này rất nhiều cao thủ, liền thật sự bị La Quân một người rút đi. La Quân không có giết người, hắn thực là có cơ hội giết Lâm Tiêu, san sát bảy còn có Lâm Chiến Thiên những người này. Chỉ là hắn tại tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San trước mặt, không muốn giết người. Hắn không muốn để cho các nàng cảm thấy hắn là một cái lãnh huyết ác ma. Mà tư đồ ra nguy cơ cũng theo đó bị La Quân giải trừ là quân tức thì bị người nhà họ tư đồ kinh động như gặp thiên nhân. Tư đồ viêm lệ nóng doanh chồng, hắn nói ra, tiểu huynh đệ, người trẻ tuổi như vậy, lại có một thân dạng này tu vi. Người đã là đương thời tuyệt đỉnh vô song nhân vật, không nên là không có danh tiếng gì a. À. Ta thật sự là giả á, thế mà liền tiểu huynh đệ ngươi đều nhận không ra. Là quân hướng tư đồ viêm thật sâu làm vái trào, hắn nói ra, tư đồ ra ra, ngài một mực vãn bối ngửa một tiền bối, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, vãn bối đã rất là thỏa mãn. Hắn nói thành khẩn, tuyệt không một chút sốc nổi. Tại hắn một lần hành động đánh đi cường địch, cứu vãn tư đồ ra tại thủy hỏa về sau, hắn lại đối tư đồ viêm như thế khiêm tốn. Cái này khiến tư đồ ra bất luận kẻ nào đều đối thiếu niên này chán ghét không đứng dậy. Tư đồ linh nhi càng là cảm thấy trong lòng ủ ấm. Tư đồ viêm sướng sờ sướng sờ, nói, tiểu huynh đệ, người cái này. Hắn lại cảm thấy là quân cử chỉ có chút kỳ quái, nhưng cụ thể nơi đó kỳ quái hắn nói không ra nhưng hắn có thể cảm nhận được La Quân chân thành chúng ta trước kia gặp qua sao Tư Đồ Viêm nhịn không được hỏi La Quân tâm đạo trước kia đâu chỉ gặp qua ngài là gia gia của ta a à. càng là dạy dỗ ta không ít bản sự một đời kia bên trong ta không thể bảo vệ ngài một thế này ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào đến thương tổn ngài La Quân hít sâu một hơi hắn nói ra Tư Đồ gia gia ta trước kia cũng chưa gặp qua ngài, nhưng thần giao đã lâu. Tư đồ viêm nói ra, a à. La quân còn nói thêm, ừm, um, tư đồ ra ra, ngài cùng ngô ra ra, còn có tư đồ thúc thúc thương tổn đều có chút nặng. Ta đến cho các người liệu thương, chúng ta tìm thanh tính vị trí. Ra ra của ta thương tổn có thể trị hết, tư đồ linh nhi nghe vậy không khỏi cuồng hỉ. La quân nhìn một chút tư đồ linh nhi, hắn nhìn về phía tư đồ linh nhi lúc, ánh mắt không tự chủ được mềm mại đi xuống. Tình cảnh này, Dương Khiết lại là nhìn ở trong mắt. Cần phải có thể trị hết, La Quân nói với từ đồ Linh Nhi. Ngô bá ở một bên cũng là đại hỷ, nhưng hắn vẫn là nói, tiểu huynh đệ, người xác định có thể trị hết lão ra chúng ta tử. Lão ra chúng ta tử thương tổn. Từ đồ viêm cũng khoát tay, nói ra, tiểu huynh đệ, ta việc của mình, tự mình biết. Đã thương tổn căn bản, không có khả năng trị thật tốt. Người giúp ta chữa cho tốt lão ngô cùng tín nghĩa, ta thì rất thỏa mãn la quân mỉm cười nói ra từ đồ ra ra như là trước kia ta nói cho ngươi một mình ta có thể đem hồng tú liên các nàng toàn bộ đánh lui ngài nói có đúng hay không cũng rất không có khả năng đâu cái này tư đồ viêm bọn người ngây người la quân nói ra cho nên lại vậy thì có cái gì tuyệt đối chuyện không có khả năng đây ngài chỉ cần chiếu ta phân phó tới làm là được rồi hắn đón đến còn nói thêm nói thực ra như ngài là người bình thường thụ nặng như vậy thương tổn ta thật là hết cách xoay chuyển. Nhưng ngài tu vi thâm hậu, cho nên trị liệu cũng đơn giản hơn nhiều. Tư đồ viêm trong mắt lóe lên kinh dị quang mang, nói, tốt, ta liền tin tiểu huynh đệ ngươi. La quân thì lại nói với Dương Khiết, a à di, ta cần một chút dược tài. Ngươi nói, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi tới. Dương Khiết lập tức đáp lời. Rượu thuốc, phê đem cao, hà thủ ô, La quân nói ra. Này cũng đều không khó, Dương Khiết nói ra ngô bá nói ra những vật này chúng ta trong nhà thì có lập tức mang tới la quân nói ra rất nhanh la quân cần thiết đồ vật thì mang tới la quân liền để tư đồ viêm tư đồ tín nghĩa còn có ngô bá đều tiến phòng ngủ mà mọi người thì chờ ở bên ngoài lấy trong phòng ngủ la quân để ba người bọn họ thoát áo mặc trên giường song song phúc lấy sau đó la quân đem rượu thuốc phê đem cao hà thủ ô hỗn hợp lại cùng nhau đón lấy, là quần đem bóp nát, chỉ chốc lát về sau, cái này ba món đồ tựa như là màu đen mơ hồ một dạng. Trong phòng liền thì tản ra nồng đậm mùi rượu cùng sơn trà cao vị đạo. Về sau, là quần đem ba loại dược liệu lau trên tay cho ba người phân biệt xoa bóp. Hắn là trực tiếp lấy nhu kình đem dược lực toàn bộ bốc hơi đến ba người trong mũ tạng lục phủ, chỉ chốc lát về sau, từ đồ viêm ba người cũng cảm giác được toàn thân nóng lên. Audio điện tử võ tấn bền tư đồ linh nhi ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Dương Khiết, Tống Linh San, còn có từ đồ kính những người này cũng đều tại ngoài phòng ngủ mặt chờ đợi, bọn họ cũng không biết La quân ở bên trong đến cùng là muốn thế nào cứu chữa lão gia tử bọn người. Cũng chính là ở thời điểm này, bên trong rốt cuộc truyền đến thanh âm. Là la quân thanh âm. Nhưng cẩn thận nghe, lại không giống như là la quân thanh âm. Thanh âm kia đến cùng đang nói cái gì, lại là căn bản nghe không rõ ràng giống như là phật kinh lại như là chú ngữ thanh âm này ban đầu nghe rất là rất nhỏ, tựa như là có người ở bên tai thì thào nhỏ nhẹ. nhưng kỳ quái là mỗi người đều cảm giác thanh âm này là ở bên tai mình. không lâu sau thanh âm này bắt đầu phức tạp, tựa như tăng nhân tại phạm sướng, phạm sướng càng ngày càng vang. một hồi sẽ qua về sau, cái kia trong phòng tựa như là có một nghìn cái tăng nhân cùng một chỗ phạm sướng. toàn bộ trong nhà phảng phất thành đại lôi âm tự. Tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cùng Dương khiết bọn người bắt đầu cảm giác trong thân thể huyết dịch bắt đầu không tự chủ được chảy xuôi. Đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu, tựa như là trên bàn có một cái đinh ốc, sau đó bên ngoài có xuyên đất máy tại làm việc. Loại chấn động này để trên bàn đinh ốc bắt đầu hướng xuống trượt xuống. Huyết dịch không tự chủ chảy xuôi, toàn thân đều là ấm áp. Đây là rất lợi hại dễ chịu rất lợi hại cảm giác thống khoái, Sau so bất kỳ lần nào xoa bóp mát xa đều muốn dễ chịu, loại này sảng khoái là toàn thân tâm, là lan tràn đến toàn thân. Thân thể tạp chất, còn có một số lâu năm ẩn tật, ứ ngăn trở địa địa phương cũng đều bị thanh âm này đả thông. Càng nguy hiểm hơn là, thanh âm này để nữ tính còn có một loại cảm thấy khó xử khoái ý. Thanh âm này một mực tiếp tục, ước chừng 3 giờ sau vừa rồi ngừng. Thanh âm ngừng về sau, từ đồ linh nhi bọn người cảm giác được trên thân sền sệt, lại nhìn trên cánh tay, lại có một tầng màu đen dịch nhờn, đây cũng là thể nội tạp chất bị bài xuất tới. Các nàng thân thể, cảm giác được nhẹ nhõm quá nhiều. Cả người đều có loại người nhẹ như yến cảm giác. Sau đó, là quân theo trong phòng ngủ đi ra, tư đồ linh nhi không lo được trên thân vô cùng bẩn, lập tức tiến lên lo lắng hỏi, Da da của ta thế nào. Là quân mỉm cười, nói ra, không có việc gì. Sau đó, hắn lại nhẹ nhíu mày, nói ra, có điều ngươi cần phải trước đi tắm tư đồ linh nhi đại hỷ sau khi nghe được la quân câu nói này nhất thời thì mặt đỏ trứng một ngày này trung quy là đi qua buổi tối thời điểm tư đồ viêm lão gia tử mặc lấy màu đen đường trang tinh thần hắn đã rất tốt tuyệt không giống trước đó cái kia hấp hối bộ dáng tư đồ tín nghĩa cùng ngô bá cũng đã thương thế khỏi hẳn tư đồ gia trường hạo kiếp này cũng coi như như vậy đi qua tư đồ viêm để ngô bá chuẩn bị một trận gia yến gia yến phía trên tư đồ viêm lần nữa long trọng cảm tạ la quân la quân nói liên tục không dám nhận đối mặt tư đồ viêm lão gia tử la quân thủy trung đều bảo trì khiêm cung cái này khiến dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa đều đối la quân vô cùng có hảo cảm yến hội sau đó dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa trở về phòng nghỉ ngơi la quân làm theo cùng tư đồ viêm còn có ngô bá có lời muốn nói tư đồ linh nhi cùng tống linh san cũng trở về phòng nghỉ ngơi đêm nay nhất định có thật nhiều người là ngủ không yên. Thuộc về Dương Khiết cùng tư đồ tín nghĩa trong phòng ngủ, tư đồ tín nghĩa nhịn không được hỏi Dương Khiết, nói ra là quân tiểu huynh đệ đến cùng là lai lịch gì, hắn còn quá trẻ, tại sao có thể có khủng bố như thế tu vi. Dương Khiết buông buông tay, nói ra ta so ngươi biết cũng không tính nhiều, chỉ là có lẽ là trước đó ta biết là quân là Linh Nhi đồng học. Trước kia Linh Nhi tính cách tự bế, ta cổ vũ là quân mang nhiều Linh Nhi đi ra ngoài chơi về sau linh nhi tính tình cũng xác thực sáng sủa rất nhiều năm nay nghỉ hè thời điểm cũng là phát sinh một việc vốn là ta còn có chút canh cánh trong lòng há sự tình gì tư đồ tín nghĩa hỏi dương khiết nói ra linh nhi có một ngày rất thương tâm còn khóc ta không hỏi linh nhi sự tình gì nhưng ta cảm giác là cùng la quân có quan hệ tư đồ tín nghĩa nhất thời lửa cháy nói ra chẳng lẽ là la quân khi dễ linh nhi hắn lạnh hừ một tiếng nói ra quản chi hắn tu vi lại cao hơn hắn nếu là dám khi dễ nữ nhi của ta ta cùng hắn liều người người này a à, dương khiết nói ra làm sao lớn như vậy số tuổi tính cách bốc lửa còn theo đứa bé giống như la là quân làm sao lại khi dễ linh nhi linh nhi tâm lý lòng tràn đầy đầy mắt đều là la quân ra hỏa này nếu là la quân chịu cùng với linh nhi linh nhi cao hứng còn không kịp đâu làm sao lại khóc tư đồ tín nghĩa sướng sờ nói ra người nói Linh Nhi ưa thích La Quân. Dương Khiết nói ra, nàng là nữ nhi của ta, nàng tâm tư ta làm sao lại không rõ ràng. Tư đồ tín nghĩa nói ra, chúng ta Linh Nhi cũng đều 18-19, muốn nói nói chuyện yêu đương, cái kia cũng không phải là không thể được. Chỉ là ngươi nói Linh Nhi ưa thích La Quân, chẳng lẽ La Quân sẽ còn không thích chúng ta Linh Nhi? Cái này nói đùa cái gì, trong thiên hạ, còn có nam nhân dám không thích nữ nhi của ta đây cũng không phải tư đồ tín nghĩa khoe khoang tư đồ linh nhi thật có điên đảo chúng sinh tư bản dương khiết nói ra con gái chúng ta là rất lợi hại ưu tú nhưng người cũng nhìn thấy Là quân tiểu tử này bản sự có thể cao đây tư đồ tín nghĩa nói ra cái kia cũng không đúng a à. ta nhìn hắn giống như rất lợi hại quan tâm linh nhi a à. dương khiết nói ra lần này chúng ta là khẩn cấp đem linh nhi gọi qua trên đường đi cũng không gặp linh nhi cùng la quân liên hệ nhưng tại thời điểm then chốt này, là Quân lại xuất hiện. Người biết điều này nói rõ cái gì? Tư đồ tín nghĩa lập tức nói, nói rõ hắn một mực đang chú ý Linh Nhi. Dương Khiết nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn đã quan tâm Linh Nhi, tại sao muốn cự tuyệt Linh Nhi đâu? Tư đồ tín nghĩa ý nghĩ lớn, nói ra, ai nha, chúng ta muốn cũng nghĩ không rõ lắm, dứt khoát tìm hắn hỏi qua rõ ràng tốt. Dương Khiết nói ra, người cũng chớ làm loạn, người người này, cầu thả, dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu nàng đón đến nói ra thực ta cũng không tán thành la quân cùng với linh nhi tư đồ tín nghĩa nao nao theo rồi nói ra cái này là vì cái gì ta nhìn la quân tiểu huynh đệ này rất không tệ bản sự cao không nói mà lại làm người khiêm tốn hữu lễ không thấy chút nào ngạo mạn hắn có bản lãnh như thế còn có như thế tính cách phối chúng ta linh nhi cũng là vẫn được dương khiết nói ra nếu như La Quân chỉ là cái phổ thông nam hài tử, hắn có dạng này phẩm hạnh, ta là rất thích gặp thành. Nhưng ta thấy thế nào La Quân, đều cảm thấy trên người hắn có quá nhiều thị phi. Linh Nhi đợi ở bên cạnh hắn, chỉ sợ không có bình tĩnh sinh hoạt. Tư đồ tín nghĩa ngốc ngẩn ngơ, sau đó thở dài, nói, người nói cũng là, bất quá, những vật này cũng không phải chúng ta có thể muốn thế nào được thế nấy. Linh Nhi là cái độc lập có chủ kiến hài tử, chính nàng đường muốn làm sao đi, chúng ta đều nên tôn trọng. Cái này ta biết, yên tâm đi, Dương Khiết nói ra, hai chúng ta năm đó bị làm khó dễ qua thống khổ, ta sẽ không lại tái giá cho nữ nhi. Tống Linh San cùng tư đồ Linh Nhi cũng trong phòng, hai cái nữ hài tử nằm ở trên giường, cùng một chỗ đắp một giường chân mền. Hai người cảm tình bởi vì lần này nghịch cảnh, càng thêm chân thành tha thiết mà thâm hậu. Là quân hôm nay thật lợi hại, Tống Linh San từ đáy lòng nói ra. Tư đồ Linh Nhi nhớ tới La Quân hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn có hắn lực lui cường địch huy phong. Cây cột chống trời. Tư đồ Linh Nhi nghĩ đến La Quân, tâm lý thế mà nhiều nhất là yên ổn. Trước kia, nàng biết La Quân vẫn luôn đang thủ hộ nàng, cho nên nàng sống được khoái lạc mà an tâm. Nhưng về sau, tại trong nửa năm này, nàng không xác định La Quân phải chăng còn đang thủ hộ nàng. Cho tới hôm nay, tư đồ Linh Nhi rốt cuộc biết, nguyên lai hắn vẫn luôn chưa từng đi xa tất cả oán niệm cùng hận, chu cùng chướng liền đều hóa thành ngọt ngào. Đúng vậy a, à, tư đồ Linh Nhi đáp lại Tống Linh San một câu. Linh Nhi, người khoan hãy nói, là quân không biết làm cái quỷ gì, ta hiện tại đều cảm thấy thân thể thật thoải mái, ấm áp. Tống Linh San nói ra, tư đồ Linh Nhi nói ra, ta cũng là loại cảm giác này. Tống Linh San còn nói thêm, đúng, người nói là quân làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu. Người nói với hắn sao, Tư đồ Linh Nhi không muốn để cho Tống Linh San biết, là quân một mực đang thủ hộ nàng. Nàng gật gật đầu, liền nói ra, ta biết là quân võ công rất lợi hại, lần kia chúng ta không phải trông thấy hắn tại lôi ra đem những cao thủ kia đánh lui sao. Nhà chúng ta tình huống rất lợi hại phức tạp, ta sợ có biến cố gì. Thì cho hắn phát cái tin tức, cầu hắn hỗ trợ đây. Không nghĩ tới hắn thật tới. Tống Linh San nói ra, nguyên lai like là dạng này. Linh Nhi, ta đột nhiên có chút minh bạch tống linh san tiếp lấy còn nói thêm tư đồ linh nhi nói a người minh bạch cái gì vì cái gì la quân hội không tiếp thụ chúng ta tống linh san nói ra tư đồ linh nhi khuôn mặt đỏ lên nói cái gì gọi là không tiếp thụ chúng ta a à? thật giống như hai chúng ta muốn đều kể cận hắn giống như tống linh san hì hì cười một tiếng nàng nói ra người cũng đừng cùng ta nắm chặt chữ này ta là mới hiểu được thực la quân thế giới cùng chúng ta người bình thường thế giới khác biệt cho nên hắn mới không có cách nào tiếp nhận chúng ta đi. Có lẽ đi, Tư Đồ Linh Nhi biết Tống Linh San nói có đạo lý, nàng ánh mắt không tự chủ được ảm đạm đi. Lập tức, Tống Linh San còn nói thêm, bất quá ta mặc kệ, ai nói nữ nhân thì nhất định muốn bị động đây. Ta muốn tiếp tục truy cầu La Quân, nam truy nữ không dễ dàng, nữ truy nam còn không dễ dàng sao? Linh Nhi, không cho người cùng ta đoạt La Quân nha. A, à, Tư Đồ Linh Nhi trong lòng giật mình nàng nhìn về phía Tống Linh San, nhịn không được nói ra, ngươi là nghiêm túc sao? đương nhiên a, à, Tống Linh San nói ra. Tư Đồ Linh Nhi ánh mắt lần nữa ảm đạm đi. làm sao rồi, Linh Nhi? Tống Linh San nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo đuổi La Quân? không không không, Tư Đồ Linh Nhi nói ra. vậy ngươi thì không cho cùng ta đoạt a, à, ta cái gì đều có thể nhường cho ngươi. nhưng là duy chỉ có La Quân không được nha, Tống Linh San nói ra. ừm. Tư đồ Linh Nhi trong lòng trong nháy mắt chua xót vô cùng, có thể nàng cái gì cũng không dám biểu lộ ra. Không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Tư đồ Linh Nhi đem đầu che phủ trong chăn. Tống Linh San nói ra, tốt ga. À? Nàng ở trong lòng yên lặng nói ra, thật xin lỗi, Linh Nhi. Ta biết, người cũng ưa thích là quân, là quân cũng thích ngươi. Nhưng là, ta muốn tự tư một lần, cũng vì ta sinh mệnh duy nhất yêu mến nam nhân đến tranh thủ một lần. Thật xin lỗi. Tại tư đồ viêm trong phòng ngủ, La Quân, Ngô Bá còn có tư đồ viêm kề đầu gối nói chuyện lâu. La Quân rất lợi hại cảm giác tạ tinh chủ có thể cho hắn dạng này một cơ hội, có thể dùng kỳ diệu như vậy phương thức, lần nữa cùng lão gia tử đến thật tốt nói chuyện. Tư đồ viêm cảm khái vô cùng, hắn nói ra: Ta cả đời này chán nản qua cảnh tượng qua, vốn là coi là cả đời này cũng cứ như vậy, không nghĩ tới tại cái này nửa chân đạp đến tiến vách quan tài thời điểm, lại gặp gặp dạng này tai họa. Nghĩ đến cũng là trước kia luôn luôn tạo chút sắc nghiệt, mới có này báo ứng. Ngô Bá tại vừa nói, lão gia tử cũng không thể nói như vậy. Phải nói ngày cuối cùng phúc duyên thâm hậu, mặc dù là như thế đại kiếp, cũng có thể có Trần Tiểu huynh đệ dạng này kỳ nhân từ trên trời giáng xuống, trước tới giải vây. Là Quân đứng lên, nói ra, Ngô gia gia, Từ Đồ gia gia, vãn bối cùng Linh Nhi là đồng học, liền cũng là các ngài đồng học. Các ngài gọi ta La Quân cùng Tiểu Dương là đủ. Tư đồ viêm nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, vậy thì tốt, ta ngay tại La Quân trước mặt ngươi khinh thường, liền gọi ngươi một tiếng tiểu dương. La Quân nói ra, lẽ ra như thế. Tư đồ viêm nói ra, tiểu dương, ngươi là Linh Nhi đồng học. La Quân nói ra, vâng, chúng ta theo trung học bắt đầu cũng là tại cùng một trường, về sau cao trung cũng đều là bạn học cùng lớp. Thẳng đến đại học mới không chung lớp phía trên. Tư đồ viêm nói ra, ta chỉ là rất kỳ quái, tiểu dương ngươi cái này một thân tu vi là thế nào luyện ra? Ngươi cái tuổi này, cần phải còn vẫn luôn trong trường học. Hắn đón đến, nói ra, tiểu dương, chúng ta đều là học võ người, rất nhiều thứ cũng không cần nói rất rõ ràng. Lấy ngươi tu vi, ngươi không chỉ là võ học kỳ tài. Bằng ngươi kinh nghiệm đối địch, liền nên kinh nghiệm xa trường hạng người. Có thể ngươi lại vẫn luôn trong trường học, cái này khiến ta thật tại có chút nghĩ không thông. Là quần nói ra, từ đồ ra ra, ngài là trưởng giả. Trưởng giả muốn hỏi, vãn bối đoạn không dám nói láo. Chỉ là vãn bối lai lịch thật có chút bí mật, có thể cũng không tiện nói ra. Vãn bối duy nhất có thể cùng ngài cùng ngô ra ra cam đoan là, vãn bối đối với ngài, đối tư đồ ra, đối linh nhi tuyệt không một chút ác ý. Tư đồ viêm nói ra, minh bạch minh bạch, người không tiện nói, cái kia coi như. Tiểu Dương, người cũng yên tâm, ta và người ngô ra ra cũng sẽ không hoài nghi người dắp tâm. Nói trở lại, người cứu vãn tại chúng ta trong nước lửa, lại cứu Linh Nhi. Cái này tư đồ ra, người muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi không cần cùng ta có cái gì quanh co lòng vòng. La Quân nói ra, ta cũng biết, trên đời này quả quyết không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Ta đối tư đồ ra tới nói, xác thực là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mà lại, cũng xác thực không phải là không có nguyên nhân. Như có một ngày, thời cơ chín mùi, ta nhất định sẽ hướng ra ra ngài nói rõ cái này bên trong nguyên do. Tốt tốt tốt, tư đồ viêm cười một tiếng, nói ra, chuyện này, chúng ta bỏ qua không đề cập tới. Cảm ơn ra ra, là quân trực tiếp hô lên ra ra. Tại một đời kia bên trong, hắn vốn là xưng hô như vậy tư đồ viêm. Về sau, là quân còn nói thêm, đúng, ra ra, vì cái gì Hồng Tú Liên lần này lại đột nhiên hướng ngài làm khó dễ. Còn có cái kia hai tên áo đen lão giả là ai? Tư Đồ Viêm nói ra, Hồng Tú Liên vẫn luôn kiêng kỵ ta một chút bảo bối, nhưng là những trong năm này, ta cũng một mực áp chế Hồng Tú Liên. Cái kia hai tên áo đen lão giả Lai Lịch Thành Mê, cũng không biết Hồng Tú Liên là từ nơi đó tìm đến. Ngô Bá nói ra, chắc hẳn Hồng Tú Liên đột nhiên làm khó dễ, cũng là trận chiến cái kia hai tên áo đen lão giả thế. La Quân nói ra, nếu như cái kia hai tên áo đen lão giả chỉ là đơn thuần cao thủ, việc này có lẽ thì dừng ở đây nhưng ta sợ bóng tối áo lão giả phía sau còn có cái gì tổ chức hoặc là còn có cao thủ nếu thật sự là như thế như vậy chuyện này liền sẽ không từ bỏ ý đồ tư đồ viêm bị kinh ngạc hắn nói ra tiểu dương người cân nhắc không phải không có lý ngô bá nói ra vậy theo tiểu dương người ý tứ chúng ta hiện tại phải làm gì la là quân trầm ngâm một cái chớp mắt sau đó hắn nói ra trước đó yến kinh cao từng phát sinh rất đại biến động có thần bí trùng tộc muốn muốn tạo ra hủy diệt thế giới náo động. Nhưng cũng may quân thần Trần Lăng ngăn cơn sóng dữ đem trùng tộc âm mưu đánh tan, đồng thời Liên Hợp Quốc, nước các quốc gia cùng một chỗ phát động. tư đồ viêm nói ra, ta cũng đã được nghe nói, yến kinh tất cả mọi người đánh một loại vaccine phòng bệnh. Nghe nói cũng là cùng cái kia trùng tộc có liên quan. Là quân nói ra, về sau, quân thần đem trùng tộc không sai biệt lắm là nhổ tận gốc nhưng là cái kia trùng hoàng thủy trung không biết tung tích trùng hoàng tư đồ viêm sắc mặt nghiêm túc lên ngô bá nói ra tiểu dương ngươi hoài nghi những thứ này áo đen lão giả và trùng hoàng có quan hệ la quân nói ra thật là cầm thái độ hoài nghi cho nên ta muốn biết hồng tú liên đến cùng muốn có được là bảo bối gì áo đen lão giả nếu như bọn hắn là trùng hoàng người như vậy liên thủ với hồng tú liên cũng nhất định là có mưu đồ ngô bá nói ra nghe nói quân đội có đồ, vật có thể phân biệt ra được bị ký sinh thú phụ thân người. La quân nói ra, ta trên tay thì có ngài nói loại đồ vật này, nhưng ta nhìn kỹ, cái kia hai tên áo đen lão giả cũng không bị ký sinh thú phụ thân dấu hiệu. Hắn sau đó còn nói thêm, đương nhiên, cũng không phải hàng trừ sâu hoàng ký sinh thú tiến hóa, để cho chúng ta không thể nào tra được nhân tố. Tư đồ viêm cùng ngô bá nhìn nhau, hai người có chút ngạc nhiên La quân tại Ivory Tower bên trong, lại đối với mấy cái này giang hồ sự tình như thế rõ ràng. Có điều hai người rất nhanh liền có chút rõ ràng, bọn họ thầm nghĩ thiếu niên này như thế kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn sớm bị quân đội cao tầng thu nạp. Hắn nói không chừng đều đã vì quốc gia chấp hành không qua thiếu nhiệm vụ. Vừa nghĩ như thế, tư đồ viêm cùng ngô bá cũng đã cảm thấy có chút thuận lý thành trương. Tư đồ viêm đối la quân cũng không giấu giếm, nói ra, hôm nay Hồng Tú Liên đến đây, chỉ rõ muốn mấy thứ đồ. Há, là cái kia mấy thứ la quân hỏi hắn sau đó còn nói thêm ra ra ta cũng không lòng mơ ước tư đồ viêm cười cười nói ra ngươi không cần cẩn thận như vậy ta nói qua tin tưởng ngươi chính là tin tưởng ngươi huống hồ ngươi nếu muốn cầm lấy đi chính là vậy cần nhiều như vậy cong cong quấn quấn la quân nói ra cảm ơn ra ra ngô bá liền nói hồng tú liên muốn là kỳ lân ngọc ô kim kiếm đại hoàn đan gỗ trầm hương điêu đại phật kim thân la quân nói ra có thể để ta xem một chút tư đồ viêm nói ra cái kia có vấn đề gì lão ngô người đi trong phòng tối đem những vật này lấy ra ngô bá nói ra vâng lão gia tử chỉ chốc lát về sau ngô bá thì mang tới mấy dạng này bảo bối mấy dạng này bảo bối mỗi một kiện đều là giá trị liên thành la quân tỉ mỉ thưởng thức cùng tường tận xem xét một hồi lâu về sau hắn mới lên tiếng ta xem xong ngô ra ra Ngài thu trở về đi Tư đồ viêm làm theo nói ra Tiểu dương, ngươi nhìn chúng cái gì Cầm một kiện đi Làm ra ra tặng cho ngươi lễ gặp mặt Là quần khoát khoát tay Nói ra, cái kia làm sao có thể Những vật này quá quý giá Tư đồ viêm cười một tiếng Nói ra, so với ngươi đại ân cứu mạng Những vật này không tính là gì Cầm một kiện đi Ngươi gọi ta một tiếng ra ra Ta dù sao cũng nên có chỗ biểu thị Ngươi nếu không cầm chính là không nể mặt ra ra. La Quân không khỏi cười khổ, hắn ngẫm lại, nói ra, đã ra ra nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn khẽ vươn tay, cầm qua món kia gỗ trầm hương điêu, nói ra, ta thì muốn cái này. Ngô Bá ở bên cười một tiếng, nói ra, ta coi là tiểu Dương ngươi sẽ thích lấy ô kim kiếm nhiều một ít. La Quân nói ra, cái này gỗ trầm hương điêu có ngưng thần công hiệu, ta ngược lại ưa thích gỗ trầm hương điêu nhiều một ít. Tư Đồ Viêm nói ra, cái này gỗ trầm hương điêu thì tặng cho ngươi. Gỗ trầm hương điêu lại là dùng ngàn năm gỗ trầm hương điêu khắc một cái tiểu nhân nhi, rất lợi hại là tiểu xảo, chế tác cũng rất tinh xảo. Cái kia tiểu nhân nhi sinh động như thật. Là quần đem gỗ trầm hương điêu để vào tinh xảo gỗ trầm hương chế tạo trong hộp, trong hộp còn có một tầng bảo hộ trang bị. Cất kỹ về sau, liền trước để ở một bên. "Ra ra," La Quân theo rồi nói ra bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay mà lại hồng tú liên miễn là còn sống một ngày lâm gia nhân thì gan lớn vô cùng ta nhìn chúng ta ngày mai hẳn là cũng đi lâm ra một chuyến không nói muốn đem hồng tú liên giết chết ít nhất cũng phải để cho nàng từ đó mất đi chiến đấu lực tư đồ viêm trong mắt lóe lên tinh quang hắn hôm nay gặp đại nhục tự nhiên trong lòng cũng là nghẹn một hơi việc này chỉ sợ là cần tiểu dương ngươi trợ giúp là quân nói ra ta đã mở miệng, tự nhiên muốn giúp ra ra ngài khắc phục hậu quả. Tư đồ viêm không khỏi cười ha ha, nói ra, tốt, tốt. Là quân sau đó cũng đừng tư đồ viêm, trở về phòng nghỉ ngơi. Để hắn không nghĩ tới là, cũng không lâu lắm, Dương Khiết đến đây gõ cửa. Là quân hỏi là ai, vậy bên ngoài truyền đến Dương Khiết thanh âm. Là quân lập tức tâm lý một cái lộp bộp, hắn liền vội vàng đứng lên trước đi mở cửa. Dương Khiết mặc lấy áo khoác màu đen, Nàng tuy nhiên hơn 40 tuổi, nhưng là phong vận vẫn còn, rung động lòng người vô cùng. Dương Khiết khí chất là rất cao lạnh. A à, Di mạnh khỏe, La Quân mỉm cười, nói ra, muộn như vậy, ngài còn chưa ngủ. Dương Khiết nói ra, ngủ không quá lấy, vừa thật là có chút lời nói muốn hỏi ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi. Làm sao, không chào đón ta sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, cho ta một trăm cái lá gan, cũng không dám không chào đón ngài a à hai người nói chuyện ở giữa dương khiết tiện tay đóng cửa phòng lại đón lấy dương khiết cùng la quân phân biệt ngồi xuống la quân hỏi a di có lời gì muốn hỏi ta dương khiết nhìn một chút la quân nói ra ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng ta là muốn hỏi ngươi người trước có phải hay không cự tuyệt linh nhi la quân nao nao hắn nói ra không tính là cự tuyệt đi ta cùng linh nhi ở giữa cũng không có cái gì dương khiết nói ra linh nhi là nữ nhi của ta nàng tâm tư ta rất rõ ràng ta rất muốn biết ngươi là thế nào muốn la quân cũng nhìn dương khiết liếc một chút nói ra ta là thế nào nghĩ điều này rất trọng yếu sao dương khiết nói ra đương nhiên la quân nói ra nhưng ta cái gì cũng không nghĩ a à. ta sớm nhất thời điểm là đã đáp ứng ngài nhất định sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm mấy năm này bên trong ta cùng linh nhi chưa bao giờ có bất luận cái gì vượt qua quy củ địa phương ta nghĩ ta không có cô phụ đối với ngài hứa hẹn đi. Người không thích linh nhi? dương khiết nói ra. là quân nào nào, hắn không nghĩ tới dương khiết hỏi như thế trực tiếp. hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau nói ra, ta cũng không ghét linh nhi, có thể a di ngài cũng nhìn ra, ta người này rất lợi hại phức tạp. ta không thích hợp linh nhi, tin tưởng ngài cũng cần phải là ý nghĩ này a. À. dương khiết hơi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới là quân là nghĩ như vậy pháp cái này một cái chớp mắt trong nội tâm nàng là cảm động cảm động thiếu niên này tâm lý đem linh nhi nhìn nắng như vậy thế nhưng là dương khiết nói ra vì cái gì lần này ngươi sẽ xuất hiện đến như thế kịp thời là quần ánh mắt ảm đạm đi hắn nói ra ta biết a à di ngươi ý tứ thực nếu như không phải lần này các ngươi gặp được nguy hiểm ta sẽ không xuất hiện ta cùng linh nhi đã có nửa năm không gặp mặt dương khiết thật sâu nhìn la quân liếc một chút nói ra a di rất lợi hại cảm tạ ngươi có thể coi trọng như vậy linh nhi dạng này bảo hộ lấy nàng la quân mỉm cười nói ra cái này đều không tính là gì dương khiết nói ra ta biết linh nhi tâm lý có ngươi ngươi nếu là muốn cùng với linh nhi ta cùng linh nhi ba ba cũng sẽ không phản đối với các ngươi la quân cười cười nói ra vẫn là quên đi ta cùng linh nhi là hai cái khác biệt thế giới người chúng ta đường cũng khác biệt lẫn nhau đứng xa nhìn người, còn có các tốt, nếu là thật sự cùng một chỗ, sẽ chỉ là linh nhi tai nạn. Dương Khiết u u thở dài, nói ra, người không khỏi cũng sống được quá tỉnh táo. La Quân nói ra, thực thì như bây giờ, rất tốt. Dương Khiết lần nữa thở dài. Ngày thứ hai thời điểm, ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Tư Đồ Viêm còn có Ngô Bá đi ra ngoài. Mục đích cũng là lâm gia. Lâm gia là ở biệt thự, biệt thự rất là tráng lệ chung quanh chế tạo như tiểu hình tư gia lâm viên. Vô luận là lâm gia vẫn là tư đồ gia, đều là rời xa thành thị huyên náo. Nếu là ở Yến trong kinh thành, cho dù là siêu cấp phú hào, cũng rất khó có dạng này tư gia lâm viên. Tắc đất tắc vàng địa phương là không cho đất đai bị như thế phung phí của trời. Từ ngô bá lái xe, rất nhanh liền đến lâm gia trang viên bên ngoài. Nhấn chuông cửa về sau, trang viên đại môn rất nhanh liền mở. Một cánh cửa hiển nhiên là ngăn không được tư đồ viêm bọn họ, cho nên Hồng Tú Liên bên này cũng không cần thiết không mở cửa. Hôm nay khí trời trời trong xanh tốt, tuy nhiên trong không khí hàn ý chưa tán, nhưng tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trang viên hoa cỏ phía trên, lại là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tại biệt thự tầng thứ nhất trong phòng khách, Hồng Tú Liên mặc lấy có theo ám sắc hoa văn quần áo, sắc mặt nàng nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn như là cái đã xế chiều lão nhân. Lâm Chiến Thiên còn có san sát bầy ngay tại Hồng Tú Liên đứng bên người. Mạc Hoài Nhân Hòa Mạc Đạo nói cũng ngồi ở một bên. Mặt khác, giữa sân còn nhiều một tên cô gái trẻ tuổi. Làm cho người kinh ngạc là, nữ tử này là tóc vàng, mắt màu lam. Nàng hẳn là người trong nước hoặc là người trong nước. Nữ tử dài đến rất là xinh đẹp, nhìn cũng không đến 30 tuổi. Nữ tử này tu vi rất cao, ôn nhuận thanh nhã, căn bản nhìn không ra nàng sâu cạn. Như vậy vừa đến, thực nàng số tuổi là không thể căn cứ nàng tướng mạo đến phán định. Rất lợi hại hiển nhiên, Hồng Tú Liên đến có chuẩn bị. Tư đồ lão ca ca, người sớm như vậy tới, chẳng lẽ là muốn đối muội tử ta đuổi tận giết tuyệt sao? Hồng Tú Liên ánh mắt hít thành một đầu khe hẹp, giọng nói lộ ra dày đặc. Đối với Hồng Tú Liên bên này nhiều như thế một cái thần bí khó lường nữ tử, đây là tư đồ viêm không có dự liệu được. Tư đồ viêm tự nhiên cũng sẽ không thua khí thế, hắn tử tốn nói, ta cũng là tại cái này trên giang hồ tung bay người, cũng không thể bị lão muội tử ngươi bước đến tử lộ, sau đó không làm nửa điểm phản kháng. Hôm qua sự tình đã qua, nhưng hôm qua trướng còn không có coi xong. Hôm nay tới, tự nhiên là có thể coi là tính toán cái này trướng. Hồng Tú Liên nói ra, có đúng không, ngươi muốn làm sao tính toán. Tư đồ viêm hơi lúng túng một chút. Là quân tại tư đồ viêm bên tai nhỏ giọng nói ra, ra ra, ta đến nói chuyện, ngài thấy thế nào? tư đồ viêm lớn nhất ỷ vào cũng là la quân hắn tự nhiên gật đầu nói ra tốt sau đó la quân thì nhìn về phía hồng tú liên liền nói ra có câu chuyện cố kể tốt gọi là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh hôm nay chúng ta tới cũng không vì khác cái kia chính là hai cái yêu cầu thứ nhất hồng tú liên ngươi đến phế bỏ hai chân cùng một đôi tròng mắt thứ hai lâm ra phải bồi thường một tỷ ndt cho tư đồ ra chê cười hồng tú liên nghe vậy không khỏi giận tím mặt lâm chiến thiên hòa lâm lập bầy cũng là giận dữ la là quân làm theo cười lạnh một tiếng hắn dày đặc nói ra có phải hay không chê cười vậy liền dưới tay tới gặp chân thực công phu đi hắn đón đến còn nói thêm còn có ta xưa nay không theo không là bằng hữu người ta chê cười lời nói rất lợi hại hiển nhiên các ngươi không phải ta la quân bằng hữu hồng tú liên lạnh lẽo nói ra tiểu hậu sinh ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật sự là thiên hạ vô địch nói nhảm cái gì, động thủ đi. La quân dứt khoát vô cùng, hắn mới lười nhắc cùng ngươi không ngừng lại nhảy lầm bầm. Có điều lúc này, nữ tử kia lại đứng lên. Nàng hướng la quân mỉm cười, nói ra, tiểu huynh đệ hỏa khí rất lợi hại mạnh a. À. Nói lại là thuần trùng tiếng hoa. La quân liếc mắt nhìn nữ tử liếc một chút, nói, hôm nay hồng tú liên cái này lão yêu bà còn có lực lượng đến nói chuyện với ta, chắc hẳn cũng là bởi vì ngươi đi. Tới tới tới, chúng ta đánh một trầu nhìn xem gia hỏa này hôm nay thế nhưng là phong mang tất lộ hôm qua tại linh nhi trước mặt còn bảo trì khắc chế hôm nay cũng là một lời không hợp liền muốn động thủ nữ tử khách khách cười một tiếng nói ra người tiểu gia hỏa này không khỏi cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc ta dù sao cũng là nữ sinh người không đến mức vừa mở miệng liền muốn đánh nhau với ta đi la quân nói ra ta đến không phải nói chuyện yêu đương không đánh nhau làm gì Tư đồ viêm cùng ngô bá cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Nữ tử nói ra, ta gọi đại khỉ ti, hôm nay tới là muốn cùng tiểu huynh đệ người biến chiến tranh thành tơ lụa. Làm sao hóa, la quân nói ra, ta nhìn hóa không. Hôm qua các người đám người này làm cũng không có nửa điểm lượn vòng đường sống, cho nên hôm nay, tự nhiên cũng là không có nửa điểm thương lượng xong nói. Lâm Chiến Thiên ở một bên nhịn không được giận dữ nói, số tiểu tử, người cho rằng người thì nắm vững thắng lợi sao? vậy liền đánh A, à, là quân cũng xông lâm chiến thiên quát, lâm chiến thiên nhất thời nghẹn lời. Đại khỉ ti mỉm cười, nói ra, tiểu huynh đệ, giang hồ rất lớn, nhưng cùng lúc giang hồ cũng rất nhỏ. Hôm qua tú liên chị gái tỷ làm thật là tuyệt một chút, quá phận một chút. Nhưng lúc đó tình huống là tú liên chị gái tỷ có nắm chắc đem toàn bộ các người chân áp lại, đồng thời để cho các ngươi không thời gian xoay sở. Chỉ là sau cùng ra chút ngoài ý muốn, nhưng hôm nay, tiểu huynh đệ ngươi nhóm tựa hồ cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Huống chi, phía sau chúng ta không phải là không có người. Chỗ lấy hôm nay còn nguyện ý nói, là không muốn tiếp tục làm to chuyện. Nàng đón đến, nói ra, nếu như tiểu huynh đệ ngươi có lòng tin đem chúng ta toàn bộ đều phế, cũng có lòng tin để đằng sau ta người không động thủ lần nữa, vậy ngươi cũng có thể làm tuyệt. Nếu như ngươi làm không được, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cần phải thật tốt nói chuyện. Là quần nào nào? đại khỉ ti lời nói hiển nhiên là có chút đạo lý tư đồ viêm cũng trầm ngâm đại khỉ ti nói ra chuyện này ta nhìn liền từ lâm ra bồi thường tư đồ ra một tỷ ndt sau đó dừng ở đây các ngươi thấy thế nào tư đồ viêm nghe vậy nói với la quân tiểu dương ngươi nhìn la quân nói ra 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 ta tâm lý nắm chắc hắn liền cũng liền mặt hướng đại khỉ ti nói ra một tỷ ndt cái này có thể không muốn Ngươi đã đều nói như vậy, như vậy mặt mũi ta tự nhiên là muốn cho ngươi một chút. Như vậy đi, ta đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi tại ta trên tay chống nổi 10 giây đồng hồ, như vậy sự kiện này như vậy coi như thôi. Nếu như ngươi sống không qua 10 giây đồng hồ, như vậy ta phế hồng tú liên hai chân. 10 giây đồng hồ, đại khỉ ti vốn là ôn hòa, nhưng là quân câu nói này triệt để kích thích nàng tức giận cùng ngạo khí. Tốt, đại khỉ ti nói ra. Nếu như ta liền ngươi 10 giây đồng hồ đều sống không qua, ta còn có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Ta mang theo ta người xoay người rời đi, không hề qua hỏi nơi này sự tình. Một lời đã định, La Quân nói ra. Cái này, Tư Đồ Viêm cùng Ngô Bá cũng là ngốc, La Quân lời này xác thực là có chút khinh thường. Nhưng lúc này, La Quân lời nói như là đã nói ra, như vậy bọn họ cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Vô luận như thế nào, cũng không ai có thể tin tưởng la quân có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đánh bại đại khỉ ti. Cái này quá bất khả tư nghị. Đại khỉ ti càng là tự nhận, mặc kệ trong thiên hạ là ai, đều không có bản lãnh tại 10 giây đồng hồ bên trong đánh bại nàng. Điểm ấy tự tin, đại khỉ ti vẫn là có. Mạc Hoài Nhân Hòa Mạc Đạo nói cũng liền ngưng thần nhìn lấy. Không tú lên cả đám người càng là ngưng trọng, các nàng không thể tin tưởng la quân lại dám khen phía dưới dạng này cửa biển. La quân cùng đại khỉ ti đứng đối mặt nhau. Lâm chiến thiên nói ra, tính theo thời gian bắt đầu. Vừa mới nói xong, đại khỉ ti trong mắt liền tránh qua tinh quang. Nàng lại là ra tay trước. Đại khỉ ti thế nhưng là kinh nghiệm phong phú lão thủ, tuyệt đối sẽ không bị giới hạn la quân nói tới 10 giây. Nếu là nàng thật có chủ tâm chỉ muốn chống nổi cái này 10 giây, một lòng né tránh. Như vậy nàng thật đúng là khả năng sống không qua 10 giây. Nhưng đại khỉ ti tuyệt sẽ không như thế ngốc. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Điểm này, đại khỉ ti tâm lý rõ ràng vô cùng. Là quần hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, hắn thân thể đột nhiên banh ra. Cổ rũi ra, như viễn cổ bạo long dương cái cổ thét dài. Hắn chỉnh thân thể to một vòng to, cái kia thân trên quần áo đột nhiên nổ bể ra tới. Mà lại rất khéo léo là, có một mảnh quần áo trực tiếp ngăn lại đại khỉ ti ánh mắt. Đồng thời, là quần vừa xải bước ra hai người vốn là có 3 mét khoảng cách, lúc này 3 mét khoảng cách trong nháy mắt biến mất. La Quân giống như là thuấn gian di động một dạng, trong chớp mắt thì xuất hiện tại đại khỉ ti trước mặt. Đại khỉ ti ánh mắt bị hao tổn, đồng thời lại cảm thấy đến vô cùng uy áp nghiền sát mà đến. Cái này một cái chớp mắt, La Quân rốt cuộc thể hiện ra hắn tránh thức toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào thực lực. Đại thành ấn, oanh. oanh, 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 liên tiếp tuôn ra ba quyền đại thành ấn, Ba quyền về sau, đại khỉ ti khí huyết kịch liệt quay cuồng lên, lại nói tiếp: La quân thủ ấn tại đại khỉ ti mi tâm bên trên một nhấn, về sau là quân người nhẹ nhàng trở ra. Đại khỉ ti nhất thời sắc mặt trắng bệch, nàng rất rõ ràng, mới vừa rồi là la quân thủ hạ lưu tình, nếu là la quân thủ ấn vận kinh, lần này theo bên trong mi tâm, nàng không chết không thể. Ngươi, đại khỉ ti không thể tin nhìn về phía la quân, nàng không thể tin được nàng thật liền 10 giây đồng hồ đều không chịu nổi. Cái này sao có thể? Đại khỉ ti nói ra. Là quân thân thể khôi phục vốn là trạng thái, chỉ bất quá thân trên đã là để trần. Nhưng là quân không thèm quan tâm. Mạc Hoài Nhân, Mạc Đạo nói mấy người cũng là ngây ra như phỗng. Tư đồ viêm cùng Hồng Tú liên nhìn ra bên trong manh mối. Cuộc tỉ thí này, là Quân chỗ lấy có thể tại trong vòng 10 giây thủ thắng, lại là bởi vì La Quân dụng kế cái này kế dùng rất khéo léo, mà lại vô thanh vô tức, tự nhiên mà thành, liền để cho đại khỉ ti dạng này cao thủ cũng rơi vào cái bẫy. Đầu tiên thứ nhất, là quân nói 10 giây đồng hồ thì là một loại kích đem. Đầu tiên thứ nhất, là quân nói 10 giây là khích tướng. Nhưng loại này khích tướng sẽ không để cho đại khỉ ti bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí. Đại khỉ ti hội càng thêm thanh tỉnh, vốn là nếu là phổ thông chiến đấu, có lẽ là quân phong mang quá đáng, đại khỉ ti hội trước tiến hành né tránh. Nhưng bây giờ, đại khỉ ti lại là cảm thấy không thể có lùi bước chút nào. Cao thủ tranh chấp, nếu là lưu giữ lùi bước tâm tính, cái kia chính là muốn chết. Cho nên đại khỉ ti đã cho mình phía trên một đạo tâm lý phòng tuyến, cái kia chính là không thể lui. Cho nên, đại khỉ ti là mắc lừa. Nếu như đại khỉ ti là nam nhân, nắm giữ ngang nhau tu vi. Như vậy là quần y nguyên không dễ làm, nhưng thiên địa phân âm dương, thư hùng, nam nữ. Về mặt sức mạnh mặt, ngang nhau tu vi, nữ nhân lực lượng thì là không bằng nam nhân, đây là trời sinh, không thể nghịch chuyển, cho nên một khi liều mạng, đại khỉ ti tuyệt đối không phải la quân đối thủ. Đại khỉ ti có thể ỷ vào là tu vi cùng kinh nghiệm, cứ như vậy, la quân dù cho tu vi cao tuyệt, có thể muốn bắt lại đại khỉ ti cũng là có chút khó khăn. Thứ hai, là quân tạo hóa nhập vi, trong nháy mắt đem quần áo nứt vỡ, một mảnh quần áo ngăn trở đại khỉ ti đôi mắt. Người ở trước mắt mất đi ánh sáng thời điểm, không thể tự giác hội loạn một chút. Cho dù là đại khỉ ti, cũng sẽ có rất nhỏ đến cực hạn sơ hở. Loại sơ hở này tại là Quân trước mặt lúc chí mạng. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, là Quân lại bạo công một trận. Hắn đem đại khỉ ti khí huyết đảo loạn, sau đó liền lấy được cơ hội thắng lợi. Vô luận là thời cơ, tâm kế, vẫn là lực lượng, là Quân đều vững vàng chiếm thượng phong. Cho nên đại khỉ ti 10 giây bên trong bị thua, ngược lại là tính tuyệt đối không có bất ngờ. Chỉ là tư đồ viêm cùng hồng tú liên sau đó mới hiểu được đạo lý này, các loại minh bạch đạo lý này về sau, hai người cũng không khỏi sợ hãi thán phục la quân tuổi còn trẻ, thế mà trí kế khủng bố như thế, thủ đoạn quỷ bí như vậy. Chúng ta đi, đại khỉ thi theo rồi nói ra. Nàng thật là không tiếp tục dừng lại lý do, liền vung tay lên, mang theo mạc hoài nhân hòa mạc đạo nói rời đi. Giữa sân mất đi đại khỉ ti ba đại cao thủ trèo trống, Hồng Tú Liên bên này còn muốn đối mặt La Quân Nghịch Thiên như vậy cao thủ tồn tại, bọn họ cơ hồ liền muốn tuyệt vọng. Hồng Tú Liên tung hoành giang hồ cả đời, lúc này tâm lý đều tại phát cuồng. Cái này mẹ hắn là từ nơi đó chạy ra đến một cái yêu nghiệt a. À. La Quân cũng cảm thấy thật sự là vận mệnh tạo hóa ha. À. Một đời kia bên trong, hắn thân thủ giết Hồng Tú Liên, một thế này, Hồng Tú Liên vẫn là rơi vào trên tay mình. Vốn là Hồng Tú Liên nếu là an phận thủ thường, việc này cũng coi như. Nhưng là Hồng Tú Liên thế mà chủ động khi dễ lên lão gia tử, cái kia La Quân là đoạn không thể nhịn. Đến giờ này khắc này, La Quân cũng thì không nói thêm lời. Hắn nói với Tư Đồ Viêm, ra ra, cái này Hồng Tú Liên muốn xử trí như thế nào, đều bởi ngài nói tính toán." La Quân sau khi nói xong thì lui qua một bên. Tư Đồ Viêm cùng Ngô Bá nao nao, bọn họ không nghĩ tới La Quân làm người là như thế phúc hậu cùng mượt mà. Tại tư đồ viêm cùng ngô bá cảm thấy khó xử thời điểm, hắn lập tức đứng ra. Tại sự tình giải quyết về sau, ngay lập tức đem quyền chủ động giao cho tư đồ viêm trong tay. Bởi vì cái gọi là nhân tình lão luyện thức bài văn. Cùng la quân dạng này nhân tướng chỗ, liền có loại xuân phong tế vũ, nhuận vật im ắng thoải mái dễ chịu cảm giác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cực hạn tại la quân bằng hữu cùng người thân. Nếu là đối mặt cừu nhân, là quân hội làm cho đối phương cảm thấy hắn là ác ma. Không như bây giờ Hồng Tú Liên thì có loại cảm giác này. Mà lúc này đây, Tư Đồ Viêm mở miệng, "Lão muội tử, chúng ta nhận biết cần phải có một ít năm tháng đi." Hắn trong tiếng nói tràn ngập một loại tang thương cùng cảm khái. Hồng Tú Liên nhìn về phía Tư Đồ Viêm, nàng sau đó ngẫm lại, nói ra, "Cần phải nói ít cũng có hơn 50 năm đi." Tư Đồ Viêm nói ra, "Đúng vậy a, à, Lâm gia là võ thuật thế gia." Ngươi từ nhỏ cũng là thiên tài võ học. Lúc trước ngươi theo Hồng Môn đi ra, khăng khăng đến lâm gia, đem lâm gia phát dương quang đại, nhưng nói là hăng hái. Nhiều năm như vậy bên trong, trong gió trong mưa, ta cũng đều biết một chút. Ngươi uy vọng càng ngày càng cao hơn, lúc trước đối ngươi có ý kiến người, hoặc là chết, hoặc là đã đối ngươi ngoan ngoãn. Ngươi cũng thành lâm gia lão tổ tông, ngươi vừa mở miệng, con của ngươi không dám có nửa câu không theo. Hồng Tú Liên nói ra người cũng không kém a. À. Tư đồ ra vốn là buôn bán xuất thân, ta tại hương cảng hồng môn nhận biết ngươi, lúc ấy ngươi còn tại hương cảng. Ta sớm nhất nhận biết ngươi thời điểm, ngươi bất quá là tư đồ ra con nuôi, người nào nghĩ tới, sau cùng tư đồ ra đều thành ngươi. Ngươi dám nói, trong lúc này ngươi chưa làm qua việc trái với lương tâm. Tư đồ viêm nói ra, giết người phóng hỏa làm qua, chuyện xấu làm qua, chuyện tốt cũng đã làm không ít. Đuối lý, cái kia thật không có, được làm vua thua làm giặc mà thôi Tư đồ gia kinh lịch dung chuyển Thế hệ trước huynh đệ tỉ muội Hoặc là chết Hoặc là đã lão không còn dùng được Những trong năm này Ta chưa hề bạc đãi tư đồ gia lão huynh đệ nhóm Tư đồ gia là ta chế tạo lên Cũng không phải là ta đánh cắp tư đồ gia Nếu như không có ta Tư đồ gia sớm đã ra đạo xa sút Cho nên Ta không cảm thấy đuối lý Hồng Tú Liên nói ra Tốt 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 Không hổ là tư đồ lão ca ca ngươi vốn cũng chính là phong vân nhân vật. Tư đồ viêm trong mắt bỗng nhiên tránh qua hàn ý, hắn tức giận nói ra, hồng tú liên, nhân sinh có thể có mấy cái năm mươi năm. Chúng ta cho dù không là bằng hiếu, nhưng giàu gì cũng là nhận biết nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy bên trong, ta tự hỏi không có đi đắc tội qua ngươi. Ngươi đến mức muốn đối ta như thế đuổi tận giết tuyệt, một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Hồng Tú Liên trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, sự tình đã làm, làm tiếp giải thích thêm cũng vô dụng. Ngươi muốn thế nào, liền thế nào đi, chẳng lẽ ta còn có thể đi cầu ngươi phải không sao? Tốt, ngươi có cốt khí, tư đồ viêm nói ra, ngươi có cốt khí không cầu xin, nhưng ta lại không làm được ngươi chỗ làm sự tình tới. Hôm nay ta cho dù có thể buộc ngươi lâm ra thân bại danh liệt lại như thế nào. Hồng Tú Liên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía tư đồ viêm, nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua ta ta cũng không khinh ngươi. Tư Đồ Viêm nói ra, hôm nay ta và ngươi công bình đấu một trận, chết sống cùng người không oán như thế nào? Hồng Tú Liên trong mắt lóe lên ánh sáng, nói ra, người chuyện này là thật. Tư Đồ Viêm nói ra, tuyệt đối coi là thật. Hồng Tú Liên nói ra, nếu là ngươi bại vào tay ta, việc này đến đây coi như thôi. Tư Đồ Viêm nói ra, đương nhiên, nếu là ta chết tại trên tay ngươi, là quần ngươi cũng không thể báo thù cho ta hắn sau cùng câu nói này lại là sông La Quân nói. La Quân lúc này gật đầu, nói ra, ra ra, ta tuyệt đối tôn trọng ngài lựa chọn. Hồng Tú Liên đứng lên, nói ra, tốt, từ đồ viêm, ta kính ngươi là đầu hắn tử. Tới đi, ngô bá ở một bên có chút bận tâm, hắn cho rằng lão gia tử hoàn toàn không có tất muốn làm như thế. Căn bản chính là chỉ gánh phong hiểm A. Nhưng ngô bá không nói gì, hắn biết lão gia tử quyết định sự tình, ai cũng dao động không, cải biến không. Là quân lại là tôn trọng lão gia tử, lão gia tử trung quy là một tên võ giả A. Đây là thuộc về hắn làm một tên tuyệt đỉnh võ giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo A. Tư đồ viêm cùng hồng tú lên ngay tại bên ngoài đình viện đứng đối mặt nhau. Kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào trên thân hai người. Lâm chiến thiên, san sát bầy ở một bên lo lắng nhìn lấy. Là quân cùng ngô bá cũng đứng ở một bên ngưng thần quan sát gió nhẹ quét từ đồ viêm tay áo tung bay hắn thần sắc trang nghiêm mà nghiêm túc hồng tú liên ánh mắt buông xuống thiên đình kình suối tuôn chặt trên dưới tương liên thông bối đẩy thẳng rời núi lấp biển đột nhiên hồng tú liên đột nhiên ngẩng đầu trong mắt tuôn ra tinh quang hắn thế mà ra tay trước hồng tú liên lần này đả kích không có không một chút hoa xảo không thèm đếm xỉa đến 10 mét khoảng cách đến từ đồ viêm trước mặt mặc dù là vô cùng đơn giản một chiêu nhưng là tại Hồng Tú Liên vận dụng, lại là tạo hóa thiên công. Tư đồ viêm đối mặt một kích này, tay trái quét ngang, hướng ra phía ngoài lật treo, cũng là một cái không hề hoa mỹ mà hình ý hoành quyền kinh, đập treo mở Hồng Tú Liên rời núi lấp biển. Vốn là hoành quyền treo đẩy thẳng, một chút lật treo mở về sau, tất nhiên muốn liền mang theo bắt. Đây cơ hồ là quyền pháp bên trong thiết địa đấu pháp, một cộng một bằng hai nói, xuống đến thông thường cao thủ, lên tới tạo hóa cường giả, đều cơ hồ là tiện tay thì đánh, đều không cần nghĩ. Nhưng là tư đồ viêm cái này quét ngang quyền thẳng treo về sau, cũng không có bắt, mà chính là cổ tay vân vê, giống như chuồn chuồn lướt nước, lập tức liền thu hồi lại, ở trước ngực hơi đồng dạng đường cong, soạt một tiếng vãi ra, trực tiếp đánh tới hướng hồng tú liên chán. Bát quái trưởng bên trong tay roi, giống như roi không phải roi, lại là cổ lão binh khí giản thuật hóa quyền thuật, chính là một chiêu này đòn sát thủ. Ngay tại tư đồ viêm cái này một đòn sát thủ chạy chán thời điểm, Hồng Tú liên tay cũng vùng tới, chính là một chiêu roi thuật, hai nhân cánh tay đụng nhau, đầu tiên là phanh một tiếng bắp thịt đánh nhau, sau đó liên tục va chạm ba, bốn lần, lại đụng ra giống như sắt thép đụng nhau đồng dạng thanh âm. Cái này mấy chiêu biến hóa, đều mười phần đơn giản, nhưng lại khiến người ta nhìn mạo hiểm hùng vĩ, nhìn mà than thở. Chiêu thức tuy nhiên đơn giản, thanh thế lại là cực lớn. Thân thể hai người mang theo kình phong bạo hưởng, khí lưu xoay tròn, Cánh tay đập, xé rách không khí. Hai cái này lão đối thủ, đối lẫn nhau đều quen thuộc tới cực điểm. Chiêu thức phía trên, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Phải dùng chiêu thức đem đối phương đánh giết đã rất khó. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Viêm bỗng nhiên một tay đè chặt bụng, toàn thân như lão nghiêu cổ động, ầm. Nhất quyền đánh ra, không khí sinh ra vòng vòng gợn sóng. Oanh, oanh, oanh. Tư Đồ Viêm liên tiếp đánh ra 12 quyền. 12 quyền nhanh đến cực điểm, mãnh liệt tới cực điểm. Hồng Tú liên chiêu chiêu đón đỡ. 12 quyền về sau, hai người tách ra. Hồng Tú liên tóc trắng tán loạn, nàng khí tức cũng theo tán loạn. Mẹ, Lâm Chiến Thiên Hòa Lâm lập quần lập khắc lên trước, cất tiếng đau buồn hô to. Tư đồ viêm thở ra một miệng thở dài. Chúng ta đi thôi, tư đồ viêm xoay người rời đi. Là quần cùng ngô bá theo sau lưng tư đồ viêm. Là quần đã nhìn ra, Hồng Tú Liên sinh cơ đã tuyệt. Hồng Tú Liên biết không phải là đối thủ của ta, nàng chỗ lấy ứng chiến, một là muốn thể diện chết. Hai là muốn sự tình dừng ở đây, cho nên, nàng mới có thể khẩn thiết đón đỡ. Tư đồ viêm trên xe nói như vậy. Là quân nói ra, Hồng Tú Liên là thông minh, nàng dù cho không đón đỡ, một lòng tránh né, vậy cũng sớm muộn là muốn thua. Công bình giao đấu, nàng cũng không thể quay người đào tẩu. Đã sớm muộn là bại một lần, không bằng làm như vậy giòn trực tiếp. Ngài cái này 12 quyền đánh đi ra, chính là khí cũng ra. Ngược lại bảo toàn lâm ra. Tư đồ viêm cười nhạt một tiếng, nói ra, vốn không có ý định diệt bọn họ lâm ra. Người lớn tuổi, không có lớn như vậy tranh cường háo thắng chi tâm. Tư đồ ra sự tình, cũng coi là cứ như vậy giải quyết. Nhưng quỷ dị là, đại khỉ ti đám người này đến cùng thuộc tại môn phái nào lại là không có điều tra ra. Tư đồ viêm không có tiếp tục hỏi nữa, nhưng La Quân không thể cứ như thế mà buông tha. La Quân tâm lý rất rõ ràng, nếu như Đại Khỉ Ti đám người này cùng trùng hoàng có quan hệ, như vậy thân phận của mình rất có thể sẽ như vậy bại lộ. Đại Khỉ Ti các nàng theo Linh Nhi cái này đường nét đi thăm dò chính mình, liền có thể tra ra rất nhiều thứ. Nếu như là trước đó, bọn họ dọc theo đại bá Trần Lăng đường tuyến kia tra. Đường tuyến kia bên trong, mình bị tháo rời ra, như vậy bọn họ rất khó tra ra cái gì tới là quân phải đi gặp đại bá một chuyến. Hắn để tư đồ Linh Nhi cùng Tống Lăng san tại lão gia tử bên người chờ lâu một chút thời gian. Hắn thì phải đi trước gặp một chuyến đại bá. Tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh san cũng không nóng nảy về trường học, liền ngay tại trong nhà trước ở lại. Tư đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết cũng bồi tiếp tư đồ Viêm. Đây là tư đồ Viêm khó được thân tình thời khắc. Vào lúc ban đêm, là quân cùng Trần Lăng bí mật gặp mặt. Tới cùng một chỗ còn có trầm mặc nùng cùng trầm kinh lược. Tại một cô bí mật phòng ngừa bạo lực trong xe, là quân hô, trầm thúc thúc tốt, đại bá. Trầm kinh lược hơi hơi gật đầu, hắn đối la quân rất là thân mật. Trầm mặc nùng nhìn thấy la quân làm theo rất là hoan hỉ. Ngẫm lại, mọi người đã nhanh có 3 năm không gặp mặt. Trong 3 năm này, la quân cái đầu vừa dài có chút. Hắn cũng 19 tuổi. Trầm mặc nùng lại là chỗ mã đến càng thêm thành thục rung động lòng người. Mấy năm này bên trong, chúng ta cha trùng hoàng không có một chút đầu mối trần lăng nói ra nhìn trùng hoàng thật là trốn đi đang nổi lên cái gì đại kế hoạch trầm kinh lược nói ra tiểu dương lần này vội vã gặp mặt hẳn là có phát hiện gì a à? la quân gật gật đầu nói ra là có một ít kỳ quặc cho nên ta hy vọng đại bá cùng trầm thúc thúc các ngươi có thể dọc theo ta phát hiện cái này đường nét đi cha một chút trần lăng bọn người lập tức trịnh trọng nói ra người nói xem La Quân liền đem tư đồ ra chỗ chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Sự kiện này lập tức liền gây nên Trần Lăng bọn người coi trọng, Trần Lăng cùng Trầm Kinh Lược quyết định làm lại cha đại khỉ ti những người này. Bất quá, La Quân cung cấp manh mối có hạn, mà lại đại khỉ ti bọn người chưa chắc là tên thật, cho nên cha được đến có chút khó khăn. La Quân tại Yến Kinh lại đợi hai ngày, phối hợp một chút camera giám sát tìm kiếm đại khỉ ti bọn người. Mà kỳ quái là, đại khỉ ti bọn người thủy chung chưa xuất hiện tại bất luận cái gì camera giám sát bên trong. Mà lại, tại một chút cần phải trải qua đoạn đường phía trên, những camera đó đã từng xuất hiện hư hao. Những người này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tại xuất nhập cảnh phía trên, cũng không tra tìm đến đại khỉ ti bọn người. Manh mối này, không sai biệt lắm cũng là ở đây đoạn. Vô duyên vô cớ xuất hiện cái này rất nhiều cao thủ, vẫn là trực tiếp tư đổ ra. Trần Lăng Lâm vào trong trầm tư sau đó trần lăng định ngày hẹn lâm chiến thiên san sát bầy còn có tư đồ viêm lão gia tử quân thần trần lăng định ngày hẹn cho dù là tư đồ viêm lão gia tử còn có lâm chiến thiên bọn họ những người này vậy cũng là không dám không nể mặt mũi la quân thì là cùng tư đồ linh nhi các nàng về đi trường học la quân còn xin nhờ đại bá một việc cái kia chính là đem phụ mấu tiếp vào yến kinh bảo vệ gần nhất phong vân biến hóa la quân không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh Trần Lăng làm theo. Về phần Trần Lăng định ngày hẹn, cũng chưa có bất kỳ thực chất tính phát triển, chuyện này đến đây cũng có chút phát triển không đi xuống. Trần Thiên Nhai phụ mẫu làm theo liền đến Trần Lăng trong nhà. Dạng này sinh hoạt liền để Trần Thiên Nhai hòa lâm xinh đẹp đều rất không quen, nhưng Trần Lăng nghiêm túc hiểu nói cho Trần Thiên Nhai hòa lâm xinh đẹp, nếu như không phối hợp, sau cùng dẫn đến ra chuyện, đó là hội nghiêm trọng liên lụy đến La Quân. Trần Lăng vừa nói như vậy, liền thì hù đến Trần Thiên Nhai hòa lâm xinh đẹp. Hai người đồng thời cũng đã rất lo lắng La Quân, Trần Lăng nói ra, La Quân an nguy các người không cần lo lắng, hắn rất lợi hại an toàn. Trần Lăng đã nói như vậy, Trần Thiên Nhai hòa lâm xinh đẹp cũng thì yên lòng. Đối với Trần Lăng, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm. Nam đại sinh hoạt yên tĩnh mà an lành, phương diện này tràn ngập sạch sẽ cùng đơn thuần. Không có thế giới bên ngoài phức tạp như vậy cùng lục đục với nhau. Quá lo lắng nhiều thương tổn đều là thuộc về thanh xuân hạnh phúc. Không có dạng này yêu thương, nhân sinh là không hoàn chỉnh. Là quân không có dạng này yêu thương, bởi vì hắn thanh xuân sớm đã qua. Hắn không có khả năng còn đi vì một số tiểu tình tiểu ái mà thương cảm. Đối với hắn mà nói, thể nghiệm một chút cuộc sống đại học, thuận tiện bảo vệ linh nhi, đây chính là hắn tại Nam Đại một mực tiếp tục chờ đợi ý nghĩa vị trí. Còn trùng hoàng sự tình, hắn cũng không phải là rất gấp. Song lại còn có hơn 8 năm thời gian. Trùng Hoàng như thật là tốt đối phó, đây cũng là không gọi Trùng Hoàng. Tại sau khi trở về, La Quân cũng không tiếp tục cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San gặp mặt. Hắn mỗi ngày sinh hoạt bốn điểm hạng nhất, phòng học, phòng ngủ, căn tin, thư viện. La Quân dần dần minh bạch chính mình trọng sinh chuyến này ý nghĩa vị trí, cũng không phải là đơn thuần muốn bắt Trùng Hoàng, cũng không phải đơn thuần phải bảo vệ Linh Nhi. Còn có một thứ ý nghĩa trọng yếu cái kia chính là bổ sung tri thức. Vạn pháp quy nhất, cho dù là tại văn tự bên trong, trong văn học cũng có thể tìm đến đạo chân đế. Cổ lão chú ngữ cũng là từng đạo từng đạo thiên địa mật mã chìa khóa, có thể giải phong hứa bao nhiêu thần kỳ đồ, vật. Trong nhân thế rất nhiều thứ, từ trường, phần tử, lượng tử dây dưa chờ một chút, đều là cùng pháp lực có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Là quân cũng cố ý thể nghiệm cái thế giới này từ trường, phần tử. Hắn phát hiện nơi này từ trường phần tử đều không hoàn chỉnh, đây là bởi vì một cái đại quy tắc chế định. Loại này quy tắc cũng không phải là pháp lực hình thành, mà chính là cơ tại thiên đạo đại quy tắc. Tiểu quy tắc có thể dùng pháp lực chế định, nhưng đại quy tắc, thiên đạo đại quy tắc là không ai có thể thay đổi. Tựa như là có động vật vì chuột, có động vật là lợn, có sống mà làm người, đây là một loại các tổ chức quy tắc, phi pháp lực có khả năng hoàn thành. Lợi hại hơn nữa pháp thuật cũng không thể đem chuột biến hóa thành người. Chỉ có minh bạch đại quy tắc, tiểu quy tắc, thiên đạo quy tắc cùng pháp lực quy tắc khác nhau mới có thể càng tốt hơn nhận thức đến chính mình. Là quân tuy nhiên cũng coi như uyên bác chủ, nhưng trước kia hắn sách thiếu, không có học qua hệ thống đồ vật, cũng không có thể minh bạch số pi, giữ lời bao nhiêu, Newton định luật chờ một chút những vật này. Mà bây giờ hắn lại là có cơ hội để đền bù những vật này dạng này có trợ giúp la quân càng rõ ràng hơn minh bạch cái vũ trụ này cùng các cái hành tinh cùng từ trường phần tử liên hệ theo một nhìn thấy một trăm một là chúng sinh chi khởi nguyên không có một liền không có đằng sau những biến hóa kia vị trí rất nhanh tiết nguyên đán liền muốn đến tiết nguyên đán trước giờ tư đồ linh nhi gọi điện thoại cho la quân cha mẹ ta ngày mai muốn mời ngươi về đến trong nhà ăn bữa cơm tư đồ linh nhi ở trong điện thoại lạnh lùng tựa như lúc trước La Quân mới quen tư đổ Linh Nhi thời điểm. Cái này khiến La Quân có chút không thoải mái, hắn không quen Linh Nhi dạng này đợi hắn. Nhưng hắn cũng không có gì có thể bắt bẻ, đây hết thảy đều là tự mình lựa chọn. Được, La Quân vĩnh viễn cũng học sẽ không cực việt tư đổ Linh Nhi, hắn đáp ứng. Tiết nguyên đán ngày này, Thượng Hải phía dưới lên tuyết. Dương Khiết lái xe tới trường học bên trong tới đón La Quân, mà để La Quân không nghĩ tới là Dương Khiết còn mời tống Linh San. Tống Linh San mặc lấy màu trắng áo lông, nàng y nguyên thanh tú mà mỹ lệ. Sau khi lên xe, Dương Khiết lái xe. Tư Đồ Linh Nhi tại hôm qua liền đã về nhà. Trên xe, Tống Linh San là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng là cái rất ngoan ngoãn nữ hài tử, trên đường đi đều cùng Dương Khiết trò chuyện rất lợi hại vui sướng. La Quân thì ở phía sau yên lặng đợi, cũng không chen vào nói. Dương Khiết sợ lạnh rơi xuống La Quân, ngược lại là sẽ tìm một số đề tài cùng La Quân tâm sự. La Quân cũng sẽ lễ phép đáp lời. Dương Khiết nhà là một tòa lầu đôi, bên trong tu rất không tệ. Tốt về sau, La Quân cùng Tống Linh San đổi dép lê. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tư Đồ Tín Nghĩa ngay tại trong phòng bếp làm đồ ăn, Tư Đồ Tín Nghĩa tự mình xuống bếp, Linh Nhi ở một bên trợ thủ. Tống Linh San lập tức liền chạy như bay đến nhà bếp đi cùng Linh Nhi cùng một chỗ. La Quân nhàm chán ngồi trong phòng khách xem TV hắn lộ ra rất lợi hại yên tĩnh cũng không có quá nhiều lời nói dương khiết ở một bên bồi tiếp la quân ăn quả táo dương khiết tự mình tước một cái quả táo sau đó đưa cho la quân la quân tiếp nhận nói ra cảm ơn a di hắn sau đó tìm đề tài nói ra lớn như vậy nhà không có mời người hầu sao dương khiết nói ra mời nhân viên làm thêm giờ là được trong nhà mình thả cái người xa lạ luôn luôn không quá thói quen la quân a một tiếng nói ra có đạo lý sau đó la quân cũng liền cùng dương khiết không mặn không nhạt trò chuyện chỉ một lúc sau đồ ăn cũng liền làm tốt dương khiết xuất ra một bình rượu vang đỏ rượu vang đỏ đã sớm mở ra đồng thời tỉnh tốt đây là bơ tần tử trang một bình cấp chung rượu vang đỏ bốn đến khối tiền thức ăn rất lợi hại phong phú rực rỡ muôn màu tống linh san nói ra không nghĩ tới từ đồ thúc thúc tay nghề tốt như vậy hôm nay chúng ta đều có có lộc ăn. Nàng sau đó không quên nói một câu, nói, là quân, người nói có đúng hay không? Là quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên là. Tư đồ tín nghĩa cũng cười một tiếng, hắn giơ ly rượu lên, nói ra, hôm nay rất vui vẻ có thể mời đến Tiểu Dương cùng Linh San tới nhà làm khách, thúc thúc mời các ngươi. Là quân cùng Tống Linh San, còn có tư đồ Linh Nhi, Dương Khiết cũng liền đều nâng chén. Đây là một trận rất vui vẻ bữa trưa sau khi ăn xong tư đồ tín nghĩa cũng lưu tống linh san cùng la quân ở chỗ này chơi dù sao nơi này phòng trọ đầy đủ la quân biểu thị muốn rời khỏi tư đồ tín nghĩa giữ lại mấy lần không làm gì được la quân kiên trì sau cùng cũng chỉ có nói ra tốt ga à? cái niên đại này đối tử điều khiển còn không có nhạy cảm như vậy sau khi ăn cơm tối xong tư đồ tín nghĩa lái xe đưa la quân về trường học la quân từ chối không được cũng liền không lại từ chối Ngoài ý muốn là, tư đồ Linh Nhi cũng nói muốn cùng theo một lúc đi. Cái này khiến Dương Khiết cùng Tống Linh San đều ngốc ngẩn ngơ. Tư đồ tín nghĩa không có suy nghĩ nhiều, nói ra, cũng tốt, Linh Nhi ngươi vừa vặn cho lão ba làm bạn. Là quân nhìn nhiều tư đồ Linh Nhi, hắn không nói gì. Chính là buổi tối 7 giờ, bên ngoài lại rơi xuống càng nhiều tuyết, cho dù là phồn hoa Thượng Hải, lúc này trên đường người cùng xe cũng không nhiều. Xe cộ chạy rất lợi hại chậm chạp. Tư đồ Linh Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng chẳng hề nói một câu. Trong xe lộ ra rất là yên tĩnh, ngược lại là tư đồ tín nghĩa cảm thấy có chút không ổn, một thoại hoa thoại nói vài lời, về sau hắn nhìn la quân hứng thú không lớn, cũng liền không có tiếp tục nói chuyện. Bên ngoài bị bạch tuyết bao trùm, la quân nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng của hắn thực cũng không bình tĩnh. La quân trong lòng chỗ lấy không bình tĩnh, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được tư đồ Linh Nhi thất vọng cùng lãnh đạm nhưng bi ai là, là quần cái gì cũng không thể làm. Thoải mái không phải tự tư lấy cớ. Tám năm về sau, Linh Nhi cũng mới 26 tuổi. 26 tuổi là cái gì tuổi tác, là một người lớn nhất thời đại hoàng kim, vô luận thân thể, tâm tính đều là xinh đẹp nhất, mỹ hảo. Nếu như lúc này, chính mình cách Linh Nhi mà đi, đó mới là lớn nhất một loại tàn nhẫn. Là quần mình bạch Linh Nhi tâm, nàng một khi yêu mến một người, đó là sẽ không còn có thay đổi dùng mấy năm này vui thích đến đổi nàng cả đời thống khổ, là quân tự nhận là làm không được. Ưa thích một nhân tài sẽ thả tứ, mà yêu một cái liền sẽ nhẫn nại. Tuyết hoa tung bay bay là tả. Không bao lâu về sau, rốt cuộc đến Nam Đại Trường học. Tuyết vẫn là không có dừng lại, là quân nói với tư đồ tín nghĩa thúc thúc, ta liền đi trước. Tư đồ tín nghĩa gật gật đầu, nói nói tốt, chú ý an toàn. Sau khi nói xong, lại không nhịn ở trong lòng cười một tiếng. Bởi vì cùng la quân dạng này người nói chú ý an toàn, hiển nhiên là rất dư thừa. La quân xuống xe, hắn vừa đi ra mấy bước, xe kia bên trong tư đồ linh nhi cũng xuống, nàng ở phía sau hô nói các loại. La quân nào nào, tư đồ linh nhi bước nhanh chạy tới, vừa chạy ra mấy bước, dưới chân trượt đi, liền muốn té ngã. La quân thân thể nhoáng một cái, liền đến đến tư đồ linh nhi trước mặt, hắn một phát bắt được tư đồ linh nhi, tư đồ linh nhi cái này mới đứng vững. La quân chỉ là đơn giản một động tác, tư đồ linh nhi hốc mắt lại thì đỏ. Tuyết hoa bay là tả tại trên thân hai người. Làm sao, la là quân nhẹ giọng hỏi. Ta không sao, tư đồ linh nhi nói ra, nàng sau đó lại nói ta đưa tiễn ngươi. Phía dưới lớn như vậy tuyết, ngươi vẫn là mau trở lại trong xe đi, không dùng. La quân nói ra, tư đồ linh nhi đột nhiên thì nhìn la quân liếc một chút, trong mắt nàng có hận ý, lạnh giọng nói nói không cần ngươi quản. Là quân kinh ngạc, hai người thì hướng trong trường học đi đến. Phía ngoài trường học, cơ hồ đã là không hề giấu chân người. Tuyết lớn thì như thế rơi xuống, toàn bộ thế giới đều là như thế tĩnh mịch mà mỹ lệ. Tuyết rơi thời điểm, luôn luôn rất mỹ lệ, bởi vì cái này thời điểm, đã không quá lạnh, mặt đất cũng sẽ không bẩn. Tư đồ linh nhi bỗng nhiên nói nói là quân, người còn nhớ rõ sao? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chàng cảnh. Là Quân nào nào? Hắn trong trí nhớ, lần thứ nhất gặp mặt là sau khi trùng sinh trở về. Nhưng hiển nhiên, từ đồ linh nhi trí nhớ lúc lần thứ nhất đến Đông Giang Trung học thời điểm. Là Quân không nói gì, từ đồ linh nhi lại trước khi nói ra ta là mùng 2 mới chuyển tới, khi đó ta nhớ được ngươi làm việc không có làm lên, ta tại trước mặt lão sư đem ngươi bắt tới, sau đó ngươi liền bị lão sư phạt tại bục giảng đứng bên cạnh một tuần lễ. Khi đó ta cảm thấy ngươi rất lợi hại vô dụng hèn mọn không có tiền đồ ngươi liền chính mắt cũng không dám nhìn ta ta không nghĩ tới qua có một ngày ngươi dạng này tỷ thế trùng sẽ để cho ta thích la quân trầm mặc tư đồ linh nhi hôm nay lời nói đại khái là la quân nhận biết nàng về sau nhiều nhất một lần vô luận là một đời kia vẫn là một thế này tư đồ linh nhi có rất ít chậm rãi mà nói thời điểm năm thứ ba kết thúc thời điểm ngươi thật giống như biến một người ngươi dũng cảm mà không sợ thông minh mà hiếu học. Khi đó, trong lòng ta đối người đổi ấn tượng, liền xem như mắt cao hơn đầu linh san cũng cảm thấy ngươi không giống nhau. Người nói người hội thủ hộ ta, ta vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó 30 Tết, người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta thời điểm là cảm giác gì. Nhiều khi, ta cũng sẽ ở tâm lý tưởng tượng, tưởng tượng thấy chờ chúng ta cùng tiến lên đại học về sau thời gian. Ta nghĩ tới chúng ta hội tay nắm tay cùng một chỗ dạo bước tại đầu đường quà vặt, nghĩ tới mặc kệ ta muốn làm gì, Ngươi cũng sẽ không nại mà cưng chiều lấy ta, nhìn ta, thỏa mãn ta hết thảy. Ta còn đi học qua một chút nấu nướng tay nghề, ta nghĩ đến tương lai we got married, ta có thể cho ngươi làm ngon miệng thức nhắm. Ta nghĩ đến đến đại học, ta liền muốn đi học một cái bằng lái. Dạng này muốn là ngươi ở bên ngoài xã giao uống say, ta liền có thể lái xe đi tiếp ngươi. Ta nghĩ tới quá nhiều đồ, vật, nghĩ tới chúng ta hội có đáng yêu hài tử, nghĩ tới chúng ta lão, người y nguyên hội nắm tay ta, tuyệt không ghét bỏ nói đến đây thời điểm tư đồ linh nhi nước mắt chảy xuống tới nhưng là về sau ta mới biết được nguyên lai hết thảy đều là ta tại mong muốn đơn phương tư đồ linh nhi đột nhiên dừng bước la quân lòng như đau cắt đồng dạng đau nhức hắn cũng nhìn về phía tư đồ linh nhi tư đồ linh nhi nước mắt như chân trâu đồng dạng trong suốt cái bộ dáng này để la quân đau lòng tới cực điểm nàng đột nhiên nhón chân lên cũng ôm lấy la quân sau đó hôn lên la quân môi tư đồ linh nhi hôn có chút điên cuồng la quân còn đến không kịp sư vị nàng cũng đã đẩy ra la quân nói nói nhưng là từ hôm nay về sau ta sẽ không lại yêu ngươi ta hội quên ngươi bắt đầu ta tân sinh hoạt nàng sau khi nói xong quay người thì nhanh chân chạy đi la quân mắt thấy tư đồ linh nhi rời đi hắn không có nói một câu tuyết rơi lớn hơn tư đồ linh nhi một bên chạy tâm lý lại ở một bên chờ đợi mong mỏi la quân đột nhiên từ phía sau đuổi theo sau đó bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo vào trong ngực hắn. Tại ái tình thế giới bên trong, mỗi người đều là phàm phu tục tử. Tư đồ Linh Nhi làm không được vĩ đại như vậy, nàng làm không được bởi vì Tống Linh San ưa thích La Quân, bởi vậy nàng liền muốn từ bỏ. Nàng chỉ là không quen đi cùng Tống Linh San đến đoạt, đây là nàng rụt rè. Hôm nay đã lại yếu quyết đoạn, cũng là tư đồ Linh Nhi đang bức bách La Quân. Nàng càng muốn là La Quân hội lưu lại hắn nếu như là quân chịu lưu lại nàng, nàng tình nguyện bởi vậy đoạn tuyệt với Tống Linh San. Quản chi Tống Linh San là nàng tốt nhất bạn tốt nhất. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, là quân Thủy chung là không có đuổi theo. Tư đồ Linh Nhi lảo đảo trở lại tư đồ tín nghĩa trong xe. Tư đồ tín nghĩa còn chưa mở miệng, tư đồ Linh Nhi liền bắt đầu gào khóc. Đó là một loại bi thiên hồ địa khóc lóc đau khổ. Tư đồ tín nghĩa cái gì cũng không có hỏi, hắn yên lặng lái xe đối với nữ nhi cùng la quân ở giữa sự tình hắn là thanh một chút nguyên đán sau đó tư đồ linh nhi lấy một loại tiệm diện mạo mới xuất hiện tại trường học nàng nụ cười trên mặt cũng nhiều rất nhiều đồng thời còn tới hội học sinh bên trong tư đồ linh nhi nhậm chức hội học sinh phó chủ tịch nàng tích cực tham gia rất nhiều trường học hoạt động đối với đây hết thảy la quân cũng không hiểu biết chỉ là tại một tháng về sau tại trong phòng ăn hắn trông thấy tư đồ linh nhi cùng một cái khác nam sinh tay nắm theo trước mặt hắn đi qua lúc cái kia một cái chớp mắt là quân tâm lý tựa như là có đồ vật gì vỡ ra là như thế đau đớn tựa như là có người tại lòng hắn phía trên hung hăng đâm một đau đau đến không thể thở nổi hắn gắt gao nhìn chằm chằm tư đồ linh nhi bên kia tư đồ linh nhi từ đầu đến cuối lại không chú ý tới la quân cùng tư đồ linh nhi cùng một chỗ nam sinh cao lớn mà đẹp trai La Quân nhận biết nam sinh này là trong trường học giáo thảo cấp bậc nhân vật, gọi là Âu Dương. Âu Dương vẫn là chủ tịch hội học sinh, học rất giỏi, gia cảnh ưu việt, là rất nhiều nữ sinh trong suy nghĩ tình nhân trong mộng. Tư Đồ Linh Nhi cùng với Âu Dương, cái kia tại trong mắt mọi người, liền là tuyệt đối kim đồng ngọc nữ. Chí ít nhìn muốn so cùng La Quân cùng một chỗ xưng quá nhiều. La Quân không có Âu Dương cao, không có Âu Dương đẹp trai, càng không có Âu Dương khôi hài cùng hài hước. Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương cùng nhau ăn cơm, Tư Đồ Linh Nhi cười nói tự nhiên, là quân lần thứ nhất trông thấy nàng nụ cười là nhiều như vậy. Âu Dương cũng biểu hiện được cực có phong độ. Học đệ, người làm sao, không thoải mái sao? Lúc này, một tên học tỷ lo lắng nhìn về phía La Quân. Bởi vì lúc này, La Quân sắc mặt quá trắng, rất lợi hại không bình thường. Ta không sao, La Quân vội vàng nói. Cái này vừa nói chuyện âm thanh hấp dẫn đến từ Đồ Linh Nhi chú ý, nàng cũng liền thấy La Quân. Có điều nàng nhìn một chút về sau, lập tức liền chuyển di ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như là nhìn một cái bình thường người xa lạ một dạng. La Quân chạy trối chết. Thật là kỳ quái, cái này học đệ vừa mua cơm, còn không có ăn hai cái liền chạy đây. Cái kia học tỷ còn đang lầm bầm lầu bầu. Trường học rất nhanh liền thả nghỉ đông, Âu Dương cũng không phải là người địa phương, hắn nhà là tại Yến Kinh. Từ đồ linh nhi đem Âu Dương đưa đến phi trường, trước khi chia tay, Âu Dương xuất ra một cái điện thoại di động tới. đây là một cái mới Nokia điện thoại di động, giá trị hơn 5 ngàn, tuyệt đối là trên thị trường rất tốt một cái điện thoại di động, đã có rất cao pixel. Linh Nhi tặng cho ngươi, Âu Dương nói ra, đưa cho ta. Tư đồ Linh Nhi hơi hơi kỳ quái, đưa ta điện thoại di động làm cái gì? Ta nhìn ngươi cái kia khoản điện thoại di động thật sự là quá giả quá cũ kỹ, làm sao, ngươi không vui sao? Âu Dương nói ra. Tư đồ Linh Nhi lắc đầu, nói nói ta điện thoại di động dùng rất tốt, ta không cần. Âu Dương nói ra thế nhưng là, ta đã mua nha, tốt Linh Nhi, nếu không ngươi thì miễn vì khó thu cất đi. Tư đồ Linh Nhi vẫn lắc đầu, nói nói mẹ ta dạy qua ta, nữ hài tử không thể nhận nam hài tử mua quý giá lễ vật. Nếu như ngươi đưa ta sô-cô-la cùng hoa tươi, ta hội thật cao hứng. Nhưng là điện thoại di động ta không thể tiếp nhận âu dương nói nói cái này có cái gì nha ngươi là bạn gái của ta ta cam tâm tình nguyện ngươi nhìn ta mua đều mua người thì thu cất đi tư đồ linh nhi nói nói ta không muốn nàng rất lợi hại kiên quyết không có một tia chuyển hoàn đường sống cái này âu dương nói nói vậy ta đây điện thoại di động làm sao bây giờ a à? đi lui đi tư đồ linh nhi nói ra âu dương nói nói đã lui không rơi ta vốn cho rằng ngươi hội rất vui vẻ Tư Đồ Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nói nói vậy nói rõ người nào đó đối với ta giải còn chưa đủ nha. Âu Dương gặp Tư Đồ Linh Nhi cười, hắn lập tức liền đoạt lấy Tư Đồ Linh Nhi cái kia cũng điện thoại di động, nói nói điện thoại di động này còn thế nào dùng a? À? Nói xong cũng cố ý hướng xuống một rơi. Ai nha? Điện thoại di động rơi trên mặt đất, cái này phi trường mặt đất vẫn là cứng rắn, rơi xuống về sau, điện thoại di động lập tức liền không sáng. Tuy nhiên loại này Nokia lão thủ máy đều rất lợi hại rắn chắc, nhưng tư đồ Linh Nhi điện thoại di động đã dùng hơn 3 năm, cho nên vấn đề cũng bắt đầu nhiều. Trực tiếp hắc bình, tư đồ Linh Nhi vội vàng nhặt lên điện thoại di động, nàng liên tục nhấn mấy lần, Thủy Trung cũng không thể khởi động máy. Âu Dương nói nói nếu không, tư đồ Linh Nhi hung hăng chừng liếc một chút Âu Dương, quay người thì hướng ngoài phi trường mặt đi ra ngoài. Linh Nhi, Âu Dương lập tức đuổi theo hắn bắt lấy từ đồ linh nhi cánh tay nói nói thật xin lỗi ta không nên ném điện thoại di động của ngươi không có việc gì từ đồ linh nhi nhìn một chút âu dương sau đó nói ta muốn về trước đi ngươi thuận buồm xuôi gió linh nhi âu dương ngăn lại từ đồ linh nhi đường đi sắc mặt hắn có chút khó coi nói nói không phải liền là một cái rách nát điện thoại di động à người đến mức cùng ta nổi giận như vậy vẫn là nói ngươi cái điện thoại di động này đối ngươi có ý nghĩa đặc thù cho nên ngươi không nỡ đến hoán đổi tư đồ linh nhi nhìn về phía âu dương nàng nói nói ngươi muốn nói cái gì âu dương nói nói ta không muốn nói cái gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi hiện tại ngươi là bạn gái của ta ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể thẳng thắn một chút trong lòng ta chỉ có ngươi nhưng trong lòng ngươi đến cùng phải hay không chỉ có ta ta không dám khẳng định tư đồ linh nhi nói nói ta hôm nay không muốn nói những vật này ta muốn đi còn ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Nàng sau khi nói xong, âm thanh lạnh lùng nói tránh ra. Âu Dương run lên trong lòng, lập tức tránh ra. Tại tư đồ linh nhi sau khi đi, Âu Dương cầm trong tay điện thoại mới hung hăng đập xuống đất, sau đó dẫm thành nhão nhuệt. Trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm, hắn Âu Dương vốn cũng là thiên tri kiêu tử, ưa thích hắn nữ nhân có thể nói không đếm hết. Nhưng hắn lại vẫn cứ đối tư đồ linh nhi động chân tình. Tư Đồ Linh Nhi rời đi phi trường về sau, chuyện thứ nhất cũng là đến khu vực thành thị tìm tu điện thoại di động đến bảo hành cái điện thoại di động này. Cái kia tu điện thoại di động nhìn điện thoại di động này, liền nói cho Tư Đồ Linh Nhi, điện thoại di động này đã không có tu tất yếu. Tư Đồ Linh Nhi kiên trì, cái kia tu điện thoại di động không khỏi cười khổ, nói nói cái này không cần thiết a, tu cái điện thoại di động này tiền đã có thể mua một di động mới. Tiền không là vấn đề, Tư Đồ Linh Nhi nói ra bao nhiêu tiền đều muốn tu, chỉ cần có thể sửa chữa tốt. Cái kia tu điện thoại di động mới lên tiếng vậy được rồi. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, các học sinh bắt đầu lần lượt rời trường. Tống Linh San đi vào La Quân trong phòng ngủ. Nam sinh phải vào nữ phòng ngủ rất lợi hại không dễ dàng, nhưng nữ sinh phải vào nam phòng ngủ lại không có gì cánh cửa. Trong túc xá đã chỉ còn lại La Quân một người, hắn vẫn chưa dự định rời trường, cũng không dự định đi yến kinh cùng phụ mẫu tụ hợp, Nói cho cùng, La Quân cùng phụ mẫu cảm tình là không cùng tư đồ Linh Nhi muốn tới thâm hậu. Mà lại lúc này, Linh Nhi chưa chắc là an toàn. Nhưng phụ mẫu tại Yến Kinh lại là tuyệt đối an toàn, cho nên La Quân lựa chọn lưu lại. Hắn đã cùng phụ mẫu còn có đại bá thông qua điện thoại. Lâm Thiến ở trong điện thoại có một ít phê bình kín đáo, nói là cũng rất lâu chưa thấy qua La Quân. La Quân cảm thấy ái náy, nhưng không có hắn biện pháp tốt. Tống Linh San mặc lấy màu đỏ áo lông nàng lộ ra thanh tú mà mỹ lệ người vừa vào túc xá liền dẫn đến một cỗ hương khí la quân tống linh san nhẹ nhàng hô một tiếng la quân đang xem sách hắn nhìn là một bản địa lý loại thư tịch bị tống linh san như thế một hô hắn mới quay đầu la quân mặc lấy màu đen đơn bạc áo khoác hắn lộ ra trầm tĩnh mà thanh tú thời gian lắng động la quân trên thân nhiều rất nhiều nho nhã cùng dáng vẻ thư sinh cái này khiến tống linh san rất khó tưởng tượng hắn là cái kia tung hoành vô địch hiểu cao thủ linh san người tới rồi la quân mỉm cười hắn để sách xuống sau đó từ trên giường xuống tới tống linh san trong tay ôm một cái bình không biết là dùng làm gì nàng mắt nhìn bốn phía sau đó hé miệng cười một tiếng nói nói không nghĩ tới các ngươi túc xá vẫn rất sạch sẽ la quân cũng cười một tiếng nói nói không phải mỗi cái nam sinh túc xá đều là bẩn đồng dạng cũng không phải mỗi người nữ sinh túc xá đều là sạch sẽ. Tống Linh San nói nói dù sao chúng ta túc xá rất sạch sẽ. Nàng đón đến, lại nói đúng, người không chuẩn bị về nhà sao. Nghỉ đông đều thả. La Quân nói nói cha mẹ ta ra ngoài du lịch, ta ngay tại trong túc xá nhìn xem sách, rất tốt. Tống Linh San nói nói vậy sao ngươi?